HTN chúc bạn nghe truyện thư giãn. Đừng quên like video để ủng hộ kênh nhé. Mời bạn tiếp tục theo dõi tập 20. Ngoại truyện 2. Vậy anh đưa tiền tiêu vặt của mình cho ông ấy đi. Mau nhất mạng nói, thì anh tiết kiệm đi. Em không thể cho anh thêm một chút tiền sao? Diệp Tư Hàn nghĩ nếu mau nhất mạng có thể cho mình thêm một ít tiền, mình có thể chia cho ba một chút, nhưng cậu ta phải giữ lại một phần, không thể mau nhất mạng nói đưa gia đình mình thế nào không phải anh không biết con cái học hành tốn bao nhiêu tiền không bắt anh đóng học phí cho con tiền thuê bảo mẫu cũng không bắt anh trả anh còn không hài lòng sao không phải đừng có giống như ba anh mà đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng mau nhất mạng nói để anh sống nhờ em thì phải có dáng vẻ của người sống nhờ không thì em cần anh làm gì tham lam lại còn lười biếng và nghèo hèn sao? Không phải. Diệp Tư Hàng nói, để anh không giống ba anh. Anh mà giống ba anh, anh có phải cũng đi tìm người phụ nữ khác không? Mau nhất mạng hỏi. Không có. Diệp Tư Hàng nói, đi chỉ với số tiền này của anh, không thể nuôi nổi người phụ nữ khác. Anh tiêu tiền cho bản thân còn tốt hơn, còn nuôi người khác, vậy thì cuộc sống của anh phải căng thẳng biết bao. Đặc biệt sau khi Kiều Lệ Na và Diệp Quý ly hôn, Diệp Tư Hàn càng không dám nghĩ như vậy. Diệp Tư Hàn nghĩ đến cuộc sống của ba mình, ba mình thật quá ngu ngốc, dù họ đã già, ba mình cũng nên làm hài lòng mẹ một chút. Bây giờ thì hay rồi, ba mẹ ly hôn, cuộc sống của ba xuống dốc không phanh. Đừng suốt ngày nghĩ về vấn đề của ba anh nữa. Mau nhất mạng nói, lại còn phải nghĩ về gia đình mình. Ừ, anh sẽ nghĩ về gia đình dịp tư hàng nói ban đầu dịp tư hàng còn kiên nhẫn với ba nhưng thời gian dài cậu ta không còn kiên nhẫn nữa mẹ ruột không đòi tiền cậu ta nhiều bà không phải đòi tiền thì là muốn cậu ta mời đi ăn cuộc sống này làm sao sống nổi cuộc sống này không thể tiếp tục thế được dịp tư hàng chỉ có thể nói với ba mình khiến ba rất không hài lòng dù ba có không hài lòng thế nào dịp tư hàng cũng không quan tâm cậu ta có cuộc sống của riêng mình không thể suốt ngày lo cho ba Diệp Quý đi tìm Diệp Sơ Vũ, muốn Diệp Sơ Vũ cho mình ít tiền để cuộc sống tốt hơn chút. Diệp Sơ Vũ không nghĩ sẽ có ngày Diệp Quý tìm đến mình, Diệp Quý không phải có kiều lệ na nuôi sao? Ly hôn rồi à? Diệp Sơ Vũ trước đây đã nghe nói hai người này cãi nhau đòi ly hôn, nhưng cô ấy nghĩ hai người không thể nào ly hôn được. Khi họ thực sự ly hôn, nghe Diệp Quý nói xong Diệp Sơ Vũ vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Hai người đến một quán ăn ven đường bình thường, Diệp sơ vũ không thể mời Diệp quý đến nhà hàng sang trọng, chính cô ấy còn chưa từng đi, làm sao có thể để Diệp quý hưởng thụ? Mỗi tháng cho ba ít tiền, Diệp quý nói, đây để, để ba dưỡng già. Không có, đừng mơ, Diệp sơ vũ nói. Hồi đó con còn sống ở nhà ba, đó là nhà của ba, đó là nhà của vợ cũ ba. Diệp sơ vũ nói, về lúc đó chi tiêu cũng là do vợ cũ ba lo. Diệp sơ vũ nhìn thấy rõ ràng, Kiều Lệ Na đúng là một người ngu ngốc. Kiều Lệ Na luôn ngốc nghếch lo cho Diệp Quý, cô ta không biết Diệp Quý là người như thế nào. Hồi đó ba không chọn mẹ tôi, mà chọn vợ cũ của ba, giờ ba đừng đòi tôi đưa tiền. Diệp sơ vũ nói, lệ bà đâu có nuôi tôi. Có nuôi chứ, sao lại không nuôi? Sau khi con được sinh ra không lâu, mẹ con đã đưa con đến tìm ba, các người ở bên ngoài, không phải ba đã thuê nhà cho các người, còn cho tiền tiêu sao? Diệp Quý lúc đó còn ngủ với mẹ ruột Diệp sơ vũ, anh ta còn nói Kiều lệ Na không tốt thế này thế kia, vẫn là mẹ Diệp sơ vũ tốt. Nhưng khi Kiều lệ Na phát hiện hai người họ ở cùng nhau, Diệp Quý quyết đoán chọn bỏ mẹ Diệp sơ vũ, còn nói mẹ Diệp sơ vũ quấy rầy anh ta. Thời gian cũng chẳng dài, Diệp sơ vũ nói, đều số tiền đó là tiền của ba chắc là tiền ba lấy từ vợ cũ ba, ba thật là vô liêm sỉ. Ba là ba con, còn dám nói với ba như vậy à? Diệp quý nhíu mày. Chỉ vì ba là ba tôi, tôi mới nói ba như vậy. Diệp sơ vũ trừng mắt, ơ người khác không có lỗi với tôi, tôi đương nhiên không thể nói họ không phải, chỉ có thể nói ba. Con. Con. Đừng nghĩ đến chuyện lấy được tiền từ tôi, có bản lĩnh thì kiện tôi đi, tòa án phán bao nhiêu tiền dưỡng già tôi sẽ đưa bấy nhiêu. Diệp Sơ Vũ nói, lệ ba nuôi tôi được bao lâu, mà muốn lấy tiền từ tôi, ba thật là mơ đẹp quá đấy. Hồi đó nếu tôi không đe dọa các người, tôi muốn treo cổ trước cửa nhà các người, các người cũng không để tôi ở lại. Năm đó, Diệp Sơ Vũ không còn cách nào, cô ấy không muốn ở quê tùy tiện lấy một người chồng, cô ấy chỉ có thể đến thành phố. Khi tôi bị vợ cũ ba mắng, bà không đứng ra nói đỡ tôi một lời nào. Diệp sơ vũ nói lệ ba chỉ đứng nhìn tôi bị vợ cũ ba ức hiếp con nói chi tiêu trong nhà là do cô ấy lo cơ mà ba làm sao dám nói nhiều dịp quý nói ba biết điều này sao ba lại làm gì ta không vui còn làm ầm ĩ đến ly hôn dịp sơ vũ nói lệ ba chỉ là già rồi không muốn tiếp tục giả bộ làm người dưới muốn làm đại gia lật xe rồi chứ gì vợ cũ ba không thèm ba nữa vì ta bỏ mặt ba rồi ba thật sự nghĩ gì ta ưu ừ ông nhiều năm vậy sao không có bảy năm ngứa ngáy thì cũng có mười năm ngứa ngáy hai mươi năm ngứa ngáy ghi chú bảy năm ngứa ngáy đây là một cách nói ẩn dụ về hiện tượng các cặp vợ chồng sau khi kết hôn một thời gian dài thường là sau bảy năm có thể gặp phải sự nhàm chán mệt mỏi hoặc xung đột trong mối quan hệ dẫn đến việc tình cảm có thể giảm sút hoặc xảy ra ngoại tình Điều này bắt nguồn từ quan niệm rằng sau một thời gian dài chung sống, sự mới mẻ và lãng mạn trong hôn nhân có thể dần phai nhạt. Diệp Sơ Vũ cho rằng đây là lỗi của Diệp Quý, Diệp Quý nếu thật sự có bản lĩnh thì nên giả bộ cả đời. Bà không làm gì ta vui, còn mơ tưởng lấy được tiền từ tôi, bà đúng là đang nằm mơ đẹp thật. Diệp Sơ Vũ nói, về nói cho ba biết, đừng mong lấy được một đồng nào từ tôi. Tôi mời ba ăn bữa cơm này, bà đã nên cảm tạ lắm rồi mẹ con có biết con là người như vậy không dịp quý nói nếu mẹ tôi biết bà ấy nhất định sẽ rất vui dịp sơ vũ nói lây ba nói sẽ cưới mẹ tôi cuối cùng lại không cưới còn là mẹ tôi có thai trước khi cưới là mẹ tôi không thể ngẩng đầu ở làng sau đó ba muốn nuôi mẹ tôi nhưng lại không nuôi cho trọn vẹn ba nghĩ mẹ tôi không hận ba sao ba nghĩ bà ấy còn yêu ba sao Diệp Quý đúng là vẫn nghĩ mẹ ruột Diệp Sơ Vũ còn yêu anh ta. Đừng mơ nữa, vợ của ba còn không yêu ba nữa, mẹ tôi lại càng không thể yêu ba. Diệp Sơ Vũ nói. Diệp Quý không lấy được tiền từ Diệp Sơ Vũ, ăn xong cơm, anh ta ủ rũ trở về. Trong căn phòng thuê, bày biện đơn giản, tủ lạnh không có nhiều đồ ăn, trong nhà còn nhiều rác. Diệp Quý không thích tự mình dọn dẹp vệ sinh, anh ta luôn vứt hộp đồ ăn ngoài ngay đó, căn phòng sắp bốc mùi rồi. Chủ nhà không thường xuyên đến. Nếu chủ nhà đến, thấy cảnh này chắc chắn sẽ rất giận. khắp nhà toàn là ruồi. khi Diệp Quý biết Kiều Lệ Na còn có tiền đi du lịch, còn nhảy múa với những người đàn ông khác, anh ta rất không vui. có lần Diệp Quý uống hai ly rượu, anh ta chạy đi tìm Kiều Lệ Na. anh ta đứng ở ngoài cửa đập cửa âm âm. Kiều Lệ Na không mở cửa. cô ta và Diệp Quý đã không còn quan hệ gì. Kiều Lệ Na. Mở cửa, đừng tưởng tôi không biết cô ở nhà, mau mở cửa. Cô là cái gì chứ, đã già rồi, còn làm mấy trò không ra gì với những người đàn ông kia. Ngày nào cũng như vậy, cô không sợ họ lừa tiền sao? Diệp Quý đứng đó gào thét, còn Kiều Lệ Na bước đến bên cửa sắt, cô ta nhìn Diệp Quý ngoài cửa sắt. Chúng ta đã ly hôn rồi, anh còn tiếp tục quấy rối như thế này, tôi sẽ báo cảnh sát. Kiều Lệ Na cảnh cáo Diệp Quý. Cô báo cảnh sát đi, xem ai mất mặt, cô hay tôi?" Diệp Quý nói, "Lời cô chỉ là một kẻ bỏ đi, già rồi, còn xấu lại còn đi với mấy gã đàn ông đó." Kiều Lệ Na lập tức gọi điện báo cảnh sát, cảnh sát nhanh chóng đến. Diệp Quý sững sờ, anh ta không ngờ Kiều Lệ Na lại thực sự báo cảnh sát, Kiều Lệ Na quả thật không cần thể diện chút nào. Kiều Lệ Na chưa từng nghĩ đến việc bán nhà, căn nhà này từng là nơi ba mẹ cô ta sống, cô ta lớn lên ở đây từ nhỏ cô ta có tình cảm sâu đậm với căn nhà này dù dịp quý có quấy rối cô ta cũng không thể vì một dịp quý mà bán nhà đi chỗ khác mua nhà mới dù cô ta có chuyển đến chỗ khác chỉ cần vẫn ở trong thành phố này dịp quý rất có thể lại tìm ra cô ta nhìn thấy dịp quý bị cảnh sát đưa đi kiều lệ na không cảm thấy buồn ngược lại còn thấy thoải mái cô ta lẽ ra nên đối xử với dịp quý như thế từ lâu rồi cô ta đã cho dịp quý mặt mũi nhưng anh ta chỉ biết bắt nạt cô ta, chi bằng cô ta cứ mạnh tay với anh ta. Khi Diệp Tư Hàng biết chuyện này, cậu ta kể lại cho mau nhất mạng. Anh có nên đi nói chuyện không? Diệp Tư Hàng hỏi, vì cứ để họ làm ầm ĩ mãi thế này không ổn đâu. Anh định nói gì? Mau nhất mạng lườm, vì họ làm vợ chồng nhiều năm như vậy, người ngoài sớm đã biết họ là loại người gì rồi. Anh là con trai, không thể quản chuyện của người lớn chi bằng để họ làm ầm ĩ là một thời gian rồi cũng chán anh mà nhảy vào họ hỏi anh đứng về phe nào anh nói sao nói đứng về phía họ ở bên mẹ thì nói đứng về mẹ ở bên ba thì nói đứng về ba chẳng phải rất đơn giản sao dịp tư hàng nói nói thì dễ nhưng nếu họ nhờ anh làm việc gì thì có dễ không mau nhất mạng nói về nếu anh không làm chẳng lẽ họ sẽ không biết sao Mao Nhất Mạng cảm thấy Diệp Tư Hàng thật ngốc nghếch. Có lẽ Diệp Tư Hàng nghĩ mình thông minh, nhưng những sự thông minh nhỏ nhặt đó không đủ dùng. Vậy chúng ta không đi giảng hòa à? Diệp Tư Hàng hỏi, để họ tiếp tục làm âm ý. Người khác có nói chúng ta quá nhẫn tâm, không quan tâm đến họ không? Có gì mà phải quan tâm? Mao Nhất Mạng nói, họ không phải trẻ con ba tuổi, họ biết mình đang làm gì. Chỉ cần không có chuyện lớn, không đánh nhau đến mức vào bệnh viện thì anh đừng quan tâm ba gần đây đi tìm dịp sơ vũ cô ấy không chịu đưa tiền dịp tư hàn nói cô ấy là chị của anh anh không coi cô ấy là chị trước đây ba anh cũng không coi cô ấy là con gái giờ lại mong cô ấy nuôi ba anh à mau nhất mạng nói anh nghĩ hay thật cái gì cũng dám nghĩ không sợ ngã đâu bị người ta cắn cho một phát dù sao ba cũng là ba của cô ấy Diệp Tư Hàng nói, bà không chỉ là ba của riêng anh. Đã bảo anh đừng quan tâm, anh hiểu ý em chưa? Mau nhất mạng nói. Được được, không quan tâm, không quan tâm. Diệp Tư Hàng có chút sợ hãi mau nhất mạng, nghe theo em, em nói gì thì là cái đó. Vậy mới đúng. Mau nhất mạng nói. Anh đừng có mà lăng xăng làm gì. Họ bây giờ không có chuyện gì lớn, dù ba có đến tìm anh, bảo anh đi tìm mẹ, anh cũng đừng đi. Được, không đi. Diệp Tư Hàng nói. Em không thể quản người khác, chỉ quản được gia đình nhỏ này của chúng ta. Mau nhất mạng nói, tụi em không ngại con không có ba ruột, con vẫn có thể có ba dượng. Đừng, vẫn cần ba ruột chứ, ba dượng làm sao tốt bằng ba ruột được. Diệp Tư Hàng vội vàng nói, để anh nhất định sẽ không quản mấy chuyện đó nữa, yên tâm đi, anh nói được làm được. Kiều Lệ Na đã nhìn thấu bộ mặt thật của những người này, cô ta bây giờ không có việc gì thì cũng sẽ không tìm con trai và con dâu. Cô ta không phải dịp quý, cô ta có chút tiền trong tay, đợi sau khi nghỉ hưu còn có lương hưu, cô ta không cần dựa vào con trai để sống. Còn dịp quý lại thích nói với dịp tư hàng rằng Kiều Lệ Na rất hoang đường, anh ta phàn nạn với dịp tư hàng. Con nói xem mẹ con có phải là đang tiêu tiền bậy bạ không, trước đây không cho ba đi nhảy quảng trường giờ mẹ con lại đi nhảy còn bỏ tiền ra mua đồng phục cho mọi người dịp quý nói số tiền đó chi cho bản thân không tốt sao sao lại tiêu cho mấy người đó dịp quý nghĩ nếu kiều lệ na đưa số tiền đó cho anh ta cuộc sống của anh ta không biết sẽ thoải mái đến mức nào nhưng kiều lệ na lại không chịu đưa tiền cho anh ta khi ly hôn kiều lệ na thuê luật sư rất giỏi Điều này khiến Diệp Quý không thể chiếm được lợi, Diệp Quý tự cho rằng mình đã tiêu tốn rất nhiều tiền cho Kiều Lệ Na, cuối cùng, anh ta chỉ nhận được một chút tiền, thật không công bằng. Tuổi trẻ của anh ta đã mất rồi. Kiều Lệ Na còn chưa nói tuổi trẻ của cô ta bị Diệp Quý làm lỡ dở, nhưng Diệp Quý đã có suy nghĩ như vậy. Diệp Quý cho rằng Kiều Lệ Na đã lấy anh ta, thì cả đời Kiều Lệ Na không nên ly hôn, không nên để anh ta sống cô độc như thế này lúc về già bà bớt nói vài câu này đi đủ rồi đấy diệp tư hàng nói đây mẹ không phải đã chăm sóc ông bà nội rồi sao giờ số tiền đó cũng là của mẹ tòa án đã phán quyết rồi đáng ghét diệp quý nói đây bà ta dựa vào xuất thân tốt nếu không thì nếu không bà cũng không để ý đến bà ấy diệp tư hàng nói nếu không có ba còn có thể là con của bà ta sao con bây giờ có thể sống tốt như vậy sao Diệp quý lùm Diệp Tư Hàn, rồi còn có biết nghĩ cho người ba ruột của mình không? Mẹ cũng là mẹ ruột của con mà. Diệp Tư Hàn lẩm bẩm. Kiều Lệ Na không quan tâm Diệp quý sống vui hay không, dù sao cô ta cũng rất vui, có thể đi chơi, không phải lo lắng về ăn uống, không phải tính toán chi tiêu, không phải lo lắng tháng sau có đủ tiền hay không. Cô ta như trở về thời chưa kết hôn, có thể tiêu nhiều tiền hơn, tự do hơn một chút những đêm khuya thanh vắng kiều lệ na cũng cảm thấy rất cô đơn cô ta lặng lẽ khóc một mình ban ngày cô ta chơi rất vui vẻ náo nhiệt nhưng đêm về cô ta trở về nhà một mình nghĩ đến những chuyện trong quá khứ nghĩ đến sự tốt đẹp của gia đình nếu năm đó cô ta nghe lời ba mẹ không lấy dịp quý thì bây giờ cô ta có phải không đến nỗi thảm thế này không niềm vui ban ngày không phải là giả nỗi cô đơn ban đêm cũng không phải là giả kiều lệ na không thể tìm đến con trai và con dâu con trai và con dâu đều ghét cô ta cô ta tránh xa họ là tốt nhất những người bạn cũ của kiều lệ na vẫn không thèm để ý đến cô ta họ không còn cùng một thế giới nữa dù họ biết kiều lệ na đã ly hôn họ cũng không nghĩ đến việc nối lại quan hệ với cô ta kiều lệ na không nghĩ họ có thể quay về quá khứ cô ta không đi tìm họ cô ta không muốn bị họ từ chối như vậy sẽ khiến cô ta cảm thấy rất không vui có người hỏi kiều lệ na có muốn tái hôn không kiều lệ na nói thẳng đời không lấy chồng nữa tôi không muốn làm từ thiện những người có tiền không để ý đến kiều lệ na kiều lệ na cũng không muốn nuôi con trai con gái cho người khác thà tự mình sống tự do tự tại tôi phải tận hưởng thời gian của riêng mình kiều lệ na nói để tôi không phải không có tiền không có chỗ ở cần gì phải tự tìm một ông chồng để hầu hạ tìm một ông chồng rồi lại có thêm vài ông chồng khác giống như nhà họ diệp Kiều Lệ Na đã chịu đựng đủ những chuyện đó, cô ta chỉ muốn sống thoải mái hơn. Người khác nghĩ cô ta cô đơn cũng được, họ nghĩ cô ta đáng thương cũng được, cô ta vẫn sống như trước đây, sống theo cách mình muốn. Lần này, Kiều Lệ Na quyết tâm sống theo ý mình, chắc chắn sẽ đúng, cô ta không thể sai lầm cả đời, không thể không chọn đúng một lần. Khi Quý Văn Văn 3 tuổi, cô bé rất nghe lời mẹ mình mẹ bảo cô bé nói gì trước mặt ba cô bé sẽ nói y như vậy cô bé là con út lại kiêu ngạo nghĩ rằng mọi người trong nhà đều phải cưng chiều mình ba ơi chị cướp mất kẹo của con ba ơi anh không thèm đáp lại con anh chỉ nghe lời chị thôi ba ơi anh chị có phải không thích con không quý văn văn thường xuyên nói những lời này trước mặt ba muốn ba quan tâm đến mình mẹ đã nói rồi nếu mình không vui thì phải nói với ba những điều mà cô Giang không tiện nói, đều bảo Quý Văn Văn đi nói. Trẻ con thường không biết kiên về, mà tuổi của Quý Văn Văn lại vừa đủ, để Quý Văn Văn nói thì ba cũng sẽ không trách móc gì nhiều. Ba Quý nghe Quý Văn Văn nói những lời này, ông ấy không nghĩ tất cả đều là lỗi của con trai con gái lớn, mà đa phần là do vợ dạy Quý Văn Văn nói vậy. Ba Quý làm việc trong nhà máy, không phải là người cái chuyện gì cũng không hiểu. Trước đây, cô Giang thường dở trò trước mặt ba Quý, ba Quý đều biết rõ chỉ là ông ấy không vạch trần. Ba quý nghĩ quý văn văn còn nhỏ, đợi một hai năm nữa, nếu quý văn văn vẫn như vậy, thì ông ấy sẽ phải dạy dỗ cô bé nhiều hơn. Buổi tối, khi ba quý và cô Giang ở trong phòng, ông ấy còn ám chỉ vài câu với cô Giang. Văn văn còn nhỏ, sau này đừng nói những lời không hay trước mặt con bé. Ba quý nói, Ê đừng làm hư con bé. Tôi có nói gì đâu. Cô Giang đáp, tuy không phải tôi muốn nói, nhưng chúng nó lớn rồi, sao có thể cướp đồ của văn văn chứ? Bà chỉ chuẩn bị đồ cho mỗi văn văn thôi sao? Bà quý hỏi, văn văn còn nhỏ. Dù con bé nhỏ, nhưng bà đâu còn nhỏ nữa. Bà quý nói, ở nhà mình đâu có nghèo đến mức không có gì ăn, bà đừng chỉ chuẩn bị cho mỗi văn văn. Nếu bà chuẩn bị đủ đồ, anh chị nó có cướp không? rõ ràng là do bà chuẩn bị quá ít, ít. Ông đâu có ở nhà? Cô Giang đáp. Tôi đã hỏi rồi, là anh trai thấy em gái không có đồ ăn, thấy em gái nhìn văn văn ăn nên mới cướp. Bà Quý nói. Văn văn cũng là em gái nó mà. Cô Giang nói. Văn văn có mẹ ruột chăm sóc, còn bé không thiệt thòi đâu. Bà Quý nói, để còn sang sang không có mẹ ruột chăm sóc, phải sống với mẹ kế. Những thứ không đắt tiền, bà không thể chuẩn bị thêm sao hay là bà để dành cho chỗ khác lần sau tôi sẽ chuẩn bị thêm cô giang nói cô giang vốn dĩ muốn ba quý đi trách mắng quý sang sang và anh trai nhưng không ngờ ba quý vẫn chỉ quan tâm đến quý sang sang và anh trai bà quý không đủ quan tâm đến quý văn văn điều này khiến cô giang rất bực bội trước đây bà ta từng nghĩ sinh con cho chồng rồi thì chồng sẽ đối xử tốt hơn với mình ai ngờ rằng sinh con xong chồng lại càng ít quan tâm đến mình hơn đừng lúc nào cũng nhỏ mọn như vậy bà quý nói lê phải rộng lượng một chút để mọi người đều vui vẻ bà như vậy chỉ làm mọi người khó chịu thôi hiểu không hiểu rồi cô giang nói bà quý nói xong với cô giang cô giang tất nhiên sẽ nói lại với quý văn văn khi ba quý và mọi người khác ra ngoài cô giang kéo quý văn văn sang một bên con thật sự chẳng có chút ít lợi nào. Cô Giang nói, Lê bị bắt nạt mà không biết khóc à. Khóc nhiều vào. Con không khóc, chỉ đến tìm ba con đòi công bằng, ba con sao có thể bên vực con được, ông ấy chỉ nghĩ có phải anh chị con bị ấm mức không, ông ấy không quan tâm con đâu. Mẹ ơi! Quý văn văn thấy mẹ như vậy, cô bé cảm thấy mẹ thật đáng sợ. Con còn biết gọi mẹ à, còn không biết làm theo lời mẹ nói cô giang nói lề nếu con làm theo lời mẹ bà con đã không nói mẹ rồi thật là con chẳng biết làm gì cả bà con chỉ biết đến anh chị con thôi không đặt mẹ con mình vào mắt quý văn văn bị mẹ dọa sợ mẹ nói nhiều lần rồi mà con còn không biết cô giang nói mẹ con nếu sau này con còn như vậy đừng mong có đồ ăn ngon cô giang nói không được mẹ không cho con đồ ăn ngon con sẽ tìm ba." Quý Văn Văn Dũng cảm nói. "Con. Cô Giang thấy con gái như vậy, chỉ cảm thấy cô bé không nghe lời." Cô Giang tức giận muốn đánh con gái nhưng không đánh. Bà ta sợ đánh con, chồng không vui. Bà Quý biết việc cô Giang làm, sợ Quý Văn Văn bị dạy hư. Vì vậy ba Quý tự mình dạy dỗ Quý Văn Văn, còn mua đồ ăn cho cô bé. "Mẹ con nói gì về anh chị của con?" ba quý hỏi quý văn văn còn nhỏ lại được ba quý dẫn đi chơi và mua đồ ăn nên dễ dàng nói cho ba quý biết những gì mẹ nói mẹ nói anh chị không thích con họ không muốn có đứa em gái như con anh chị rất xấu họ sẽ bắt nạt con quý văn văn nói ơi mẹ còn nói anh chị vì không có mẹ nên muốn con cũng không có mẹ quý văn văn còn nhỏ nhớ không nhiều lắm nhưng mẹ nói nhiều lần nên cô bé nhớ những điều đó mẹ nói rất nhiều. Quý Văn Văn nói, lời con không nhớ hết. Mẹ không cho con chơi với anh chị. Quý Văn Văn đôi khi muốn chơi với anh chị, nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ nói như thể anh chị sẽ ăn thịt cô bé, không cho cô bé lại gần họ. Đừng nghe lời mẹ con, mẹ con không cho con chơi với anh chị là sai. Bà Quý nói, vì họ là anh chị ruột của con, còn đối tốt với họ, họ cũng sẽ đối tốt với con. Nhưng mẹ nói đừng sợ mẹ. Bà quý nói, ừ nghe lời ba, không nhất thiết phải nghe lời mẹ, biết không? Mẹ con không thích anh chị con, nên không muốn con thích họ. Nhưng anh chị cướp đồ của con. Quý văn văn nói, là mẹ con nói vậy, mẹ cố tình để họ cướp. Bà quý nói, để anh chị chỉ muốn chơi với con, họ là anh chị ruột, rất thương con. Bà quý không biết quý sang sang và anh trai có thật sự thương quý văn văn không, ông ấy chỉ biết ba đứa trẻ đều là con mình ông ấy không thể để chúng mâu thuẫn phải để chúng hòa thuận nếu ba quý biết vợ dạy quý văn văn như vậy thì không nên sinh thêm con với người sau nhưng đứa trẻ đã ra đời ba quý phải có trách nhiệm không thể để cô bé sinh hư họ có thương con không quý văn văn nghi ngờ thương ba quý nói nghe lời ba ba có thời gian sẽ dẫn con đi chơi con thấy không anh chị rất cô đơn bà ít khi chơi với họ mà chơi với con nhiều hơn anh chị nhường con họ rất thích con quý văn văn không biết ba quý nói có đúng không chỉ biết rằng ba quý sẽ chơi với mình nên rất vui đây là bí mật của hai ba con đừng nói với mẹ biết không ba quý nói biết rồi ạ à? quý văn văn nói nào móc ngoéo ba quý nói móc ngoéo quý văn văn nói ba quý thường bận rộn ông ấy còn phải dành thời gian dạy dỗ quý văn văn không để cô bé bị cô giang làm hư cô giang thấy chồng muốn chơi với con gái tâm trạng cũng tốt hơn còn quý sang sang và anh trai không nói gì nhiều ba quý đã nói với họ quý văn văn là em gái em còn nhỏ ba quý phải dạy dỗ nhiều không để em hư quý sang sang nghĩ mình không hư nên ba quý không cần chơi nhiều với mình còn em gái có thể hư bà quý mới phải chơi với em nhiều. Cô ấy là chị, không ghen tị, để ba quý dạy dỗ em. Có sự dạy dỗ của ba quý, quý văn văn không bị cô Giang làm hư. Cô Giang không ngờ ba quý dạy dỗ quý văn văn như vậy, bà ta thường bận rộn với việc nhà mẹ đẻ. Cô Giang thường mang đồ về nhà mẹ đẻ, đôi khi quý văn văn thấy, quý văn văn không vui. Mẹ, đó là đồ của con, con còn muốn ăn. Quý văn văn không muốn mẹ mang đi. Đừng ăn nữa. Cô Giang nói, lời con thay răng rồi, đừng ăn nhiều đồ. Để các cậu con ăn chút, các cậu con cũng không dễ dàng gì. Đồ chơi của con đâu? Quý văn văn hỏi. Để ba con mua cho đồ chơi mới. Cô Giang nói, ê đồ chơi này cũ rồi, con chơi cũng chán rồi, đừng chơi nữa. Khi Quý Văn Văn nghe thấy những lời này, cô bé lập tức nghĩ đến việc bảo ba mua cho mình đồ chơi mới. Ba quý biết cô Giang luôn đem đồ chơi của quý văn văn về nhà họ Giang. Ông ấy cũng không hề ngạc nhiên vì cô Giang luôn làm như vậy. Ba quý không cho quý văn văn gây gỗ với cô Giang, vì nếu vợ ông ấy không sợ chồng không vui, vẫn tiếp tục gửi đồ về nhà mẹ đẻ, thì chắc chắn bà ta cũng không bận tâm quý văn văn có gây gỗ hay không. Thấy chưa, mẹ con không thương con đâu, bà ấy chỉ thương các anh chị họ của con thôi. Ba quý nói vâng mẹ không thương con quý văn văn gật đầu con nhớ này đừng tin những gì mẹ con nói con nhìn anh chị ruột của con đi họ đâu có giành giật gì với con cũng không đem đồ của con cho người khác nhưng mẹ con thì khác bà ấy luôn đem đồ của con cho người khác các anh chị họ của con không tốt đâu bà quý nói họ luôn dành đồ với con bà nói đúng quý văn văn nói bà không lừa con đúng chứ bà quý nói con thấy hành động của mẹ con thường ngày rồi đó vâng bà không lừa con quý văn văn nói dưới sự dạy dỗ của ba quý quý văn văn dần thay đổi thái độ với quý sang sang và anh trai khi quý văn văn lớn lên quý sang sang kết hôn quý văn văn vẫn thường tìm đến quý sang sang quý văn văn biết quý sang sang không muốn can thiệp vào những chuyện của mình nhưng cô ta vẫn tin chị gái sẽ không làm hại mình mẹ mới là người không tốt cô giang thấy quý văn văn luôn tìm đến quý sang sang tâm trạng không vui vẻ lắm con tìm quý sang sang làm gì khi quý văn văn vui vẻ trở về nhà cô giang nhăn mặt hỏi cô ta nó đâu phải chị ruột của con nó sẽ không tốt với con đâu vậy mà con còn qua đó chị ấy là chị ruột của con quý văn văn nói chị ấy lạnh lùng là vì mẹ mẹ đối xử tệ với họ, họ mới không thể tốt với con. Quý văn văn cảm thấy mình thật sự rất khó khăn, mẹ ruột thì không đáng tin, nếu không tìm đến chị gái thì tìm ai đây? Con nói bậy bạ. Cô Giang nói. Mẹ có thể không tốt với con sao? Mẹ tốt với mấy người gian tuệ phương hơn. Quý văn văn nói. Con tưởng mẹ đã quên mất mình có đứa con gái như con rồi. Ai lại quan tâm đến con của người khác mà không quan tâm đến con mình chứ? cô giang nói chuyện đó không chắc đâu quý văn văn nói cô giang nghe ra ý tứ trong lời nói của con gái cô ta đang mỉa mai bà ta cậu con cũng không dễ dàng gì nên mẹ mới giúp họ nhiều hơn cô giang nói các anh chị họ của con dừng lại quý văn văn nói đừng nói về họ trước mặt con mẹ muốn cưng chiều họ thì cứ cưng chiều con không muốn cùng mẹ cưng chiều họ đó là lỗi của con sao con bé này sao mà không hiểu chuyện vậy cô giang nói chúng ta có thể làm khó con sao chuyện đó không chắc quý văn văn nói cô giang không biết nói gì con gái sao lại trở nên như thế này bà ta nhớ lúc nhỏ con gái còn rất nghe lời càng lớn càng bướng bỉnh khi quý sang sang giới thiệu đối tượng cho quý văn văn cô giang lại có điều muốn nói dù quý văn văn nói không có vấn đề gì nhưng cô giang vẫn điều tra và vẫn nghi ngờ có chuyện gì đó mình chưa biết có lẽ là phía nhà trai che giấu quý sang sang biết nhưng không nói cô giang lo quý sang sang sẽ hại quý văn văn nên đặc biệt tìm đến con gái bà ta đóng cửa lại để con nghe bà ta nói con nghe lời quý sang sang như vậy không sợ bị nó hại chết sao cô giang nói tay chọc vào trán quý văn văn đã nói nhiều lần rồi còn phải nói nữa à Quý Văn Văn nói: Kết hôn vốn dĩ đã có rủi ro, con người thay đổi, chúng ta không thể đảm bảo người ta sẽ tốt mãi, chỉ có thể kiểm tra quá khứ, thậm chí hiện tại cũng không chắc chắn. Con chỉ biết nói tốt cho Quý Sang Sang. Cô Giang nói: Phải đề phòng nó một chút. Đừng nói hết mọi chuyện cho nó biết. Con đâu có nói hết mọi chuyện cho chị ấy biết đâu. Quý Văn Văn nói: Con đâu có ngốc làm sao có thể nói hết mọi chuyện của mình ra tất nhiên phải giữ lại một số chuyện quý văn văn giấu mọi chuyện với người khác ngay cả mẹ ruột cũng giấu nếu con quyết định kết hôn với người quý sang sang giới thiệu con phải chuẩn bị tinh thần người đàn ông đó sau này có thể sẽ thay đổi cô giang nói con nên tích lũy thêm tiền nếu không giữ được tiền thì đưa cho mẹ giữ đừng đưa tiền cho mẹ cuối cùng tiền đó sẽ trở thành của cậu hết quý văn văn nói đâu có cô giang nói vậy tiền lì xì của con đâu quý văn văn nói mẹ giúp con giữ tiền lì xì nhiều năm rồi tiền đó đi đâu hết rồi đừng nghĩ quý văn văn không biết trước đó cô ta đưa tiền lì xì cho mẹ mẹ lập tức đem tiền đó cho cậu những người này thậm chí còn lấy tiền trước mặt cô ta họ nghĩ cô ta còn nhỏ không hiểu chuyện dù lúc đó cô ta không hiểu nhưng lớn lên cô ta đã hiểu ra. Quý văn văn tự nhận không phải kẻ ngốc, cô ta không quên mọi chuyện. Mẹ luôn nói chị không tốt, nhưng hiện tại chị không hề đối xử tệ với con. Quý văn văn nói, chị không giành đồ của con, cũng không lấy đồ của con rồi nói xấu con. Con qua đó vài lần, nói chuyện với chị, chị không phải giúp con giới thiệu đối tượng sao? Con nghe mà không hiểu. Cô Giang nói, phải đề phòng nó một chút, cũng đề phòng chồng con, chắc chắn không sai. Con biết mà, tất nhiên phải đề phòng." Quý Văn Văn nói. Quý Sang Sang từng nói với Quý Văn Văn rằng phụ nữ phải thông minh hơn, không thể tin vào vài lời ngọt ngào của đàn ông. Những người đó nói lời ngọt ngào không có ý nghĩa gì, có thể nói với mình thì cũng có thể nói với người khác. Đàn ông còn nói cám dỗ bên ngoài rất nhiều, họ chỉ phạm phải lỗi mà nhiều đàn ông mắc phải quý văn văn thấy chị nói rất đúng bên ngoài ít người đáng tin ngay cả người thân còn có thể phản bội mình huống chi là người chồng không có quan hệ máu mủ đừng nghĩ rằng kết hôn là thành một gia đình đàn ông vẫn coi phụ nữ là người ngoài đừng lo lắng về những chuyện này quý văn văn nói thực ra người cần đề phòng nhất là cậu nếu cậu muốn lấy đồ từ con mượn tiền từ con còn không thể cho mẹ đâu có bảo con cho Cô Giang nói: "Hiện tại không, nhưng sau này chưa chắc." Quý Văn Văn nói: "Đúng như Quý Văn Văn nghĩ, sau khi cô ta kết hôn, cô Giang thật sự đại diện cho anh em bà ta tìm đến Quý Văn Văn mượn tiền." "Không có, không thể mượn được." Quý Văn Văn nói thẳng. "Đó là cậu con, mượn không nhiều, còn không cho mượn sao?" Cô Giang nhăn mặt. "Bất kể bao nhiêu đều không có." Quý văn văn nói. Trước đó đã mượn hai lần, giờ lại mượn. Tiền trước chưa trả, lại muốn mượn tiếp, nghĩ con là kẻ ngốc sao? Có ai lại nói cậu mình như vậy? Cô Giang nói. Mẹ nghe rồi đó, sau này sẽ còn có nữa, con vẫn sẽ nói như vậy về cậu. Quý văn văn nói. Cứ luôn tìm con mượn tiền, mẹ muốn chồng con bất mãn với con sao? Mẹ muốn chúng con ly hôn thì mẹ mới vui sao? mẹ không có ý đó cô giang nói chúng ta không có ý đó nếu không có ý đó đừng nói chuyện mượn tiền nữa quý văn văn nói nói chuyện đàng hoàng với con con lại như vậy cô giang nói con chính là như vậy quý văn văn nói con chỉ muốn sống tốt cuộc sống của mình mấy cậu có cuộc sống của họ còn không thể giúp họ quý văn văn từ chối cô giang khiến bà ta cảm thấy mất mặt sau đó cô giang tự tìm tiền để giúp đỡ người nhà giang quý văn văn biết hành động của cô giang nhưng cô ta không nói gì thêm khi giang tuệ phương qua đời cô giang gây rối khi người nhà họ quý muốn đưa cô giang vào viện dưỡng lão quý văn văn không phản đối quý văn văn biết nếu cô ta phản đối cô ta sẽ phải chịu trách nhiệm với cô giang cuộc sống của cô ta sẽ trở nên hỗn loạn đó là mẹ ruột của cô ta đúng nhưng một người mẹ không biết nghĩ cho con ruột, tốt nhất là giữ khoảng cách, khoảng cách tạo nên cái đẹp, cũng giúp duy trì tình cảm gia đình lâu dài hơn. Dù mẹ cô ta có điên điên khùng khùng, không nhận ra cô ta, còn đánh cô ta, quý văn văn vẫn nhẫn nhịn. Cô ta biết nếu không đến thăm mẹ thường xuyên, người khác cũng chỉ làm qua loa. Là mẹ con với nhau kiếp này, cô ta thực sự nên làm nhiều hơn chút. Khi Giang Tuệ Phương chưa rời khỏi nhà máy, cô ta luôn nhờ tiểu trần giúp mình làm việc những gì cô ta không muốn làm không thích làm đều giao cho tiểu trần cô ta có một người cậu làm phó giám đốc nhà máy mọi người đều phải nể cô ta trừ phi ai đó không sợ bị trù dập thì trong nhà máy này không có nhân viên cấp thấp nào có quan hệ cứng như cô ta tiểu trần luôn làm việc thêm giờ để giúp giang tuệ phương các nhân viên khác không quan tâm liệu tiểu trần có làm thêm giờ hay không họ chỉ quan tâm làm xong việc của mình để về sớm không ai rảnh mà giúp tiểu trần khi thấy người khác đều đã về tiểu trần cảm thấy khó chịu cô ấy nghĩ mọi người trong văn phòng đều không giúp đỡ mình họ chỉ biết chăm lo cho công việc của mình mà không quan tâm đến cô ấy cô ấy là người ở tầng lớp thấp nhất trong văn phòng này cảm giác như mọi người đều bắt nạt cô ấy bộ trưởng từ không giao nhiều việc cho tiểu trần khi phân công công việc bà ấy luôn chia đều cho mọi người để ai cũng có thể hoàn thành sớm nếu có ai không hoàn thành đó là người mới chưa quen việc mà người mới thì cần phải tự học hỏi, không thể cứ mãi dựa vào người khác. Các chị sắp về rồi sao? Một lần, Tiểu Trần thấy người khác đang nói cười chuẩn bị về, cô ấy cố ý hỏi một câu. Đúng rồi, chúng tôi sắp tan ca, em có muốn về cùng không? Lâm Lan Hương hỏi. Em còn phải sắp xếp lại hồ sơ, vẫn chưa xong. Tiểu Trần trả lời. Vậy em làm đi. Lâm Lan Hương nói các chị có thể giúp em một chút không? Tiểu Trần hỏi. Nhà chị còn việc, không có thời gian. Lâm Lan Hương nói. Lần sau, em sẽ giúp các chị. Tiểu Trần chưa nói hết câu, Lâm Lan Hương đã đi ra ngoài. Những người khác đã về từ lâu, họ không có ý định nghe Tiểu Trần nói gì. Nói lần sau giúp làm việc, đừng mơ, họ chỉ nói cho có. Đến lần sau, có lẽ Tiểu Trần vẫn chưa làm xong việc cô ấy còn sẽ tìm người khác giúp. Tiểu Trần thấy mọi người đi nhanh như vậy, sắc mặt rất khó coi. Cô ấy chỉ nhờ họ giúp một chút việc nhỏ, không phải quá nhiều, họ giúp một chút, mỗi người chỉ mất khoảng 10 đến 20 phút là xong. Nhưng họ không muốn giúp cô ấy, giúp cô ấy làm việc còn phải chịu trách nhiệm về các hồ sơ, tại sao họ phải làm. Mọi người đều biết rõ, Tiểu Trần giúp Giang Tuệ Phương làm việc, nếu họ giúp Tiểu Trần, thì sao? Sau này, Tiểu Trần sẽ tiếp tục nhờ họ giúp đỡ thì sao? Không phải là họ nói sau này Tiểu Trần sẽ giúp họ, hoặc là cô ấy mời họ một bữa là xong. Khi nhà máy có lãnh đạo mới, Giang Tuệ Phương bị phó xưởng trưởng Quý nói phải tự động từ chức, Tiểu Trần rất vui. Cô ấy nghĩ không phải giúp Giang Tuệ Phương nữa, cô ấy sẽ sống tốt hơn. Nhưng Tiểu Trần đã nghĩ quá nhiều, cô ấy quá muốn thể hiện mình, muốn cho mọi người biết cô ấy rất giỏi cô ấy nghĩ rằng dù khương mộng giao có quan hệ dù khương mộng giao là sinh viên đại học tiểu trần cũng không quan tâm cô ấy nghĩ rằng khương mộng giao có thể thăng chức thì cô ấy còn xứng đáng hơn tiểu trần cố ý làm thêm giờ dù công việc đã xong cô ấy vẫn ở lại nhà máy muốn lãnh đạo thấy sự nỗ lực của mình cô ấy nghĩ rằng giám đốc mới đặc biệt muốn giám đốc mới chú ý đến mình khi nhà máy cho khương mộng giao làm phiên dịch tiểu trần rất không hài lòng cô ấy nghĩ mình cũng có thể Tuy nhiên, Tiểu Trần không biết từ nào ngoài tiếng Trung, cô ấy không thể làm phiên dịch. Khi Khương Mộng Giao làm phiên dịch, Tiểu Trần lại nghĩ Khương Mộng Giao toàn làm những việc đó, không làm việc của bộ phận, điều đó là không được. Tiểu Trần luôn chú ý đến Khương Mộng Giao, có thể vì Khương Mộng Giao trẻ trung, tuổi tác của họ cũng sắp xỉ nhau. Sau đó, Tiểu Trần và Giang Tuệ Phương càng gần gũi hơn, hai người như chị em tốt, cùng nhau đi dạo, cùng nhau đi ăn. Hôm đó, họ lại cùng nhau đi ăn tại nhà hàng. Cô không biết đâu, bây giờ Khương Mộng Giao rất đắc ý, mọi người đều nịnh nọt cô ấy. Tiểu Trần biểu môi, vì ai cũng nói cô ấy có năng lực, chẳng phải vì mẹ cô ấy là bạn của bộ trưởng sao? Cô ấy bề ngoài làm việc, nhưng thực tế thế nào, ai mà biết được? Loại người như cô ấy, khó đối phó. Giang Tuệ Phương nói, đời trông có vẻ có năng lực, thực tế thật khó nói. Lúc trước tôi làm việc đều công khai, như cái người Khương Mộng Giao này, toàn ngấm ngầm dùng thủ đoạn, giang tuệ phương cố ý nói vậy cô ta muốn kích động tiểu trần để tiểu trần đối phó với khương mộng giao bộ trưởng không có khả năng sẽ đối xử tệ với khương mộng giao làm sao có thể từ bỏ tình bạn nhiều năm như vậy giang tuệ phương nói lê bộ trưởng chắc chắn sẽ giúp khương mộng giao che giấu không để các cô biết khương mộng giao làm không tốt dù sao nếu công việc tốt đó là công của khương mộng giao công việc không tốt là lỗi của các cô đúng vậy chính là như vậy bộ trưởng luôn nói Khương Mộng Giao làm việc tốt. Tiểu Trần Phụ Hòa, nhưng họ luôn nói tôi làm không tốt, rõ ràng tôi đã bỏ nhiều thời gian, nhưng họ vẫn nói tôi. Họ muốn dìm tôi xuống, không cho tôi hơn Khương Mộng Giao, muốn Khương Mộng Giao đạp lên đầu tôi. Đến khi có cơ hội thăng chức, họ sẽ để Khương Mộng Giao lên. Rất có thể. Giang Tuệ Phương nói. Họ nghĩ Khương Mộng Giao có bằng cấp cao, là sinh viên, nên phải cho cô ấy thăng chức. Họ không nghĩ đến các cô cũng rất khó khăn, các cô cũng làm việc vất vả, chẳng lẽ vì bằng cấp thấp, phải để người có bằng cấp cao thăng chức sao? Đó có phải là quá bất công không? Đúng, rất bất công. Tiểu Trần gật đầu. Sau đó, khi nhà máy tổ chức cuộc thi, cần người dẫn chương trình. Bộ trưởng tự nhiên về để Khương Mộng Giao làm, Tiểu Trần không đồng ý, cô ấy muốn ganh đua với Khương Mộng Giao, khương mộng giao không muốn ganh đua với cô ấy cô ấy còn làm ầm lên với xưởng trưởng cuối cùng cả tiểu trần và khương mộng giao đều không làm người dẫn chương trình khương mộng giao không bận tâm cô vốn không muốn nổi bật tiểu trần lại quá muốn nổi bật tiểu trần không vui cô ấy lại tìm đến giang tuệ phương tôi cảm thấy không thể ở lại bộ phận này nữa tiểu trần kéo giang tuệ phương đi dạo trong công viên mới như vậy mà đã muốn bỏ cuộc rồi sao giang tuệ phương nói tôi ở đây họ chỉ coi thường tôi tiểu trần nói để tôi muốn đổi sang bộ phận khác như bộ phận hành chính sau này họ cần lấy đồ phải đến bộ phận hành chính giang tuệ phương nghe vậy cô ta cảm thấy lời tiểu trần nói có lý để cô tự xem xét nếu không muốn ở lại phòng tuyên truyền thì chuyển sang bộ phận khác đừng tự treo cổ trên một cái cây tôi cũng nghĩ vậy Tiểu Trần nói, từ khi chuyển sang bộ phận mới, tình hình sẽ khác. Có thể. Giang Tuệ Phương nói, cô ta muốn xem Tiểu Trần làm khó Khương Mộng Giao thế nào. Sau khi Tiểu Trần chuyển sang bộ phận hành chính, có rất nhiều công việc vặt vảnh. Khi Tiểu Trần biết mình phải làm những việc này, cô ấy rất không vui, không muốn làm. Bộ phận chúng ta chính là làm những việc này mà. Một người nói, liệu trước khi đến đây cô không tìm hiểu sao? chúng ta chủ yếu làm các công việc hậu cần để mọi người yên tâm làm việc thật phiền phức tiểu trần nói khi khương mộng giao đến lấy bút giấy và các vật dụng khác tiểu trần nói lời một mình cô dùng nhiều đồ như vậy sao không sao lấy nhiều một chút các đồng nghiệp khác trong bộ phận hành chính nói đây để, để tôi giúp cô đường không xa cần gì giúp tiểu trần nói cô im miệng đi đồng nghiệp trong bộ phận hành chính trừng mắt nhìn Tiểu Trân. Những thứ này đều là của công ty, vốn dĩ để mọi người dùng. Đôi khi một người đến lấy nhiều đồ, một người lấy dùng cho nhiều người. Hơn nữa, họ một lần lấy nhiều, không phải mang về nhà mà để trong phòng dùng. Một tháng một lần, lấy nhiều một chút, có gì mà không được. Nhà máy không quy định mọi người không được dùng những thứ này, mỗi tháng định mức mua sắm của bộ phận hành chính đủ để mọi người dùng có rất ít người lấy những thứ đó về nhà. Người ở phòng tuyên truyền rất tốt, mỗi tháng lấy không nhiều, họ không ăn cắp mang về nhà. Đưa một hai cây bút về nhà cũng không có vấn đề gì, có khi họ còn làm việc ở nhà. Đồng nghiệp trong bộ phận hành chính giúp Khương Mộng Giao lấy đồ, cảm thấy Khương Mộng Giao rất tốt, cô không nói người khác lấy hay bảo họ mang đến. Có vài bộ phận thích gọi họ mang đồ đến, nếu không kịp mang đến, họ còn bị nói. Tiểu Trần nghĩ cô ghê gớm, chỉ là một nhân viên cấp thấp mà nhiều lời. Giám đốc bộ phận hành chính biết việc của Tiểu Trần, cảm thấy rất vô lý. Tiểu Trần có vấn đề, những thứ đó đều là của công ty. Giám đốc bộ phận hành chính nhắc nhở Tiểu Trần, cô ấy lại không cảm thấy mình sai. Họ lấy nhiều như vậy làm gì, hết rồi lấy tiếp. Tiểu Trần nói, bị ai biết họ lấy về làm gì. Cô mang đồ về nhà thì nghĩ người khác cũng vậy sao? giám đốc bộ phận hành chính nói đều là đồ cũ nên tôi mới mang về tiểu trần nói toàn là báo mới cô cũng mang về bán còn nói là đồ cũ giám đốc bộ phận hành chính nói không ai đọc mà tiểu trần nói tiểu trần rất giỏi làm ầm ĩ khi khương mộng giao thăng chức có đoàn làm phim đến phỏng vấn tiểu trần còn chạy đến nói linh tinh trước mặt đoàn phim giám đốc nhà máy và mọi người đều nghĩ tiểu trần bị điên rồi Nhà máy rất nhân đạo, đối xử tốt với phụ nữ mang thai. Họ là công ty quốc doanh lớn, phải làm gương bảo vệ phụ nữ mang thai. Vì vậy, nhà máy không sa thải Tiểu Trần khi cô ấy mang thai. Phải biết rằng trong thời kỳ này, nhiều công ty không có quy định bảo vệ phụ nữ mang thai. Những công ty quốc doanh này đi đầu trong việc bảo vệ phụ nữ mang thai, Tiểu Trần còn lợi dụng điều đó. Khi Tiểu Trần sinh con trai, cô ấy đang trong thời kỳ cho con bú cộng thêm nhiều chuyện rắc rối khác. Cô ấy muốn tự kinh doanh để kiếm tiền, chính vì điều này mà cô ấy quyết định nghỉ việc. Nếu không phải vì ý muốn tự kinh doanh để kiếm tiền, có lẽ Tiểu Trần vẫn chưa nghỉ việc mà đợi đến khi nhà máy sa thải cô ấy. Tiểu Trần bắt đầu đi bán hàng rong, lúc đó cô ấy mới biết kinh doanh không dễ dàng. Cô ấy nghĩ không có việc làm, cô ấy sẽ cố gắng buôn bán và chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền. Nhưng sau khi nghỉ việc và bắt đầu kinh doanh, cô ấy mới nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản việc làm ăn quá khó khăn điều này khiến tiểu trần rất đau đầu chồng cô ấy còn thường xuyên trách móc cô ấy cô ấy đi tìm việc nhưng không ai nhận cô ấy nhiều người biết những hành động trước đó của cô ấy họ lo ngại khi tiểu trần vào làm sẽ gây ra nhiều rắc rối nên tốt nhất là không nhận cô ấy có vài nơi đồng ý cho tiểu trần thử việc nhưng cô ấy lại có nhiều tật xấu nên họ nhanh chóng đuổi tiểu trần sau đó tiểu trần cãi nhau với giang tuệ phương khiến Giang Tuệ Phương sảy thai một bé trai đã thành hình. Tiểu Trần không dám tìm gặp Giang Tuệ Phương nhiều vì cô ấy nghĩ Giang Tuệ Phương đã lợi dụng cô ấy, khiến cô ấy trở nên như vậy. Việc Giang Tuệ Phương sảy thai càng làm Tiểu Trần thêm hoang mang, cô ấy không dám xuất hiện trước mặt Giang Tuệ Phương. Tiểu Trần lại đi tìm việc nhưng không có công việc nào lâu dài. Sau đó, cô ấy còn tiếp tục gây rắc rối với Giang Tuệ Phương, cô ấy cho rằng giang tuệ phương là nguyên nhân khiến cô ấy không thể có công việc ổn định hai người cứ thế mà tranh cãi mãi gia đình tiểu trần vốn đã có người có vấn đề về tâm lý sau khi trải qua những chuyện này tiểu trần cũng trở nên điên loạn điều này khiến chồng cô ấy rất không hài lòng anh ấy không ngờ vợ mình lại bị vấn đề về tâm lý một người vợ như vậy cần được chăm sóc nhưng anh ấy lại phải đi làm việc nếu không làm việc thì cả nhà sẽ chết đói thời gian trôi qua chồng tiểu trần quyết định đuổi cô ấy về nhà mẹ đẻ để ba mẹ cô ấy chăm sóc ba mẹ tiểu trần nhìn thấy cô ấy trong tình trạng này cũng không biết làm sao con rể không muốn con gái họ nữa họ không thể đuổi con gái mình đi nên vẫn phải chăm sóc cô ba con muốn được thăng chức con muốn kiếm rất nhiều tiền con muốn trở thành đại gia con giỏi hơn họ giỏi lắm rất giỏi đó là khi tiểu trần còn tỉnh táo cô ấy chỉ nói những câu đơn giản khi tình trạng xấu hơn tiểu trần sẽ la hét điên cuồng hoặc nói những câu kỳ quặc không được động vào cơm này là để cho ma ăn á à, bên trong có rất nhiều ma họ muốn xem tôi tắm tôi không tắm đâu những người đó đều là người xấu mọi người hãy giúp tôi đánh họ đi tình trạng tâm lý của tiểu trần không tốt ba mẹ cô ấy quyết định đưa cô ấy vào bệnh viện tâm thần nhưng cũng không có tác dụng gì tình trạng của tiểu trần không khá lên ở bệnh viện tâm thần cô ấy vẫn điên loạn rất ít khi tỉnh táo ba mẹ tiểu trần từng nghĩ đến việc cho cô ấy tái hôn để có người chăm sóc nhưng với tình trạng của cô ấy không ai muốn nhận cô ấy họ không còn cách nào khác là ba mẹ họ rất hối hận nếu biết trước tiểu trần không chịu nổi áp lực công việc họ đã không để cô ấy đi làm mà nên gả cô ấy sớm để cô ấy làm nội trợ nhưng họ cũng biết, ngay cả khi làm nội trợ, có thể con gái họ vẫn sẽ gặp áp lực và trở nên như vậy. Uống thuốc nào? Y tá nói. Không uống, không uống. Tiểu Trần lắc đầu mạnh, cô ấy không muốn uống thuốc. Y tá không quan tâm Tiểu Trần có muốn uống hay không, vẫn phải cho cô ấy uống thuốc, đôi khi sẽ dỗ dành, đôi khi không muốn dỗ thì sẽ nghiêm khắc hơn. Giang Tuệ Phương biết Tiểu Trần vào bệnh viện tâm thần, cô ta còn cố tình đến thăm một lần. Giang Tuệ Phương rõ ràng rất hận Tiểu Trần, nếu không phải vì Tiểu Trần làm cô ta sảy thai, cô ta không cần phải tráo đổi con gái ruột của mình, cô ta đã có con trai và không cần sinh thêm đứa nữa. Cả đời tôi bị cô phá hủy rồi. Giang Tuệ Phương cố tình nói trước mặt Tiểu Trần. Phá hủy. Phá hủy. Tiểu Trần ôm một con búp bê rách, vì cô có muốn ở đây không? Tôi không nhường giường cho cô đâu, đó là giường của tôi. Cô nên ở đây cả đời." Giang Tuệ Phương nói, "Lời cô cả đời này cũng đừng mong ra ngoài." "Đi đâu?" "Đi ăn ngon à?" Tiểu Trần nghiêng đầu hỏi. "Cô ư, cô còn muốn ăn ngon?" Giang Tuệ Phương cười khẩy. Ngay sau đó, Tiểu Trần bất ngờ lao vào Giang Tuệ Phương, đánh đấm, giật tóc cô ta. Giang Tuệ Phương rõ ràng không ngờ Tiểu Trần sẽ hành động như vậy, cô ta nghĩ Tiểu Trần giờ là một bệnh nhân ngoan ngoãn. Y tá còn nói tình trạng của Tiểu Trần hiện tại khá tốt. Giang Tuệ Phương không thể ngồi yên bị đánh, cô ta cũng đánh trả Tiểu Trần. Y tá nhanh chóng chạy đến kéo hai người ra, vì hai người không phải là bạn sao? Cô biết cô ấy là bệnh nhân tâm thần, sao còn chấp nhặt? Tôi không phải bạn cô ta. Giang Tuệ Phương nói, đời cô ta làm tôi sảy thai, làm sao có thể là bạn tôi? Rõ ràng y tá không ngờ chuyện lại như vậy sau vụ này, y tá không dám để người khác tùy tiện gặp bệnh nhân nữa. Con trai Tiểu Trần rất ít khi đến thăm mẹ, cậu sợ bị người khác biết cậu có người mẹ bị tâm thần, sợ bị chê cười. Đôi khi Tiểu Trần nhớ đến con, cô ấy còn kêu muốn gặp con, nhân viên gọi điện cho người giám hộ, ba mẹ Tiểu Trần nói con trai không muốn gặp mẹ, bảo nhân viên dỗ dành Tiểu Trần. Bệnh viện tâm thần có nhiều bệnh nhân, Tiểu Trần đôi khi còn chơi cùng họ. đồng nghiệp cũ của tiểu trần biết cô ấy bị tâm thần họ không nghĩ nhiều đến những việc xấu cô ấy từng làm chỉ nghĩ cô ấy bị thế thì cũng không lạ khi cô ấy làm nhiều chuyện họ không hiểu nổi hóa ra là vì tâm lý không ổn định sau đó ba mẹ tiểu trần đón cô ấy về nhà vì ở bệnh viện tâm thần phải trả tiền hai ông bà không có nhiều tiền muốn tiết kiệm nên đưa cô ấy về nhà có một lần tiểu trần đi chợ cùng mẹ lúc mẹ quay lại thì cô ấy đã chạy mất không biết tung tích mẹ tiểu trần phải báo cảnh sát may mắn là đã tìm thấy cô ấy con đừng chạy lung tung biết không mắt mẹ tiểu trần đỏ hoe nhiều phụ nữ vô gia cư và phụ nữ tâm thần bị những người đàn ông không có tiền đưa về nhốt trong chuồng lợn họ không coi phụ nữ là người ba mẹ tiểu trần vẫn còn chăm sóc cô ấy không muốn cô ấy chịu khổ khi cô ấy mất tích họ vẫn biết đi tìm cô ấy không hề từ bỏ chuyện tìm kiếm con gái nhưng tiểu trần không nghe lời ba mẹ cô ấy chỉ chơi đồ chơi cười khúc khích ngốc quá mẹ tiểu trần vừa buồn vừa giận mẹ tiểu trần không trách ai được gia đình họ vốn có người bị tâm thần bà ấy nghĩ con gái mình sẽ không như vậy nhưng cuối cùng cô ấy vẫn trở nên như thế ngốc ngốc mọi người đều ngốc tiểu trần cười đi nhiều ngốc quá mẹ ơi con muốn ăn dưa hấu được mẹ tiểu trần nói nhưng trong lòng lo lắng khi họ không còn con gái họ sẽ ra sao sau này khi ba mẹ tiểu trần qua đời anh chị em của cô ấy không muốn chăm sóc cô ấy người trong cộng đồng còn lo lắng cho cô ấy hơn tiểu trần vẫn điên điên khùng khùng chạy vào nhà hàng đôi khi lật bàn khiến chủ quán tức giận tiểu trần đã bị đuổi đánh nhiều lần nhưng cô ấy vẫn không biết hối cãi con trai của tiểu trần nhìn thấy mẹ mình như vậy cậu đã chạy đến thành phố khác không quay về chăm sóc mẹ. Cuối cùng, Tiểu Trần chết cống trên mặt hồ đóng băng trong công viên, áo khoác của cô ấy đã cởi ra, chỉ còn lại quần áo mỏng manh. Người khác không biết cô ấy đã chết như thế nào, nhiều nhất là cảnh sát điều tra một chút, xác định đây không phải là tai nạn nhân tạo, rồi cũng kết thúc vụ án. Sau khi nhà họ Tiêu sụp đổ, mẹ Tiêu, Đường Quế Chi và Tiêu Hải đều bị cảnh sát khống chế. Chỉ có con trai của vợ chồng Đường Quế Chi, tiêu á tân là không bị khống chế vì tiêu á tân đã trốn thoát có người thông báo cho tiêu á tân tiêu nguy cũng nghĩ tiêu á tân nên trốn thoát là tốt hơn có quá nhiều người trong gia đình bị cảnh sát khống chế nên phải có người lo liệu có rất nhiều người chết bao gồm cả người lớn và trẻ em đang đi học tiêu nguy ở lại hiện trường trời mưa vào ban đêm nhưng anh ta vẫn không rời đi đây là một việc lớn anh ta nghĩ mình nên ở lại để thể hiện thái độ tích cực của gia đình họ Tiêu, rằng họ sẽ tích cực bồi thường và những người bị hại sẽ không phàn nàn quá nhiều. Mưa ngày càng lớn, ban đầu chỉ là mưa lất phất, nhưng sau đó thì mưa càng lúc càng to. Những nhân viên cứu hộ không rời đi, họ không thể rời đi vào lúc này, dù mưa có lớn đến đâu, họ cũng phải ở lại và tiếp tục đào bới, hy vọng sớm đưa được những người còn sống ra ngoài. Nếu họ dừng lại ngay bây giờ, những người bị chôn vùi sẽ chỉ còn con đường chết. Mưa xuống làm cho những người còn sống bên dưới càng thêm khốn khổ. Ba mẹ của những đứa trẻ bị chôn vùi cũng tham gia đào bới bằng tay không, tay họ đã chảy máu nhưng họ vẫn tiếp tục, họ muốn nhanh chóng đào bới và sớm đưa con mình ra ngoài. Tiêu Hồng Diệp nhìn thấy cảnh tượng đó từ xa, cô ta không dám tiến lại gần. Cô ta mang họ tiêu, nhưng cô ta không cho rằng việc này liên quan đến mình, cô ta không phải là người yêu cầu họ xây dựng thêm tầng, cô ta thậm chí còn báo cáo việc vi phạm xây dựng của họ với văn phòng khu phố. Cô ta đã cắt đứt quan hệ với những người này từ lâu, không ai có thể trách cô ta. Cô không qua đó giúp sao? Di Triệu nhìn thấy Tiêu Hồng Diệp. Tôi là phụ nữ, không có sức lực như vậy. Tiêu Hồng Diệp đáp, ừ không giúp được. Nếu họ đồng ý phá dở sớm, dù họ không muốn chia tiền cho tôi, nhưng nếu họ đã phá dở thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy chính họ tự không muốn phá dở muốn lấy thêm tiền điều này có thể trách tôi sao cô cũng mang họ tiêu mà dì triệu nói hộ khẩu của tôi không ở đây tiêu hồng diệp đáp đi hộ khẩu của tôi ở nhà chồng nhà cửa ở đây không liên quan gì đến tôi tôi đã cắt đứt quan hệ với họ là người thân làm gì có thù hận qua đêm Dì Triệu nói. Vậy cũng không thể được, khi có lợi ích thì đuổi chúng tôi đi, khi gặp khó khăn thì bắt chúng tôi bỏ tiền ra. Tiêu Hồng Diệp nói, lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi không thể giải quyết. Đây không phải là việc tôi gây ra, họ đừng tìm tôi, tôi không thể giúp được. Ít nhất cũng giúp một chút chứ. Di Triệu nói, đời các người đều là một gia đình, em trai cô cũng đang bận rộn kia kìa. Nó là đàn ông, nếu nó không giúp, chẳng lẽ lại muốn tôi giúp sao? tiêu hồng diệp nói lời tôi đã đến đây xem rồi không phải sao tôi thấy cô chỉ đứng đó trông có vẻ rất nhẹ nhàng dì triệu nói nhẹ nhàng gì đâu tiêu hồng diệp không nghĩ mình nhẹ nhàng ừ nhìn thấy họ như vậy tôi cũng thấy đau lòng những gia đình có người bị chôn vùi còn đau lòng hơn dì triệu nói không nói nữa tôi còn việc ở nhà phải về rồi tiêu hồng diệp nói Tiêu Hồng Diệp lo sợ những gia đình nạn nhân sẽ tìm đến cô ta, cô ta không thể quản lý được nhiều việc như vậy. Việc này vẫn phải để Tiêu Nguy xử lý, Tiêu Nguy có tiền và mối quan hệ, Tiêu Hồng Diệp biết mình không thể giải quyết những việc này, cô ta không thể bồi thường cho những người đó. Một người con gái đã lấy chồng không thể quản lý những việc này. Con gái đã xuất giá như bát nước đổ đi. Lúc này, Tiêu Hồng Diệp mới hiểu được câu nói mình là bát nước đổ đi khi đòi chia tiền giải tỏa thì nói mình cũng mang họ tiêu, là một phần của gia đình, nhưng khi gặp chuyện lại nhanh chóng phân rõ ranh giới. Dì Triệu thấy Tiêu Hồng Diệp đi rồi, bà ta đuổi theo hai bước, từ nhà hàng sủi cảo nhà họ Khương còn gửi sủi cảo đến, nhà cô. Nhà tôi còn không đủ bán. Tiêu Hồng Diệp nói, về nếu mang hết đồ đến đây, người nhà tôi phải uống gió Tây Bắc sao? Tiêu Hồng Diệp không nghĩ đến việc mang đồ từ cửa hàng của mình đến, những đồ đó đều phải bán để kiếm tiền nhà họ khương rất biết cách kiếm tiền các người lúc nào cũng đến ăn sủi cảo tiêu hồng diệp nói về nếu các người không đến nhà họ đến cửa hàng của tôi tôi sẽ mang đồ đến đây di triệu dừng lại nghe tiêu hồng diệp nói bà ta chỉ cảm thấy tiêu hồng diệp quá lạnh lùng những người không liên quan đến nhà họ tiêu hay những người bị chôn vùi đều mang sủi cảo đến còn có người tự nguyện giúp đào bới thậm chí còn dọn dẹp những viên đá bên cạnh còn tiêu hồng diệp lại nói những lời như vậy những người nhà họ tiêu thật đáng ghét di triệu quay lại hiện trường dù tiêu nguy có ở hiện trường nhưng nhiều người biết tiêu nguy đang làm dáng anh ta ở lại đó để thể hiện sự ăn năn sẽ bồi thường cho những người bị hại để họ không trách mất không trách sao điều đó là không thể đã có người chết mọi người đã giải tỏa chỉ có nhà họ tiêu không giải tỏa không giải tỏa thì thôi, lại còn xây thêm tầng, nhà nguyên bản đã xây thêm một tầng, sau đó lại xây thêm hai tầng rưỡi. Nếu không có hai tầng rưỡi xây thêm sau đó này, có lẽ ngôi nhà này sẽ không sụp đổ, và cũng sẽ không có nhiều người chết như vậy. Nhân viên văn phòng khu phố đến, họ cũng bận rộn. Nhưng họ đều biết, dù có xảy ra chuyện, họ không thể thoát khỏi trách nhiệm. Nhà họ tiêu quá khó chơi, họ không chịu nghe lời của nhân viên văn phòng khu phố, nhân viên thì nghĩ đến việc kéo dài, hoặc để người khác giải quyết giờ đây sự việc đã trở thành như vậy nhân viên văn phòng khu phố không thể nói việc này không liên quan đến họ nếu không có người chết việc này còn có thể xử lý nhẹ nhàng nhưng có quá nhiều người chết vượt qua một ngưỡng nhất định sự việc này không còn là việc nhỏ không cần nhân viên văn phòng khu phố nói nhiều tiêu nguy tự nguyện nói sẽ bồi thường việc này là lỗi của nhà họ tiêu chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường đầy đủ mọi người cứ yên tâm tiêu nguy nói đời chúng tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm mọi người hãy yên tâm tiêu nguy nghĩ chỉ cần gia đình mình bồi thường cho những người đó việc này sẽ đơn giản dù họ yêu cầu bồi thường thêm điều đó cũng không sao miễn là việc này qua đi chỉ cần dùng tiền để giải quyết đó không phải là vấn đề các người nghĩ chúng tôi tham tiền nhà các người sao một bà lão mắt đỏ hoe người thân của bà đã bị chôn vùi những người nhà nạn nhân nhìn thấy thi thể được đưa ra họ đều lo lắng người thân của mình cũng sẽ trở thành một thi thể mưa đã tạnh mọi người vẫn đứng đó họ không muốn rời đi họ muốn chờ người thân của họ có thể người thân của họ vẫn còn sống đang đợi họ họ không thể nghỉ ngơi quá sớm họ phải tiếp tục ở lại có người lao vào đánh tiêu nguy nhân viên văn phòng khu phố phải ngăn lại đừng đánh nữa trong nhà họ tiêu chỉ có anh ta có thể làm chủ Di Phùng nói: để các người đánh anh ta, anh ta không quản việc này, các người tìm máy. Mẹ anh ta, anh trai, chị dâu đều đã đến đồn cảnh sát, chỉ còn con trai anh ta, các người có thể mong cậu ta ra làm việc sao? Di Phùng cho rằng Tiêu Á Tân càng không đáng tin cậy, nếu thật sự muốn tìm người, phải tìm Tiêu Nguy. Tiêu Nguy có tiền, hộ khẩu của anh ta không ở đó, nhà hàng của mẹ Tiêu Nguy cũng không lấy tiền của anh ta cảnh sát không khống chế tiêu nguy vì anh ta không phải là người hưởng lợi. Nếu để tiêu á tân xử lý, cậu ấy không thể lấy ra được số tiền đó. Mọi người ngồi lại nói chuyện. Dì Phùng nói. Người đã chết, nói gì nữa? Ai đó nói, vì nói chuyện tiền bạc sao? Làm như chúng tôi tham tiền của anh ta vậy. Các người nghĩ chúng tôi là ai, vì tiền mà để người thân chết sao? không ai muốn người thân của mình chết đi như vậy, họ đều hy vọng người thân của họ sống tốt, không gặp chuyện gì. tuy nhiên, sự việc đã đến mức này, họ không biết nói gì. nhiều lời trách móc, nhưng nói nhiều người ta cũng miễn dịch, người ta mặc dày mà bồi thường, đó là việc họ phải làm. ai đó nói, đây đừng nghĩ rằng bồi thường rồi thì việc này sẽ kết thúc. đều là hàng xóm láng giềng. lúc họ làm việc giết người, sao không nghĩ là hàng xóm láng giềng? Ai đó nói. Đây là tai nạn. Tiêu Nguy giải thích. Không phải tai nạn. Những người đó không ngu, không thể bị Tiêu Nguy lừa. Đây là lỗi của nhà họ Tiêu, ngôi nhà là của họ, ban đầu là nhà cấp 4, sau đó đã xây thêm một tầng, rồi xây thêm. Họ rõ ràng biết ngôi nhà thế nào, đã có người tìm họ, nói nhà không thể xây thêm, nhưng họ không chịu phá dở, còn muốn mở nhà hàng mẹ tôi không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy nếu biết trước chắc chắn họ không xây thêm tiêu nguy nói nếu anh không cho họ tiền họ cũng không xây thêm ai đó nói để họ muốn gì anh cũng cho anh có tiền anh giỏi lắm chắc có người đã mất mạng tiêu nguy còn nói đó là tai nạn tai nạn khốn nạn này đây là tai nạn do con người gây ra nếu tiêu nguy không cho tiền nếu người nhà họ tiêu không xây thêm tầng nhà có thể mọi chuyện sẽ không xảy ra. Anh trai chị dâu của các người đều đã mua nhà, các người còn muốn xây thêm tầng nhà. Xây thêm nhà để cho thuê, các người đúng là bị tiền làm mờ mắt. Trước đây khi động đất, không phải đã nói tường bị nứt rồi sao? Các người còn không để tâm đến chuyện đó. Những người xung quanh đều nói như vậy, khiến Tiêu Nguy không kìm được mà lẩm bẩm một câu, để các người đều biết tường nứt rồi, vậy mà còn để người nhà các người đến ở vì phùng nghe thấy tiêu nguy nói câu này sắc mặt lập tức thay đổi nhà họ tiêu mở nhà hàng họ còn mời mọi người đến ăn nói là giá rẻ không phải ai cũng giàu có có người không có nhiều tiền họ chỉ muốn tiết kiệm một chút nếu những người đó có đủ tiền họ cũng không muốn đến nhà hàng nhà họ tiêu ăn có nhiều người không đến ăn ở nhà hàng nhà họ tiêu vì tiêu hồng diệp từng bỏ vỏ cây anh túc vào bánh bao điều đó không có nghĩa là không có người khác đến ăn để tiết kiệm một chút tiền, họ đã đánh đổi cả mạng sống. Tiêu Nguyên nhanh chóng nhận ra mình nói sai, lập tức nói ngay, từ không chỉ có tường bên nhà chúng tôi nứt, mà còn nhiều chỗ khác cũng nứt. Chúng tôi thực sự không ngờ. Có nhiều thứ các người không ngờ được lắm. Di Phùng lạnh lùng nói, để chúng tôi đã khuyên các người nhiều lần, yêu cầu các người phá dở, các người không chịu. Bây giờ sự việc đã thành ra thế này, đừng biện minh nữa. Di Phung cảm thấy bực bội, những người này đều bị liên lụy. Bà ấy không muốn bị liên lụy, bà ấy đã lớn tuổi rồi, nếu bị xử phạt, thì không còn hy vọng gì nữa. Di Phùng, tôi sẽ bồi thường. Tiêu Nguy nói, từ một xu cũng không thiếu, nhưng nếu họ muốn coi tôi là cái hố để đổ tiền vào, thì không được. Kế hoạch bồi thường cũng phải hợp lý và hợp tình. Tiêu Nguy liếc nhìn những người đó một cái, để tôi là người sẽ giải quyết những việc này thay mẹ tôi nhưng tôi cũng phải xem tình hình những người đó đều tức giận có người nghĩ rằng lấy tiền trước rồi nói sau tiêu nguy kiếm được tiền nên có chút kiêu ngạo lần này xảy ra chuyện lớn tiêu nguy ở hiện trường rất lâu nhưng kiên nhẫn dần mất đi đặc biệt là khi người khác liên tục trách móc anh ta và đánh chửi anh ta anh ta cảm thấy bực bội không kìm được mà nói những lời này người khác chỉ thấy tiêu nguy thật đáng ghét rõ ràng anh ta đang đe dọa họ nếu họ không nghe lời tiêu nguy sẽ không bồi thường đáng ghét thực sự rất đáng ghét người nhà bị thương chết rồi mà còn bị tiêu nguy đe dọa như vậy tiêu nguy cúi đầu nhưng lại không cúi đầu mãi có lẽ anh ta nghĩ rằng phải dùng cả uy và tình không thể hoàn toàn mềm mỏng nếu không người khác sẽ đòi hỏi quá đáng anh ta không biết rằng hành động này chỉ làm tăng thêm sự tức giận của những người đó họ đều rất tức giận có người tính khí nóng nảy Lao lên đấm tiêu nguy một cú. được rồi, đừng đánh nữa. Di phùng và những người khác phải ngăn lại. mẹ anh ta, anh trai chị dâu anh ta đều sống tốt. người đó nói, để anh ta mất cái gì. nói đến bồi thường, ai muốn dùng mạng đổi lấy tiền của anh ta. anh ta không biết nói chuyện, mọi người đừng chấp nhận với anh ta. Di phùng nói. tôi thấy anh ta là cố ý. người đó nói để anh ta có phải nghĩ chúng tôi đều là lũ hề chỉ biết đòi tiền con tôi đã chết rồi tiền có ích gì người đó chỉ muốn con mình muốn con mình sống chứ không phải một cái xác lạnh lão con anh ấy còn nói muốn đi chơi công viên nhưng anh ấy không dẫn con đi nói đợi con học tốt sẽ dẫn đi nếu biết trước sẽ như vậy anh ấy đã sớm dẫn con đi chơi công viên bây giờ con anh ấy không đi chơi công viên người đó cảm thấy con anh ấy chắc chắn có nhiều tiếc nuối tại sao mình lại không đồng ý với con một người đàn ông trưởng thành mắt đỏ hoe còn rơi nước mắt anh ấy thực sự rất đau lòng con anh ấy là bảo bối anh ấy không thể quên đi đứa bé này được con tôi còn chưa lớn còn muốn đi nhiều nơi tôi còn chưa dẫn nó đi người đó đưa tay lau nước mắt ê e chưa dẫn nó đi ăn ngon chưa thấy nó vào đại học nó nếu ông bà nội nó biết họ sẽ đau lòng biết bao Tiêu Nguy há miệng, muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói, Di Phùng đã nói vào tai anh ta, để anh không biết nói chuyện thì đừng nói nữa. Di Phùng sợ Tiêu Nguy nói những lời không lọt tai, sợ Tiêu Nguy lại làm những người này tức giận, để anh nghĩ về con gái anh đi, nếu con gái anh xảy ra chuyện, anh có thể như không có chuyện gì sao? Anh có nghĩ đến bồi thường không? Có bồi thường, anh có thể coi như chưa từng có con gái không? Không. Tiêu Nguy nói ngay, ai dám hại con gái anh ta anh ta sẽ hại người đó không để người đó sống yên ổn anh xem anh đối với con gái mình như vậy người ta đau lòng con họ chẳng phải là điều bình thường sao dì phùng nói nhưng chuyện mới xảy ra mọi người đang đau lòng dì phùng nói để anh cúi đầu đừng nói những lời khó nghe đây là lỗi của người nhà anh dì phùng nén giận những người trong văn phòng khu phố chắc chắn sẽ bị xử phạt chức vụ có thể bị giảm lương cũng sẽ ít đi. Di Phung nghĩ người nhà họ tiêu là tai họa, mẹ tiêu còn dùng mạng sống để đe dọa họ, khiến họ không dám động tay. Họ không dám để mẹ tiêu chết, sợ bị trách nhiệm. Bây giờ, họ vẫn phải chịu trách nhiệm, hơn nữa còn là chuyện nghiêm trọng hơn. Văn phòng khu phố phải báo cáo cho cơ quan liên quan, người phụ trách không giải quyết tốt việc xây dựng trái phép của nhà họ tiêu cũng phải chịu trách nhiệm. Điều này giống như ngôi nhà của nhà họ tiêu sụp đổ khiến nhiều người bị liên lụy. Những người đó đều muốn người khác giải quyết, để người khác làm chim đầu đàn. Khi xảy ra chuyện, họ đều không tránh khỏi liên lụy. Di Phùng kéo Tiêu Nguy sang một bên, để chuyện này nhất định phải giải quyết tốt. Bây giờ có bao nhiêu người bị liên lụy, anh không giải quyết xong việc bồi thường, sau này anh còn muốn làm ăn yên ổn không? Di Phùng không đe dọa Tiêu Nguy. Mà sự thật chính là như thế tiêu nguy nghĩ rằng bồi thường ho họ là xong sao bồi thường cũng không thể làm sống lại những người đã chết mạng sống chỉ có một lần tiêu nguy bồi thường nhưng sau đó còn nhiều việc khác anh làm ăn đã làm mất hết tính người rồi sao Di phùng không kìm được nói họ đừng quá đáng tiêu nguy nói đây đừng đòi hỏi quá đáng nếu họ đòi quá nhiều chúng tôi cũng sẽ nói Di phùng nói Điều chỉ cần trong phạm vi hợp lý. Bây giờ các anh cần có thái độ tốt. Đừng để việc chưa giải quyết xong mà đã nói những lời lạnh lùng như vậy. Nhà anh không có người chết, các anh không đau lòng, nhưng những người khác đang đau lòng đấy. Di Phùng cảm thấy Tiêu Nguy thật không ra gì, Tiêu Nguy đã đến giải quyết việc này thì phải giải quyết cho tốt. Họ đau lòng, nói vài lời không lọc tai cũng là bình thường. Di Phùng nói, Về họ đã đau lòng như vậy?" anh còn không cho họ nói chẳng lẽ muốn họ trúc giận lên người nhà các anh dù dì phùng nghĩ những người đó nên trúc giận lên người nhà họ tiêu nhưng bây giờ quan trọng nhất là giải quyết vấn đề dì phùng không muốn việc kéo dài như vậy họ sẽ bị coi là không hoàn thành nhiệm vụ cứ gặp người nhà họ tiêu là không có việc gì tốt chúng tôi sẽ bồi thường không phải không bồi thường tiêu nguy nói ngay sau đó tiêu nguy bị ai đó cầm một chai bia đập vào đầu Hiện trường trở nên hỗn loạn, Tiêu Nguy không ngất xỉu ngay lập tức, anh ta đưa tay sờ lên đầu, thấy máu đỏ tươi. Di Phung nhìn thấy cảnh tượng này, nói ngay, Lê bây giờ là xã hội pháp trị, mọi người đừng làm loạn. Con của chúng tôi đều đã chết cả rồi. Người đó nói, nhưng cũng phải đợi một chút, đợi mọi người bàn bạc kỹ lưỡng phương án. Di Phung nói, Lê mẹ của Tiêu Nguy đã bị cảnh sát kiểm soát rồi, mọi người đừng lo bà ấy sẽ chạy trốn. Bà ấy già rồi, bà ấy chỉ bị đẩy ra làm bia đỡ đạn thôi." Người đó nói. Nhiều người đều biết mẹ Tiêu mở nhà hàng kiếm tiền không phải để tiêu xài mà là để Tiêu Hải tiêu xài. Vì căn nhà này đứng tên mẹ Tiêu, mẹ Tiêu sống ở đây, giấy phép kinh doanh nhà hàng cũng đứng tên bà ấy, rất nhiều chuyện sẽ bị đổ lên đầu mẹ Tiêu chứ không phải Tiêu Hải. Điều này làm sao mà khiến những người đó hài lòng? Nhà họ Tiêu gây ra chết người mà không phải đền mạng, thật quá đáng. Mọi người đừng vội. Di Phùng nói, lê chuyện này sẽ được giải quyết ổn thỏa. Di Phùng để các nhân viên khác của văn phòng khu phố ở lại để an ủi những người đó, còn bà ấy thì đưa Tiêu Nguy đến bệnh viện băng bó vết thương, bà ấy còn có điều muốn nói với Tiêu Nguy. Đến khi họ đến bệnh viện, vết thương của Tiêu Nguy đã được xử lý xong, Di Phùng liền nói. Tiêu Nguy à, chuyện này, anh cũng không thể trách họ. Di Phùng nói, ờ người thân của họ đã mất, anh lại nói những lời như vậy tôi không có ý định kiện anh ta tiêu nguy hiểu chuyện này có nguyên nhân người khác chắc chắn sẽ khuyên anh ta nhẫn nhịn nếu anh ta cứ nhất quyết đòi tính toán chuyện này vì vết thương của anh ta không quá nghiêm trọng cuối cùng người đó cũng sẽ không bị làm sao chuyện gì cũng có điều kiện tiêu nguy không thể để những người đó quá tức giận nếu không chuyện nhà họ tiêu sập nhà sẽ không thể giải quyết được anh cũng vậy anh rõ ràng biết những người đó đang tức giận sao còn nói những lời đó dì phùng nói ừ như vậy không phải là làm khó họ sao nếu họ không cho anh một bài học họ có thể yên tâm được sao biết rồi tiêu nguy nói về nói chuyện tử tế tôi hiểu mà còn hai chị của anh đâu dì phùng hỏi chị ba về rồi tiêu nguy nói đi chị ấy có đến tiêu nguy không gặp tiêu hồng diệp tiêu hồng diệp cố tình tránh mặt tiêu nguy cô ấy sợ bị tiêu nguy kéo qua sợ nhiều người nhìn thấy cô ấy tiêu hồng diệp không định cùng tiêu nguy giải quyết chuyện nhà họ tiêu những chuyện rắc rối đó không liên quan đến cô ấy các anh chị em của anh vẫn nên bàn bạc kỹ lưỡng dì phùng nói để anh có tiền thì còn đỡ nhưng chuyện này không chỉ là vấn đề tiền bạc còn có những chuyện khác nữa được tôi sẽ bàn với họ Tiêu Nguy nói Anh biết bàn bạc là tốt, anh về nhà nghỉ ngơi đi. Dì Phùng nói Dì Phùng không đưa Tiêu Nguy về, bà ấy còn phải đi xử lý những chuyện khác. Nếu bà ấy không đi, các nhân viên khác của văn phòng khu phố cũng sẽ có ý kiến. Chuyện này là chuyện lớn, không ai trong số họ có thể tránh khỏi trách nhiệm. Ở nhà họ Tào, mấy ngày nay sắc mặt của mẹ Tào luôn không tốt. Sau khi nhà họ tiêu sập, bà ta lo lắng Tiêu Hồng Diệp mang đồ trong nhà đi, bà ta luôn để mắt đến Tiêu Hồng Diệp. Các người đừng có dòng ngó con nữa, còn không có ý định lấy tiền ra ngoài. Tiêu Hồng Diệp nói thẳng, để con đã qua đó xem rồi, chết nhiều người như vậy, thật sự phải bồi thường thì cũng phải bồi thường rất nhiều tiền. Con đâu có nhiều tiền như vậy, để Tiêu Nguy lo liệu là được rồi, anh ta có nhiều tiền. Đúng vậy. Để em trai cô lo liệu. Mẹ Tào gật đầu, rồi cô đừng nhúng tay vào. Khi giải tỏa, họ không chịu chia tiền cho cô. Họ tự mặc giày mày dạng không chịu ký tên, không giải tỏa được, đâu thể trách cô. Đương nhiên không thể trách con, cũng không phải con không cho họ giải tỏa. Tiêu Hồng Diệp nói, đây xảy ra chuyện như vậy, con cũng rất khó xử mà. Tiêu Hồng Diệp cảm thấy mình thật sự rất vô tội, cô ấy không muốn bị kéo vào. Cửa hàng của cô ấy là do Tiêu Nguy tặng, nhưng cô ấy không thể giao cửa hàng ra, đó là tài sản của cô ấy. Là tiêu hại tự chuốc lấy hậu quả, không thể trách các chị em khác. Dù sao cô đừng nghĩ đến việc lấy tiền trong nhà ra. Mẹ Tào nói, để cô nghĩ đến con cái của cô, sau này chúng còn phải lập gia đình, sinh con. Cô mang hết tiền ra ngoài, sau này chúng sẽ đi ăn xin sao, hay uống gió Tây Bắc. Không mang đi. Tiêu Hồng Diệp nói, Lời số tiền con có căn bản không đủ bồi thường. Tiêu Nguy có tiền, anh ta không thiếu số tiền này. Nhớ kỹ lời cô nói, đừng lấy tiền ra ngoài. Mẹ Tào nói, đây đây là một cái hố không đấy, đứa em thứ hai của cô căn bản không thể trả lại tiền cho các người. Các người thật là, mở quán sủi cảo, quán sủi cảo đóng cửa, mẹ cô vẫn mở nhà hàng, bây giờ lại xảy ra chuyện. Điều này chứng tỏ các người không phù hợp để mở nhà hàng em ba của con vẫn đang mở nhà hàng đấy. Tiêu Hồng Diệp nói. Cô phải nói với nó, đừng mở nhà hàng nữa. Mẹ Tào nói, từ nhà họ tiêu các người không phù hợp mở nhà hàng kiếm tiền đâu, các người không có số đó. Không cần nói. Tiêu Hồng Diệp nói, lệ con đã cãi nhau với nó rồi, nói làm gì nữa. Nó mà làm không được, nó sẽ tự đóng cửa nhà hàng. Cửa hàng của nó không dễ sập đâu. Tốt nhất là vậy. Mẹ Tào nói, để cô ít qua lại với họ thôi, sau này không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Nhà họ tiêu xui xẻo, cô đừng mang vận xui về nhà chúng ta. Mẹ Tào trước đây đã dần hài lòng với Tiêu Hồng Diệp hơn một chút, cộng thêm việc Tào Lộ Bình trước đây đi tìm người phụ nữ khác, người nhà họ Tào không dám nói nhiều trước mặt Tiêu Hồng Diệp. Nhưng bây giờ, nhà họ tiêu xảy ra chuyện như vậy, mẹ Tào lại dám nói những lời này trước mặt Tiêu Hồng Diệp tiêu hồng diệp nghĩ đều là do người nhà mình không ra gì những người đó xảy ra chuyện khiến cô ấy ở nhà chồng cũng không yên những người đó không biết xử lý mọi việc ổn thỏa một chút ai nấy đều điên cuồng xây thêm tầng nhà họ cũng nghĩ ra được rõ ràng họ không ở đó chỉ có mẹ tiêu ở đó mà thôi tiêu hồng diệp thật lòng nghĩ mẹ tiêu nên đồng ý giải tỏa nếu mẹ tiêu sớm chi tiền giải tỏa đâu có những chuyện này trước đây khi họ xây dựng trái phép trong sân con đã nói rồi Tiêu Hồng Diệp nói Vì Phùng và họ đều biết Kết quả là họ không nghe lời con Còn cho rằng con vô tình Nói con đi tố cáo họ Con chẳng phải là vì tốt cho họ sao Họ còn không cảm kích Tiêu Hồng Diệp lúc đó thuần túy là muốn trả thù họ Cô ấy không được chia tiền giải tỏa Tiêu Hải và những người khác Cũng đừng hồng nhận được nhiều tiền hơn Cô ấy không phải vì chính nghĩa Chỉ là ngoài miệng nói là vì tốt cho mọi người mà thôi con đã nói với họ nhiều lần rồi, họ cứ không nghe. Tiêu Hồng Diệp nói, để con tố cáo mẹ mình xây dựng trái phép, mẹ con còn cầm chổi đuổi đánh con. Nhiều người đều thấy, mẹ con thật sự không cho con chút thể diện nào. Vậy thì tốt, người khác đều biết cô và mẹ cô không hợp. Mẹ Tào nói, từ những người đó tốt nhất đừng đến nhà chúng ta. Cô là con gái đã lấy chồng, như bát nước đổ đi. Vâng, con là người nhà họ Tào. Tiêu Hồng Diệp nói, điều chuyện bên kia không liên quan đến con, con chỉ qua xem thôi. Cô hiểu là tốt. Mẹ Tào nói, ừ không phải tôi lạnh lùng, nếu chỉ có một người chết, cô bỏ ra chút tiền, cũng coi như xong. Bây giờ chết nhiều người như vậy, những người đó đều đoàn kết, không thể nào đòi ít tiền đâu. Mẹ Tào nghĩ nếu chỉ có một người chết, Tiêu Nguy chắc chắn sẽ tự mình chi trả. Nhưng bây giờ chết nhiều người như vậy, Mẹ Tào lo Tiêu Nguy sẽ ép Tiêu Hồng Diệp bỏ tiền Nếu cô thật sự đứng về phía họ Nhất quyết cùng họ vượt qua khó khăn Cô đừng làm con dâu nhà chúng tôi Mẹ Tào nói vì nếu các người cứ thế mà làm là kéo cả chúng tôi xuống Tôi tuổi cao rồi không sao Còn cái cô còn nhỏ Sao có thể để chúng phải gánh nặng này suốt đời Tiêu Nguy có thể giải quyết Tiêu Hồng Diệp nói Để anh ta có nhiều tiền hơn các người nghĩ anh ta có thể tự bồi thường số tiền đó, căn bản không cần chúng ta bỏ tiền. Anh ta không có mặt mũi đến tìm con giúp đỡ bồi thường đâu, anh ta mà dám đến, con cũng phải nói cho anh ta biết. Tiêu Hồng Diệp quyết tâm không bỏ tiền, thậm chí không muốn qua đó giúp đỡ nhiều, cô ấy cũng không an ủi gia đình nạn nhân. Tiêu Hồng Thiến thì đi nhiều lần hơn, gia đình chồng cô ấy cũng không muốn cô ấy đi nhiều, nhưng Tiêu Hồng Thiến nhất định muốn đi, gia đình chồng cô ấy không thể ngăn cản. Đành để cô ấy đi. Người nhà chồng cô ấy giúp cô ấy làm việc trong nhà hàng, để cô ấy có nhiều thời gian hơn giải quyết những chuyện đó. Khi Tiêu Nguy trở về nhà, Tiền Đa đã nhìn thấy vết thương trên mặt Tiêu Nguy, không ngạc nhiên. Tiêu Nguy mấy ngày nay bận rộn xử lý chuyện nhà họ Tiêu, số lần anh ta về ít, mỗi lần về chỉ để nghỉ ngơi một chút rồi lại nhanh chóng đi. Đau không? Tiền Đa Đa hỏi. Cũng khá đau. Tiêu Nguy nói những người bị đè dưới đống đổ nát còn đau hơn. Tiền Đa Đa nói, đi trước khi chết, họ không biết đã đau bao lâu, có thể là bị đau đến chết. Tiêu Nguy im lặng. Những người đó đều rất vô tội. Tiền Đa Đa nói, vì nếu không phải họ đến nhà hàng của các người ăn, không đúng, hộ khẩu của anh đã chuyển ra ngoài rồi, phải nói là nhà hàng của mẹ anh và anh hai anh. Xảy ra chuyện như thế này, em không ngăn cản anh đi giải quyết tiền đa đa cho rằng trước đây tiêu nguy không nên đưa quá nhiều tiền cho người nhà họ tiêu lúc này nhà họ tiêu xảy ra chuyện lớn như vậy tiêu nguy giúp đỡ mới là đúng tuy nhiên lần này xảy ra chuyện lớn như vậy tiêu nguy phải chi ra rất nhiều tiền lần này tốn nhiều tiền như vậy tiền anh kiếm được em không nói nhiều tiền đa đa nói những người mất người thân quả thật rất đáng thương anh muốn đưa tiền thì phải đưa thẳng cho họ không phải đưa qua tay anh hai anh anh ấy còn đang bị giam giữ tiêu nguy nói không đưa tiền cho anh ấy cũng đừng đưa cho tiêu á tân tiền đa đa nói nếu anh đưa tiền cho cậu ta cậu ta sẽ chạy trốn với số tiền đó anh không đưa cho cậu ta tiêu nguy không đến mức không hiểu điều này em nói vậy thôi anh phải đưa tiền trực tiếp cho các gia đình đó mới được tiền đa đa nói nếu người không chết thì đưa tiền trực tiếp cho họ anh trực tiếp đưa không qua tay người khác. Qua tay người khác, đến lúc đó số tiền đến tay họ, không chắc là bao nhiêu. Dù sao cũng là những người quen biết, đều sống ở khu vực đó, nói chuyện nhiều hơn một chút. Dù là người từ nơi khác đến, cũng không sao, họ không thể luôn nhìn chằm chằm vào anh được. Tiền đa đa lo lắng sẽ xảy ra chuyện, không thể cứ để Tiêu Nguy liên tục đưa tiền. Tiêu Nguy kiếm được nhiều tiền, nhưng số tiền đó có hạn, không phải là vô tận anh còn phải đi thăm mẹ anh tiêu nguy nói anh đi đi tiền đa đa nói thì em không đi tiền đa đa đã sớm cãi nhau với mẹ tiêu lần này xảy ra chuyện như vậy mẹ tiêu không vô tội tiền đa đa càng không muốn gặp mẹ tiêu được anh tự đi thăm bà ấy tiêu nguy nói anh đã như thế này rồi nhưng đó là mẹ ruột của anh anh muốn đi thăm bà ấy em không ngăn cản tiền đa đa nói cảm ơn em tiêu nguy cảm ơn tiền đa đa không làm ầm lên lúc này nếu tiền đa đa thật sự làm ầm lên anh thật sự không có đủ tinh thần để xử lý những chuyện này xảy ra chuyện như vậy thật là tiền đa đa cũng không muốn nói nhiều nhưng họ vẫn phải đối mặt với chuyện này cô ấy không thể giả vờ như không biết gì để anh cứ giải quyết cho tốt thế okay. không sao đâu mọi chuyện sẽ qua thôi tiêu nguy nói tự em đừng lo lắng chỉ cần ở nhà chăm sóc con chúng ta là được ngày hôm sau tiêu nguy đi tìm tiêu hồng thiến trước anh ta không tìm tiêu hồng diệp vì anh ta biết tiêu hồng diệp không đáng tin cậy tiêu hồng thiến chuẩn bị một ít thức ăn cho tiêu nguy bồi bổ em đã thế này rồi tiêu hồng thiến thở dài lê mẹ ở bên kia để chị đi thăm em cũng phải đi tiêu nguy nói thì em phải nói với mẹ để bà yên tâm những chuyện này để em xử lý em nhất định sẽ xử lý ổn thỏa không để họ phải lo lắng nhiều bây giờ không phải vấn đề lo lắng hay không tiêu hồng thiến nói đây xảy ra chuyện lớn như vậy vẫn phải có người chịu trách nhiệm ngồi tù là chắc chắn rồi chỉ là xem ngồi tù bao lâu anh hai và chị dâu có lẽ cũng không tránh được đúng vậy tiêu nguy nói lệ có lẽ mẹ sẽ nói bà là người chịu trách nhiệm chính mẹ đã lớn tuổi rồi tiêu hồng thiến nói lúc đó để bảo lãnh chữa bệnh cho mẹ tiêu nguy đã tìm luật sư luật sư đã đề xuất phương án này mẹ tiêu đã lớn tuổi bà ấy nhiều nhất chỉ bị tuyên án vài năm tù sau hai ba năm sẽ tìm cách để mẹ tiêu ra ngoài dù sao cũng tốt hơn việc để vợ chồng tiêu hải ngồi tù lâu sau khi vợ chồng tiêu hải ra ngoài họ còn có thể kiếm tiền nuôi gia đình đổ hết trách nhiệm lên mẹ tiêu là lựa chọn hợp lý nhất tiêu nguy không muốn để mẹ mình ngồi tù nhiều năm như vậy nhưng anh ta cũng biết luật sư nói đúng có lẽ mẹ anh ta đã nhận hết trách nhiệm việc họ cần làm bây giờ là làm theo lời mẹ nói những gì mẹ anh ta đã nói với cảnh sát tiêu nguy và những người khác phải chứng thực những lời đó tiêu hồng thiến nhìn tiêu nguy cô ấy biết đây là lựa chọn tốt nhất rồi dù họ chưa gặp mẹ mình họ cũng biết mẹ sẽ làm gì Tiêu Hồng Thiến tất nhiên muốn để Tiêu Hải ngồi tù lâu hơn, để mẹ Tiêu ra ngoài, nhưng cô ấy biết mẹ mình sẽ không làm như vậy. Mẹ Tiêu đã lớn tuổi, có nhiều khả năng để vận dụng. Đừng lo lắng nhiều quá." Tiêu Nguy nói, "Gây chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta tìm cách giải quyết vấn đề, không phải sao?" "Lần này vấn đề không nhỏ đâu." Tiêu Hồng Thiến nói. "Các chị không cần bỏ tiền ra." Tiêu Nguy nói, "Gây tiền bồi thường, em sẽ lo liệu." em có đủ tiền không? Tiêu Hồng Thiến nói, về nếu thật sự không đủ, thì bán cửa hàng em cho chị đi. Không cần. Tiêu Nguy nói, đây đã tặng cho các chị, em không có ý định lấy lại. Tiền bồi thường không ít đâu. Tiêu Hồng Thiến nói, thì em có đủ tiền không? Đủ mà. Tiêu Nguy nói, rồi không chỉ vài người họ, mà còn thêm vài người nữa cũng không thành vấn đề. Đừng có mạnh miệng quá. 11 Tiêu Hồng Thiến nói Nói thật, đưa ra nhiều tiền như vậy có thể dòng tiền của em sẽ căng thẳng một chút. Tiêu Nguy nói, ừ nhưng phải giải quyết tốt chuyện này, không thể xử lý lạnh nhạt, không làm gì. Chỉ có đưa tiền bồi thường, lấy được sự tha thứ của họ, mẹ bọn mình mới có thể ngồi tù ít hơn. Dù bồi thường, họ cũng không thể để mẹ ngồi tù ít hơn đâu. Tiêu Hồng Thiến nói, khi xảy ra chuyện lớn như vậy, bền cấp trên sẽ theo dõi dù sao đi nữa giải quyết xong chuyện trước mắt đã. Tiêu Nguy nói, đây sau đó là đến kiện tụng. Em đã thuê luật sư, để luật sư giải quyết sẽ tốt hơn nhiều. Chỉ có thể như vậy thôi. Tiêu Hồng Thiến nói, vì vì em có đủ tiền, chị không nói chuyện bán cửa hàng nữa. Không cần bán. Tiêu Nguy nói, đi cửa hàng đó đã tặng cho chị, là của chị. Chị ba, chỉ phải có chút tài sản trong tay, cuộc sống mới dễ dàng hơn. Tiêu Nguy không định để Tiêu Hồng Thiến bỏ ra số tiền nào, anh ta đã nghĩ xong rồi. Lần này, anh ta sẽ bỏ hết tiền ra, không thể để những người đó luôn tìm đến họ đòi tiền. Tiêu Nguy nghĩ đưa tiền ra, chuyện sẽ được giải quyết. Anh ta đã làm thương nhân nhiều năm, hy sinh rất nhiều thứ, anh ta nghĩ những người đó thật đơn giản. Có người từng là hàng xóm của Tiêu Nguy, họ cho rằng Tiêu Nguy thay đổi rất nhiều tiêu nguy giờ đây cao cao tại thượng rõ ràng là lỗi của nhà họ tiêu nhưng lại thành ra nhà họ tiêu ban ơn cho họ làm sao họ có thể vui vẻ được gia đình các nạn nhân còn tụ họp với nhau để họp bàn có người muốn nhanh chóng nhận tiền người đã chết rồi tất nhiên phải đòi tiền không thể để người chết mà không nhận được gì có người không muốn tiền họ chỉ muốn nhà họ tiêu phải trả giá lớn hơn có gia đình còn cãi nhau ai cũng nghĩ ý kiến của mình là đúng người đã chết rồi không lấy tiền thì làm gì để họ chết ổn sao tiền không mua được mạng sống của họ không thể làm họ sống lại nhà họ tiêu cũng không biết nhà sẽ sụp đổ tòa án không thể tuyên án tử hình cho họ dù tòa án không tuyên án tử hình chúng ta cũng phải cố gắng để họ ngồi tù nhiều năm không thể để họ sống vui vẻ ở đây dù sau này thế nào trước mắt phải nhận tiền cái đã họ đưa tiền yêu cầu các người viết đơn tha thứ các người có viết không những người đó cãi nhau mỗi người một suy nghĩ có người chỉ muốn nhận tiền rồi không quan tâm gì nữa có người muốn nhà họ tiêu phải trả giá lớn hơn thôi nào ai muốn viết đơn tha thứ thì viết không muốn viết thì không viết một người trong gia đình nào đó nói ê đây là tùy ý mỗi người không ép buộc nhưng tiền bồi thường vẫn phải nhận không nhận tiền bồi thường là thiệt thòi của các người hành động này của các người không làm nhà họ tiêu ngồi tù lâu hơn được đâu nhà họ tiêu đã rất tích cực bồi thường thiệt hại họ có hành động như vậy luật sư của họ cũng sẽ bào chữa cho họ đây chỉ là một đám cát rời rạc việc tập hợp những người này lại không dễ dàng ai cũng có tâm tư riêng nhóm gia đình nạn nhân có một người ở tổ chức tên là hoàng lập chu có người thân chết có người thân bị thương nằm viện bất kể tình huống nào đều phải để người nhà họ tiêu bồi thường làm sao có thể để người nhà họ tiêu không bồi thường gì được còn những người không muốn tiền muốn mạng sống của người nhà họ tiêu ý tưởng này không thực tế tòa án không thể phán như vậy người nhà họ tiêu không thể chết trong tình huống này nếu mọi người thật sự đều không muốn tiền thì là thiệt thòi hoàng lập chu cho rằng khi nên lấy tiền thì vẫn phải lấy tiền đó là tiền bồi thường họ đáng được nhận nhưng những người này vẫn có thể cãi nhau có người trong nhà không thiếu tiền họ cảm thấy không lấy tiền không tha thứ có người trong nhà thiếu tiền mất đi lao động chính nếu không lấy tiền cả nhà sẽ phải chịu khổ đây không phải là chuyện đơn giản mỗi người có nhu cầu khác nhau hoàng lập chu nghĩ trước hết phải nhận được tiền sau đó mới làm những việc khác tiêu nguy đi thăm mẹ tiêu mẹ tiêu trực tiếp nói bà ấy sẽ gánh vác trách nhiệm bà ấy không thể để con trai thứ hai và con dâu phải ngồi tù lâu bà ấy thương con trai thứ hai nhưng cũng không thể đổ lỗi cho con dâu điều đó không thực tế nếu thật sự như vậy cuối cùng vẫn sẽ thành đổ lỗi qua lại mẹ tiêu chịu thêm một chút trách nhiệm đó mới là cách làm thực tế nhất như vậy mới khiến mọi người đều sống thoải mái hơn một chút khi tiêu nguy đến thăm mẹ tiêu anh ta còn đội mũ không dám để mẹ tiêu biết anh ta bị thương mẹ tiêu thấy anh ta tự nhiên đội mũ còn hỏi một câu Tiêu Nguy chỉ nói bây giờ đang thịnh hành đội mũ. Đây không phải lỗi của anh hai và chị dâu con. Mẹ Tiêu nói, lời con đừng trách họ. Mẹ Tiêu không muốn Tiêu Nguy trách móc người con trai thứ hai, đời cuộc sống của họ không tốt bằng con, chỉ muốn kiếm thêm chút tiền. Họ thường phải chăm sóc cửa hàng tạp hóa. Con nghĩ xem, họ chạy qua chạy lại như thế, thật vất vả. Mẹ, mẹ yên tâm, con không trách họ. Tiêu Nguy nói. Điều chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ không phải là trách ai, điều quan trọng nhất là giải quyết nhanh chóng. Con đã nói chuyện bồi thường với họ, chỉ cần bồi thường đầy đủ, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết. Ê, ừ, vất vả cho con rồi. Mẹ Tiêu nói. Mẹ Tiêu không có nhiều tiền, bà ấy đang ở trong đồn cảnh sát, đương nhiên không thể nói chuyện tiền bạc. Bà ấy nói cũng vô ích, không có tiền, vẫn phải dựa vào Tiêu Nguy, phải để Tiêu Nguy kiếm thêm chút tiền như vậy mới có thể giải quyết được việc. Đã thuê luật sư rồi." Tiêu Nguy nói, "Tên luật sư sẽ giúp chúng ta trong vụ kiện, mẹ đừng quá lo lắng." "Được." Mẹ Tiêu nói. "Tiêu Nguy không nói vụ việc lần này rất nghiêm trọng, các lãnh đạo liên quan đều bị truy cứu trách nhiệm. Nếu anh ta nói với mẹ, e rằng mẹ sẽ càng lo lắng hơn." Tình hình đến mức này, Tiêu Nguy chỉ có thể cố gắng giải quyết vấn đề để những người đó không tiếp tục lợi dụng sự việc này. Tiêu Nguy và Tiêu Hồng Thiến đi gặp gia đình các nạn nhân để thảo luận về số tiền bồi thường. Số tiền bồi thường khác nhau tùy theo độ tuổi và hộ khẩu của mỗi người. Có người cảm thấy đều là mạng người, tại sao mạng người khác lại đáng giá hơn, trong đó có nhiều điều phải nói. Di Phùng và các nhân viên văn phòng khu phố cũng đi cùng Tiêu Nguy để bàn bạc về số tiền bồi thường với các gia đình. Mọi người họp bàn về số tiền bồi thường, có người chửi bới om sòm. Có phải anh coi thường chúng tôi không? Chỉ đưa từng này tiền, các người có phải thấy giết người rất vui không? Đúng vậy, tại sao tiền bồi thường của nhà chúng tôi lại ít như vậy? Nếu ba tôi không chết, mỗi tháng còn có lương hưu. Các người đừng nói một con số, cuối cùng là các người không định đưa tiền đúng không? Những người đó nói đủ kiểu, tiêu nguy chỉ có thể gắn gượng bàn bạc với họ, biết bao ánh mắt đang dõi theo người nhà họ tiêu, anh ta phải xử lý tốt việc này. Tiêu Nguy nghe lời phân tích của luật sư, dù những người đó sau này có tiếp tục gây chuyện, số tiền bồi thường không thể thiếu một đồng, đó là để cho tòa án và người dân khác thấy. Người nhà họ Tiêu tích cực nhận lỗi, tích cực bồi thường cho những người bị hại, thẩm phán thấy điều này có thể sẽ giảm nhẹ hình phạt cho mẹ Tiêu và những người khác. Nhà họ Tiêu sập, các mảnh vụn và đồ đạc đã được dọn đi, chỉ còn lại mặt đất trống. Nhiều người dân tự phát đến đây để tưởng niệm những người đã mất, mang theo hoa và nến còn thắp hương. Người đến nhiều, lại có người nảy sinh ý định khác, như lấy hoa bán lại cho người mới đến. Người mới đến không biết, lại mua hoa, những bông hoa này không biết đã được bán đi bao nhiêu lần, làm người biết chuyện cảm thấy rất bực bội. Dù có gì Phùng và những người khác làm tình nguyện viên canh chừng, nhưng vẫn có người làm vậy. Trên mặt đất trống còn đặt nhiều đồ chơi, đó là dành cho các học sinh đã mất người dân trong khu chung cư gần đó cảm thấy không tốt họ chỉ mong đợi một thời gian nữa mọi người sẽ nhanh chóng quên đi sự việc này không còn nhiều người đến đây tưởng niệm nữa tiêu hồng diệp không dám đi qua đó cô ấy sợ bị những người đó bắt gặp do truyền thống trong nước người ta ít khi nói để con gái đã gả đi bồi thường hơn nữa tiêu hải đã kết hôn và có con nếu có tìm chủ yếu là tìm tiêu á tân và tiêu nguy tiêu nguy có tiền họ cũng tìm tiêu nguy tiêu hồng diệp cứ trốn tránh như vậy cô ấy không dám đến nhưng việc kinh doanh của cửa hàng cô ấy vẫn bị ảnh hưởng nhiều người không đến mua đồ ở cửa hàng cô ấy nữa kinh doanh xuống dốc điều này khiến tiêu hồng diệp rất tức giận những thứ cô ấy bán như rau củ quả có thứ rất nhanh hỏng khi có người đến cửa hàng mua đồ tiêu hồng diệp cố tình nói với họ trước đây tôi còn tố cáo họ xây dựng trái phép đó là vì tôi đặt lợi ích chung lên trên hết những người đó không xử lý tốt lòng tham không đấy họ thật sự muốn kiếm quá nhiều tiền bây giờ thì tốt rồi xảy ra chuyện như vậy những người đó còn trách tôi không đến mua đồ của tôi tôi có lỗi gì chứ các người nói xem đây không phải là tai họa vô lý sao tiêu hồng diệp muốn để mọi người biết việc này không liên quan đến cô ấy đừng làm khó cô ấy kinh doanh của cô ấy kém không được cô ấy cũng phải nuôi gia đình nếu cứ tiếp tục như vậy cửa hàng này còn có thể mở không đây nhà tôi cũng có con cái và người già cũng phải ăn cơm chứ thật là sao lại xảy ra chuyện như vậy tiêu hồng diệp nói rất nhiều không phải ai cũng nghe lời cô ấy thái độ phục vụ của cô ấy ngày thường không tốt lắm đồ cô ấy bán cũng khá đắt bây giờ nhà họ tiêu sập đây là một ngòi nổ thêm vào việc tiêu hồng diệp bán đồ không đủ tốt những người đó đương nhiên ít đến mua đồ của Tiêu Hồng Diệp, bên cạnh không thiếu cửa hàng bán những thứ đó, đổi cửa hàng khác là được. Tiêu Hồng Diệp tức giận, về nhà nói với chồng rằng việc kinh doanh không tốt. Thời gian này nhập ít hàng hơn đi. Tào Lộ Bình nói, để bây giờ nhập nhiều hàng, không bán được, chẳng phải là lỗ sao? Chỉ còn cách đó thôi. Tiêu Hồng Diệp nói, em gái em kinh doanh thế nào? Tào Lộ Bình hỏi cô ấy ở xa hơn chuyện này không ảnh hưởng đến cô ấy nhiều tiêu hồng diệp nói đời cô ấy may mắn nhà hàng vẫn kinh doanh rất tốt em còn qua xem vốn nghĩ nhà hàng cô ấy sẽ bị ảnh hưởng cô ấy không ở đó mẹ chồng cô ấy còn đến giúp tiêu hồng diệp nghĩ về mình mẹ chồng mình không giúp được gì nhiều chỉ muốn cô ấy đưa thêm tiền tiêu hồng diệp không muốn đưa nhiều tiền như vậy rõ ràng là tiền cô ấy kiếm được tại sao cô ấy phải đưa tiền cho những người này chồng cô ấy trước đây còn dùng tiền của cô ấy để tìm phụ nữ bên ngoài điều này khiến cô ấy rất bực cô ấy không thể chiều những người này mẹ anh không giúp gì tiêu hồng diệp nói kinh doanh không tốt không cần nhiều người như vậy tào lộ bình nói ơi mẹ đến giúp em không trả tiền chẳng phải để mẹ làm không công sao em bình thường đưa tiền cho gia đình anh còn ít sao tiêu hồng diệp nói các anh chị em khác của anh có đưa cho mẹ anh nhiều tiền như em không họ không sống cùng bây giờ không sống cùng nữa trước đây sống cùng họ đưa ít tiền tiêu hồng diệp nói ê đừng nói chúng ta kiếm nhiều tiền chúng ta phải đưa nhiều tiền chúng ta đưa nhiều tiền cũng không được lợi ích gì mẹ anh còn phải sống cùng chúng ta chúng ta chi nhiều tiền nhất người cùng một nhà tính toán nhiều làm gì? Tào lộ bình cao mày, rồi lúc nhỏ, ba mẹ đã chi nhiều tiền cho anh rồi. Nên em không tính toán, chỉ nói với anh để anh biết, đừng cứ lấy đồ của chúng ta ra ngoài. Tiêu Hồng Diệp nói, đi việc kinh doanh không tốt, e rằng không thể tiếp tục. Nếu không tiếp tục, thì cho thuê cửa hàng. Tào lộ bình nói, lời không được, thì bán đi. Không thể bán được. Tiêu Hồng Diệp vẫn trông chờ vào cửa hàng tiếp tục xin lời, sao cô ấy có thể bán nó đi được nếu cô ấy bán cửa hàng số tiền đó sẽ rơi vào tay người khác những người nhà họ tàu này sao có thể để tiêu hồng diệp cầm số tiền lớn như vậy cho dù cửa hàng đó là tiêu nguy tặng cho tiêu hồng diệp những người nhà họ tàu này cũng nghĩ đến việc chiếm lấy lợi lộc tiêu hồng diệp muốn tiếp tục giữ cửa hàng để thật sự nếu bán đi anh nghĩ tiêu nguy sẽ không có lời gì sao không chừng anh ta sẽ bảo em đưa tiền cho anh ta Lần này, anh ta giúp Tiêu Hải và họ xử lý chuyện này, anh ta phải bù đắp rất nhiều tiền. Vợ chồng Tiêu Hải làm gì có nhiều tiền để trả lại cho anh ta, chính Tiêu Nguy cũng đang bỏ tiền ra vô ích. Ê, em trai của em thật sự rất giàu có đấy. Tào Lộ Bình cảm thán. Anh ta thật sự rất giỏi kiếm tiền, năng lực rất mạnh. Tiêu Hồng Diệp nói, "Gây tiền anh ta kiếm được là của anh ta, không phải của chúng ta." Anh ta chỉ tặng cho chúng ta một cửa hàng không tặng thêm gì khác anh nhìn căn nhà họ đang ở mà xem lớn như vậy cơ mà tiêu hồng diệp cho rằng tiêu nguy giúp đỡ gia đình mình không đủ tiêu nguy sống tốt như vậy khi nhà họ tiêu chuẩn bị giải tỏa tiêu nguy không cần tiền giải tỏa còn muốn cô ấy cũng không cần tiền giải tỏa những người này đều là kẻ vô tâm tiêu nguy hoàn toàn không coi cô ấy là chị cả cô ấy đã hy sinh nhiều như vậy cho gia đình tiêu nguy còn làm như không thấy Em nghi ngờ Tiêu Nguy vẫn còn ghi hận chuyện xuống nông thôn ngày xưa. Tiêu Hồng Diệp nói, vì hồi đó em đã kết hôn rồi, làm sao quản được nhiều như vậy. Hơn nữa, chuyện xuống nông thôn, chẳng phải là anh ta tự muốn theo Bùi Đình sao? Anh ta đã hy sinh nhiều cho Bùi Đình, nhưng Bùi Đình cũng không lấy anh ta, mất cả chi lẫn chài. Xuống nông thôn? Tào lộ Bình thắc mắc, lời chuyện đó không phải đã qua lâu rồi sao? Đúng là đã qua lâu rồi, nhưng người ta ghi hận, khi nào cũng không muộn." Tiêu Hồng Diệp nói, "Để họ là như vậy, chẳng bao giờ nghĩ đến chúng ta." "Họ không nghĩ đến chúng ta, chúng ta cũng đừng nghĩ đến họ." Tào Lộ Bình nói, Lời dạo này họ có đến tìm em không?" "Không, họ bận rộn xử lý những chuyện đó." Tiêu Hồng Diệp nói, "Vì em không dám đến gần họ, sợ họ thấy em." "Nếu họ thấy em" chắc chắn sẽ bảo em góp tiền có khả năng tào lộ bình nói khi giải tỏa họ không cho em tiền giờ muốn em đưa tiền không đời nào tiêu hồng diệp nói đây chẳng phải họ nói con gái đã gả đi như bát nước đổ đi sao vậy thì họ không nên tìm em tiêu hồng diệp cảm thấy mình đã chịu đựng rất nhiều công việc kinh doanh của cửa hàng mình cũng không tốt mình cũng không thể tìm người khác nói chuyện chứ đừng nói đến những chuyện khác Điều này làm Tiêu Hồng Diệp rất lo lắng, cô ấy vẫn phải chú ý một chút. Một ngày nọ, Tiêu Hồng Diệp từ xa nhìn thấy Tiêu Nguy và Tiêu Hồng Thiến, cô ấy vội vàng trốn. Tiêu Hồng Thiến nhìn thấy hành động của Tiêu Hồng Diệp, gây chị cả ở đằng kia kìa. Chị ấy trốn chúng ta. Chúng ta không cần qua đó. Tiêu Nguy nói. Chị ấy sợ chúng ta bảo chị ấy góp tiền. Tiêu Hồng Thiến hiểu rõ Tiêu Hồng Diệp đang nghĩ gì, chị cả của họ chỉ muốn lợi lộc không muốn đóng góp không cần chị ấy góp tiền tiêu nguy nói không giúp ích được gì cho dù em đứng trước mặt chị ấy nói chị ấy cũng nghĩ em có ý đồ khác tiêu hồng thiến nói đi xảy ra chuyện lớn như vậy chị ấy chỉ muốn trốn tránh để chị ấy trốn tiêu nguy nói để chúng ta đều biết chị ấy là người như thế nào thế là đủ rồi em vẫn coi chị ấy là chị cả sao Tiêu Hồng Thiến cười khẩy. Tiêu Nguy im lặng. Không ai bảo chị ấy góp tiền, chị ấy vẫn muốn trốn tránh chúng ta. Tiêu Hồng Thiến nói, "Để chị ấy không muốn gặp chúng ta, không phải rất buồn cười sao?" Tiêu Hồng Thiến nhìn thấy hành động của Tiêu Hồng Diệp, cô ấy cảm thấy Tiêu Hồng Diệp quá đáng. Có lúc cô ấy muốn xông lên, nhưng nghĩ lại rồi thôi, cô ấy xông lên có thể nói gì chứ? Những lời Tiêu Hồng Diệp nói bên ngoài, Tiêu Hồng Thiến ít nhiều cũng biết tiêu hồng diệp chỉ muốn cắt đứt quan hệ với họ không muốn bị liên lụy vào những chuyện đó một lúc sau tiêu hồng diệp vẫn bước đến trước mặt tiêu hồng thiến và tiêu nguy cô ấy nghĩ không cần phải trốn tránh mình đã lấy chồng những chuyện của nhà họ tiêu không liên quan đến mình mình không thể góp tiền những người này nếu thực sự bắt mình góp tiền họ vẫn có thể tìm đến nhà mình hai người đều ở đây à tiêu hồng diệp nói lê chuyện đã xử lý thế nào rồi không cần chị góp tiền tiêu nguy nói thẳng từ những khoản bồi thường đó tôi sẽ tự lo cậu tự lo tiêu hồng diệp đảo mắt lê cậu đối với mẹ thật không tệ số tiền lớn như vậy cậu nói là chi ra thì chi ra không sợ em dâu không hài lòng sao không đến mức đó tiêu nguy nói lê tôi đã nói với cô ấy rồi cô ấy bảo tiền đó là do tôi kiếm để tôi tự xử lý cô ấy thật là rộng lượng. Tiêu Hồng Diệp nghĩ tiền đa đa chắc cũng biết cô ấy không thể quản lý được tiêu nguy. Không cần chị góp tiền, chị không trốn tránh nữa chứ. Tiêu Hồng Thiến nói. Nói gì vậy, tôi đâu có trốn. Tiêu Hồng Diệp nói, gây tôi với mẹ đã cãi nhau như thế, các người không biết sao. Chuyện của em hai, tôi cũng không có cách nào, đâu phải tôi bảo họ xây thêm tầng. Bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, không thể trách tôi được. Chị sống gần như vậy, trước đây chị thường xuyên qua nhà mẹ để lấy đồ. Tiêu Hồng Thiến nói, vì giờ xảy ra chuyện, chị lại không qua. Tôi qua cũng vô Tiêu Hồng Diệp nói, từ nhiều người để mắt đến. Các người qua, những người đó cũng mắng các người mà. Họ lấy tiền rồi vẫn nói thôi. Tiền không quan trọng bằng mạng sống. Tiêu Hồng Thiến hiểu những người đó, họ mất người thân không phải chỉ cần cho một ít tiền là có thể qua chuyện nếu là tiêu hồng thiến cô ấy thà không cần tiền chỉ muốn người thân của mình sống có một số người nhà nạn nhân họ thật sự muốn có nhiều tiền hơn họ rất ích kỷ họ không nghĩ người thân sống tốt mà chỉ nghĩ đến tiền gần đây tiêu hồng thiến rất mệt mỏi cô ấy theo tiêu nguy xử lý những chuyện đó cô ấy không góp tiền nhưng cũng phải nói chuyện với những người đó còn phải cúi đầu họ không thể nói lời quá khó nghe. Dù căn nhà đó không phải của Tiêu Hồng Thiến và Tiêu Nguy, thái độ của người khác đối với họ cũng không thể tốt. "Ôi trời, ở nhà còn nhiều việc, tôi phải về trước đây." Tiêu Hồng Diệp nói, "Ơ ờ, ôi, việc kinh doanh cửa hàng cũng bị liên lụy, nếu việc nhà không xong, chồng tôi sẽ trách tôi." Tiêu Hồng Diệp vội vã rời đi, sợ Tiêu Hồng Thiến và Tiêu Nguy lại nói thêm gì nữa. Dù sao cô ấy cũng không thể bồi thường một đồng cũng không thể. Ai biết Tiêu Nguy nói thật hay không, Tiêu Nguy đã lập gia đình, có thể tiền đa đa sẽ không chịu, Tiêu Nguy không thể tự quyết định. Tiêu Nguy nhìn thấy Tiêu Hồng Diệp đi nhanh như vậy, cảm thấy không vui. Anh ta đã nói với chị cả không cần chị ấy góp tiền, nhưng chị cả vẫn như vậy. Thấy chưa? Tiêu Hồng Thiến nói, Ê đừng hy vọng chị cả sẽ đứng ra vào lúc này, nhà chị ấy nhiều việc, không thể phân thân, chị ấy không thể xử lý. Ừ, đúng vậy. Tiêu Nguy nói, vì vậy thì không cần chị ấy góp sức. Tiêu Nguy à, em vẫn nên bàn bạc kỹ với tiền đa đa. Tiêu Hồng Thiến nói, để lần này mất nhiều tiền như vậy. Anh Tiêu, giám đốc Tiêu. Ngay lúc này, Bành Dũng đến, anh ấy cùng Tiêu Nguy làm ăn. Gần đây nhà họ Tiêu xảy ra chuyện, Tiêu Nguy ít khi đến công ty, Bành Dũng cố ý đến tìm Tiêu Nguy. Bành Dũng biết Tiêu Nguy phải bỏ ra nhiều tiền để bồi thường, Tiêu Nguy đúng là có tiền. Bành Dũng lo lắng Tiêu Nguy sẽ lấy tiền của công ty, anh ấy nghĩ lại thấy không cần, dù sao cũng chỉ có vài người chết, số tiền tiết kiệm của Tiêu Nguy chắc là đủ, nếu không đủ, Tiêu Nguy còn có tài sản khác. Biết ngay là anh ở đây. Bành Dũng nói, "Để công ty có chút việc, cần nói với anh. Hai người nói chuyện đi, chị về nhà trước." Tiêu Hồng Thiến nói, "Không làm phiền hai người nữa." được chị về trước đi tiêu nguy nói nói với anh rể một tiếng bên này mọi chuyện cơ bản đã xong không cần anh ấy phải lo lắng được chị sẽ nói với anh ấy tiêu hồng thiến nói chồng của tiêu hồng thiến có đôi khi sẽ qua có những lúc họ không ăn cơm chồng tiêu hồng thiến còn mang cơm đến tiêu nguy cho rằng như vậy đã đủ ít nhất là nhà chồng của tiêu hồng thiến không ngăn cản cô ấy qua lại còn Tiêu Hồng Diệp thì không đến. Họ gặp Tiêu Hồng Diệp, Tiêu Hồng Diệp ban đầu còn trốn tránh, sau lại nói là nhà có việc. Tiêu Nguy rất thất vọng về Tiêu Hồng Diệp, cảm nhận về Tiêu Hồng Thiến thì tốt hơn nhiều. Có chuyện gì vậy? Tiêu Nguy hỏi. Chúng ta tìm chỗ ngồi rồi nói. Bành Dũng nói. Hai người đến phòng riêng của một nhà hàng, Bành Dũng rót rượu cho Tiêu Nguy. Không uống rượu. Tiêu Nguy nói giờ có thể nói được chưa không phải tôi muốn hỏi mà là đối tác của công ty bành dũng nói anh đã giải quyết xong những chuyện đó chưa số tiền không lấy từ tài khoản công ty tiêu nguy nói nếu lấy từ tài khoản công ty cũng chỉ tính là cổ tức của tôi cậu nói với họ tôi không lấy tiền của công ty để bù đắp cho lỗ hỏng của anh trai tôi lỗ hỏng của anh ấy tôi sẽ tự lo vậy à họ chỉ lo lắng thôi bành dũng nói công ty của chúng ta không phải công ty lớn họ lo rằng dòng tiền sẽ thiếu hụt nhiều liệu có gặp vấn đề gì không những người đó đều biết số tiền đó đối với tiêu nguy không phải là lớn họ chỉ sợ tiêu nguy mang tất cả tài sản cho người nhà trước đây họ đã cảm thấy tiêu nguy rất coi trọng người nhà lần này họ càng rõ ràng hơn chỉ cần nhà họ tiêu có chuyện tiêu nguy sẽ đứng ra lo liệu mà không cần ai nói Lần này sự việc quá lớn, còn lên cả báo chí. Những người đó lo lắng sẽ có hậu quả khác, họ muốn tiêu nguy tách khỏi chuyện này, nhưng họ cũng biết điều đó là không thực tế. Tiêu Nguy và Tiêu Hải là anh em ruột, điều này không thể thay đổi, hơn nữa Tiêu Nguy còn là người chi tiền để xây dựng thêm. Vì Tiêu Nguy không phải là người hưởng lợi, anh ta không bị cảnh sát tạm giữ, cảnh sát cũng để anh ta tích cực giải quyết những chuyện này. Mọi người đều biết nhà họ Tiêu sập nhà ít nhiều cũng có liên quan đến tiêu nguy anh bận rộn suốt thời gian qua chắc chắn rất vất vả bành dũng nói có gì cần giúp đỡ cứ nói cậu ở công ty đừng để công ty xảy ra chuyện tiêu nguy nói chuyện bên này sẽ nhanh chóng kết thúc không phải còn phải kiện tụng sao bành dũng hỏi ừ giao cho luật sư tiêu nguy nói việc tôi có thể làm là tích cực bồi thường để họ viết thư tha thứ nhưng không phải ai cũng viết tiêu nguy không còn cách nào khác anh ta đã nói rất nhiều với tiêu hồng thiến và những người khác nhưng không có tác dụng đúng vậy bành dũng nói nhiều người gặp chuyện từng người từng người nói rất khó không có cách nào khác chỉ có thể nói với từng người một tiêu nguy nói luật sư khuyên nếu họ viết thư tha thứ thì tốt nếu không viết cũng không thể ép họ quá truyền thông rất quan tâm đến chuyện này một sai lầm nhỏ sẽ làm tình hình tồi tệ hơn dù họ có viết thư tha thứ hay không chúng tôi cũng phải bồi thường tiêu nguy hiểu họ không thể nói nếu những người kia không viết thư tha thứ họ sẽ không bồi thường như vậy tòa án sẽ không chấp nhận những thư tha thứ đó đây không phải là giao dịch thực tế những người sống không thể thay mặt cho người chết quyết định nhưng vì họ là người thân của người chết trong xã hội này họ có thể quyết định thay cho người chết những chuyện này tránh làm to chuyện thì nên tránh lúc đầu tiêu nguy cũng có chút kiêu ngạo một thời gian trôi qua anh ta không ngừng cúi đầu nếu anh ta không cúi đầu người khác cũng sẽ yêu cầu anh ta cúi đầu chỉ khi giải quyết xong chuyện này anh ta mới yên tâm làm việc xảy ra chuyện như vậy ảnh hưởng đến công việc tiêu nguy nói có thể năm nay cổ tức của mọi người sẽ ít đi một chút. Có lãi là được rồi." Bành Dũng nói. Nhà ai chẳng có chuyện. Hơn nữa, chuyện này không phải lỗi của anh, là lỗi của anh trai anh. Bành Dũng suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần có lãi, mọi người vẫn có thể làm việc cùng nhau. Nếu không có lãi, anh ấy không chắc mình có còn đứng cùng chiến tuyến với Tiêu Nguy hay không. Anh ấy không thể không nhận được đồng tiền nào mọi người đều muốn kiếm tiền mà thôi ăn nhiều chút đi bành dũng nói dạo này bận rộn anh gầy đi rồi đấy nghe nói trước đây anh còn bị họ đập vào đầu không phải chuyện lớn tiêu nguy nói đều là chuyện nhỏ không có vấn đề gì không có vấn đề là tốt rồi bành dũng gật đầu khi tiêu nguy về nhà anh thấy vợ đang chăm sóc con gái hôm nay anh gặp chị cả tiêu nguy nói ồ tiền đa đa nhướng mày chị ấy không muốn đưa tiền còn muốn trốn tránh tiêu nguy nói chuyện này vốn dĩ không liên quan đến chị ấy đừng nghĩ anh tặng chị ấy cửa hàng chị ấy phải lo chuyện này tiền đa đa nói mọi người là họ hàng không sai nhưng không có nghĩa là chị ấy phải lo chuyện này em em nghĩ vậy à tiêu nguy vốn tưởng tiền đa đa sẽ tức giận chị ấy đã lấy chồng rồi tiền đa đa nói đừng nhìn luật pháp nói mọi người bình đẳng nam nữ bình đẳng thực tế không thể bình đẳng được nhà có của cải chủ yếu vẫn là con trai thừa kế phần lớn theo truyền thống người thừa kế phần lớn tài sản là con trai phải nuôi dưỡng ba mẹ còn bây giờ thì sao con gái thừa kế ít tài sản nhưng vẫn phải nuôi ba mẹ anh nói xem như vậy có công bằng không tiền đa đa thấy có nhiều vấn đề trong đó bạn nói với người khác về tình thân người khác nói với bạn về pháp luật những chuyện này không dễ nói tiền đa đa không can thiệp vào chuyện của nhà họ tiêu cô ấy chỉ hy vọng người nhà họ tiêu bớt gây chuyện trên đời không có sự công bằng tuyệt đối luôn có người chịu thiệt không phải anh chịu thiệt thì là họ chịu thiệt tiền đa đa nói xảy ra chuyện người khác có thể trốn thì trốn anh trách người khác cũng vô ích nợ thì trả đó là lẽ đương nhiên nhưng không có lý nào người này nợ tiền lại đi tìm anh chị em của anh trả tiền đa đa không thích người nhà họ tiêu nhưng đầu óc cô ấy vẫn rất tỉnh táo anh nên cảm thấy may mắn em không nói không cho anh bỏ tiền ra bồi thường cho họ tiền đa đa nói ừ tiêu nguy gật đầu trước đây anh ta còn lo rằng tiền đa đa sẽ không cho anh ta bỏ tiền ra anh làm kinh doanh nhiều năm như vậy có chuyện không cần người khác nói anh cũng rõ tiền đa đa nói bồi thường sớm thì bồi thường sớm còn anh chị em của anh anh biết họ là loại người nào là được anh đâu sống với họ cả đời lo gì nhiều như vậy không lo nhiều tiêu nguy nói tiền đa đa nghĩ thầm anh còn chưa lo nhiều sao tiêu nguy luôn lo lắng chuyện của nhà họ tiêu tiền đa đa có linh cảm rằng gia đình họ sẽ bị người nhà họ tiêu gây rắc rối không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao. Tiêu Nguyên nhanh chóng bồi thường cho những người đó, sau khi tòa án ra phán quyết, mẹ Tiêu phải ngồi tù 7 năm. Tiêu Nguyên cho rằng quá nặng, đây chỉ là sự cố ngoại ý muốn, ai cũng không nghĩ rằng sự việc sẽ thành ra thế này. Vật liệu xây dựng có vấn đề, nhưng mẹ Tiêu và những người đó không phải là công nhân xây dựng, họ thật sự không hiểu nhiều như vậy. Tiêu Nguy còn hỏi luật sư, hỏi liệu có nên kháng cáo, có thể giảm nhẹ không? Họ ra khỏi tòa án, Tiêu Nguy vẫn hỏi. Phiên tòa thứ hai, đa số giữ nguyên phán quyết. Luật sư nói: "Lần này người chết nhiều, nếu chỉ chết một hai người thì còn dễ giải quyết. Chết quá nhiều, quận trưởng, thị trưởng đều bị phạt, người bị liên lụy không ít. Anh còn muốn tiếp tục kháng cáo không?" "Thôi, để vậy đi." Tiêu Nguy nghe ra ý của luật sư, kết quả thế này là tốt nhất. Nếu họ tiếp tục kháng cáo sự việc không thể thay đổi người khác có thể còn nghĩ họ lắm chuyện sau này sự việc sẽ thành ra thế nào không ai biết được đây không phải là một vụ kiện đơn giản nhiều người bị liên lụy tất nhiên họ sẽ đổ lỗi cho người nhà họ tiêu chứ không đổ lỗi cho người khác tiêu nguy đau đầu nhưng không còn cách nào khác chỉ có thể tạm thời như vậy anh ta nghĩ phải đợi một thời gian nửa năm một năm anh ta sẽ tìm cách để mẹ anh ta được tạm tha chữa bệnh khi tiêu hồng dịp biết mẹ tiêu phải ngồi tù nhiều năm như vậy cô ấy thở dài may mà cô ấy đã sớm mâu thuẫn với họ không đòi chia phần nhà hàng nếu cô ấy có cổ phần nhà hàng có lẽ bây giờ cô ấy cũng phải ngồi tù còn tiêu á tân đã đi thành phố khác cậu ấy không còn chỗ đứng ở thành phố này tất nhiên phải chạy đi thành phố khác xảy ra chuyện như vậy bạn gái cũng bỏ chạy tiêu nguy cũng cho tiêu á tân một ít tiền để tiêu á tân có cuộc sống tốt ở thành phố khác chỉ có điều ban đầu anh ta cho một ít tiền sau đó không cho nữa để tiêu á tân tự nỗ lực người nhà của nạn nhân chỉ nghĩ người nhà họ tiêu không bị phạt nặng hoàng lập chu và nhiều người nhà nạn nhân khác cũng nghĩ vậy dù họ đã nhận tiền họ vẫn không muốn tha cho người nhà họ tiêu họ bảo người xung quanh không đến quán của tiêu hồng diệp mua đồ nói rằng tiêu hồng diệp từng bỏ vỏ thuốc phiện vào sủi cảo còn có những chuyện khác đừng nghĩ tiêu hồng diệp đã mâu thuẫn với người nhà họ tiêu tiêu hồng diệp vẫn mang họ tiêu những người đó đều nghĩ tiêu hồng diệp có vấn đề lớn tiêu hồng thiến thì tạm ổn tiêu hồng thiến thường ít đến cô ấy lấy ít đồ từ người nhà họ tiêu cô ấy cơ bản sống yên ổn ở khu vực khác hơn nữa cuộc sống của tiêu nguy tốt hơn tiêu hồng thiến nhiều chính tiêu nguy là người chi tiền để xây dựng thêm nhà do đó họ quyết định không đến quán của tiêu hồng diệp mua đồ cũng không đến quán của Tiêu Hồng Thiến ăn uống, họ còn phải xem liệu Tiêu Nguy có làm ăn đàng hoàng hay không. Nếu công ty của Tiêu Nguy có vấn đề thì đừng trách họ không khách sáo. Tiêu Hồng Thiến có một nhà hàng ở xa đây hơn một chút, cơ bản không bị ảnh hưởng nhiều. Hoàng Lập Chu và những người khác muốn gây rắc rối, nhưng Tiêu Nguy và mọi người không biết phải làm thế nào. Một số người đến trước cửa nhà họ Tiêu Hải để vẽ bậy và đặt vòng hoa tiêu nguy và tiêu hồng thiến nhìn thấy những hành động đó họ biết đại khái là do những ai làm nhưng họ không báo cảnh sát dù có báo cảnh sát họ cũng chỉ bị cảnh sát khiển trách vài câu vì nhà họ tiêu đã có lỗi trước tiêu hồng thiến thỉnh thoảng đến nhà tiêu hải vì tiêu hải không có ở nhà nên phải có người đến trông coi những người đó không phá cửa không có ai dọn vào ở điều đó đã là may mắn rồi khi tiêu hồng thiến đến gặp tiêu nguy cô ấy cần nói vài lời với anh ta anh ấy đi ra ngoài rồi tiền đa đa thấy tiêu hồng thiến đến nói cô ấy mời tiêu hồng thiến ngồi xuống công việc công ty nhiều không rời được chị cứ nghĩ nó ở nhà tiêu hồng thiến nói có chuyện gì không tiền đa đa hỏi không phải chuyện lớn tiêu hồng thiến nói chỉ là không giấu gì em nhà của anh hay thường xuyên bị người ta vẽ bậy chị nghĩ chúng ta đừng dọn dẹp nữa chờ anh hai ra tù rồi họ tự dọn không dọn dẹp tiền đa đa nhìn tiêu hồng thiến hỏi đúng không dọn dẹp tiêu hồng thiến gật đầu dù chúng ta có dọn dẹp những người đó vẫn sẽ tiếp tục thà rằng cứ để như vậy chỉ cần có thể mở cửa vào kiểm tra là được tiêu hồng thiến nghĩ nếu không nhờ tiêu nguy bỏ tiền ra bồi thường thì tiêu hải đã không giữ được căn nhà đó đợi tiêu hải ra tù họ vẫn cần một nơi để ở căn nhà đó là phù hợp còn việc tiêu hải và vợ có rời thủ đô để đến thành phố khác hay không tiêu hồng thiến không biết họ đã lớn lên ở thủ đô tiêu hồng thiến chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi thủ đô cô ấy chỉ muốn ở lại đây chị tự quyết định đi tiền đa đa nói em không quản chuyện này lần này cũng nhờ có hai vợ chồng nhà em nếu không thì không xong việc dễ dàng như vậy tiêu hồng thiến nói em đã làm rất tốt rồi tiêu hồng thiến nghĩ tiền đa đa đã làm rất tốt cô ấy không làm lớn chuyện nếu là người khác có thể họ đã cãi vã không cho tiêu nguy bỏ tiền ra bồi thường cứ như vậy thôi tiền đa đa nói tiền là do tiêu nguy kiếm anh ấy muốn tiêu thế nào cũng được em cản anh ấy làm gì nếu làm vậy thì chúng em sẽ cãi nhau không phải em nói chuyện của anh hai anh ấy thật sự quá nhiều nếu lại xảy ra chuyện nữa em cũng không biết phải nói thế nào sẽ không có lần sau đâu tiêu hồng thiến nói lần này không ai ngờ nhà sẽ sập nếu biết trước nhà chị chắc chắn không để mẹ xây thêm tầng ban đầu tiêu nguy cũng chỉ muốn mẹ vui vẻ nên mới cho tiền xây thêm tầng cho tiền là quyết định của tiêu nguy em không quản tiền đa đa nói Tiền trong tay anh ấy, anh ấy muốn tiêu thế nào, em không nhất thiết phải biết. Khi xây thêm tầng, em cũng biết, nhưng em không nói gì. Tiền Đa Đa nói rõ rằng cô ấy không quản chuyện của nhà họ tiêu, bản thân cô ấy không liên quan đến những chuyện đó. Em như vậy rất tốt. Tiêu Hồng Thiến không thể nói Tiền Đa Đa không tốt, ít nhất Tiền Đa Đa không nói nhiều. Tiêu Nguy không phải chịu áp lực quá lớn. Chị đến đây cũng chỉ để nói chuyện và thăm các em thôi. Vâng tiền đa đa gật đầu ở lại đây ăn cơm nhé lát nữa tiêu nguy có về không tiêu hồng thiến hỏi không chắc được tiền đa đa trả lời có khi anh ấy không về nhất là dạo này không biết bận gì mà lúc nào cũng nói là công việc công ty tiền đa đa không hỏi nhiều hỏi cũng không có ích cô ấy chỉ quan tâm đến tình hình công ty của tiêu nguy có tốt không gần đây tiền đa đa cảm thấy không tốt cô ấy lo rằng công ty của tiêu nguy gặp vấn đề nếu đúng vậy thì rất khó giải quyết có em là vợ tốt thật tiêu nguy không cần lo lắng nhiều tiêu hồng thiến nói ai biết được có lẽ anh ấy vẫn thấy em chưa đủ tốt tiền đa đa nói không phải vậy em đã rất tốt rồi tiêu hồng thiến nói tiêu hồng thiến ăn một bữa cơm tại nhà tiền đa đa nhưng tiêu nguy vẫn chưa về nên cô ấy ra về nếu phải chờ đợi mãi cô ấy cũng không biết nói gì, Tiêu Hồng Thiến nghĩ mình cần phải nói chuyện với Tiêu Nguy. Khi Tiêu Nguy về nhà, đã gần 10 giờ tối. Chị ba đã đến, nhưng anh không ở nhà. Chị ấy ăn xong rồi về. Tiền đa đa nói. Chị ấy nói nhà anh hai rất lộn xộn, chị ấy bảo không cần dọn dẹp, vì dọn rồi người ta lại phá, cứ để vậy chờ anh hai ra tù rồi tự dọn. Để anh hai tự dọn. Tiêu Nguy mệt mỏi nói. Công việc công ty rất nhiều, anh ta liên tục bận rộn. Trước đây, công ty không có nhiều vấn đề như vậy, dù có vấn đề nhỏ cũng nhanh chóng được giải quyết. Khi nhà họ Trịnh gây khó dễ, công ty của Tiêu Nguy cũng không gặp nhiều vấn đề như vậy. Lần này, Tiêu Nguy biết không phải nhà họ Trịnh gây khó dễ, mà là người khác. Những gia đình của nạn nhân không tha cho anh ta, họ báo cáo anh ta trốn thuế, quảng cáo sai sự thật. Đủ thứ vấn đề khiến tiêu nguy rất đau đầu tiêu nguy nói với những người liên quan rằng những báo cáo đó là vô căn cứ công ty của anh ta không có vấn đề nhưng khi những người có thẩm quyền đến kiểm tra họ vẫn tìm ra một số vấn đề tiêu nguy nghĩ việc kinh doanh chỉ gặp những vấn đề nhỏ ai ngờ giờ lại có đủ thứ vấn đề những người đó cứ nhằm vào công ty của anh ta nhà sập liên quan gì đến anh ta anh ta còn giúp mẹ mình bồi thường mà có người muốn rút vốn tiêu nguy nói rút vốn tiền đa đa ngạc nhiên đúng tiêu nguy nói họ muốn rút vốn vì công ty có quá nhiều vấn đề bị phạt tiền đối tác hủy đơn hàng có cách giải quyết không tiền đa đa hỏi khó mà giải quyết được tiêu nguy nói vẫn là do những gia đình của nạn nhân họ không tha cho anh họ cứ tìm thấy vấn đề gì là báo cáo anh ngay tiền đa đa nhìn tiêu nguy chỉ có những chuyện này thôi sao còn chuyện gì nữa tiêu nguy hỏi anh giải quyết những chuyện này trước tiền đa đa nói nhưng có những chuyện anh cần phải rõ yên tâm anh vẫn có thể xử lý tiêu nguy nói đúng lúc đó có người gọi điện cho tiêu nguy là giọng một người phụ nữ ở đầu dây bên kia Tiền đa đang nghe thấy giọng người phụ nữ đó, cô ấy không nói gì, chỉ nhìn tiêu nguy cầm áo khoác và vội vàng đi ra ngoài. Tiền đa đa không ngăn cản, ánh mắt cô ấy trầm xuống, có những chuyện cần phải quyết định sớm. Tiêu hồng diệp không thể tiếp tục kinh doanh, cô ấy cho thuê cửa hàng với giá thấp hơn thị trường. Tiêu hồng diệp nghĩ rằng trước mắt cho thuê giá thấp, sau này sẽ tăng giá. Nếu bây giờ tăng giá, người khác sẽ không thuê cửa hàng của cô ấy nhà của anh hai vẫn còn trống anh ấy không định cho thuê sao chồng tiêu hồng diệp hỏi nhà của anh ấy không nhỏ đâu nhỉ căn nhà đó không nhỏ họ vốn dự định khi á tân kết hôn thì cũng có thể ở đó tiêu hồng diệp nói từ khi họ mua căn nhà này đã tính toán mọi thứ bên trong có bốn phòng cũng đủ để ở mẹ chưa ở đó chỗ đó rất trống có một phòng nhỏ hơn nhưng cũng có thể ở được em đã qua đó chưa Tào lộ bình hỏi. Em đã qua một lần. Tiêu hồng diệp đáp. Nhà đó để trống như vậy sao? Tào lộ bình lại hỏi. Không để trống thì làm gì được, thật sự cho thuê thì lại phải lo phiền phức. Tiêu hồng diệp nói, lì cửa hàng của họ cũng đã cho thuê, nhưng người ta vẫn còn nói ra nói vào. Cửa hàng của chúng ta cũng bị ảnh hưởng, chuyện này không dễ giải quyết. Nếu có thể, em đã cho người ta đi thuê nhà từ lâu rồi, ít ra cũng có chút tiền thuê. Tào Lộ Bình thực sự lo lắng về căn nhà đó, nếu cho thuê được thì cũng có thể kiếm được ít tiền. Nhưng lời Tiêu Hồng Diệp nói cũng đúng, chuyện đã trở nên như thế này, sợ là không ai dám thuê nhà đó. Dù là người không biết chuyện đến thuê, cũng chắc chưa kịp trả tiền thì đã có người kể về những chuyện đã xảy ra. Cho thuê không dễ, xử lý mọi chuyện cũng không dễ. Tào Lộ Bình nghĩ nếu không kiếm được bao nhiêu tiền, vậy thì họ cũng thấy thực sự không đáng để xử lý vì vậy thật là đáng tiếc tiếc hay không cũng không liên quan đến chúng ta tiêu hồng dịp nói lời cho thuê cửa hàng rồi cũng phải nghĩ xem sau này làm gì tiêu hồng dịp nghĩ mình không thể cứ ở nhà mãi được nếu thật sự như vậy thì sẽ không kiếm được thêm tiền nếu cô ấy có thể tìm được một công việc nhẹ nhàng hơn thì tốt tiếc là không dễ hôm đó tiêu hồng thiến tìm gặp tiêu nguy Cô ấy vốn không muốn nói những chuyện đó, nhưng Tiêu Hải đã xảy ra chuyện, Tiêu Hồng Thiến không muốn Tiêu Nguy lại gặp chuyện không hay. Hai chị em ăn tối tại nhà hàng, Tiêu Hồng Thiến mở lời, vì dạo này em bận đến nỗi không có thời gian về nhà sao? Ai nói với chị vậy? Tiêu Nguy cao mày. Chị qua nhà, không thấy em, ăn tối xong, vẫn không thấy em. Tiêu Hồng Thiến nói. Công ty có việc, không có cách nào khác phải xử lý nhiều tiêu nguy nói đời kinh doanh không dễ dàng vẫn phải quan tâm đến gia đình không thể cứ giả vờ như không biết gì tiêu hồng thiến nói lê phụ nữ đều cần được chăm sóc vâng tiêu nguy gật đầu thì em biết rồi chị không cần lo lắng nhiều công ty có vấn đề lớn sao tiêu hồng thiến nghĩ nếu không có vấn đề lớn tiêu nguy chắc chắn không thể về nhà muộn như vậy thậm chí còn không về nhà có người rút vốn tiêu nguy thở dài từ những gia đình của các nạn nhân không ngừng gây chuyện vậy phải làm sao đây tiêu hồng thiến hỏi họ rút vốn thì rút vốn tiêu nguy nói tự em đang nghĩ đến khu dân cư kia xem những người đó có muốn đầu tư vào công ty của chúng ta không nếu họ đầu tư thì họ có thể từ bỏ việc khiếu nại công ty của chúng ta đừng bám lấy công ty của chúng ta nữa em thử xem tiêu hồng thiến nói thì hy vọng họ đừng bám lấy em. Tiêu Hồng Thiến không biết về những chuyện của công ty, cô ấy không giúp được Tiêu Nguy, không có cách nào xử lý, chỉ có thể để Tiêu Nguy tự lo liệu. Tiêu Nguy phải tự cứu mình, anh ta chỉ có thể nghĩ ra đủ cách. Bành Dũng đang cân nhắc tình hình, người khác đã rút vốn, anh ấy vẫn chưa rút. Anh ấy theo Tiêu Nguy nhiều năm, kiếm được không ít tiền, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy muốn đổ hết số tiền kiếm được vào đó. Nếu tiền của anh ấy bị mất thì sau này anh ấy sẽ không thể sống thoải mái như hiện tại. Tối trước ngày họ đi đến khu dân cư kia để huy động vốn, Bành Dũng ăn tối cùng Tiêu Nguy. Những người đó có thể đầu tư không? Bành Dũng hỏi, gây họ gây rối cũng đủ rồi. Phải thử thôi. Tiêu Nguy nói, đợi không thử thì sao biết được chuyện này có thành công hay không? Nếu không thành thì sao? Bành Dũng hỏi ngày mai sẽ biết thôi. Tiêu Nguy nói, Vậy cậu có ý định gì à? Đợi đến ngày mai. Bành Dũng thực ra đã có ý định, anh ấy nghĩ đến việc tự mình kinh doanh, đã theo Tiêu Nguy nhiều năm, anh ấy biết nhiều chuyện, cũng có liên hệ với những người đó. Anh ấy nghĩ mình chắc chắn sẽ không làm quá tệ, ít nhất cũng có thể kiếm được một ít tiền. Tiêu Nguy nhìn thấy Bành Dũng như vậy, không hỏi thêm điều gì khác. Trong mắt Tiêu Nguy, bành dũng không có bản lĩnh nếu không có anh ta dẫn dắt bành dũng không thể có cuộc sống tốt như hiện tại người khác có thể phản bội anh ta nhưng bành dũng không nên phản bội anh ta vì họ đã quen biết nhiều năm rồi sáng sớm hôm sau tiêu nguy và bành dũng đến khu dân cư đó hai người họ đích thân đi chứ không chỉ để nhân viên công ty đi hai người là lãnh đạo đến có thể khiến người khác cảm nhận được thành ý của họ tiêu nguy lấy danh nghĩa hồi đáp cộng đồng để kêu gọi mọi người đầu tư vào công ty của anh ta hoàng lập chu biết được hành động của tiêu nguy lập tức liên hệ với gia đình các nạn nhân để họ cùng đi đến đó họ không thể để công ty của tiêu nguy phát triển lớn mạnh bất kể tiêu nguy có bồi thường cho họ hay không họ cũng không thể bỏ qua cho tiêu nguy ban đầu tiêu nguy cũng không thực sự muốn bồi thường anh ta chỉ không muốn mẹ anh ta phải ngồi tù quá nhiều năm kẻ đồng lõa đến đây làm gì hoàng lập chu trực tiếp đi đến trước mặt tiêu nguy chúng tôi đến tìm kiếm đầu tư Tiêu Nguy nói, "Để mọi người chỉ cần đầu tư một ít tiền sẽ được chia lợi nhuận. Cuối năm, chúng tôi sẽ chia lợi nhuận cho mọi người. Còn phải nộp tiền à?" Người bên cạnh Hoàng Lập Chu nói. Quả nhiên, anh không muốn bồi thường lại còn muốn lừa gạt lấy lại tiền bồi thường, phải không? Không có ý tốt, chỉ muốn lừa gạt. Các người đều không phải người tốt. Những người đó gây rối, mặc dù Tiêu Nguy đã dự đoán sẽ có tình huống như vậy nhưng anh ta nghĩ sẽ chậm hơn anh ta nghĩ mình có thể thuyết phục một số người rồi họ sẽ giữ yên những người khác kết quả là không có ai nghe lời tiêu nguy cuối cùng có người báo cảnh sát nói tiêu nguy lừa đảo tiêu nguy chỉ có thể giải thích với cảnh sát cảnh sát biết rõ tình hình của nhà họ tiêu nên nhanh chóng cho tiêu nguy rời đi chính lúc đó bành dũng nói với tiêu nguy về việc muốn giải tán điều này làm tiêu nguy rất tức giận nhưng tiêu nguy vẫn đồng ý anh ta không đồng ý cũng không được bành dũng vẫn sẽ giải tán lúc kiếm được tiền bành dũng muốn kiếm lúc mất tiền bành dũng lập tức rút lui anh ấy không hề nghĩ đến việc tiêu nguy có thể lật lại tình thế hay không tiêu nguy rất buồn một mình đi uống rượu thư ký của anh ta thẩm vân biết rõ tình hình của công ty đã đặc biệt tìm đến tiêu nguy tổng giám đốc tiêu để em uống rượu cùng anh thẩm vân nói Thẩm Vân thấy Tiêu Nguy buồn bã như vậy, rất xót xa. Họ đều rút vốn rồi. Tiêu Nguy nói, vậy họ đều nghĩ rằng tôi không thể làm được nữa. Sao lại không thể, em tin anh nhất định sẽ làm được. Thẩm Vân nói, đời cuộc sống là những thăng trầm, bây giờ chỉ là thất bại tạm thời, sau này sẽ tốt hơn thôi. Những người rút vốn lúc này là họ không có tầm nhìn, họ chỉ nhìn vào lợi ích, họ không phải người tốt, anh đừng bận tâm đến họ. Những người khác đi rồi, cô không đi sao? Tiêu Nguy hỏi. Không đi. Thẩm Vân lắc đầu, vì em sẽ ở lại đây, sẽ luôn ở lại công ty, dù anh có đuổi em, em cũng không đi. Tiêu Nguy nhìn Thẩm Vân, về tình hình công ty như vậy, phúc lợi đều giảm, hiệu quả kinh doanh cũng ít đi. Không sao cả. Thẩm Vân nói nhanh, vì em đến làm việc không chỉ vì tiền. Em là vì. Thẩm Vân nhìn Tiêu Nguy cô ta rất thích tiêu nguy cô ta rất muốn ở bên anh nhưng anh ta đã có vợ cô ta không biết mình có còn cơ hội không rõ ràng biết rằng bây giờ ở bên anh ta mình sẽ là kẻ thứ ba nhưng cô ta vẫn không thể kìm lòng tổng giám đốc tiêu mọi chuyện sẽ ổn thôi thẩm vân nói đây bây giờ chỉ tạm thời gặp một số vấn đề không phải vấn đề nghiêm trọng không có chuyện gì đâu ừ tiêu nguy nói đi hy vọng chỉ là tạm thời nhất định là tạm thời. Thẩm Vân nói, vì tổng giám đốc Tiêu, anh còn uống không? Không uống nữa. Tiêu Nguy đứng dậy. Tiêu Nguy lão đảo, Thẩm Vân lập tức đến đỡ anh ta. Tổng giám đốc Tiêu, anh muốn đi đâu? Thẩm Vân hỏi. Về nhà. Tiêu Nguy nói, để lên xe về nhà. Để em đưa anh về. Thẩm Vân nói. Dù Tiêu Nguy có tài xế, thẩm vân vẫn muốn đi cùng tài xế thấy thẩm vân còn thấy cô ta lên xe anh ấy không nói gì thêm chỉ là tài xế thôi không cần quản nhiều như vậy nói ít sai ít đến nhà tổng giám đốc tiêu thẩm vân thực ra muốn đưa tiêu nguy đến khách sạn cô ta có thể nhìn thấy anh ta nhiều hơn nhưng không được tiêu nguy nói muốn về nhà cô ta phải đưa anh ta về nhà khi đến trước cửa nhà thẩm vân còn đỡ tiêu nguy xuống xe Cô ta nhìn tài xế, để anh qua đây đỡ tổng giám đốc tiêu, đưa tổng giám đốc tiêu vào trong, tôi sẽ tự bắt xe về. Thẩm vân sợ gặp phải tiền đa đa, cô ta vốn đã có những ý nghĩ khác, nếu để tiền đa đa nhìn thấy. Cô ta sợ tiền đa đa sẽ phát hiện ra suy nghĩ của mình, hơn nữa cô ta cũng rất ghen tị với tiền đa đa. Chỉ vì tiền đa đa sinh sớm hơn vài năm mà có thể kết hôn với tiêu nguy. Trên lầu, tiền đa đa nhìn thấy cảnh tượng dưới lâu, Cô ấy lặng lẽ quan sát và thấy Thẩm Vân rời đi. Nếu không có chuyện gì xảy ra, cô ấy không tin. Cô ấy nghĩ về bức ảnh mà ai đó đã gửi nặc danh cho cô ấy. Thẩm Vân và Tiêu Nguy rất thân thiết, nếu không có chút vấn đề gì giữa hai người họ, ai tin được chứ? Hôm nay, Tiền Đa đã gặp anh trai của cô ấy, anh trai đã kể cho cô ấy nghe về tình hình của Tiêu Nguy. Lần này, chuyện của nhà họ Tiêu đã liên lụy đến nhiều người, có thể nói nhà họ Tiêu đã đắc tội với nhiều người. Những việc làm xấu của nhà họ Tiêu trong quá khứ đều bị phơi bày, những quan chức từng nhận hối lộ từ nhà họ Tiêu cũng bị vạch trần. Ai mà ngờ rằng một gia đình nhỏ như nhà họ Tiêu lại có thể gây ra chấn động lớn đến vậy ở thủ đô. Người nhà họ Tiêu không thể nào tiếp tục sống yên ổn ở thủ đô được nữa. Dù Tiêu Nguy có chuyện đến thành phố khác, việc anh ta muốn gây dựng lại sự nghiệp không phải là chuyện dễ dàng. Nếu tiền đa đa ly hôn với Tiêu Nguy vào thời điểm này, có lẽ họ còn giữ được một số thứ tiền đa đa không lo lắng cho bản thân cô ấy chủ yếu nghĩ đến con gái của họ phải nghĩ cho con gái không thể cứ lao đầu vào mà không biết đường ra vì tiêu nguy đã uống khá say tiền đa đa tạm thời không nói gì sáng hôm sau tiền đa đa bình tĩnh hỏi tiêu nguy liệu anh ta có người bên ngoài không anh chỉ bận việc công ty thôi tiêu nguy nói đừng không có những chuyện linh tinh đó anh bận việc gì, tự anh biết rõ. Tiền đa đa nói, đi em chỉ hỏi anh có nhớ con gái của chúng ta không? Tất nhiên là nhớ. Tiêu Nguy nói, vậy anh nên nghĩ cho tương lai của con bé. Tiền đa đa nói, ý em là gì? Tiêu Nguy nhíu mày. Anh rõ ràng biết tình hình hiện tại của mình. Tiền đa đa nói, vì nếu bây giờ anh chuyển hết tài sản có thể chuyển cho con gái chúng ta, chúng ta ly hôn. Dù công ty anh có gặp chuyện gì, cũng không liên quan đến mẹ con em, em cũng có thể bảo vệ con bé. Em muốn ly hôn? Tiêu Nguy nhìn tiền đa đa. Anh xem cái này đi. Tiền đa đa đặt bức ảnh của Tiêu Nguy và Thẩm Vân thân thiết trước mặt anh ta, đây bây giờ. Những bức ảnh này đang ở trước mặt em, sau này thì sao, có thể sẽ ở trước mặt con gái chúng ta. chuyện gì cũng có thể xảy ra em không thể đảm bảo rằng những người đó sẽ không làm hại con gái chúng ta em bảo vệ con bé nhưng cũng có lúc em không thể làm hết tất cả mọi chuyện được tiêu nguy cảm thấy nặng nề anh ta biết suy nghĩ của tiền đa đa là đúng anh hãy suy nghĩ kỹ tiền đa đa không ép tiêu nguy phải quyết định ngay lập tức tuy anh đã làm rất nhiều cho mẹ anh trai và chị dâu của anh nhưng đến con gái của mình anh lại không nghĩ cho con bé sao anh sẽ suy nghĩ tiêu nguy nói nó còn đang đi học cuộc sống của con bé không dễ dàng như chúng ta nghĩ tiền đa đa nói những người đó đã đến trường của con bé tiêu nguy hỏi chưa tiền đa đa nói vì họ chưa đến nhưng người khác cũng biết con bé mang họ tiêu là con gái của anh người ta luôn ánh mắt mang theo thành kiến để nhìn con bé sẽ làm khó con bé tiêu nguy im lặng một lúc sau con gái của tiêu nguy và tiền đa đa từ trên lầu xuống cô bé dễ thương chạy đến bên tiêu nguy gầy ba ơi tiêu nguy nhìn con gái thời gian này anh ta luôn bận rộn không nghĩ đến việc con gái có bị ức hiếp ở trường hay không con ở trường thế nào tiêu nguy hỏi vẫn vẫn ổn con gái tiêu nguy tên là tiêu nhược tuyết cô bé nhìn mẹ ừ nhưng con không muốn nói không thể để ba lo lắng quá ba đã rất vất vả rồi tiêu nguy biết con gái nhất định đã bị ức hiếp ở trường tiền đa đa không để con gái nói nhiều về những chuyện đó cô ấy hiểu rõ cũng không thể nhìn con gái chịu ức hiếp học hành chăm chỉ nhé tiêu nguy nói dạ con sẽ học hành chăm chỉ tiêu nhược tuyết nói tiêu nguy nhanh chóng đến công ty anh ta thực sự cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng nếu anh ta phải ly hôn với vợ không thể chỉ là ly hôn đơn giản đúng anh ta thực sự gần gũi với thẩm vân thẩm vân rất dịu dàng và hiểu anh ta tiêu nguy đôi khi sẽ trò chuyện với thẩm vân thẩm vân luôn đứng về phía anh ta còn khi anh ta nói chuyện với tiền đa đa cô ấy thường nói tiền anh ta kiếm được thì anh ta tự quyết định điều này khiến tiêu nguy không cảm thấy được yêu thương anh ta nghĩ tiền đa đa quá lạnh lùng tiền đa đa đối với anh ta giống như đối tác lợi ích hơn là vợ tiền đa đa không yêu anh ta nhiều tiêu nguy nhận thức sâu sắc điều này ngày trước khương mộng giao có chút thích anh ta thực ra anh ta biết phần nhiều là do khương mộng giao thấy anh ta phù hợp còn nói về yêu thì khương mộng giao không yêu anh ta nhiều anh ta quyết định đi phía nam cũng vì biết khương mộng giao thích nhưng không yêu anh ta nghĩ khương mộng giao có thể không biết nhưng anh ta có thể lợi dụng điều này bùi đình yêu anh nhưng hai gia đình họ có vấn đề lớn họ không thể vượt qua vấn đề đó và không thể ở bên nhau trong thời gian tới tiêu nguy và thẩm vân càng trở nên gần gũi hơn hai người thường ăn tối cùng nhau thẩm vân rất vui cô ta thấy tiêu nguy rất vất vả thẩm vân nghĩ tiêu nguy làm việc rất vất vả anh ta rất cố gắng để mọi người đều kiếm được tiền nhưng những người đó lại làm khó anh ta tổng giám đốc tiêu thẩm vân đỡ tiêu nguy ra khỏi nhà hàng tiêu nguy đã uống rất nhiều rượu tiêu nguy nắm lấy tay của thẩm vân anh ta biết thẩm vân thích mình anh ta phải để mọi người biết rằng anh ta không quan tâm đến vợ nữa. Tiền đa đa chỉ sinh con gái cho anh ta, còn anh ta là đàn ông, anh ta muốn có con trai để nối dõi tông đường. Nếu điều này có thể khiến những người kia từ bỏ việc làm khó mẹ con tiền đa đa, thì cũng tốt. Thẩm vân thấy tiêu nguy nắm tay mình, cô ta vừa kinh ngạc vừa phấn khích. Không về nữa. Tiêu nguy nói, về tiền đa đa căn bản không thích anh, cô ấy chỉ yêu tiền của anh, tổng giám đốc tiêu thẩm vân do dự vì vậy chúng ta anh muốn đi đâu đi đâu cũng được chỉ cần không về nhà tiêu nguy nói sau đó tiêu nguy và thẩm vân cùng đi đến khách sạn nhiều người thấy họ đến khách sạn gia đình thẩm vân biết chuyện này họ không muốn thẩm vân tiếp tục làm thư ký cho tiêu nguy mong thẩm vân sớm rời đi mẹ mày làm tiểu tam mày cũng muốn làm tiểu tam sao cũng đúng mẹ mày làm tình nhân của ba mày để trèo lên vị trí đó có phải mày cũng nghĩ làm tình nhân của người khác để có thể cưới được người ta không thấy đúng là loại mặt dày rồi chưa thấy mẹ con nhà nào mày mặt dày như thế các con vợ cả của ba thẩm đều nghĩ thẩm vân quá mặt dày thẩm vân rõ ràng là đang làm mất mặt họ thẩm vân là con riêng của ba thẩm nhưng bên ngoài họ đều nói thẩm vân là con của người vợ sau của ba thẩm để giảm bớt nỗi nhục mẹ thẩm vân kéo con gái vào phòng bà ta thực sự không muốn con gái quá gần gũi với tiêu nguy cậu ta hơn con nhiều tuổi lại có vợ con muốn gì ở cậu ta mẹ thẩm vân nói nghe nói công ty cậu ta cũng không tốt mẹ trước đây mẹ ở bên ba ba cũng có vợ mà thẩm vân nói con là con riêng của ba con đã bị người ta cười nhạo không ít lần tổng giám đốc tiêu đã từng giúp đỡ con đúng công ty anh ấy có vấn đề nhưng điều đó không có nghĩa là công ty anh ấy không thể tốt trở lại. Anh ấy là người tốt, con thích anh ấy, con yêu anh ấy, con muốn ở bên anh ấy. Ê, còn có biết mình đang nói gì không? Mẹ Thẩm Vân trừng mắt nhìn con. Biết. Thẩm Vân nói, đời con thích tổng giám đốc Tiêu, con yêu Tiêu Nguy, cả đời này chỉ yêu mình anh ấy." Sao con có thể mặc dày như vậy? Mẹ Thẩm Vân nói mặt con không dày bằng mẹ. Thẩm Vân nói, ơi mẹ có thể làm tình nhân của ba, tại sao con không thể? Mẹ làm tình nhân của ba con, mẹ biết làm tình nhân đau khổ như thế nào, phải chịu đựng, phải chờ đợi, phải. Mẹ làm được, con cũng làm được. Thẩm Vân nói, đôi mẹ quan tâm con làm gì, nếu muốn quan tâm, hãy quan tâm con trai bảo bối của mẹ đi. Nó là con trai, là con hợp pháp, nó mới là người có thể tranh giành tài sản của ba, còn con chỉ là con kế những người kia đều đang cười nhạo con thẩm vân muốn có gia đình của riêng mình cô ta không muốn mãi chịu khổ ở nhà họ thẩm nữa những người đó không quan tâm cô ta sống thế nào họ chỉ lo lắng cho danh dự của họ thôi mẹ thẩm nghe những lời của con gái nói thì rất thất vọng vì một người đàn ông mà không quan tâm đến gia đình đây là cái gì chứ bà ta thật lòng không muốn con gái trở thành một phiên bản như chính mình không con gái bà ta còn chưa đủ để trở thành phiên bản tiếp theo của bà ta với tình cảnh của tiêu nguy chỉ e rằng sau này tiêu nguy sẽ không còn thuận lợi nữa tiêu nguy đã đến tuổi này lại thêm bao nhiêu chuyện như thế dù có chuyện đến thành phố khác cũng khó mà thành công con nhất định phải ở bên cậu ta sao mẹ thẩm nói lê con có biết cậu ta đang trong tình trạng nào không con biết chứ thẩm vân đáp điều chính vì con biết nên con mới muốn ở bên anh ấy. Nếu mọi người có thể giúp anh ấy, xin mọi người hãy giúp anh ấy. Con, anh ấy sẽ sớm ly hôn với vợ thôi. Thẩm Vân nói, vì anh ấy không thích vợ anh ấy, nằm đó anh ấy lấy vợ là bị ép buộc. Đàn ông đều nói như vậy. Mẹ Thẩm nói, anh ấy khác. Thẩm Vân nói, vì anh ấy là người rất tốt. Mọi người không biết anh ấy tốt thế nào đâu, anh ấy là người rất nhân hậu, luôn nghĩ cho người khác, luôn xử lý mọi việc rất tốt. Còn bản thân anh ấy, anh ấy luôn chịu thiệt thòi, anh ấy. Vì một người đàn ông mà con phải làm thế này. Mẹ thẩm nói. Mẹ với dì của con đã bàn nhau gả con cho nhà họ. Con lấy chồng, con sẽ là thiếu phu nhân, có người hầu hạ, thật tốt biết bao. Đời người sống không phải để được người khác hầu hạ. Thẩm Vân nói để bây giờ là thời đại gì rồi thời đại mới xã hội mới rồi mẹ thẩm nghe lời này thì im lặng những người này luôn thích nói bây giờ là thời đại gì đó rồi làm như ba mẹ không theo kịp thời đại chỉ có người trẻ mới theo kịp thời đại mẹ thẩm chỉ muốn lấy hết nước trong đầu con gái ra nhưng con gái không nghe bà ta biết làm sao được con đi xem mắt thử đi con không đừng lãng phí thời gian của mọi người thẩm vân nói ơi mẹ mẹ làm tình nhân cho ba bao nhiêu năm mẹ có thể tại sao con không thể hơn nữa tổng giám đốc tiêu bây giờ cũng không để con làm tình nhân của anh ấy nếu anh ấy thật sự muốn ở bên con anh ấy sẽ chịu trách nhiệm với con tiêu nguy biết thẩm vân thích mình anh ấy cũng có chút cảm giác với thẩm vân để mọi người ngoài biết tiêu nguy và tiền đa đa đã hoàn toàn rạn nứt tiêu nguy phải gần gũi với thẩm vân hơn để khi tiền đa đa đòi ly hôn người ngoài sẽ không nghi ngờ nhiều sự việc đã đến mức này tiêu nguy về nhà anh ta chuyển số tiền tiết kiệm vào sổ tiết kiệm của tiền đa đa còn những căn nhà khác thì đứng tên con gái những tài sản này không ít chỉ riêng nhà ở thủ đô đã có ba căn ngoài ra còn có nhà ở những nơi khác chúng ta đi làm thủ tục ly hôn tiêu nguy nói những thứ này đều là để lại cho con gái em nếu em muốn đổi họ cho con bé thì cũng được không cần đổi họ tiền đa đa nói Để đổi họ rồi cũng không thay đổi được việc con bé là con gái của anh người khác vẫn sẽ nói người nhà họ tiêu rất nhiều sau khi chúng ta ly hôn người khác không cần phải biết con bé là con gái anh ừ tùy em tiêu nguy nói ừ những thứ này đều là để lại cho con gái chúng ta ký thỏa thuận ly hôn làm thủ tục ly hôn sau này mỗi tháng anh sẽ gửi tiền nuôi con chỉ cần anh có tiền anh sẽ gửi nếu không nếu anh không có nhiều tiền thì có thể không gửi được bao nhiêu đó là chuyện của anh em không ép anh phải gửi tiền đa đa chỉ muốn những thứ tiêu nguy hiện có trong tay thời gian trôi qua tiền đa đa sợ tiêu nguy không giữ được những thứ này họ ly hôn sớm giữ được những thứ đó sớm tiền đa đa nghĩ những người kia thực sự quá đáng họ luôn dòm ngó tiêu nguy. Nhưng chuyện này không thể nói được, nếu công ty tiêu nguy không có vấn đề, người khác sẽ không bắt được điểm yếu. Thêm nữa, việc nhà họ tiêu bị phơi bày, người khác đều muốn hạ bệ nhà họ tiêu. Tiền đa đa và tiêu nguy ly hôn suôn sẻ, tiền đa đa và con gái không đòi cổ phần công ty của tiêu nguy, công ty vẫn thuộc sở hữu của tiêu nguy. Tiêu nguy muốn công ty hồi sinh, không muốn công ty sụp đổ như vậy. Khi Thẩm Vân biết Tiêu Nguy đã ly hôn, tâm trạng cô ta rất vui cô ta và tiêu nguy càng thân thiết hơn tổng giám đốc tiêu em thích anh em yêu anh thẩm vân còn dũng cảm bày tỏ tình cảm với tiêu nguy tiêu nguy đương nhiên chấp nhận hai người nhanh chóng đi đăng ký kết hôn tiêu nguy không nghĩ đến chuyện gặp gia đình thẩm vân trước khi kết hôn nếu gặp có lẽ họ sẽ không đồng ý cho thẩm vân lấy anh ta sự việc đã đến mức này tiêu nguy muốn mọi người biết rằng anh ta và tiền đa đa đã hoàn toàn rạn nứt anh ta cũng muốn một người phụ nữ dịu dàng hơn tiêu hồng thiến không ngờ tiêu nguy lại làm ra chuyện này cô ấy cảm thấy em trai mình đã thay đổi rất nhiều vì vậy tiêu hồng thiến tìm gặp tiêu nguy cô ấy muốn hỏi em trai có phải vì em đã chi nhiều tiền quá tiền đa đã mới cãi nhau với em nên em cô ta cô ta vốn là người rất coi trọng tiền bạc tiêu nguy nói lời cô ta sợ bị em liên lụy sợ không giữ được của hồi môn nên mới đòi ly hôn tiêu nguy không nói tiền đa đa làm vậy vì con gái họ dù là chị gái của mình tiêu nguy cũng không thể nói không ai có thể đảm bảo người khác sẽ nghĩ gì thêm một người biết chuyện là thêm một phần nguy hiểm dù pháp luật không có khái niệm ly hôn giả đã ly hôn thì là ly hôn thật nhưng tiêu nguy sợ những người kia vẫn sẽ tìm đến tiền đa đa và con gái của họ năm đó em lấy cô ta cũng vì ba cô ta thấy em tạm được tiêu nguy nói ư ừ, nhà họ là thương gia thương gia coi trọng lợi ích em không còn giá trị họ đương nhiên sẽ đá em đi sao họ có thể làm thế tiêu hồng thiến nói thì hai người đã ở bên nhau nhiều năm như vậy còn có một đứa con gái họ chị ba đừng nói nữa tiêu nguy nói thành thật mà nói có phải em đã có người khác bên ngoài trước rồi không tiêu hồng thiến hỏi điều đó quan trọng sao tiêu nguy nói điều quan trọng là nhà mình đã xảy ra chuyện lớn như vậy tiền đa đa không quan tâm đến gia đình mình họ chỉ nghĩ về lợi ích của họ sẽ bị ảnh hưởng thế nào hôn nhân của em và cô ta không thể duy trì cô ta cưới em mà còn cao cao tại thượng người nhà cô ta cũng không coi trọng em họ nghĩ khi việc làm ăn của em gặp vấn đề là họ đã giúp đỡ em Tiêu Nguy không ngại nói những lời khó nghe, phải để những người này biết rằng giữa anh ta và tiền đa đa có mâu thuẫn rất lớn. Chị ba, chị cũng không phải chưa gặp người nhà họ, chỉ là gặp ít lần thôi. Tiêu Nguy nói, họ căn bản không muốn gặp mọi người. Người nhà họ, thực sự là vậy. Tiêu Hồng Thiến nói. Trước đây tiền đa đa không phải có nói mẹ chúng ta hại cô ta suýt xảy thai sao? Là cô ta giả vò. Tiêu Nguy nói, nếu không phải lần này đi ly hôn em nói cô ta cô ta cũng không nói ra hai người đã ly hôn tiền đa đa trực tiếp nói ra cô không nghĩ chuyện đó là lỗi của mình mẹ tiêu có tính cách không đứng đắn nếu cô ấy không làm vậy có thể con cô ấy thật sự không giữ được sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy tiêu nguy không thể nói mẹ mình có tốt đến đâu anh và tiền đa đa đã ly hôn bây giờ không phải lúc để để ý những chuyện đó hai người phải bảo vệ con gái chung của họ để con gái không tiếp tục bị tổn thương. Cô ta là người có lòng dạ hiểm độc. Tiêu Nguy nói, ở khi em cưới cô ta, em không thích cô ta, cũng chỉ là bị ép buộc. Nhà họ coi trọng lợi ích, em không còn giá trị, họ đương nhiên đá em đi, đó là chuyện rất bình thường. Em có ở bên người khác hay không, họ cũng sẽ làm vậy. Nếu em không có người khác, họ cũng sẽ tạo ra một người khác, họ chắc chắn không để em yên trước đây em chưa từng nói những lời này tiêu hồng thiến nói đó là vì em không muốn chị lo lắng tiêu nguy nói đi chị ba em lấy thẩm vân sau này cô ấy mới là em dâu của chị chị đừng nói về tiền đa đa trước mặt cô ấy trong lúc này thẩm vân còn nguyện ý lấy em nguyện ý cùng em vượt qua khó khăn cô ấy tốt hơn tiền đa đa gấp vạn lần triệu lần không đúng tiền đa đa không thể so với cô ấy Tiêu Hồng Thiến im lặng. Em và Thẩm Vân sẽ tổ chức tiệc cưới, chị ba, chị nhất định phải đến tham dự. Tiêu Nguy nói, vì em lần này là kết hôn lần hai, nhưng Thẩm Vân là lần đầu kết hôn, tiệc cưới không thể quá sơ sài. Trong tình huống hiện tại, có thể không mời nhiều người, nhưng chị nhất định phải đến. Vào ngày Tiêu Nguy tổ chức tiệc cưới, Tiêu Hồng Thiến đã đến, cô ấy cho rằng Tiêu Nguy cũng không dễ dàng gì. Dù Tiêu Nguy đã ly hôn và tái hôn, dù Tiêu Nguy có ở bên Thẩm Vân trước khi ly hôn hay không, điều đó không còn quan trọng nữa. Trong lúc mọi người đang ăn uống, có người chạy đến tiệc cưới. Ông chủ bao nuôi tình nhân, tiểu tam lên ngôi à. Vài giả to con đứng đó lớn tiếng la lối. Tiêu Nguy bảo vệ Thẩm Vân, để Thẩm Vân không sợ hãi. Vài giả to con còn phá hỏng hai bàn tiệc, cuối cùng họ vẫn bị bảo vệ lôi ra ngoài. Đừng sợ. Tiêu Nguy nói với Thẩm Vân, để chúng ta tự biết rõ chuyện của mình, đừng để ý đến những người đó. Thẩm Vân thấy Tiêu Nguy bảo vệ mình, cô ta cảm thấy ngọt ngào, y ừ, em biết. Khi Tiêu Nguy chưa ly hôn, Thẩm Vân đã yêu Tiêu Nguy. Mẹ cô ta khi làm tình nhân cho ba cũng đã trải qua không ít chuyện, Thẩm Vân đã trải qua nhiều chuyện từ nhỏ, cô ta tự nhủ rằng bây giờ những chuyện này chẳng là gì. Quan trọng là cô được ở bên Tiêu Nguy cô ta không cần phải chờ đợi nhiều năm như mẹ khi người khác biết chuyện xảy ra trong tiệc cưới họ đều cho rằng tiền đa đa và tiêu nguy đã hoàn toàn rạn nứt tiêu nguy thật sự tàn nhẫn vì muốn kết hôn với người phụ nữ trẻ đẹp vì muốn sinh con trai anh ta đã bỏ rơi vợ cũ cũng phải nhà họ tiền không chịu giúp đỡ tiêu nguy tiêu nguy đương nhiên cảm thấy nhà họ tiền không còn giá trị anh ta đương nhiên đá họ đi rồi tìm người phụ nữ khác thẩm vân là người nhà họ thẩm bề ngoài là con nuôi nhưng thực chất là con riêng nhiều người đều biết chuyện này tiêu nguy chỉ muốn lợi dụng người nhà họ thẩm giúp đỡ mình thôi nhưng gia đình họ thẩm chẳng có mấy người đến dự tiệc cưới kế hoạch của tiêu nguy e là sẽ thất bại tiêu nguy này từ trước đến giờ đều nhờ cậy phụ nữ anh ta thật sự biết cách lợi dụng phụ nữ nhỉ vợ trước không dùng được nữa lập tức đổi một người khác anh ta tưởng người nhà họ thẩm là đồ ngốc sao một đứa con riêng của tình nhân lên làm chính thức có thể có tác dụng gì chứ? Ê, có lẽ anh ta muốn thử, nhỡ đâu thành công thì sao? nhà họ thẩm ở thủ đô này có nhiều mối quan hệ lắm, nếu thành công, việc kinh doanh của anh ta có thể lại phát đạt. tiêu nguy biết người ngoài nói gì về mình, anh ta đã dự liệu trước điều này. đó cũng là điều anh ta muốn, để mọi người đều chỉ trích anh ta, như vậy tiền đa đa và con gái mới có thể trở thành nạn nhân và ẩn mình tiêu nguy không nói điều này với tiêu hồng thiến anh ta càng không thể nói với thẩm vân thẩm vân còn trẻ tiêu nguy sợ nếu nói ra thẩm vân sẽ không đồng ý đến lúc đó nếu thẩm vân ra ngoài nói lung tung thì sẽ ảnh hưởng đến tiền đa đa và con gái những kẻ gây rối trong tiệc cưới là do tiền đa đa sắp xếp đó cũng là điều đã được cô ấy và tiêu nguy bàn bạc từ trước nhìn chung tiệc cưới đó cũng coi như thành công còn thẩm vân có vui hay không đó không phải điều tiền đa đa quan tâm cô ấy chỉ lo lắng cho con gái mình không thể để con gái chịu khổ tiền đa đa đến quán sủi cảo của chị dâu khương ăn sủi cảo những người khác nhìn thấy tiền đa đa đều cảm thấy cô ấy đã hốc hác đi nhiều có người cố tình đến gần để dò hỏi về tiêu nguy và chuyện của nhà họ tiêu nhà họ tiêu vốn dĩ không phải là người tốt cô lấy tiêu nguy là chịu khổ dì triệu nói Ba tôi lúc đó thấy anh ta cũng không tệ, nên mới gả tôi cho anh ta. Tiền Đa Đa nói, ừ khi đó nhà tôi bỏ ra rất nhiều tiền, giúp anh ta giải quyết nợ nần. Đã đầu tư nhiều tiền như vậy, làm sao có thể ly hôn dễ dàng? Bây giờ thì ly hôn rồi đấy. Di Triệu nói, ừ nhưng ly hôn muộn quá, số tiền đó đều bị anh ta lấy đi đền bù cho gia đình anh ta rồi. Số tiền đó đúng ra phải đền, tôi không cãi nhau với anh ta về chuyện này. Nhiều nhất là cãi nhau về đám họ hàng của anh ta. Đôi mắt của tiền đa đa đỏ lên. Những người đó đúng là hút máu, chỉ biết hút tiền của cô. Cô ly hôn với Tiêu Nguy là chuyện tốt. Dì Triệu nói. Vì chuyện của nhà họ Tiêu, con gái tôi ở trường bị bắt nạt không ít. Tiền đa đa nói, để tôi, tôi không nói nữa. Tiền đa đa nghĩ nếu nói thêm nữa, người khác sẽ không còn đồng cảm với mình. Dù có nhiều người hỏi thêm, cô ấy cũng không muốn nói nhiều. Tôi chỉ thích ăn sủi cảo ở đây, sủi cảo ở đây rất ngon. Tiền đa đa nói. Vậy cô ăn nhiều một chút, hôm nay tôi mời. Chị dâu Khương mang sủi cảo ra. Không, sao có thể để cô mời, vẫn phải trả tiền, không thể chiếm lợi của cô. Tiền đa đa nói. Ơi sau này, tôi phải chăm sóc con, cũng phải nghĩ xem có thể làm gì. Không thể ngồi ăn núi lở chờ Tiêu Nguy gửi tiền. Anh ta đã tái hôn, làm sao có thể tiếp tục gửi tiền cho chúng tôi? Tôi có hỏi, cũng không hỏi được gì. Nhà cô còn nhiều căn nhà mà. Dì Triệu không khỏi hỏi. Đúng là có vài căn nhà, nhưng đều phải để lại cho con. Tiền Đa Đa nói, Ê bây giờ dựa vào tiền thuê nhà vẫn có thể sống, nhưng sau này, nếu có chuyện gì xảy ra, chúng tôi không thể bán nhà để sống. Nhà thì sẽ có ngày bán hết Tôi nghĩ liệu có thể mặc giày đến hỏi ba tôi không Nhờ ông giúp tôi kiếm ít tiền lời Chị dâu Khương nghe vậy Nghĩ mình không cần phải thương hại tiền đa đa Tiền đa đa có nhiều tiền như vậy Thương hại cái gì chứ Cô ấy tự biết mình cần phải làm gì sau này Tiền đa đa không nói nhiều với dì Triệu và những người khác Sau khi ăn xong Cô ấy mang một số đồ đến thăm gia đình người đã khuất Khi họ thấy tiền đa đa đến Họ khá bất ngờ Sau những chuyện đã xảy ra Tiền đa đa chỉ đến nhà họ tiêu để thắp hương, nói tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của họ, không nói thêm gì nhiều. Tôi chỉ muốn xem mọi người thế nào, con gái tôi bị bắt nạt ở trường, cũng vì ba nó. Ít nhất thì con gái tôi vẫn sống, không đau đớn không mệt mỏi, bị nói vài câu cũng không sao. Mong mọi người sống tốt, để con gái tôi bớt bị dày vò. Tiền đa đa đã nghĩ thỉnh thoảng đến thăm và tặng đồ cho những người này từ lâu, xem như làm việc thiện cô ấy lo lắng rằng tội lỗi của nhà họ tiêu sẽ ảnh hưởng đến con gái mình nhân quả báo ứng vẫn nên tin một chút khi tiền đa đa đang trên đường về cô ấy gặp tiêu hồng diệp ồ hai người ly hôn rồi nhỉ tiêu hồng diệp cố tình nói ghi ồ tôi nhớ rồi tiêu nguy đã tái hôn đương nhiên là hai người ly hôn rồi em chỉ tìm người khác tôi còn giữ anh ta làm gì tiền đa đa nói không phải cô giữ hay không mà là anh ta không cần cô tiêu hồng diệp nói lời cô nghĩ mình có tiền cao ngạo coi thường tôi giờ thì tốt rồi cô bị ly hôn rồi thấy chưa tôi nên cảm ơn vì đã ly hôn với em trai chị mới đúng tiền đa đa nói lời có chị dâu như chị tôi sẽ bị tức chết mất tiền đa đa tiêu hồng diệp lớn tiếng nói lời cô bây giờ là một người không ai cần cô tưởng mình giỏi lắm sao tôi không giỏi lắm nhưng tôi không làm những việc tàn ác. Tiền đa đa nói, từ nhà họ tiêu của chị chẳng có lấy một ai là người tốt cả. Con gái cô còn mang họ tiêu đấy. Tiêu Hồng Diệp nói, dù dù cô có đổi họ, trong người nó vẫn chảy dòng máu nhà họ tiêu. Chúng tôi không tốt. Con gái cô có tốt không? Tôi sẽ dạy dỗ nó tốt, không để nó đi theo con đường của các người. Tiền đa đa nói, đời không để nó trở thành người có hại cho xã hội ba tôi lúc đó đúng là mù quáng bắt tôi lấy tiêu nguy nếu không lấy em trai chị cuộc sống của tôi không biết sẽ tốt thế nào tiền đa đa cô nói gì đấy cái gì mà đi theo con đường của chúng tôi tiêu hồng diệp nói tiêu hồng diệp không vui cô ấy xông lên đánh tiền đa đa trước đây cô ấy đã muốn đánh tiền đa đa chỉ là chưa có cơ hội khi đó tiền đa đa vẫn là em dâu cô ấy nếu hai người đánh nhau thì không hay lắm nhưng bây giờ tiền đa đa không còn là em dâu cô ấy nữa cô ấy không quan tâm xông lên đánh tiền đa đa người đi đường không ngờ hai người lại đánh nhau những người biết mối quan hệ giữa nhà họ tiêu và tiền đa đa thì không ngạc nhiên tiền đa đa và người nhà họ tiêu vốn dĩ lạnh nhạt mẹ tiêu trước đây còn rất ghét tiền đa đa vì sinh con gái tiêu hồng diệp cũng không ít lần nói xấu tiền đa đa đừng đánh nữa đừng đánh nữa nhiều người chạy đến kéo hai người ra tiêu hồng diệp bị kéo ra vẫn muốn xông lên đánh tiền đa đa hai người tóc tai rối bù tiêu hồng diệp còn muốn đá trong khi tiền đa đa thì chú ý hình tượng đứng đó chỉnh trang lại quần áo tôi không còn là em dâu chị nữa mà chị còn đánh tôi tiền đa đa nói dây chị và mẹ chị đúng thật là giống nhau người qua đường kéo hai người ra nhưng họ vẫn tiếp tục cãi nhau một lúc lâu sau đó cả hai mới tản ra không ai nghĩ đến việc đi đến đồn cảnh sát những bà thím thích tám chuyện, họ lan truyền ngay lập tức chuyện tiền đa đa và Tiêu Hồng Diệp đánh nhau, khiến mọi người đều biết. Thậm chí Tiêu Hồng Thiến cũng biết chuyện này. Tiêu Hồng Thiến không đến gặp tiền đa đa. Vì tiền đa đa đã ly hôn với Tiêu Nguy, nên Tiêu Hồng Thiến nghĩ mình tốt nhất là không đến gặp tiền đa đa nữa. Tiêu Hồng Thiến vẫn còn tham dự tiệc cưới của Tiêu Nguy, nếu bây giờ cô ấy đến gặp tiền đa đa, chắc chắn tiền đa đa sẽ không vui vẻ gì. Tiêu Hồng Thiến đi tìm Tiêu Hồng Diệp, nhắc nhở Tiền Đa Đa không còn là em dâu của họ nữa, đừng gây thêm rắc rối. Đó là lỗi của Tiền Đa Đa. Tiêu Hồng Diệp đứng ở cửa, nhìn Tiêu Hồng Thiến, vì trước đây cô không quan tâm đến những chuyện này mà, sao bây giờ lại can thiệp? Mẹ đang ở trong tù. Tiêu Hồng Thiến nói. Mẹ ở nhà thì cô không quan tâm, mẹ vào tù thì cô lại muốn quản. Tiêu Hồng Diệp nhướng mày, vì Tiêu Hồng Thiến, Cô giỏi thật đấy, nhà này không có cô thì không được sao? Chỉ có thể bớt nói vài câu đi được không? Tiền Đa Đa và Tiêu Nguy đã ly hôn, các người cãi nhau nữa thì cũng có ích gì. Tiêu Hồng Thiến nói, lời sau này còn không chắc sẽ gặp nhau thường xuyên. Cô ta đáng bị thế. Tiêu Hồng Diệp nói, y với tính cách của cô ta, cũng không ngạc nhiên gì khi Tiêu Nguy ly hôn với cô ta. Tiêu Hồng Thiến thấy Tiêu Hồng Diệp nói vậy. Khóe miệng cô ấy giật giật cũng không phải tôi bảo Tiêu Nguy ly hôn với cô ta, tiền đa đã lại đổ lỗi cho tôi. Tiêu Hồng Diệp nói, đây cô ta là cái thái gì chứ? Cô ta không còn là em dâu của chúng ta nữa, lại còn dám nói, tôi không sẽ nát miệng cô ta ra đã là tốt lắm rồi. Tiêu Hồng Diệp càng nghĩ càng tức, thu nhập của cô ấy bây giờ không nhiều, chỉ có tiền thuê cửa hàng. Cô ấy muốn làm việc khác, nhưng người ta không cần cô ấy tiền đa đa và tiêu nguy đã ly hôn nhưng tiền đa đa vẫn có nhiều tiền như vậy cô không biết đâu tiền đa đa còn mua rất nhiều thứ tặng người ta tiêu hồng dịp nói lời cô ta đúng là biết tạo mặt mũi chị quan tâm làm gì tiền đó không phải của chị tiêu hồng thiến nói số tiền đó là của tiêu nguy họ ly hôn họ ly hôn họ tự phân chia tài sản không đến lượt chúng ta nói tiêu hồng thiến nói lệ nếu chị ly hôn chẳng lẽ chị không cần đồng nào sao không thể nào tôi đã làm lụng cho họ bao nhiêu năm không tôi không thể ly hôn tiêu hồng diệp nói lời cô muốn thấy tôi thất bại muốn tôi ly hôn sớm phải không tôi không có ý đó tiêu hồng thiến nói cô đứng về phía tiền đa đa phải không tiêu hồng diệp nói lời cô nói cô ta không còn là em dâu của chúng ta nhưng lại còn giúp cô ta nói chuyện tôi không đứng về phía cô ta, chỉ là cảm thấy đừng gây chuyện nữa. Tiêu Hồng Thiến nói, vì Tiêu Nguy đã tái hôn, chỉ cãi nhau với tiền đa đa thì được gì? Tiền của tiền đa đa cũng không thể thành tiền của chị. Vậy cô bớt nói đi. Tiêu Hồng Diệp nói, để tôi cứ tưởng cô vội vàng tìm tôi để dạy bảo tôi. Không phải để dạy bảo chị. Tiêu Hồng Thiến xoa tráng, đây chị không biết chúng ta đang trong tình cảnh gì sao, cửa hàng của chị không thể tiếp tục mở nhà của anh hai thì người ta luôn đặt vòng hoa ở đó chuyện kinh doanh của tiêu nguy cũng khó khăn tương lai ra sao còn chưa biết giờ không phải như xưa chúng ta phải cẩn thận hơn hiểu không tiêu hồng thiến vốn không muốn đến nhưng nghĩ tiêu hồng diệp dù sao cũng là chị gái cô ấy họ đều gặp nhiều khó khăn ai cũng có nỗi khổ riêng tiêu hồng thiến không muốn tiêu hồng diệp phải sống khổ sở cô tưởng tôi là trẻ con ba tuổi không biết gì sao tiêu hồng diệp nói lời cô không sống ở đây sống chỗ khác nhà mẹ bị sập không ảnh hưởng nhiều đến cô nhưng ảnh hưởng lớn đến tôi tôi tìm việc quanh đây không được người ta không để tôi làm việc yên ổn còn nhắc lại chuyện tôi mở quán sủi cảo có chứa vỏ anh túc tiêu hồng diệp nghiến răng chuyện đó đã qua lâu nhưng người ta vẫn nhắc lại một số quan chức bị lôi ra họ nhắc đến hành động của mẹ tiêu tiêu hồng dịp biết đây là hiệu ứng tường đổ thì mọi người đẩy nhà họ tiêu sập liên lụy nhiều người người ta cố tình nhắm vào nhà họ tiêu muốn họ không được yên ổn nó thể hiện sự vô tình và ích kỷ của con người khi thấy người khác gặp hoạn nạn đó là sự thật tiêu hồng thiến nói nếu chị không làm gì người ta cũng không nói giờ họ chỉ nói vài câu nói không có chuyện gì khác chuyện qua lâu rồi không có bằng chứng nữa chị sợ gì? Người ta cứ nói cô, cô có vui không? Tiêu Hồng dịp hỏi. Quán của chúng tôi cũng bị kiểm tra. Tiêu Hồng Thiến nói, chúng tôi làm ăn chân chính, không có vấn đề gì. Người ta không nhắm vào Tiêu Hồng Thiến, vì họ thấy Tiêu Hồng Thiến là người đàng hoàng, quán của cô ấy cũng không có vấn đề. Hơn nữa, Tiêu Hồng Thiến là con gái đã lấy chồng, không liên quan nhiều đến gia đình nhà mẹ đẻ, người ta chủ yếu nhắm vào Tiêu Nguy. Còn Tiêu Hồng Diệp, vì cô ấy sống ở đây, lại còn không tích cực giải quyết vấn đề, tính cách không tốt, nên người ta nhắm vào cô ấy. Tiêu Hồng Diệp luôn cảm thấy bị đối xử bất công, tại sao cô ấy phải chịu nhiều tổn thương như vậy? Cô là người tốt, họ không làm khó cô. Tiêu Hồng Diệp nói, chúng tôi luôn đối xử tốt với khách hàng. Tiêu Hồng Thiến nói, từ nhiều khách quen biết chúng tôi là người chân chính, không vì chuyện của gia đình mẹ mà làm khó chúng tôi. Cô, Cô chỉ biết nịnh bợ họ thôi." Tiêu Hồng Diệp nói, "Đi làm mình giống như con chó." Ê, mở cửa kinh doanh, thái độ không tốt thì khách hàng không đến." Tiêu Hồng Thiến nói, lì chỉ đừng nói là bị mẹ hại không mở được quán." "Đó là do nhiều nguyên nhân cộng lại mới thành ra như vậy, hiểu không?" "Lúc này rồi mà cô còn nói vậy?" "Nếu nhà không sập, quán của tôi vẫn mở được." Tiêu Hồng Diệp nói để kiếm sống không khó giờ chỉ có tiền thuê nhà có tiền thuê nhà là tốt rồi đó là tiêu nguy cho chị tiêu hồng thiến nói tiêu nguy cũng cho cô mà tiêu hồng diệp nói tiêu hồng thiến thấy nói chuyện với tiêu hồng diệp vô ích tiêu hồng diệp không hiểu ý người khác thẩm vân và tiêu nguy sống ở nhà thuê tiêu nguy đã chuyển nhượng tất cả nhà cửa cho con gái thẩm vân biết điều này cô ta không thấy có gì sai Tiêu Nguy cho tiền đa đa và con gái tài sản, coi như Tiêu Nguy không còn liên quan gì đến họ, Tiêu Nguy vẫn phải trả tiền nuôi con, đó là chuyện bình thường. Dù Tiêu Nguy và tiền đa đa ly hôn, con vẫn là con của Tiêu Nguy. Nghe nói chị cả và chị ba cãi nhau. Thẩm Vân chuẩn bị cơm, để Tiêu Nguy ăn được bữa cơm nóng hổi. Họ lúc nào chẳng vậy? Tiêu Nguy nói, vì gần đây nhiều chuyện, họ cãi nhau là bình thường. Cần khuyên họ không? thẩm vân hỏi không cần để họ tự giải quyết em mà sang là chỉ thêm dầu vào lửa họ là chị em tự giải quyết được được nghe anh thẩm vân muốn giúp tiêu nguy giảm gánh nặng vì em đã tìm ba nhưng ông ấy vẫn không chịu giúp không giúp thì thôi tiêu nguy nói để anh cưới em không phải để nhờ ba em giúp tiêu nguy từng nghĩ nhờ ba thẩm vân giúp nhưng người ta không giúp anh ta không thể quỳ gối xin họ những người đó đều là người lạnh lùng tiêu nguy không muốn hạ thấp mình những người đó có người nhà gặp nạn dù tiêu nguy nói gì cũng không ít gì họ muốn nhắm vào anh ta anh ta không thể trốn tránh trừ khi rời khỏi thủ đô tiêu nguy không cam lòng anh ta lớn lên ở đây muốn ở lại đây nếu anh ta không muốn đã không cần trở về từ thành phố ở miền nam họ quá lạnh lùng thẩm vân nói họ biết công ty của anh không cứu được tiêu nguy nói nhiều năm qua anh cũng đắc tội không ít người họ muốn nhân lúc anh đổ xuống để hạ gục anh không cho anh cơ hội những anh em cùng anh kinh doanh đã rời đi anh còn làm gì được tiêu nguy hiểu rõ trừ khi có người lớn giúp nhưng không ai muốn giúp anh ta họ biết chuyện của nhà họ tiêu không tin tưởng vào nhân phẩm của nhà họ tiêu không muốn dính vào Họ vốn không liên quan đến nhà họ Tiêu, không cần thiết phải lôi vào lúc này. Nhưng công ty của anh. Không sao, cùng lắm thì phá sản. Tiêu Nguy nói, chỉ lo em phải chịu khổ. Nếu muốn ly hôn cũng được. Không, em không ly hôn. Thẩm Vân nói, em muốn ở bên anh, dù thành công hay thất bại, em cũng muốn bên anh. Từng. Tiêu Nguy nói, dù sao, nếu em muốn ly hôn, lúc nào cũng được nếu muốn ly hôn, em đã không kết hôn. Thẩm Vân nói, em không phải tiểu thư bình thường, em chịu được khổ. Thật đấy, dù anh làm gì, em cũng sẽ bên anh. Xem đã. Tiêu Nguyên nhìn Thẩm Vân trẻ trung, anh ta nghi ngờ liệu cô ta có chịu được khổ thật không? Tiêu Nguy hiểu rõ, nếu công ty anh ta sụp đổ, có lẽ còn nợ nhiều. Những khoản nợ đó phải trả, anh ta sẽ sống càng khổ hơn lúc này tiêu nguy cảm thấy có lỗi với thẩm vân cô ta yêu anh ta nhưng anh ta có thể không cần cưới cô ta không lôi cô ta vào những chuyện này anh ta vẫn cưới cô ta là do không để người khác làm khó tiền đa đa và con gái anh có gì thì nói thẳng ra tiêu nguy nói anh lấy em có phải là có phải là muốn để để những người đó không đến gây rối cho vợ cũ của anh không thẩm vân hỏi Ai nói với em vậy? Tiêu Nguy không ngờ Thẩm Vân lại hỏi như vậy. Em không ngốc. Thẩm Vân nói, cô ta vốn là con ngoài giá thú, từ nhỏ đã trải qua nhiều chuyện. Con gái của anh ở bên đó. Ý của Tiêu Nguy rất rõ ràng, tất cả đều là vì con gái của anh ta. Ừ, đó là con gái của anh. Thẩm Vân không hỏi tiếp nữa, hỏi tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Điều này đồng nghĩa với việc Tiêu Nguy đã trả lời cô ta rồi, Tiêu Nguy vì con gái mà tính toán rất nhiều, Tê Anh là một người ba tốt, làm điều này cũng đúng thôi. Người nhà họ Thẩm đã đuổi Thẩm Vân ra ngoài, họ không thừa nhận Thẩm Vân là người của nhà họ Thẩm. Thẩm Vân muốn tìm bạn bè giúp đỡ, nhưng bạn bè của cô ta đều không muốn giúp. Không được đâu, cậu biết mà, chúng tớ chỉ có chút tiền tiêu vặt, mỗi tháng đều tiêu hết sạch, làm gì có nhiều tiền mà giúp cậu. Cậu chi bằng ly hôn đi, tớ thấy chồng cậu cũng không có tác dụng gì lớn. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng phá sản, cậu muốn cùng anh ta trả nợ à? Những người đó đều nói như vậy, trong đó có một người bạn thân với Thẩm Vân, cô ấy còn mời Thẩm Vân ăn một bữa riêng. Hai người ngồi trong phòng bao, người bạn nhìn Thẩm Vân với vẻ mệt mỏi, không khỏi lắc đầu. Cậu thật sự định tiếp tục thế này à? Người bạn hỏi. Ừ. Thẩm Vân gật đầu. Anh ta không phải là người tốt. Người bạn nói, để anh ta từng có vợ, anh ta có thể bỏ rơi vợ, sau này cũng có thể bỏ rơi cậu. Vợ cũ của anh ta từng giúp đỡ anh ta, họ. Họ không hợp nhau. Thẩm Vân nói, đi giữa họ vốn không có tình cảm. Ly hôn là lựa chọn tốt nhất. Mình và Tiêu Nguy có tình cảm, chúng mình cùng nhau chịu đựng những chuyện này. Cậu thật không biết nói sao với cậu cậu đâu có ngốc trước đây đầu óc cậu không phải rất thông minh rất nhạy bén sao người bạn nói lệ bây giờ vì một người đàn ông anh ấy không phải là một người đàn ông đơn giản thẩm vân nói lời anh ấy từng giúp mình là ánh sáng trong cuộc đời đen tối của mình mình không thể rời xa anh ấy chứ không phải anh ấy không thể rời xa mình mình muốn ở bên anh ấy suốt đời dù có khổ sở đến đâu cũng phải ở bên nhau thôi được rồi mình không nói chuyện bắt hai người chia tay nữa người bạn nói lê cậu yêu anh ta như vậy mình bảo cậu chia tay cậu cũng không chia tay đúng cả đời này cũng không chia tay thẩm vân nói lê cậu cũng không phải không biết mình ở nhà họ thẩm là tình cảnh thế nào mẹ mình dù đã trở thành phu nhân nhà họ thẩm nhưng trước kia người ta đều cười nhạo bà ấy bà ấy có một đứa con trai làm sao có thể quan tâm đến mình nhưng cậu cũng không thể đem cả cuộc đời mình ra đùa cợt người bạn nói dù chồng cậu trước đây đã giúp cậu cậu cũng có thể giúp lại anh ta không cần phải đem cả cuộc đời mình ra đánh cược mình không đem cuộc đời mình ra đùa cợt mình thật sự rất yêu anh ấy thẩm vân nói ờ không chỉ là biết ơn mà là tình yêu thực sự ở bên anh ấy mình cảm thấy thế giới này trở nên đẹp đẽ hơn nhiều ở bên anh ấy mình cũng nhẹ nhàng hơn không cần suy nghĩ những vấn đề lộn xộn kia anh ta đang lợi dụng cậu người bạn nói anh ấy đã trải qua rất nhiều chuyện thẩm vân nói để anh ấy có tính toán của anh ấy điều đó rất bình thường những người như chúng ta không phải cũng có tính toán của riêng mình sao chỉ cần anh ấy ở bên mình đối xử tốt với mình chẳng phải là được rồi sao người bạn im lặng một lúc đây cậu vì anh ta hy sinh nhiều như vậy anh ta có biết không? Anh ấy biết. Thẩm Vân nói, thì anh ấy đối xử với mình rất tốt. Đó là vì trong lòng anh ta cảm thấy ấy nấy. Người bạn nói, để anh ta coi cậu là tấm trắng. Ê. Không sao mà. Thẩm Vân nói, để anh ấy chỉ muốn bảo vệ con gái của anh ấy, điều đó có gì sai? Nếu mình có con, mình cũng sẽ bảo vệ con. Mình không thể để con phải chịu những tổn thương đó. Trước đây, khi mình và mẹ sống ngoài kia mình đã không ít lần bị người ta bắt nạt thẩm vân không muốn con mình cũng phải trải qua những chuyện đó tiêu nguy bảo vệ con mình như vậy cô ta có thể hiểu thậm chí cô ta còn cảm thấy tiêu nguy như vậy rất tuyệt vời nếu chỉ vì anh ấy muốn bảo vệ con gái của anh ấy mà mình gây sự với anh ấy thì tình cảm của chúng mình không thể bền lâu được thẩm vân nói đây chỉ cần trong lòng anh ấy có mình thế là đủ người bạn nghe thẩm vân nói như vậy cô ấy cảm thấy thật khó hiểu rõ ràng thẩm vân hiểu những chuyện đó nhưng vẫn muốn ở bên tiêu nguy điều này khiến người bạn không hiểu nổi tình yêu thực sự quan trọng đến vậy sao dù người đàn ông đó không thích mình mình vẫn muốn ở bên người đàn ông đó mình biết mọi người không hiểu thẩm vân nói từ nhỏ đến lớn mình sống trong môi trường áp lực như vậy mình thật sự muốn có một cuộc sống ổn định dù cho là dù cho cậu phải cùng anh ta trả nợ người bạn hỏi Đúng. Thẩm Vân nói, anh ấy là người rất có trách nhiệm, anh ấy chắc chắn sẽ nghĩ cách giải quyết. Chỉ cần cậu hiểu rõ là được. Người bạn nói, mình nghe nói công ty của anh ta không tốt lắm, có thể đang gặp khó khăn tài chính. Ở độ tuổi này, gặp phải chuyện như vậy, sau này kiếm tiền không dễ dàng. Không sao. Thẩm Vân nói, điều dù ngày tháng có tệ thế nào, cũng tốt hơn so với cuộc sống hồi nhỏ của mình cậu chưa từng bị người ta truy nợ người bạn nói đây đợi đến khi cậu hiểu ra lúc đó nếu sống không nổi cậu hãy ly hôn đi không bao giờ thẩm vân nói thẩm vân không nghĩ mình sẽ không thể sống qua những ngày tháng đó chỉ cần tiêu nguy ở bên cô ta thì không có vấn đề gì cô ta có thể chịu đựng được anh tiêu nguy nói với mình rồi bảo mình có thể ly hôn thẩm vân nói đời trước khi kết hôn anh ấy cũng hỏi mình hỏi mình có chắc chắn muốn kết hôn với anh ấy không anh ấy cho mình cơ hội để hối hận nhưng mình không hối hận được cậu không hối hận người bạn nói ở những ngày tháng như vậy mình không thể sống được đó là vì cậu không giống mình thẩm vân nói cô ta đã từng được tiêu nguy cứu giúp còn người bạn thì không nếu người bạn cũng giống cô ta từng được người ta cứu giúp có lẽ người bạn cũng sẽ giống cô ta Thẩm Vân không muốn từ bỏ Tiêu Nguy, cô ta muốn ở bên Tiêu Nguy. Mình không nói gì thêm nữa. Người bạn nói, thì chỉ cần cậu biết mình đang làm gì là được. Đến khi nào sống không nổi, cậu quay về, nhà họ thẩm chắc chắn không thiếu cậu một miếng ăn. Mình thà làm ăn mày, cũng không muốn tìm đến họ. Thẩm Vân biết rõ những người nhà họ thẩm là loại người thế nào, cô ta biết mình là con ngoài giá thú, biết những người đó đều ghét cô ta. con chính thất ghét cô ta, con của những người tình khác cũng ghét Thẩm Vân. Họ đều cho rằng do mẹ của Thẩm Vân quá lợi hại, Thẩm Vân mới có thể theo đó vào nhà họ Thẩm. Sau này, công ty của Tiêu Nguy quả thật không thể tiếp tục, Tiêu Nguy phá sản. Nhân viên công ty đều bị cho nghỉ, vốn dĩ đã có nhân viên đi theo Bành Dũng, số nhân viên còn lại không nhiều. Tiêu Nguy đứng đó, biết thời Hoàng Kim đã qua, mọi người đều rời đi. Anh Tiêu Nguy. Thẩm Vân bước đến bên Tiêu Nguy, cô ta nhìn công ty trống rỗng vốn dĩ nơi này có rất nhiều người bây giờ những người đó đều đã rời đi lại có muốn nhìn lại nữa không không cần chúng ta về thôi tiêu nguy nói từ trống rỗng như vậy cũng chẳng có gì đáng xem ừm thẩm vân đáp sau này chúng ta còn có thể quay lại mà sau này sợ là không thể quay lại đây nữa tiêu nguy nói nếu không thể quay lại đây thì sẽ có văn phòng mới thẩm vân nói sau này tiêu nguy có linh cảm rằng sau này muốn có một văn phòng lớn như thế này rất khó rất khó rồi tiêu nguy đã cố gắng phấn đấu nhiều năm mới có được văn phòng như vậy đáng tiếc nếu như nhà của nhà họ tiêu không bị sụp đổ nếu như gia đình không gặp chuyện thì anh ta đã không bị liên lụy lúc này tiêu nguy có chút hối hận anh ta không nên để người nhà kiên quyết không chịu di dời anh ta nên để họ sớm đồng ý di dời không nên nghĩ đến việc để họ đòi thêm tiền nếu như người nhà muốn thêm tiền thì anh ta có thể đưa thêm cho họ ngàn vàng không mua được sớm biết đến lúc này tiêu nguy không thể thay đổi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ không sao đâu thẩm vân nói y rồi sẽ có cách mà thu dọn đồ đạt đi vài ngày nữa chúng ta đi thành phố khác tiêu nguy nói nếu như họ tiếp tục ở lại đây những ngày tháng sau này cũng không thể tốt đẹp được tiêu nguy không hiểu không phải là nhà của anh ta bị sụp đổ anh ta còn tích cực giải quyết những vấn đề đó vậy mà những người đó vẫn tìm anh ta gây phiền phức nếu như anh ta chần chừ không đưa tiền cho những người đó liệu họ có gây chuyện nữa không không nếu như không đưa tiền những người đó sẽ chỉ làm ầm ĩ hơn sẽ có nhiều người hơn đến gây chuyện được thẩm vân gật đầu đi rời khỏi đây đến nơi khác thư giãn một chút cũng tốt không phải là sau này sẽ sống ở thành phố khác tiêu nguy nói để lần trở lại đây sẽ rất ít vậy thì chuyển đến thành phố khác sống thẩm vân nói tuy em nghĩ nên mời hai chị đến nhà ăn một bữa vì sau này chúng ta đi thành phố khác sẽ rất khó gặp mặt được tiêu nguy gật đầu để anh phải đến chỗ con gái một chuyến cần gặp vợ cũ của anh đi đi thẩm vân nói lời anh sắp đi thành phố khác sau này không biết bao giờ mới quay lại cần phải giải thích một số chuyện con gái anh còn sống cùng cô ấy mà đó là điều nên làm làm sao em có thể không để anh đi 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 thẩm vân biết sự tồn tại của tiêu nhược tuyết tiêu nguy không thể không quan tâm đến con gái nếu như tiêu nguy không quan tâm đến con gái thẩm vân mới cảm thấy tiêu nguy không tốt anh sẽ về sớm thôi tiêu nguy nói không sao đâu anh cứ nói chuyện nhiều một chút thẩm vân nói từ ngày mai chúng ta mời hai chị ăn cơm anh cứ yên tâm đi thăm con gái ở lâu một chút cũng không sao thẩm vân rất chân thành khi nói những lời này còn cái là điều quan trọng khi tiêu nguy đi thăm con gái thì con gái không có ở nhà tiêu nhược tuyết đã đi học đàn piano rồi con bé sẽ về muộn anh có thể chờ tiền đa đa nói anh phải đi thành phố khác. Tiêu Nguy nói, đời sau này cũng không biết sẽ ra sao. Công ty phá sản rồi, còn nợ một khoản tiền, anh phải đi kiếm tiền trả nợ. Tiền trợ cấp nuôi con, anh sẽ tiếp tục chuyển vào tài khoản của em. Anh có tiền thì chuyển, không có tiền thì cũng không sao. Tiên Đa Đa nói, dù sao thì cô ấy đã sớm ly hôn với Tiêu Nguy, những ngôi nhà, tiền tiết kiệm đều là của hai mẹ con. Vì cô vợ hiện tại của anh không ly hôn với anh nha. À? Không. Tiêu Nguy nói. Vậy cô ấy cũng tốt đấy chứ, cô ấy sẵn sàng cùng anh chịu khổ, tôi thì không làm được. Tiền Đa Đa nói, đi dù chúng ta không có con gái, tôi cũng không thể cùng anh chịu khổ. Ừ. Tiêu Nguy nói. Anh không có nhiều tình cảm với tôi, lúc đầu anh lấy tôi, là do ba tôi ép anh phải không? Tiền Đa Đa nói, ơi ờ, sau khi kết hôn, anh thường về nhà, nhưng trái tim anh ở đâu, chỉ có anh biết rõ tiền đa đa không phải không có đầu óc. Cô ấy có thể nhìn ra rằng trái tim tiêu nguy có người khác. Tiền đa đa không nói ra, dù cô ấy không cưới tiêu nguy, thì cũng cưới người khác có thể kiếm tiền. Ba của tiền đa đa muốn đầu tư vào tiêu nguy, cũng muốn tiêu nguy trở thành người nhà của mình. Bây giờ nói những chuyện này không có ý nghĩa. Tiêu nguy nói. Đúng là không có ý nghĩa. Tiền đa đa nói, li chỉ là anh đến rồi thì nói một chút thôi chúng ta đường ai nấy đi không thể trách em tiêu nguy nói li hy vọng em có thể chăm sóc tốt cho nhược tuyết tất nhiên con bé là con gái ruột của tôi tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó tiền đa đa nói lời chuyện này anh không cần lo nếu em tái hôn tôi ở tuổi này rồi tái hôn cũng khó sinh con tiền đa đa nói lời tôi chỉ có một đứa con gái này tôi không thương nó thì thương ngay nếu anh lo lắng tôi tái hôn rồi sẽ không tốt với nó thì anh có thể yên tâm ngôi nhà đứng tên nó tiền tiết kiệm cũng không thể đem cho người đàn ông khác tiêu xài không thể nuôi con của người khác đàn ông thường dễ dàng bỏ qua con cái của vợ cũ phụ nữ thì khó hơn tiền đa đa không nghĩ đến việc tái hôn nhưng cô ấy không thể đảm bảo rằng sau này mình sẽ không tái hôn chuyện sau này ai cũng không thể nói trước nhờ em cả đấy tiêu nguy nói anh đợi một chút đợi con bé về rồi nói chuyện với nó tiền đa đa nói không cần tiêu nguy nói để anh làm ba mà khiến nó xấu hổ như vậy để nó bị người khác bắt nạt anh đi sớm không đợi nó có lẽ sẽ tốt hơn cho nó tùy anh tiền đa đa nói để anh tự chọn không phải tôi ép anh không được gặp nó tiền đa đa không ngăn cản tiêu nguy gặp con tiêu nguy muốn gặp con lúc nào cũng được vợ mới của anh trẻ có lẽ hai người có thể sinh con tiền đa đa nói dù thẩm vân có sinh con hay không thì nhược tuyết vẫn là con gái của anh tiêu nguy nói ừ tiền đa đa gật đầu đến tối khi tiêu nhược tuyết về nhà tiêu nguy đã đi rồi ba con có đến tiền đa đa nói ba đến làm gì bà đã tái hôn rồi. Tiêu Nhược Tuyết nói, mẹ, mẹ không nên để ông ấy vào nhà, ông ấy đã có người phụ nữ khác, mẹ còn tốt với ông ấy như vậy làm gì? Ông ấy là ba con, nếu không vì điều đó, mẹ đâu có để ông ấy vào nhà. Tiền Đa Đa nói, mẹ hỏi ông ấy có muốn đợi con về không? Ông ấy không đợi, Ông ấy vội vàng về thăm cô vợ nhỏ của mình chứ gì? Tiêu Nhược Tuyết biểu môi, ơi mẹ, mẹ đừng quan tâm đến họ đừng nghĩ về họ họ không quan tâm đến mẹ mà ở bên nhau mẹ còn quan tâm đến họ làm gì không quan tâm đâu tiền đa đa nói y mẹ với ba con đã ly hôn rồi chỉ là nghĩ con còn nhỏ nếu con muốn gặp ba thì có thể gặp con không gặp tiêu nhược tuyết nói đi gặp cũng chỉ như thế thôi ông ấy sắp rời khỏi thủ đô đi thành phố khác sau này không biết bao giờ mới quay lại tiền đa đa nói ai biết ông ấy có phải đang giả vờ đáng thương không tiêu nhược tuyết nói lời mẹ đừng quan tâm ông ấy đi đâu có khi ông ấy đang bán thảm để không phải đưa tiền thôi tiền đa đa không phải không có đầu óc cô ấy có thể nhìn ra rằng trái tim tiêu nguy có người khác tiền đa đa không nói ra dù cô ấy không cưới tiêu nguy thì cũng cưới người khác có thể kiếm tiền ba của tiền đa đa muốn đầu tư vào tiêu nguy cũng muốn tiêu nguy trở thành người nhà của mình bây giờ nói những chuyện này không có ý nghĩa. Tiêu Nguy nói, đúng là không có ý nghĩa. Tiền Đa Đa nói, vì chỉ là anh đến rồi, thì nói một chút thôi. Chúng ta đường ai nấy đi, không thể trách em. Tiêu Nguy nói, đi hy vọng em có thể chăm sóc tốt cho Nhược Tuyết. Tất nhiên, con bé là con gái ruột của tôi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó. Tiền Đa Đa nói, lời chuyện này anh không cần lo. Nếu em tái hôn, tôi ở tuổi này rồi tái hôn cũng khó sinh con tiền đa đa nói lê tôi chỉ có một đứa con gái này tôi không thương nó thì thương ngay nếu anh lo lắng tôi tái hôn rồi sẽ không tốt với nó thì anh có thể yên tâm ngôi nhà đứng tên nó tiền tiết kiệm cũng không thể đem cho người đàn ông khác tiêu xài không thể nuôi con của người khác đàn ông thường dễ dàng bỏ qua con cái của vợ cũ phụ nữ thì khó hơn tiền đa đa không nghĩ đến việc tái hôn nhưng cô ấy không thể đảm bảo rằng sau này mình sẽ không tái hôn chuyện sau này ai cũng không thể nói trước nhờ em cả đấy tiêu nguy nói anh đợi một chút đợi con bé về rồi nói chuyện với nó tiền đa đa nói không cần tiêu nguy nói để anh làm ba mà khiến nó xấu hổ như vậy để nó bị người khác bắt nạt anh đi sớm không đợi nó có lẽ sẽ tốt hơn cho nó tùy anh tiền đa đa nói để anh tự chọn không phải tôi ép anh không được gặp nó tiền đa đa không ngăn cản tiêu nguy gặp con tiêu nguy muốn gặp con lúc nào cũng được vợ mới của anh trẻ có lẽ hai người có thể sinh con tiền đa đa nói dù thẩm vân có sinh con hay không thì nhược tuyết vẫn là con gái của anh tiêu nguy nói ừ tiền đa đa gật đầu đến tối khi Tiêu Nhược Tuyết về nhà, Tiêu Nguy đã đi rồi. Bà con có đến. Tiền Đa Đa nói. Bà đến làm gì, bà đã tái hôn rồi. Tiêu Nhược Tuyết nói, ơi mẹ, mẹ không nên để ông ấy vào nhà, ông ấy đã có người phụ nữ khác, mẹ còn tốt với ông ấy như vậy làm gì. Ông ấy là ba con, nếu không vì điều đó, mẹ đâu có để ông ấy vào nhà. Tiền Đa Đa nói, "Đi mẹ hỏi ông ấy có muốn đợi con về không. Ông ấy không đợi ông ấy vội vàng về thăm cô vợ nhỏ của mình chứ gì. Tiêu nhược tuyết biểu môi, ơi mẹ, mẹ đừng quan tâm đến họ, đừng nghĩ về họ. Họ không quan tâm đến mẹ mà ở bên nhau, mẹ còn quan tâm đến họ làm gì? Không quan tâm đâu. Tiền đa đa nói, y mẹ với ba con đã ly hôn rồi, chỉ là nghĩ con còn nhỏ, nếu con muốn gặp ba thì có thể gặp. Con không gặp. Tiêu nhược tuyết nói, đi gặp cũng chỉ như thế thôi ông ấy sắp rời khỏi thủ đô đi thành phố khác sau này không biết bao giờ mới quay lại tiền đa đa nói ai biết ông ấy có phải đang giả và đáng thương không tiêu nhược tuyết nói lời mẹ đừng quan tâm ông ấy đi đâu có khi ông ấy đang bán thảm để không phải đưa tiền thôi con biết nhiều thật đấy tiền đa đa nói thật mà ông ấy đã có vợ mới sao có thể quan tâm đến chúng ta tiêu nhược tuyết nói hiện ông ấy tìm vợ mới chẳng phải để sinh con trai sao ông ấy căn bản không quan tâm đến đứa con gái này ông ấy giống như bà nội họ đều không thích con tiền đa đa không giải thích cô ấy mà nói tiêu nguy rất quan tâm đến con bé nhỡ con bé vô tình nói ra ngoài thì chuyện này sẽ khó xử lý người khác sẽ nghĩ tiêu nguy cố tình chuyển tài sản sớm những người đó có thể sẽ đến tìm tiền đa đa đòi tiền cô ấy không thể để những người đó đến đây đòi tiền tiền đa đa và tiêu nguy đã bàn bạc rồi họ không sợ tiêu nhược tuyết căm ghét tiêu nguy chỉ cần tiêu nhược tuyết có thể sống thuận lợi họ sẽ yên tâm dù sao thẩm vân sẵn lòng ở bên tiêu nguy thì cứ để thẩm vân ở bên tiêu nguy con gái cũng giống vậy thôi tiền đa đa nói lời trong mắt mẹ con cũng giống vậy mẹ ba đã tái hôn rồi mẹ cũng có thể tái hôn tiêu nhược tuyết nói tái hôn cũng phải xem có người phù hợp không Tiền đa đa nói, đi vì một người đàn ông mà tái hôn qua loa, không đáng. Hôn nhân là hôn nhân của chúng ta, chúng ta phải sống tốt, hiểu không? Vâng. Tiêu nhược tuyết gật đầu, để con chỉ muốn mẹ sống tốt hơn. Yên tâm. Tiền đa đa nói, để nếu mẹ không tái hôn, thì không phải vì con nên mới không tái hôn. Mà vì mẹ đã có con rồi, tái hôn mà không có con thì gia đình không ổn định. mẹ không có sở thích nuôi con của người khác, mẹ muốn đối tốt với bản thân mình hơn, chứ không phải đối tốt với con của người khác. Ê. vậy thì chờ một chút, đợi có người phù hợp rồi tái hôn. Tiêu Nhược Tuyết nói. được. Tiền Đa Đa cười nói, lệ con đúng là biết thương mẹ. tất nhiên rồi, con là con gái ngoan của mẹ mà. Tiêu Nhược Tuyết nói. khi Thẩm Vân thấy Tiêu Nguy về nhanh như vậy, cô ta còn hỏi, rồi không ở lại cùng con gái ăn cơm mà không gặp được con bé còn bé đi học đàn piano rồi tiêu nguy nói để anh không ở đó lâu về sớm để còn ăn tối cùng em anh nên đợi một chút thẩm vân nói để anh về muộn một chút cũng không sao em có thể tự ăn tối mà đó là con gái ruột của anh anh nó không thích anh tiêu nguy biết rõ thái độ hiện tại của tiêu nhược tuyết đối với mình khi anh ta và tiền đa đa chưa ly hôn anh ta luôn bận rộn với công việc không có nhiều thời gian chăm sóc con gái nó còn nhỏ mà thẩm vân nói ừ có những chuyện tốt nhất là đừng để nó biết nó như bây giờ là tốt rồi tiêu nguy nói ê đợi sau này có cơ hội anh sẽ gặp nó sau này anh có quay lại đây không cũng chưa chắc thẩm vân nói ừ nhưng cũng không sao anh có thể mua vé tàu về thăm nó gặp một lát rồi lại đi đúng vậy giao thông bây giờ càng ngày càng tiện lợi tiêu nguy nhìn vợ mình đi em ăn cơm chưa chưa em đi nấu chút gì đó thẩm vân nói nấu chút mì đi tiêu nguy nói được anh ngồi đợi một chút thẩm vân nói thẩm vân không phải là người không biết làm việc nhà khi còn ở nhà thẩm cuộc sống của cô ta cũng không tốt lắm mẹ thẩm bắt cô ta học nhiều thứ bắt cô ta phải lấy lòng người khác để anh làm cho tiêu nguy sáng tay áo không cần anh cứ ngồi đó đi thẩm vân nói y anh đã rất mệt rồi nghỉ ngơi chút đi anh gọi điện cho chị cả và chị ba mời họ đến nhà mình ăn cơm vào ngày mai ăn xong rồi nói chuyện chúng ta đều phải đi thành phố khác báo cho họ một tiếng những việc khác ở đây phải nhờ họ thôi được anh sẽ gọi điện cho họ Tiêu Nguy nói, khi Tiêu Hồng Diệp cúp điện thoại của Tiêu Nguy, cô ấy nghĩ chắc Tiêu Nguy không chịu nổi rồi. Ngày mai đến nhà Tiêu Nguy ăn cơm. Tiêu Hồng Diệp nói, đến nhà cậu ta ăn cơm. Bây giờ cậu ta đang thuê nhà phải không? Tào Lộ Bình nói, đừng nghe nói công ty cậu ta phá sản rồi, cậu ta còn mời ăn cơm. Qua xem thử. Tiêu Hồng Diệp nói, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Biết đâu cậu ta vẫn còn giấu được ít tiền." Tào Lộ Bình nói. "Không biết, đợi mai đến rồi biết." Tiêu Hồng Diệp nói, "Để anh có muốn qua không?" "Qua chứ." Tào Lộ Bình nói, "Để anh là chồng em, anh có thể qua chứ." "Được, tất nhiên là được." Tiêu Hồng Diệp nói, "Để anh không qua được thì người khác cũng không qua được." Đến ngày tụ tập, Tiêu Hồng Thiến đến sớm, cô ấy giúp Thẩm Vân chuẩn bị đồ ăn hai đứa định đi thành phố khác khi tiêu hồng thiến đến mới nghe tiêu nguy nói hôm qua tiêu nguy không nhắc đến điều này trong điện thoại đúng vậy tiêu nguy gật đầu nơi đi thành phố khác bắt đầu lại chúng em ở lại đây cũng không có ích gì dù chúng em có làm việc ở công ty khác có thể những người đó vẫn sẽ gây chuyện họ chỉ muốn nhìn thấy chúng em không sống yên ổn chúng em đi thành phố khác họ chưa chắc đã theo cũng đúng Tiêu Hồng Thiến nói, thì hai đứa đi thành phố khác cũng tốt, đỡ phải đối mặt với những người phiền phức. Những người đó thật là, suốt ngày nhắm vào hai đứa. Họ chỉ là những người trên mặt nổi. Tiêu Nguy nói, đời trong bóng tối còn có những người mà chúng ta không nhìn thấy, chúng em đi làm việc ở cơ quan có liên quan, sẽ luôn bị kéo chân. Đúng vậy. Tiêu Hồng Thiến nói, từ những chuyện cũ kỹ của gia đình chúng ta đều bị lôi ra, hai đứa ở lại, biết đâu họ lại lôi ra chuyện khác hai đứa đã nghĩ đi thành phố nào chưa chưa quyết định tiêu nguy nói ê đợi xem đã đừng để mọi người biết hai đứa đi thành phố nào tiêu hồng thiến nói thì hai đứa có mời chị cả đến không có mời chị cả tiêu nguy nói đây đều phải đi nơi khác mọi người tụ tập nói chuyện chút em đối xử với chị cả tốt thật đấy tiêu hồng thiến nói đây còn nhớ mời chị ấy, em không sợ chị ấy gây chuyện à. Đến mức này rồi, chị ấy còn gây chuyện gì nữa? Tiêu Nguy nói, để em đâu có bắt chị ấy trả lại những thứ em đã cho, chỉ là mọi người ăn cùng nhau một bữa cơm thôi. Tiêu Nguy tự cho rằng mình vẫn còn lý trí, anh ta nợ nần nhưng không nghĩ đến việc đòi lại những gì đã cho. Công ty phá sản không thể đổ lỗi cho Tiêu Hồng Diệp, cũng không liên quan đến Tiêu Hồng Thiến, là do Tiêu Nguy quá tự tin vào bản thân có lẽ vì tiêu nguy trước đây gặp nhiều khó khăn nhưng đều vượt qua được nên anh ta nghĩ lần này cũng có thể vượt qua không ngờ lại không qua được còn nợ nhiều tiền anh ta vẫn còn kịp thời xin phá sản nếu chậm hơn nữa nợ sẽ nhiều hơn số tiền còn lại của công ty đều cho nhân viên vì họ đã làm việc ở công ty lâu rồi tiêu nguy cho họ ít tiền để họ có thời gian tìm công việc mới công việc không dễ tìm không phải cứ muốn là có những nhân viên đó đều nghĩ tiêu nguy là ông chủ tốt tiếc rằng công ty gặp chuyện họ muốn cứu công ty cũng không cứu được ừ vậy mọi người cùng ăn bữa cơm tiêu hồng thiến nói đi em đã nói với chị cả về chuyện vợ chồng em sẽ đi chưa chưa nói tiêu nguy nói đợi chút nữa nói à tiêu hồng thiến nói đợi chút nữa nói hay đợi khi nào đi rồi nói cũng vậy thôi tiêu nguy nói đây đợi xem tình hình thế nào chị ấy vẫn chưa đến tiêu hồng thiến nói chắc sẽ đến tiêu nguy nói vợ chồng tiêu hồng diệp đến muộn họ mang theo hai cân táo cũng không phải là đến tay không vợ chồng tiêu hồng diệp đều nghĩ tiêu nguy không còn giá trị lợi dụng tiêu nguy không đưa tiền cho họ cũng không thể giúp họ nữa trước đây tiêu nguy còn có chút cao ngạo vợ chồng tiêu hồng diệp còn phải nhún nhường bây giờ tiêu nguy phá sản thái độ của vợ chồng Tiêu Hồng Diệp ngạo mạn hơn hẳn. Tiêu Nguy rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt trong thái độ của chị cả và anh rể, mình phá sản, hai người đó chắc chắn không thể tốt với mình. Nhà thuê của hai đứa nhỏ thật. Tiêu Hồng Diệp nói, điều trước đây sao cậu lại đưa hết nhà cho tiền đa đa, cậu nên giữ lại một căn nhà chứ. Không phải đưa cho tiền đa đa, mà là để lại cho con gái tôi. Tiêu Nguy nói, lề nếu không để lại cái gì, tiền đa đa không thể đồng ý ly hôn. Con gái cậu cần gì nhiều nhà thế? Tiêu Hồng Diệp nói. Lúc đó tôi muốn công ty. Tiêu Nguy nói, ừ không thể làm mọi chuyện trở nên quá xấu. Cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn, coi tiền đa đa là kẻ ngốc à. Nhưng công ty cậu đã thành thế này rồi. Tiêu Hồng Diệp nói. Nếu lúc đó tôi không mở công ty, vẫn có thể có nhiều tiền. Tiêu Nguy nói, Ê đó là lựa chọn của tôi, không liên quan đến tiền đa đa. Cậu đúng là ngốc. Tiêu Hồng Diệp nói. Cậu không biết giữ lại một căn nhà, dù chỉ một căn cũng được. Hay là bây giờ cậu đi đòi lại một căn nhà? Con gái tôi còn ở đó. Tiêu Nguy nói, ờ ừ, không cần. Chỉ là một đứa con gái thôi. Tiêu Hồng Diệp nói, dây cậu và vợ mới của cậu có thể sinh thêm con mà chúng tôi không cần nhà của con cái. Thẩm Vân nói, ơi nhà đã để lại cho con rồi, nhà là của con, không phải của chúng tôi. Tiêu Nguyên ngốc, em cũng ngốc à? đứa trẻ đó không phải con ruột của em. Tiêu Hồng Diệp nói, em đã lấy ba của đứa trẻ, thì đứa trẻ cũng là con của em. Thẩm Vân không tỏ ra kích động, khi cô ta lấy Tiêu Nguy, cô ta đã biết những điều này, bây giờ không thể gây chuyện để chúng em không thể đòi lại nhà hai đứa nợ nần rồi mà không đi đòi lại nhà tiêu hồng diệp nói đó là thỏa thuận ly hôn được tòa án công nhận thẩm vân nói để chúng em muốn đòi lại nhà cũng không được hai đứa cứ cố gắng một chút biết đâu được tiêu hồng diệp nói vì hai đứa không nói họ cứ nghĩ là không biết họ làm sao có thể đưa nhà cho hai đứa hai đứa thuê nhà cũng phải tốn tiền nếu có nhà của mình hai đứa cũng nhẹ nhàng hơn không phải vất vả như vậy nếu thật sự như vậy anh tiêu nguy còn được coi là ba của đứa trẻ sao thẩm vân nói để đứa trẻ không phải là đứa bé mới sinh không có ký ức nó sẽ nhớ những điều này chúng em không thể làm chuyện không có đạo đức như vậy không thể khiến đứa trẻ khó xử thẩm vân nghĩ mình không nghĩ đến chuyện đòi nhà mà tiêu hồng diệp lại nghĩ đến biết đâu tiêu hồng diệp muốn chiếm lợi dù tiêu hồng diệp không định chiếm lợi thì chắc chắn cô ấy muốn nhìn thấy họ gây chuyện nếu thật sự nghĩ cho con, cậu ta đã không ly hôn để cưới em rồi. Tiêu Hồng Diệp nói, đời có em ở đây, các người còn trông mong đứa trẻ nhớ đến Tiêu Nguy sao? Chắc chắn nó bây giờ đã hận ba nó rồi. Chị cả, hôm nay mọi người cùng ăn cơm, đừng nói những lời khó nghe như vậy. Tiêu Nguy nói, về tôi và tiền đa đa đã ly hôn, tài sản đã phân chia xong. Tôi đã tiêu hết tài sản của mình, không thể đi đòi tài sản mà cô ấy đã được chia cô ấy sẽ không đồng ý. Cậu thật là vô dụng. Tiêu Hồng Diệp nói, từ nhiều tiền như vậy, đều cho tiền đa đa. Còn công ty của cậu, bây giờ thành ra thế này, sau này cậu định làm gì? Chúng em sau này. Tiêu Nguy nắm lấy tay Thẩm Vân, để cô ta không nói tiếp, thì chúng tôi sẽ có cách sống, các người không cần lo lắng chúng tôi sẽ tìm các người mượn tiền. Các người có tìm tôi mượn tiền, tôi cũng không có tiền cho mượn. Tiêu Hồng Diệp nói, đời các người không phải không biết, chúng tôi bây giờ không còn kinh doanh nữa. Những người kia nhắm vào cửa hàng của chúng tôi, không cho chúng tôi làm ăn. Tôi đã cho thuê cửa hàng với giá thấp rồi. Dù phải giảm giá, nhà anh chị ít nhất vẫn còn lợi nhuận. Tiêu Hồng Thiến nói. Cửa hàng đó là do Tiêu Nguy tặng, nếu Tiêu Nguy không tặng cửa hàng, các người đâu thể có tiền thuê nhà cũng không phải nhà chúng tôi đòi lấy cửa hàng tiêu hồng dịp nói lời cô nói như vậy cô muốn đưa cửa hàng của cô cho tiêu nguy à tôi tôi không muốn cửa hàng của các người tiêu nguy thấy tiêu hồng thiến định nói lập tức nói đi cửa hàng tặng cho các người thì là của các người không phải của tôi tôi không đòi lại nhà của tiền đa đa cũng không thể đòi cửa hàng của các người chị cả anh rể các người không cần lo lắng Chúng tôi cũng không phải đang lo lắng." Tào Lộ Bình nói, "Đi chỉ cả của cậu chỉ là thích nói vậy thôi, đừng để tâm. Đã cho đi rồi, chúng tôi không thể đòi lại." Tiêu Nguy nói. "Đúng vậy." Tào Lộ Bình nói, "Đi chỉ cả của cô là lo cho các người, sợ các người không có chỗ ở. Nhà ở đây, tiền thuê cũng không rẻ. Không rẻ, nhưng không cần các người trả." Tiêu Hồng Thiến nói tiêu hồng thiến nhìn thấy thái độ của chị cả và anh rể rõ ràng hai người này muốn xem có lợi gì không tiêu nguy không nói với họ quy chinh anh ta sẽ đi thành phố khác chị cả và anh rể rõ ràng không quan tâm điều đó nên anh ta có nói hay không cũng không khác gì dù sao thì tiêu hồng thiến đã biết rồi đúng là khi giàu có ai cũng kéo đến khi gặp chuyện không may ai cũng tránh xa tiêu nguy không thể trông cậy vào chị cả và anh rể anh ta và vợ vẫn phải rời đi đến thành phố khác để bắt đầu lại kiếm tiền lại và trả hết nợ nần nếu anh ta không trả hết nợ sau này những người đó có thể sẽ tìm đến con gái anh ta khi buổi tụ tập còn chưa kết thúc tiêu hồng diệp đã nói để chúng tôi ăn xong rồi về trước đây tiêu hồng diệp không định ở lại giúp dọn dẹp những việc này để lại cho người khác làm cô ấy chỉ đến để ăn chút gì đó không phải để làm việc trên đường về Tiêu Hồng Diệp nói với chồng Để anh nhìn thấy không, em trai em gầy hẳn đi rồi Không biết họ nợ bao nhiêu tiền, em không dám hỏi Đừng hỏi Tào Lộ Bình nói Lê nếu em hỏi, họ nhờ em mượn tiền, thì khó xử lắm Em không cho họ mượn tiền đâu Tiêu Hồng Diệp nói Lê cậu ta vẫn có thể làm việc Mượn tiền cho cậu ta, chắc gì cậu ta đã trả lại Đúng Tào Lộ Bình nói đi em nhìn thấy họ đối xử với em như thế này em vẫn là chị cả của họ sao từ khi có kế hoạch giải tỏa họ đã không coi em là chị cả nữa rồi tiêu hồng diệp nói lời lần này họ mời chúng ta đến tụ tập chắc là muốn nhờ mượn tiền may mà chúng ta nói chuyện khác không để họ mở miệng đúng vậy tào lộ bình gật đầu tiêu hồng thiến giúp tiêu nguy và vợ dọn dẹp cô ấy thấy tiêu hồng diệp rất quá đáng chị ba sau này chúng em đi thành phố khác phiền chị thường xuyên đến thăm mẹ nhé tiêu nguy nói yên tâm chị sẽ đến thăm mẹ tiêu hồng thiến nói trước đây em đã định xin cho mẹ ra tù vì lý do sức khỏe tiêu nguy nói ờ nhưng không thành công chuyện này rất phức tạp những gì mẹ từng làm bị lộ ra họ muốn mẹ ở trong tù không cho mẹ ra nhanh trừ khi mẹ thực sự không khỏe còn không thì em đừng lo lắng về những chuyện này nữa. Tiêu Hồng Thiến nói, y hai đứa đi thành phố khác thì cứ yên tâm mà đi. Mẹ ở trong tù, không biết sẽ ra sao. Tiêu Nguy nói, bị ức hiếp là có thể, nhưng chắc không có gì nghiêm trọng. Tiêu Hồng Thiến nói Tiêu Nguy lo lắng cho mẹ, trong mắt anh ta, mẹ vì nuôi nấng mấy chị em nên mới làm những chuyện đó. Nếu nhà không bị sập, những chuyện đó sẽ không bị lộ ra nhanh chóng, dù bị lộ ra cũng không ảnh hưởng lớn như vậy sau khi tiêu hồng thiến về thẩm vân ngồi với tiêu nguy trong phòng khách cô ta nắm tay anh ta sau này chúng ta vẫn có thể về thăm thẩm vân nói đúng nhưng chị em bọn anh không thể trở lại như trước nữa tiêu nguy nói để anh từng nghĩ mình kiếm nhiều tiền có thể giúp đỡ họ nhưng anh đã giúp họ nhiều rồi không đòi lại những gì đã cho thẩm vân nói không nên đòi lại Tiêu Nguy nói, để anh thất bại, không phải lỗi của họ. Nếu mẹ... Chuyện đã qua rồi, ai cũng không ngờ nhà sẽ sập. Thẩm Vân nói, không chỉ là nhà sập, còn rất nhiều chuyện khác. Tiêu Nguy nói, từ nhiều chuyện chúng ta bỏ qua đều bị lôi ra. Là do chúng ta không làm tốt, đê nghiền dặm sụp đổ vì tổ kiến, thời gian lâu dài, sớm muộn cũng sẽ có chuyện. Chuyện này... Thẩm Vân nhìn Tiêu Nguy nói, vậy chúng ta biết rồi, rút kinh nghiệm. Vài ngày sau, Tiêu Nguy và Thẩm Vân rời khỏi thành phố này. Khi Tiêu Hồng Diệp biết Tiêu Nguy và vợ đã rời đi, cô ấy không tìm Tiêu Hồng Thiến mà tìm đến tiền đa đa. Tiêu Hồng Diệp không ưa gì tiền đa đa, cô ấy đến để đòi tiền đa đa đưa một căn nhà. Em trai tôi không có chỗ ở nên mới phải chuyển đến thành phố khác. Tiêu Hồng Diệp chặn tiền đa đa trước cửa nhà cô ấy anh ta nợ nần nên mới đi. Tiền đa đa nói, để anh ta không kiếm được tiền ở đây, nên phải đi nơi khác. Không cần biết vì lý do gì, cô đáng nhẽ nên trả cho cậu ta một căn nhà. Tiêu Hồng Diệp nói, lời cô sống trong nhà tốt, còn có nhà khác, cô. Đó là những gì tôi đáng được hưởng. Tiền đa đa nói, lời càng là những gì con gái tôi đáng được hưởng. Rõ ràng là tiền của em trai tôi kiếm được. Tiêu Hồng Diệp nói. Khi Tiêu Nguy làm ăn thất bại, là ba tôi đưa tiền giúp anh ta vượt qua khó khăn. Tiền Đa Đa nói, về nếu không có người nhà tôi giúp đỡ, anh ta sao có thể kiếm được tiền? Tiền anh ta kiếm được cũng có phần của tôi, là tiền nhà tôi đầu tư vào, không thể không được gì. Hay các người nghĩ tiền nhà tôi đầu tư là tặng không cho Tiêu Nguy? Cô đã lấy Tiêu Nguy, đó là việc cô nên làm. Tiêu Hồng Diệp nói vậy thì chị đưa toàn bộ tài sản của mình cho chồng đi tiền đa đa nói ghi à chị không dám chồng chị trước đây còn tìm phụ nữ khác chị không chịu ly hôn đúng rồi các người có con vì con mà chị không thể ly hôn cô cô tiêu hồng dịp trừng mắt nhìn tiền đa đa tôi khuyên chị tốt nhất đừng có đến đây tiền đa đa nói ghi chị biết tôi đã ly hôn với em trai chị nếu chị cứ đến tôi ngứa tay tìm vài người đến chị thì sao? Tiền đa đa, cô đừng có mà quá đáng. Tiêu Hồng Diệp nói. Là chị quá đáng đấy chứ, em trai chị không nói đòi nhà, còn chị lại cứ nhảy nhót trước mặt tôi. Tiền đa đa nói, để tôi nghĩ chị đang muốn những căn nhà đó. Em trai chị không ở thủ đô, chị có thể vào ở, chiếm luôn căn nhà. Tiêu Hồng Diệp thực sự có ý đó. Đừng có nằm mơ nữa. Tiền đa đa nói, nơi chị nghĩ mình là ai tôi và tiêu nguy đã ly hôn trong thỏa thuận ly hôn đã ghi rõ ràng chị còn đến đây có tin tôi báo công an không tiêu hồng diệp chỉ đành rời đi về nhà cô ấy còn nói xấu tiền đa đa với chồng cô ta thật là keo kiệt tiêu hồng diệp nói lưỡi em trai em đã lấy cô ta nhiều năm nhưng cô ta không có chút lương tâm nào em trai em đã thành ra như vậy rồi cô ta vẫn không chịu đưa một căn nhà em đến Cô ta còn nói báo công an. Lấy lại được gì? Tào Lộ Bình nói, "Lại còn muốn không?" Muốn sao được? Tiêu Hồng Diệp nói, "Để chúng ta không có cách nào tìm luật sư để kiện, dù kiện cũng phải tiêu nguy ra mặt." Vậy thì đừng nghĩ nữa, Tiêu Nguy chắc chắn nghĩ đến con gái." Tào Lộ Bình nói, "Vì nếu Tiêu Nguy không phá sản, cậu ta có tiền, có thể đưa ra ngay." Cậu ta không có tiền thì đừng trông chờ. Hồi đó nếu biết họ ly hôn sẽ thế này, nên bảo Tiêu Nguy lấy lại những thứ đó. Tiêu Hồng Diệp nói, dù đưa cho Tiêu Hồng Thiến cũng tốt hơn là đưa cho tiền đa đa. Nếu Tiêu Nguy đưa những thứ đó cho Tiêu Hồng Thiến, thì chắc chắn anh ta cũng sẽ đưa cho Tiêu Hồng Diệp. Đã qua rồi, bây giờ nói cũng không kịp nữa. Tào Lộ Bình nói, liệu lúc họp mặt hôm đó, em trai em đã không đứng về phía em, điều đó đủ nói lên vấn đề. Nó đã thay đổi tiêu hồng diệp nói đi trước đây nó còn biết nghĩ cho chúng ta là anh chị em sau khi kết hôn với tiền đa đa nó trở nên keo kiệt trước kia em còn nghĩ thẩm vân không tệ nhưng tiêu nguy đã phá sản rồi thẩm vân cũng không thể rộng lượng hơn hôm đó cô ta còn nói những lời đó thẩm vân cũng trở nên nhỏ mọn rồi tiêu hồng diệp rất không hài lòng với tiêu nguy và thẩm vân cô ấy không thể chấp nhận việc mình không nhận được thêm gì Rõ ràng những thứ đó vốn không phải của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn tơ tưởng đến những thứ đó, đây họ đã đi rồi, sau này rất khó gặp mặt. Tào Lộ Bình nói. Tốt nhất là như vậy. Tiêu Hồng Diệp nói, "Li chỉ là họ đã đi rồi, những người kia có thể sẽ trút giận lên đầu chúng ta không? Chúng ta không còn kinh doanh nữa, chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Tào Lộ Bình nói, để em trai em có công ty lớn như vậy mà còn phá sản, chắc họ cũng đã ngu giận rồi. Thật sự nếu chưa ngu giận, chẳng phải em trai thứ hai của em cũng sắp ra tù sao? Họ đi theo dõi em trai thứ hai của em không phải tốt hơn sao? Đúng vậy. Tiêu Hồng Diệp nói, để em đã lấy chồng, những người kia cứ nhắm vào em cũng vô ích. Lúc đầu, em đã cãi nhau với mẹ và họ, những người đó không phải không nhìn thấy. Vấn đề của cửa hàng, chủ yếu là do họ đang tức giận, họ không muốn thấy em sống vui vẻ chúng ta không kinh doanh ở đây thì không sao nữa tiêu nhược tuyết biết ba cô bé dẫn thẩm vân đi thành phố khác chỉ nghĩ rằng ba cô bé muốn trốn tránh mọi thứ mẹ sau này mẹ đừng nghĩ về ba nữa tiêu nhược tuyết nói mẹ không nghĩ đến ông ấy tiền đa đa thấy con gái trở về nói ba con đã cùng người phụ nữ khác vui vẻ rồi mẹ nghĩ đến ông ấy làm gì ừ phải như vậy tiêu nhược tuyết nói ông ấy không quan tâm mẹ mẹ cũng đừng quan tâm ông ấy con còn nhỏ đừng nghĩ những chuyện này tiền đa đa nói sau này con lớn lên con tìm bạn trai đừng tìm người như ba con vẫn là phải tìm người có nhân phẩm tốt làm người phải đàng hoàng để sau này nói tiêu nhược tuyết nói họ đã đi thành phố khác cũng không biết họ sẽ sống như thế nào không cần nghĩ đến họ sống như thế nào con sống hạnh phúc là được rồi Tiền đa đa không quan tâm tiêu nguy và thẩm vân sống ra sao, cũng không quan tâm thẩm vân sau này có mang thai sinh con không, điều cô ấy biết là con gái mình không thể sống quá kém. Sau khi tiêu nguy và thẩm vân đến thành phố khác, họ thuê nhà, bày quán vỉa hè. Tiêu nguy từng bày quán bán quần áo kiếm được rất nhiều tiền, giờ anh ta cũng nghĩ đến việc bày quán bán quần áo. Thời đại không còn như trước, tiêu nguy không còn trẻ nữa, người khác thấy anh ta bán quần áo, những người trẻ tuổi không chắc sẽ đến mua. Bày quán bán quần áo không được, không kiếm được bao nhiêu tiền. Tiêu Nguy chỉ có thể chuyển sang bán đồ nướng, cứ thử nghiệm liên tục. Tiêu Nguy ban đầu nghĩ rằng mình sẽ nhanh chóng kiếm được chút tiền, sau đó, anh ta sẽ thuê một cửa hàng, có thể bắt đầu lại. Nhưng thực tế đã tác anh ta một cái, anh ta không kiếm được nhiều tiền như vậy. Trong lúc không chắc có thể kiếm tiền hay không, Tiêu Nguy cho rằng bày quán vỉa hè là hợp lý, thuê cửa hàng tốn tiền. Không phải là anh ta không thể thuê cửa hàng, trong tay anh ta vẫn còn chút tiền, nhưng họ phải tiết kiệm. Đặc biệt trong tình trạng chưa tìm được cách kiếm tiền, họ phải chú ý hơn. Nướng than, có khói dầu. Tiêu Nguy trước đây chỉ thích đi ăn đồ nướng, dẫn người đi ăn, thỉnh thoảng tự làm đồ nướng cũng được, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc tự làm đồ nướng để bán thẩm vân trước đây sống rất tốt cô ta biết nấu ăn nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta thích ngồi trước bếp thang cả ngày nhưng vì gia đình thẩm vân vẫn chấp nhận cô ta không nói công việc này không tốt chỉ cần vợ chồng đồng lòng điều này quan trọng hơn mọi thứ em đi xiên đồ tiêu nguy nói để anh sẽ nướng tiêu nguy nhìn vào bếp thang anh ta nhìn thẩm vân thẩm vân theo anh ta chưa được hưởng phúc thẩm vân không ly hôn với anh ta còn cùng anh ta đi đến đây điều này làm tiêu nguy rất hài lòng những năm qua tiêu nguy luôn gặp đủ loại quý nhân mỗi khi gặp khó khăn luôn có người đưa tay giúp đỡ dù lần này anh ta có rơi vào cảnh khó khăn thẩm vân vẫn đi theo anh ta điều này khiến tiêu nguy cảm thấy mình vẫn có thể sau này vẫn có thể đứng lên hai người vất vả bày quán đồ nướng một ngày kiếm được nhiều hơn so với bán quần áo trước đây họ về nhà rất muộn làm đồ nướng là như vậy khách hàng đến ăn muộn, có khi bày đến 1, 2 giờ sáng là chuyện thường. Khi về đến nhà, rửa ráy xong, thời gian lại càng muộn hơn. Tiêu Nguy thấy Thẩm Vân mệt mỏi như vậy, anh ta không khỏi nói, đây có chịu được không? Chịu được. Thẩm Vân nói, em có muốn tìm công việc văn phòng không? Tiêu Nguy nói, đời không cần cùng anh bán đồ nướng. Anh một mình không làm xuể, chúng ta làm cùng nhau rất hợp. Thẩm Vân nói, vì nếu anh là một mình, còn phải thuê người nữa, không phải tốn tiền sao? Em cùng anh làm, không cần thuê người, cũng đảm bảo nguyên liệu đều tốt. Tiêu Hồng Diệp bỏ vỏ cây thuốc phiện vào sủi cảo gây ra vấn đề, mẹ Tiêu mở nhà hàng bị sập. Điều này khiến Tiêu Nguy càng không dám làm trò với nguyên liệu. Tiêu Nguy biết có người làm trò với nguyên liệu, dùng đồ kém chất lượng, như dùng thịt chuột thay cho thịt bò. Tiêu Nguy không làm như vậy, anh ta muốn làm ăn đàng hoàng, không có lương tâm cắn rứt. Muôn thần Phật trên trời đều đang nhìn, tiêu nguy muốn làm ăn chân chính. Đừng cảm thấy có lỗi với em. Thẩm Vân nói, đi em tự nguyện theo anh. Để em phải chịu khổ rồi. Tiêu Nguy nói, về nếu em không theo anh. Nếu em không theo anh, cũng bị họ tùy tiện gả đi. Thẩm Vân nói, vì họ không thể đối xử tốt với em những người đó đều xem em là con cờ có thể lợi dụng tiêu nguy nghĩ mình cũng đã từng lợi dụng thẩm vân anh so với những người đó có tình nghĩa hơn nhiều thẩm vân nói dù tiêu nguy có lợi dụng cô ta cô ta vẫn thấy rất tốt thẩm vân sẵn lòng cùng tiêu nguy chịu khổ hai người sống ở đây cũng không quá tệ có ăn có ở cuộc sống này có thể tiếp tục cuộc sống bình thường của người dân người khác đều nghĩ anh bạc tình bạc nghĩa Tiêu Nguy nói Mỗi người có suy nghĩ khác nhau, anh đừng quan tâm người ta nghĩ gì. Thẩm Vân nói Tháng này kiếm được chút tiền, vẫn phải gửi cho Nhược Tuyết. Tiêu Nguy nói Gửi đi. Thẩm Vân nói Lề nó là con gái anh, anh phải gửi. Dù anh kiếm được bao nhiêu tiền, ít nhất cũng phải gửi một chút. Nó Nó chắc nghĩ anh không phải người ba tốt. Tiêu Nguy nói em biết anh là người ba tốt thẩm vân nói đời không cần người khác phải biết tiêu nguy thở dài cuộc sống chỉ có thể tiếp tục như vậy anh ta vẫn hy vọng mình có thể sớm kiếm được nhiều tiền hơn sau này có thể mở công ty lớn kiếm được nhiều tiền nhưng những chuyện này có lẽ chỉ có thể gặp trong mơ ngủ sớm đi tiêu nguy nói anh cũng vậy đừng dọn dẹp những thứ đó nữa đời sau khi ngủ dậy hãy dọn thẩm vân nói Đề ban ngày không ra quán. Ban ngày phải đi mua nguyên liệu. Tiêu Nguy nói, gì phải mua tươi một chút. Tiêu Nguy đã nói với người bán, nhưng anh ta cũng phải tự xem, không thể để họ lừa mình. Khi vợ chồng Tiêu Hải ra tù, Tiêu Hồng Thiến đến đón, Tiêu Hồng Diệp không đến. Tiêu Hồng Diệp thấy xui xẻo, chờ vợ chồng Tiêu Hải về nhà rồi cô ấy mới đến thăm cũng được. Khi vợ chồng Tiêu Hải đến cửa nhà, Họ nhìn thấy những thứ ở cửa, chỉ có thể dọn dẹp sơ qua. Chúng em không đến dọn dẹp, dọn dẹp rồi lại có. Tiêu Hồng Thiến nói, đi thà để những thứ này ở đây còn hơn. Không sao, để vợ chồng chị tự dọn dẹp. Đường Quế Chi nói, dọn dẹp đi. Tiêu Hồng Thiến nói, đi ở đây bừa bộn quá, vào trong đi, bên trong còn tốt hơn. Hai người định ở lại đây sao? nếu không ở đây thì ở đâu được đường quế chi nói đi vợ chồng chị không thể nào đi đến thành phố khác được với khả năng của vợ chồng chị đến nơi khác chưa chắc đã có cái ăn ở đây lăn lộn một chút có khi còn có cái ăn đường quế chi không thể dễ dàng từ bỏ hộ khẩu thủ đô để tiêu nguy không phải đã phá sản rồi sao họ có làm loạn cũng chỉ làm loạn một thời gian lâu rồi sẽ qua thôi Đường Quế Chi và Tiêu Hải ở trong tù không được giảm án, họ biết những người kia vẫn còn giận, họ ra sớm cũng không ai tha cho họ. Tha cứ ở trong tù, thời gian trôi qua cũng nhanh. Đợi vài ngày nữa, chúng ta sẽ đến xin lỗi họ, để họ nguôi giận. Đường Quế Chi nói. Đường Quế Chi là người nhỏ mọn, muốn lợi cho mình, muốn nhà mình được nhiều tiền nhất. Nhưng cô ấy thật sự không nghĩ ngôi nhà đó sẽ sập, nếu biết trước, chắc chắn cô ấy sẽ không đề nghị xây thêm tầng xảy ra chuyện lớn như vậy con trai cô ấy đã đi thành phố khác cô ấy và chồng vẫn phải ở lại đây không thể cứ gặp chuyện là chạy đến thành phố khác nhỡ những người kia quá giận họ cũng đuổi theo thì sao thà cứ ở lại thủ đô để họ nguôi giận chuyện sẽ dễ giải quyết hơn được rồi tùy hai người tiêu hồng thiến nói về nếu ở lại đây hai người phải chuẩn bị tinh thần vợ chồng chỉ biết mà đường quế chi nói để có ở lại ăn cơm không em ra ngoài mua ít đồ ăn về. Tiêu Hồng Thiến nói, để em đã dọn dẹp một chút rồi, vẫn còn việc chưa làm xong. Giờ dọn dẹp trước, tối đến hai người tự nấu ăn. Tiêu Hồng Thiến nghĩ nếu họ nấu ăn, còn phải đi mua rau. Cô ấy đã mua ít gạo và mì, nhưng chưa mua rau. Được. Đường Quế Chi gật đầu, gây làm phiền em rồi. Là người một nhà, nói gì mà phiền với không phiền. Tiêu Hồng Thiến nói, Đi hai người đợi một lát, em ra ngoài một chút sẽ về. Nhiều người biết vợ chồng Đường Quế Chi ra tù, có người chửi rủa, nói quá dễ dàng cho vợ chồng họ. Vợ chồng Đường Quế Chi không phải trả giá gì nhiều, cùng lắm là ngồi tù một chút, tiền bồi thường vẫn là tiêu nguy trả. Mấy người ngồi nói chuyện, ngay cả khi Tiêu Hồng Thiến đi qua, họ vẫn nói. Họ có một người em trai tốt, em trai họ giúp họ bồi thường. Em trai họ đã phá sản rồi sau này họ có làm loạn nữa, em trai họ cũng không thể giúp được. Hết tiền rồi, làm sao mà giúp? Họ đáng đời, kiếm được bao nhiêu tiền mà vẫn tham lam, muốn thêm tiền bồi thường. Đúng vậy, vì lòng tham của họ mà người ta chết. Khi sự việc xảy ra, Tiêu Nguy còn nói họ không mời người khác đến nhà hàng của họ, thật là nực cười. Mấy người nói chuyện to tiếng, Tiêu Hồng Thiến nghe thấy, nhưng cô ấy không phản ứng. Người ta chỉ nói vài câu, không đau không ngứa, không phải chuyện lớn. Tiêu Hồng Thiến hiểu người ta nói vậy còn là nhẹ. chuyện vốn do người nhà họ Tiêu gây ra, không thể trách người khác nói. đến quán ăn nhanh, Tiêu Hồng Thiến mua ba phần cơm, thêm ít món ăn. Anh hai của cô về rồi à? Bà chủ quán hỏi. Vâng, vừa về. Tiêu Hồng Thiến nói, để đến giờ họ mới ra, không được giảm án. Chị cả của cô không đến giúp à? bà chủ quán hỏi, vì chỉ có cô thôi sao? Chuyện nhỏ, tôi qua cũng được. Tiêu Hồng Thiến trả tiền. Bà chủ không nói thêm gì, họ mở cửa buôn bán, ai đến mua cũng không từ chối. Nhà nước đã xử lý vợ chồng Tiêu Hải, họ không làm khó thêm. Gia đình họ vẫn khỏe mạnh, không ai bị đè chết dưới nhà của nhà họ Tiêu. Tiêu Hồng Thiến mang đồ ăn về, bảo anh trai và chị dâu ăn trước để dọn dẹp sau đi ăn lót dạ trước tiêu hồng thiến nói bên á tân đường quế chi nhìn tiêu hồng thiến nó vẫn sống được tiêu hồng thiến nói về nó ở thành phố khác đã nói chuyện này với nó nhưng nó có việc không về được không cần nó về đường quế chi nói về nếu nó về đợi vài năm nữa giờ về cũng không tốt đường quế chi nghĩ đến cảnh tượng ở cửa tương lai họ ra sao còn chưa biết. Thà để con về muộn, thủ đô thì tốt. Nhưng nhà họ gặp chuyện lớn, sự việc thế này, nó cũng không muốn về. Tiêu Hồng Thiến cảm nhận được khi nói chuyện điện thoại với Tiêu Á Tân. Không trách nó. Đường Quế Chi nói, đi về cũng không thay đổi được gì, người ta vẫn nói ở đây không kiếm được tiền, thà ra ngoài kiếm tiền. Vợ chồng chị là ba mẹ nó, nó vẫn phải đến thăm tiêu hồng thiến nói đợi không về được thì cũng nên gọi điện gọi điện là được đường quế chi không dám nghĩ nhiều nhà cô ấy đã thế này như từ trời rơi thẳng xuống đất ngày xưa đường quế chi nghĩ cuộc sống của họ tốt đẹp tương lai sẽ tốt hơn khi đó cô ấy còn nghĩ không có nhà nào so được với nhà cô ấy giờ không dám nghĩ vậy nữa đó chỉ là lâu đài trên không không có nền tảng vững chắc vẫn sẽ sụp đổ vợ chồng chị phải dọn dẹp hôm khác mời em ăn cơm đường quế chi nói được tiêu hồng thiến nói đi hôm khác có thời gian chúng ta tụ họp em sẽ nói với em út không biết nó có rảnh không nếu không rảnh thì thôi chúng ta tụ họp cũng được đường quế chi nói lề nó ở xa gọi nó về còn tốn tiền không phải nó đang bán xiên nướng sao nó về còn ảnh hưởng việc làm ăn không tốt tiêu nguy bồi thường nhiều tiền công ty lớn nói phá sản là phá sản điều này khiến vợ chồng tiêu hải không dễ chịu họ không thể nói tiêu nguy phá sản không liên quan đến họ giống như hiệu ứng domino do nhà họ tiêu sập mới có những chuyện sau này mấy năm trong tù vợ chồng tiêu hải nghĩ nhiều họ muốn nhiều quá tham lam mới gây ra chuyện họ nghĩ có mẹ tiêu chống đỡ không có chuyện lớn gì họ vẫn kiếm được tiền ai ngờ chuyện lại thành thế này khiến vợ chồng tiêu hải rất bất lực nếu không xây thêm tầng nhà không sập họ vẫn mở nhà hàng vẫn kiếm tiền họ thật sự tiêu hồng thiến nghĩ tiêu nguy chắc không muốn về tiêu nguy từng kiếm nhiều tiền là doanh nhân thành công còn giờ tiêu nguy đi bán xiên nướng địa vị xã hội coi như tục dốc khi tiêu hồng thiến về nhà cô ấy gọi điện cho tiêu nguy báo vợ chồng tiêu hải đã ra tù ra tù thì tốt. Tiêu Nguy nói, gây họ vẫn định ở lại thủ đô sao? Phải, họ định ở lại đây. Tiêu Hồng Thiến nói, để họ nói nếu họ cũng đi, những người kia không tìm chị và chị cả thì cũng tìm đến em. Thà họ ở lại thủ đô, tuổi già rồi, kiếm được miếng ăn là được. Họ ở lại thủ đô cũng là lựa chọn tốt. Tiêu Nguy nói, đây chuyện xảy ra ở nhà hàng của họ, họ phải chịu trách nhiệm. Tiêu Nguy nghĩ dù vợ chồng Tiêu Hải có rời thủ đô cũng không sao. Tiêu Hồng Diệp và Tiêu Hồng Thiến có lẽ không rời, nhưng họ là con gái đã lấy chồng, tình hình sẽ tốt hơn. Em đã bồi thường, họ chỉ cần mang chút quà đến thăm. Tiêu Hồng Thiến nói, thì chủ yếu là do em đã làm nhiều. Mọi chuyện đã qua rồi. Tiêu Nguy nói. Tiêu Nguy luôn nhớ những lời nói của những người đó. Anh ta muốn họ không còn làm khó mình nên đã tìm gặp hoàng lập chu trong số những gia đình nạn nhân hoàng lập chu có ảnh hưởng rất lớn tiêu nguy nghĩ chỉ cần hoàng lập chu đứng về phía mình mọi chuyện sẽ dễ dàng bị dập tắt nhưng hoàng lập chu không nghe lời tiêu nguy không làm theo ý của tiêu nguy anh nghĩ bồi thường tiền là chuyện này sẽ qua sao trong mắt anh có phải chúng tôi chỉ muốn tiền của các người chúng tôi dùng mạng sống của người thân để đổi lấy tiền sao các người đã suy nghĩ quá đơn giản rồi tiêu nguy anh vẫn chưa hiểu chúng tôi muốn gì kiếm được nhiều tiền như vậy trái tim của anh đã trở nên tê liệt rồi phải không lúc đó tiêu nguy đã cố gắng khiến những người khác mâu thuẫn với hoàng lập chu để hoàng lập chu không thể tiếp tục đối phó với anh ta nhưng bất kể gặp phải rắc rối gì hoàng lập chu đều nhắm vào tiêu nguy những người đó đều không đưa tiền ra để tổ chức cuộc họp bản thân không có lợi ích liên quan cùng lắm thì người khác nói tiêu nguy có phải nên đưa thêm tiền cho hoàng lập chu không hoàng lập chu ở đó lại bảo anh ta không có nhận thêm tiền vì chuyện này hoàng lập chu càng thêm căm ghét tiêu nguy bất kể người khác có tiếp tục chú ý đến tiêu nguy hay không hoàng lập chu đều muốn chú ý đến tiêu nguy cho đến khi tiêu nguy phá sản lúc này tiêu nguy nhớ lại những chuyện đã qua anh ta nghĩ mình thật sự không nhìn rõ anh ta tưởng dùng tiền bạc có thể giải quyết mọi chuyện nhưng không ngờ có người lại không muốn nhiều tiền như vậy em nói đã qua rồi nhưng người khác đều nghĩ rằng chuyện này chưa qua tiêu hồng thiến nói từ những người đó vẫn chú ý đến nhà anh hai từ từ rồi sẽ qua thôi tiêu nguy nói đây bây giờ chắc đã tốt hơn trước nhiều rồi đúng không bây giờ chắc là vậy tiêu hồng thiến nói li chỉ là những người đó vẫn sẽ nói vài câu vợ chồng anh hai vừa ra tù người khác nói một chút cũng là bình thường. Tiêu Nguy nói, đây đợi một thời gian nữa, thời gian dài rồi, họ sẽ không chú ý đến anh hai nữa. Chúng ta bây giờ cũng không có nhiều tiền. Ừm. Tiêu Hồng Thiến gật đầu, về nếu em bận thì không cần về. Không về. Tiêu Nguy nói, từ gần đây buôn bán cũng khá tốt, phải lo buôn bán trước. Được. Tiêu Hồng Thiến nói, đây bận buôn bán cũng phải chú ý nghỉ ngơi có nghỉ ngơi. Tiêu Nguy nói. Sau khi Tiêu Nguy cúp điện thoại, anh ta nói với Thẩm Vân về chuyện của anh hai. Thẩm Vân đang ngồi ở nhà, cô ta đang sâu xiên que. Họ tầm 4, 5 giờ mới đi ra ngoài, bây giờ vẫn còn sớm. Họ cứ sâu trước, sâu nhiều một chút, để khách đến không thiếu xiên. Anh nói với chị ba không có thời gian về. Tiêu Nguy nói, để tiền xe đi lại không ít, còn làm chậm buôn bán tùy anh quyết định thẩm vân nói để nếu anh về em ở đây cũng được không cần tiêu nguy nói để chúng ta cứ ra bán là tốt nhất vợ chồng anh hai đã ra tù cũng không có chuyện gì lớn họ biết cách làm sao khi ở trong tù chắc họ cũng đã có suy nghĩ thẩm vân bây giờ sâu xiên quen nhanh nhẹn hơn tốc độ cũng nhanh hơn nhiều không biết sau này họ định làm gì tiêu nguy nói một số công việc đơn giản thì chắc vẫn tìm được thẩm vân nói dù sao họ đã từng ngồi tù có đơn vị có thể không muốn họ làm việc đâu tiêu nguy nói ờ nhưng chuyện này cũng không cần chúng ta lo nếu thật sự không được họ cũng như chúng ta bày quán bán chút đồ cũng có thể kiếm miếng ăn đúng vậy anh không cần lo cho họ thẩm vân nói để anh cứ lo cho họ quá cứ nghĩ giúp đỡ họ trước đây là như vậy tiêu nguy nói lời lúc đó anh nghĩ chúng ta là một gia đình không thể chỉ một mình anh sống tốt họ cũng phải sống tốt anh nghĩ anh đã làm khá tốt rồi cho họ cửa hàng họ cũng có thể kiếm tiền hối hận rồi à thẩm vân hỏi không hẳn tiêu nguy nói liền nếu nói hối hận thì là hối hận bản thân không đủ tốt trước đây mọi thứ đều phát triển không theo lẽ thường nhiều vấn đề không được cân nhắc kỹ lưỡng Đôi khi còn nghĩ đến việc đưa tiền cho lãnh đạo các bộ phận liên quan, nghĩ chuyện này coi như đã qua. Hành động của anh không tốt, mới dẫn đến người khác có thể bắt lỗi anh. Ừ, đúng vậy. Thẩm Vân gật đầu, để biết sai thì sửa. Vợ chồng Tiêu Nguy không về, Tiêu Hồng Diệp thì có qua. Tiêu Hồng Diệp chỉ muốn qua xem, dù họ trước đây đã xích mích, bây giờ Tiêu Hải mời cô ấy ăn cơm, cô ấy vẫn sẽ đi. Tiêu Hồng Diệp muốn xem Tiêu Hải có thể làm được gì. Tiêu Hải chắc không thể bắt cô ấy đưa tiền ra chứ, đó là tiền của cô ấy. Phải nói một câu này, đều là do các người tự gây ra. Nếu sớm ký giấy giải tỏa, đâu có chuyện như vậy. Bây giờ xảy ra chuyện này, ngày tháng sau này của các người cũng không tốt. Bây giờ mẹ còn đang ở trong tù, đúng là mất cả chi lẫn chài. Sau khi Tiêu Hồng Diệp qua nhà Tiêu Hải, cô ấy ngồi đó ăn hạt dưa, còn nói nhiều lời khó nghe. ngày hôm trước vợ chồng tiêu hải còn mang quà đi thăm gia đình nạn nhân những người đó hoặc không cho họ vào hoặc lấy quà rồi đuổi họ đi còn có người ném quà ra ngoài vợ chồng tiêu hải không dám oán giận không dám nói gì xấu về những người đó họ phải sống ở đây những điều này họ phải chịu đựng đường quế chi nghe tiêu hồng diệp nói những lời đó cô ấy không vui tiêu hồng diệp chỉ biết ngồi đó cười trên nỗi đau của người khác chỉ họ gì Đường Quế Chi nói. Tôi họ Tiêu, cô không biết sao? Tiêu Hồng Diệp nói, Ê nhưng tôi đã lấy chồng, cô có thể coi như tôi không phải họ Tiêu. Chị. Chị hai, trong bếp đã thái xong rau, chị vào xem đi. Tiêu Hồng Thiến nói. Tiêu Hồng Thiến không muốn để đường Quế Chi và Tiêu Hồng Diệp cãi nhau, bây giờ cãi nhau cũng không có ý nghĩa gì. Để chị vào xem. Đường Quế Chi nói, Ê em ba, em ngồi đi. Chị cả. Tiêu Hồng Thiến nhìn Tiêu Hồng Diệp, đi chị cứ ngồi đó ăn hạt dưa sao? Tất nhiên, không thì sao? Tiêu Hồng Diệp nói, lời cô thích làm những việc đó, không muốn nghỉ, còn tôi muốn nghỉ. Tiêu Hồng Diệp thấy Tiêu Hồng Thiến vừa bận rộn trước sau, cô ấy nghĩ Tiêu Hồng Thiến cố ý, muốn làm Tiêu Hồng Diệp trong lười biếng. Cô ở nhà làm những việc đó chưa đủ à, qua đây còn muốn làm những việc đó. Tiêu Hồng Diệp nói, lời cô đúng là không biết mệt. Mọi chuyện đã qua, chị đừng nói những lời khó nghe nữa. Tiêu Hồng Thiến nói, họ là đáng đời, họ không lấy được tiền giải tỏa, tôi cũng không lấy được. Tiêu Hồng Diệp nói, lê còn xảy ra những chuyện đó, họ. Bớt nói vài câu đi. Tiêu Hồng Thiến nói, lê mọi người đều là anh chị em, chị cứ nói vậy, làm mọi người không vui. Đây là sự thật chúng ta đang ở nhà nên nói vẫn dễ nghe đấy họ ra ngoài nghe thử xem những người đó nói còn khó nghe hơn nhiều tiêu hồng diệp nói đi hồng thiến cô không sống ở đây không phải nghe những lời khó nghe tôi sống ở đây không ít lần nghe họ nói tôi đi đường còn có người nhổ nước bọt vào người tôi không thể hoàn toàn trách anh hai tiêu hồng thiến nói đi tiệm sủi cảo của chị đừng lúc nào cũng lấy tiệm sủi cảo ra nói tiêu hồng dịp nói đây đã lâu lắm rồi tôi không mở tiệm sủi cảo các cô còn muốn bám vào chuyện đó không buông cô đứng về phía tiêu hải nhưng cô đứng về phía anh ta cũng không có ích gì người khác không đứng về phía anh ta chị cả chị rốt cuộc còn muốn ăn cơm ngon không tiêu hải không nhịn được nói sao các người muốn đuổi tôi đi sao tiêu hồng dịp cười khẩy để các người nghĩ chúng tôi muốn ở đây ăn cơm sao chúng tôi đến đây còn lo bị những người đó căm ghét. Lộ Bình, chúng ta đi. Tiêu Hồng Diệp gọi chồng đi cùng, bảo chồng đừng ở đây. Đây là em trai gì chứ? Tiêu Hồng Diệp cảm thấy Tiêu Hải hoàn toàn không coi cô ấy là chị gái. Tiêu Hải thấy vợ chồng Tiêu Hồng Diệp đi như vậy, anh ấy không đuổi theo. Em ba, chỉ có chúng ta ăn cũng như nhau thôi. Tiêu Hải nói, Ê chị ấy không ăn, thì để chị ấy đi. Vậy thì chỉ có chúng ta ăn, tiêu hồng thiến bất đắc dĩ tiêu hồng diệp không nên nói những lời khó nghe như thế vợ chồng tiêu hồng diệp ra ngoài tiêu hồng diệp còn mắng nhiếc trên cả đoạn đường giọng rất lớn như sợ người khác không nghe thấy em là chị cả của cậu ta mà cậu ta còn dám nói với em như vậy hồi trước em đã nói về chuyện xây dựng trái phép là họ không nghe nói chuyện tử tế với họ họ còn vậy rõ ràng là không coi chúng mình ra gì Cậu ta còn là em trai của em sao? Em thấy cậu ta muốn làm tổ tiên của em luôn rồi đấy. Em khinh, cậu ta nghĩ cậu ta là cái thái gì? Nghĩ em phải dựa vào cậu ta sao? Thứ chó má gì đâu. Người bên đường nghe Tiêu Hồng Diệp mắng nhiếc, họ đã quen rồi, Tiêu Hồng Diệp luôn thích như vậy. Những người đó không tin Tiêu Hồng Diệp là loại người tốt lành gì, Tiêu Hồng Diệp chỉ muốn phủi sạch quan hệ mà thôi khi đường Quế Chi từ bếp ra, cô ấy không thấy Tiêu Hồng Diệp, đi họ đi rồi à? Chị cả đi rồi. Tiêu Hồng Thiến nói, đi họ đi cũng tốt. Trước đây Tiêu Nguy mời họ đến ăn cơm, họ cũng chỉ cầu nhau. Trước đây Tiêu Nguy còn cho họ nhiều thứ như vậy, họ vẫn không biết đủ. Tiêu Hồng Thiến nghĩ đến việc Tiêu Hồng Diệp đã từng lấy đi không ít thứ từ mẹ Tiêu, mà bây giờ Tiêu Hồng Diệp hoàn toàn không quan tâm đến những người này. Tiêu Hồng Diệp chỉ quan tâm cuộc sống của mình có thoải mái hay không. Cô ấy thậm chí không nghĩ đến việc mẹ mình vẫn còn đang ở trong tù. Sau khi mẹ Tiêu bị giam, Tiêu Hồng Diệp chưa bao giờ đến thăm bãi. Tiêu Hồng Diệp còn nói Tiêu Hồng Thiến đến thăm mẹ Tiêu là đủ rồi, cô ấy không cần đi. Nói rằng không cần nhiều người đi thăm, nói có hạn chế, nói rằng Tiêu Hồng Thiến rất hiếu thảo, nên để Tiêu Hồng Thiến đi thăm sao chị cả lại trở thành như vậy tiêu hải cảm thán chị cả vẫn luôn như vậy tiêu hồng thiến nói điều chỉ là trước đây không thể hiện rõ như bây giờ sau này nếu anh chị có chuyện gì có thể tự giải quyết thì tự giải quyết đừng tìm đến chị ấy chị ấy không thể giúp đâu chưa từng nghĩ đến việc tìm chị ấy giúp đỡ tiêu hải nói để chúng ta bây giờ không làm gì khác tiêu hải cảm thấy xót xa vợ chồng họ đã ra khỏi tù, nhưng mẹ anh ấy vẫn còn trong tù. Buổi họp mặt này vốn đã ít người, Tiêu Hồng Diệp còn rời đi sớm như vậy. Tiêu Á Tân đã kết hôn, nhưng cậu ấy không đưa vợ đến thủ đô, trước khi đăng ký kết hôn, cậu ấy cũng không nói với vợ về những chuyện đã xảy ra trước đây. Cậu ấy không muốn để người khác biết những chuyện đó, nếu vợ cậu ấy biết, cậu ấy lo cô ấy sẽ đòi ly hôn. Nhưng vợ Tiêu Á Tân vẫn hỏi vài câu, hai người đăng ký kết hôn không cần về quê chồng một chuyến sao ba mẹ qua đây cũng được tiêu á tân nói với vợ không phải ở quê anh còn có một người vợ khác đấy chứ vợ tiêu á tân hỏi không chỉ có em là vợ thôi đâu có nhiều vợ như vậy vợ tiêu á tân tên là kỳ gia nghi kỳ gia nghi không phải người thành phố cô ấy từ nông thôn lên thành phố làm việc kỳ gia nghi kết hôn với tiêu á tân hai người cùng làm việc không giàu có lắm thậm chí còn hơi chật vật kỳ gia nghi cũng không cảm thấy điều đó quá tệ cô ấy biết mình không thể lấy được người giàu chỉ có thể lấy một người bình thường vậy có chuyện gì không thể nói sao kỳ gia nghi hỏi lệ em đã là vợ anh rồi mà còn không thể nói à tiêu á tân vốn không định nói nhưng vợ hỏi vài lần cậu ấy mới kể nhà anh không nghĩ là nhà sẽ sập tiêu á tân nói ý anh là tiền bồi thường là do chú anh trả đã đưa cho những người đó rồi sau đó nhà anh ở thủ đô còn có một căn nhà một cửa hàng kỳ gia nghi hỏi đúng tiêu á tân nói thì là như vậy hộ khẩu của anh thì sao có phải vẫn ở thủ đô không kỳ gia nghi hỏi đúng vậy tiêu á tân nói rồi không phải em đã xem rồi sao là hộ khẩu thủ đô đây không phải rất tốt sao kỳ gia nghi không ngờ nhà tiêu á tân còn nhiều thứ như vậy cô ấy vốn nghĩ tiêu á tân là một người nghèo kiết xác điều này thật sự là bước ngoặt để chúng ta ở đây vất vả làm gì chúng ta về thủ đô đi bây giờ về thì những người đó còn theo dõi chúng ta đợi vài năm nữa chúng ta hẳn về tiêu á tân nói cũng được kỳ gia nghi tính toán nếu tiêu á tân nói là thật thì nếu họ về thủ đô có thể ở nhà thủ đô không cần thuê nhà, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều. Đến lúc đó, họ còn có thể cho con đi học ở thủ đô, mọi thứ đều tiện lợi hơn. Em đừng nói ra. Tiêu Á Tân nói, quá tự mãn sẽ gặp trắc rối. Chú anh là người rất cao ngạo, bây giờ không phải cũng như anh, phải rời khỏi thủ đô trong nhục nhã sao? Ừ. Kỳ Gia Nghi nói, ba mẹ anh ra khỏi tù rồi, họ chắc có không ít tiền. Chắc là có tiêu á tân hiểu ý vợ tiền bên này không đủ tiêu thì hỏi họ họ chỉ có mình anh là con trai anh tuy có em gái nhưng em gái đã gả đi rồi nhà có chuyện cô ấy cũng không quan tâm tiêu á tân nghĩ tài sản của gia đình không liên quan đến em gái những thứ đó đều là của cậu ấy chỉ cần cậu ấy đưa vợ về về nhà ở em gái càng không thể đòi hỏi những thứ đó còn em gái tiêu á tân không nghĩ đến việc đòi những thứ đó Cô ấy chỉ mong không dính dáng gì đến những chuyện của gia đình. Cô ấy khi ba mẹ vào tù, đã theo bạn trai đi nơi khác, kết hôn, không ở lại thủ đô. Lúc đó những người kia luôn bày hương khói ở cửa nhà tiêu hải, một cô gái như cô ấy tất nhiên đã bị dọa sợ. Được thôi. Kỳ gia nghi nói, đi anh nên nói sớm chứ, nếu anh nói sớm, chúng ta biết nhà anh có nhiều thứ như vậy, BSC mẹ em cũng sẽ không giận. Những thứ đó sớm muộn gì cũng là của chúng ta tiêu á tân nói kỳ gia nghi và gia đình tiêu á tân thật sự rất giống nhau cô ấy không quan tâm những gì đã xảy ra ở gia đình tiêu á tân cô ấy chỉ cần biết nhà tiêu á tân còn nhiều tài sản những chuyện đó đã giải quyết xong đều là quá khứ những chuyện đó không liên quan đến họ họ không phải lo lắng những chuyện đó ảnh hưởng đến họ đường quế chi và chồng mang theo một số đồ đến thăm con dâu đang mang thai họ đều mong muốn có cháu sau khi họ đến kỳ gia nghi đối với họ có thái độ khá tốt kỳ gia nghi chỉ muốn lấy thêm tiền từ tay vợ chồng đường quế chi vợ chồng đường quế chi cũng không dám nói nhiều mẹ tiêu vẫn còn ngồi tù vợ chồng tiêu hải và tiêu hồng thiến thay phiên nhau đi thăm bà ấy sức khỏe mẹ tiêu vẫn tốt trước đây bà ấy nghe tiêu nguy nói về việc bảo lãnh ra ngoài để điều trị bệnh nhưng đã lâu như vậy tiêu nguy vẫn không có động tĩnh tiêu nguy đâu khi mẹ tiêu thấy tiêu hồng thiến đến thăm bà ấy nghĩ đã lâu rồi không thấy tiêu nguy có phải nó xảy ra chuyện gì rồi không nó no. nó no phá sản rồi tiêu hồng thí nghĩ vẫn phải nói cho mẹ tiêu biết dù cô ấy không nói để mẹ tiêu hy vọng có thể ra khỏi tù sớm thì có ích gì trước đây tiêu nguy còn đến thăm mẹ tiêu bây giờ tiêu nguy ở thành phố khác không tiện đến tiêu hồng thí nghĩ mẹ tiêu sớm muộn gì cũng biết sao đang yên đang lành lại phá sản mẹ tiêu kinh ngạc liệu có phải do những người đó gây rối với tiêu nguy không? Không chỉ là họ, công ty của tiêu nguy bản chất đã có vấn đề, nên bị người ta bắt lỗi. Tiêu Hồng Thiến nói, để công ty phá sản không phải trong chốc lát, mà là trong một thời gian dài, dần dần phá sản. Tiêu Nguy nghĩ nó có thể cứu công ty, nhưng cuối cùng vẫn không cứu được. Nó còn nợ một số tiền, nó nghĩ ở thủ đô không kiếm được tiền, nên đi thành phố khác. Bây giờ nó đang bán đồ nướng, chắc có thể kiếm được ít tiền. Sao lại thế này? Mẹ Tiêu không dám tin, thì đã như vậy, tại sao trước đây không nói với mẹ tiếng nào? Trước đây Tiêu Hồng Thiến và mọi người định giấu càng lâu càng tốt, họ đều sợ nói ra sẽ khiến mẹ Tiêu thất vọng. Nhưng có những chuyện không thể giấu cả đời, đến lúc thích hợp, họ vẫn phải nói ra. Tiền đa đa thì sao? Nhà cô ấy nhiều tiền như vậy, cô ấy không giúp Tiêu Nguy sao? Ê mẹ Tiêu hỏi. Họ ly hôn rồi. Tiêu Hồng Thiến nói, vì Tiêu Nguy đã cưới người phụ nữ khác. Các con không ai nói với mẹ cả. Mẹ Tiêu ở trong tù, không ai nói cho bà ấy biết chuyện gia đình, bà ấy chẳng biết gì. Mẹ, không có chuyện gì lớn. Tiêu Hồng Thiến nói, để có người giám sát, bảo lãnh ra ngoài điều trị bệnh thì phải là thật. Mẹ ở trong này, cũng xem xem làm sao để giảm án. Tiêu Hồng Thiến không phải không muốn giúp mẹ Tiêu, mà là cô ấy không đủ khả năng cô ấy không thể làm được điều gì khác. Nếu đã vậy, các con đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa. Chuyện giả mán, mẹ sẽ tự cố gắng, y mẹ tiêu nói, gây tiêu nguy phá sản, bây giờ thế nào? Rốt cuộc nợ bao nhiêu? Nó không nói. Tiêu Hồng Thiến nói, gây con cũng không tiện hỏi nhiều, còn nói đưa tiền mua cửa hàng cho nó, nó không lấy. Nó nói nó sẽ tự trả hết nợ, để chúng con không phải lo lắng. Nó thật là nói luôn như vậy luôn đối xử với các anh chị em rất tốt mẹ tiêu cảm thán mẹ tiêu nghĩ về những chuyện đã qua bà ấy hối hận tất cả là do họ quá tham lam họ đáng lẽ nên ký tên đồng ý giải tỏa sớm tiếc rằng chuyện đã qua nhiều năm bây giờ hối hận cũng vô ích nhiều mạng người đã mất mẹ tiêu nghĩ mình ra tù muộn cũng không sao con trai và con dâu đã ra tù vậy là đủ rồi sau này các con nhưng tiêu nguy là người rất kiên cường chắc không cần các con giúp đỡ nhiều mẹ tiêu nói vâng tiêu hồng thiến nói vì tiêu nguy không muốn chúng con giúp đỡ nó tự đi kiếm tiền mẹ mẹ phải giữ gìn sức khỏe được mẹ tiêu nói đi chỉ cần mẹ chưa ra tù chưa đến lúc điều đó nghĩa là sức khỏe mẹ vẫn tốt những gia đình nạn nhân luôn theo dõi họ không muốn để mẹ tiêu và những người này ra tù sớm nhưng pháp luật đã định họ không thể ngăn cản mẹ tiêu giả mán nhưng họ có thể kiểm tra xem mẹ tiêu có thật sự bị bệnh hay không tránh để bà ấy lấy lý do chữa bệnh để ra ngoài ở quầy nướng đầu tiêu nguy vẫn băng bó trước đây anh ta đã cứu một phụ nữ trẻ bị đám côn đồ quấy rối trước đây tiêu nguy cứu ai người đó luôn có địa vị cao hoặc là ông chủ muốn hợp tác công ty hoặc là mẹ ông chủ lần này tiêu nguy cũng nghĩ mình có thể cứu một cô gái giàu có có lẽ còn được đầu tư nhưng cô gái trẻ đó chỉ gửi người khác đến cảm ơn cô ấy không tự đến hai ngày trôi qua mười ngày trôi qua nửa tháng trôi qua tiêu nguy không gặp lại cô gái trẻ đó anh ta biết cô ấy chắc là người bình thường anh ta đã may mắn nhiều năm như vậy sự may mắn đó không thể kéo dài đến bây giờ đặc biệt là sau khi anh ta làm những việc đó anh ta đã làm tổn thương nhiều người Ông trời không còn ban cho anh ta may mắn nữa, điều đó là bình thường. Anh đang đợi ai à? Thẩm Vân không nhịn được hỏi. Hai người dọn hàng về nhà, Thẩm Vân hỏi ra thắc mắc trong lòng. Em đừng cười khi anh nói ra nhé. Tiêu Nguy nói, về trước đây anh luôn gặp may mắn, cứu một người, người đó lại là chủ công ty hay gì đó. Mỗi khi gặp khó khăn trong kinh doanh, lại có người xuất hiện giúp đỡ anh, điều này có gì đáng cười chứ thẩm vân nói để anh muốn có người giúp đỡ điều đó không có gì sai em cũng nghĩ đến việc có người đầu tư cho chúng ta để chúng ta mở một quán nướng đàng hoàng trước đây anh thật sự rất may mắn tiêu nguy nói đi ví dụ như khi anh sắp phá sản lại gặp em nhưng em đâu có giúp được anh thẩm vân thở dài đi gia đình em không muốn giúp anh họ đều nghĩ công ty của anh quá khó khăn Họ sợ bị người khác nhắm vào. Không phải lỗi của em, cũng không phải lỗi của họ." Tiêu Nguy nói, "Em là con riêng, dù mẹ em đã kết hôn với ba em rồi, nhưng em, điều đó không liên quan đến em, em đừng nghĩ đó là lỗi của mình." Tiêu Nguy nói, "Để lúc anh lâm vào hoàn cảnh khó khăn, vẫn có em bên cạnh. Điều đó đã là rất tốt rồi, anh còn mong gì hơn nữa? Chỉ là anh nghĩ vận may của mình đã hết, không đúng." em vẫn ở bên cạnh anh điều đó có nghĩa là vận may của anh vẫn chưa hết chứ chúng ta như thế này cũng khá tốt thẩm vân nói về tiền thì từ từ kiếm đúng vậy tiêu nguy gật đầu từ may mắn hay không không quan trọng quan trọng là chúng ta ở bên nhau còn có thể cùng nhau cố gắng tiêu nguy không còn vẻ tự mãn không còn kiêu ngạo như trước đây bây giờ anh ta chỉ là một người bình thường đang cố gắng kiếm sống những người như hoàng lập chu không còn theo dõi tiêu nguy nữa họ nghĩ công ty của tiêu nguy đã phá sản anh ta còn nợ nhiều tiền một số chuyện đã đến lúc kết thúc họ không cần thiết phải dõi theo tiêu nguy nữa họ cũng không chú ý đến tiêu nhược tuyết vì cô bé vô tội vợ chồng tiêu hải thường xuyên giúp đỡ gia đình các nạn nhân những gia đình đó mới dần dần không gây phiền hà nữa họ đi đặt vòng hoa những vòng hoa đó cũng cần tiền để mua không phải họ quên đi người thân đã mất mà là họ cần nhìn về phía trước. Qua vài năm, vợ chồng Tiêu Á Tân quay lại thủ đô, đương nhiên họ phải ở trong căn nhà của Tiêu Hải. Kỳ Gia Nghi nắm chặt số tiền, cô ấy biết Tiêu Á Tân rất dễ phung phí. Nếu cô ấy không quản lý chặt số tiền, Tiêu Á Tân rất dễ tiêu hết. Vợ chồng Tiêu Á Tân sinh ra được một cô con gái, sinh đứa thứ hai, vẫn là con gái, họ không có con trai. Khi con gái út 2 tuổi, con gái lớn bị bệnh phải nhập viện tốn rất nhiều tiền lúc đó đường quế chi và chồng ngồi trong phòng nói chuyện họ cảm thấy đây là một cái hố không đấy theo lời bác sĩ đến lúc đó con mất rồi tiền cũng hết đường quế chi nói đi ông nói xem phải làm sao đây thì không chữa nữa tiêu hải nói sao có thể không chữa được đứa trẻ dù sao cũng là cháu chúng ta mà đường quế chi nói họ còn một đứa con nữa tiêu hải nói nhưng chưa đầy vài ngày sau con gái út của tiêu á tân cũng bị bệnh bác sĩ nghi ngờ đây là bệnh di truyền yêu cầu vợ chồng tiêu á tân đi kiểm tra gen xem liệu có phải là di truyền từ phía họ không khi kết quả chưa có mọi người đều nghĩ rằng có thể vấn đề là từ kỳ gia nghi kỳ gia nghi thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ cô ấy nổi giận sao lại là vấn đề của con mà không phải của con trai các người Kỳ gia nghi bất mãn, để con nghĩ là do nhà các người làm quá nhiều điều xấu nên mới khiến con cái có vấn đề. Kỳ gia nghi hối hận, có lẽ họ không nên nghĩ đến việc quay lại thủ đô. Nhưng bây giờ con cái đang bệnh, họ phải chữa trị cho con. Nghe vậy, Đường Quế chi nhục chí. Nhà sập, nhiều mạng người chết trong đó, có phải những người đó đến đòi mạng không? Đường Quế chi chạy đi cầu thần bái Phật, nếu những người đó thực sự đòi mạng hãy lấy mạng cô ấy đừng làm hại cháu cô ấy tiêu á tân muốn từ bỏ việc chữa trị cho con họ đã tốn nhiều tiền như vậy nếu sau này người mất tiền cũng hết thì coi như bỏ không anh không chỉ không muốn cứu con mà còn muốn ly hôn với tôi đúng không kỳ gia nghi lạnh lùng nói liệu gia đình anh đều không phải người tốt không phải bác sĩ nói hai đứa con đều như vậy tức là do di truyền tiêu á tân nói vậy nên anh nghĩ nếu anh sinh con với người phụ nữ khác con anh sẽ không có vấn đề đúng không kỳ gia nghi đã sớm biết chồng mình là người thế nào nhưng cô ấy vẫn rất thất vọng để anh giống mẹ anh kết quả xét nghiệm chưa có đã nói là lỗi của tôi không nói là lỗi của em tiêu á tân nói để anh nghe nói có những cặp vợ chồng sinh con có vấn đề họ ly hôn mỗi người tái hôn thì sinh con lại không có vấn đề gì ý anh là muốn ly hôn chứ gì kỳ gia nghi nói để anh muốn sinh con với người phụ nữ khác, anh nghĩ bây giờ anh đã quay lại, anh có nhà, có tiền, có thể tìm người phụ nữ khác đúng không? Em nói sao cũng được. Tiêu Á Tân nói, thì hai đứa con đều như vậy, dù chúng không mất, sức khỏe cũng không tốt. Sau này còn phải uống thuốc. Tốn nhiều tiền, chúng. Anh không muốn lo cho hai đứa con. Kỳ gia nghi nghiến răng. Con đã như vậy rồi, lời bác sĩ nói, em cũng nghe rồi mà tiêu á tân nói muốn ly hôn không có cửa đâu kỳ gia nghi nói kỳ gia nghi và tiêu á tân cãi nhau tiêu á tân muốn ly hôn để sinh con với người phụ nữ khác còn kỳ gia nghi muốn cứu con kết quả xét nghiệm gen có sau nửa tháng hai đứa con thực sự bị bệnh di truyền vấn đề nằm ở tiêu á tân không phải cái gì mà nhiễm sắc thể của con gái thường di truyền từ mẹ sao đường quế chi không tin sao lại là lỗi của con trai mình hai đứa trẻ đều là con gái không phải con trai đừng lấy kiến thức trung học để giải thích di truyền bác sĩ nói nhiều người thích dùng kiến thức trung học để giải thích vấn đề có vấn đề giải thích được có vấn đề không giải thích được khi biết vấn đề nằm ở tiêu á tân kỳ gia nghi cảm thấy rất buồn cười vẫn muốn ly hôn chứ kỳ gia nghi hỏi tiêu á tân không biết nói gì bác sĩ còn nói chúng ta may mắn ít nhất sinh được con kỳ gia nghi nói vì nếu là người phụ nữ khác có khi đã sảy thai không sinh được con kỳ gia nghi cảm thấy mình thật xui xẻo sao lại lấy phải tiêu á tân trước đây cô ấy còn vui mừng vì gia đình tiêu á tân có nhà ở thủ đô cuối cùng lại thành thế này nếu con bị sảy không còn thì tốt hơn hai người ly hôn không có gì vướng bận nhưng bây giờ con đã sinh ra lại còn là hai đứa con kỳ gia nghi không thể từ bỏ hai cô con gái nhà họ tiêu còn có chút tiền cô ấy phải để họ bỏ tiền ra chữa bệnh cho con chữa bệnh cần tiền không có tiền hai đứa trẻ chỉ có thể chờ chết các người hãy nghĩ kỹ có chữa cho con không kỳ gia nghi nói vì nếu không chữa thì không chữa nữa chúng ta ly hôn tôi lấy chồng khác còn sinh được con khỏe mạnh còn các người đoạn tự tuyệt tôn đi tiêu á tân hoàn toàn chết lặng rõ ràng cậu ấy không ngờ vấn đề lại nằm ở chính mình nếu cậu ấy không chữa khỏi cho hai đứa trẻ sau này cậu ấy có thể sẽ không có đứa con nào nữa anh có muốn hai đứa trẻ này hay không thì nói rõ đi không muốn thì thôi kỳ gia nghi lại nói đứa trẻ vẫn phải được cứu đường quế chi bọn họ biết tình huống này không cần kỳ gia nghi nói họ cũng tự bỏ tiền ra cứu chúng sau đó nhà mẹ đẻ của kỳ gia nghi tìm một ông thầy bói nói rằng tốt nhất là nên chuyển hộ khẩu của hai đứa trẻ ra khỏi thủ đô, sau này đừng để chúng đến thủ đô nữa, như vậy sức khỏe của hai đứa trẻ có thể sẽ tốt hơn một chút. Vì con cái, vợ chồng Kỳ Gia Nghi chuyển khỏi thủ đô. Sau khi chuyển khỏi thủ đô, họ đến một thành phố hạng ba, ở đó họ gặp được một lão trung y, tình trạng của hai đứa trẻ đã ổn định. Điều này khiến họ cảm thấy rất thân kỳ. Từ đó về sau, họ không dám nhắc đến chuyện đến thủ đô nữa cũng không dám nói đứa trẻ có phải bị quan hồn đòi mạng hay không. Họ sợ rằng nếu họ nói ra, tình trạng sức khỏe của bọn trẻ sẽ càng tệ hơn. Vợ chồng đường Quế Chi không đi theo, họ bán cửa hàng, đưa tiền cho vợ chồng Kỳ Gia Nghi. Họ làm một số công việc lặt vặt ở thủ đô, đi làm tình nguyện viên, cố gắng làm nhiều việc tốt. Thẩm Vân và Tiêu Nguy vẫn bán đồ nướng, hai người không có con. Không phải Thẩm Vân không muốn có con, nhưng hai người mãi mà vẫn không có cô ta vẫn chưa mang thai. Hôm nay, Thẩm Vân bàn bạc với Tiêu Nguy, cô ta muốn nhận nuôi một đứa trẻ. Nhận nuôi con? Tiêu Nguy chưa từng nghĩ đến chuyện nhận con nuôi. Hai người ngồi đó, trong nhà cũng chẳng còn chỗ trống là bao. Vâng. Thẩm Vân nói, đây đợi sau này chúng ta già rồi, cũng có người chăm sóc. Tiêu Nguy nhìn Thẩm Vân, đi nhận con trai hay con gái? Con gái đi. Thẩm Vân nói, anh nhận con trai, sau này còn phải mua nhà, lo liệu hôn sự, còn phải tốn nhiều tiền hơn. Thẩm Vân biết Tiêu Nguy có một cô con gái ruột, nếu để Tiêu Nguy nuôi con trai người khác, bỏ ra nhiều tiền như vậy cho con trai người khác, cô ta cảm thấy Tiêu Nguy nhất định là không muốn. Nếu đổi thành con gái thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Tất nhiên, nếu anh không muốn nhận con nuôi, chúng ta sẽ không nhận." Thẩm Vân nói. "Em muốn nhận con nuôi, vậy thì nhận đi." Tiêu Nguy nói. Thẩm Vân suy nghĩ ý của Tiêu Nguy, có phải anh ta không muốn nhận con nuôi không? Nhận đi. Tiêu Nguy nhìn ra sự do dự của Thẩm Vân, hai chúng ta không có con, con gái ruột của anh cũng không ở bên cạnh, nhận nuôi một đứa trẻ cũng không sao. Hai ngày sau, Thẩm Vân và Tiêu Nguy cùng đến trại trẻ mồ côi, họ nhìn những đứa trẻ mồ côi đó. Cuối cùng lựa chọn một bé gái khoảng 2-3 tuổi, bé gái bị bỏ rơi trước cổng trại trẻ mồ côi, bị ba mẹ ruột bỏ rơi vợ chồng thẩm vân vừa phải bày sạp bán đồ nướng vừa phải chăm con khi mẹ tiêu ra tù tóc bà ta đã bạc trắng vợ chồng tiêu á tân đã không đến thủ đô nữa vì con cái họ không quay lại tiêu nguy và thẩm vân đưa con gái nuôi đến thủ đô thăm mẹ tiêu cơ thể của mẹ tiêu trong vẫn ổn bà ta được giảm án nên mới ra ngoài mẹ tiêu nguy nhìn mẹ ruột mắt đỏ hoe Đều đến rồi à?" Mẹ Tiêu nhìn cô bé. "Đây là con gái của chúng con." Tiêu Nguy nói, anh ta không nói cô bé là con nuôi trước mặt đứa trẻ. Mẹ Tiêu nói chuyện riêng với Tiêu Nguy, bà ta thấy cô bé này không giống con của Tiêu Nguy, trước đó bà ta còn nghe Tiêu Hồng Thiến nói gì đó về việc nhận con nuôi. Mẹ Tiêu nghi ngờ cô bé này là do vợ chồng Tiêu Nguy nhận nuôi. Sao hai đứa lại nhận con gái, sao không nhận con trai? Mẹ Tiêu nói, "Lê con đã có một đứa con gái rồi, còn nhận con gái nuôi, sau này con bé này cũng không nuôi dưỡng gì cho hai đứa đâu." "Mẹ, chi phí nuôi con trai rất cao, sau này còn phải chuẩn bị nhà cửa, xe cộ cho con." Tiêu Nguy nói, "Để chúng con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sinh con trai." "Hai đứa?" Mẹ Tiêu há hốc mồm, không biết nên nói gì. Tiêu Nguy vốn rất giàu có, đều là bởi vì chuyện của nhà họ Tiêu cho nên công ty của Tiêu Nguy mới phá sản. Mẹ Tiêu không dám nói nhiều với Tiêu Nguy, bà ta sợ Tiêu Nguy không vui. Ở lại thủ đô mấy ngày, vợ chồng Tiêu Nguy đưa con gái rời đi, họ không đi gặp Tiêu Nhược Tuyết. Tiêu Nhược Tuyết biết ba cô ấy lại có thêm một đứa con gái, cô ấy về nhà còn nói với mẹ. Hèn gì ông ấy không đến gặp con, ông ấy lại có thêm một đứa con gái. Tiêu Nhược Tuyết nói, thì ông ấy đương nhiên phải yêu thương con gái nhỏ của ông ấy, làm gì có tâm trí đâu mà gặp con ông ấy lại có thêm một đứa con gái ư tiền đa đa quả thật không biết chuyện này tiền đa đa đã tái hôn người đàn ông bà ấy tái hôn không có con cái tuổi tác nhỏ hơn bà ấy năm sáu tuổi lúc tái hôn tiền đa đa đã nói là không chuẩn bị sinh con nữa tuổi tác của bà ấy lúc đó đã cao rồi nếu sinh con nữa sẽ không tốt cho sức khỏe người đàn ông kia đồng ý với lời nói của tiền đa đa điều kiện kinh tế của anh ta vốn không bằng tiền đa đa. Anh ta gả cho tiền đa đa, à không, là anh ta cưới tiền đa đa rồi, cuộc sống của anh ta trôi qua rất thoải mái. Có con hay không cũng không sao, dù sao ba mẹ anh ta cũng không yêu thương anh ta là bao. Vâng. Tiêu nhược tuyết gật đâu? Có thì có thôi. Tiền đa đa nói, đây bất kể ông ấy có con gái hay không, con đều là con gái bảo bối của mẹ. Nói thì nói vậy, nhưng mà cảm thấy rất ghê tởm. Tiêu Nhược Tuyết nói, bà con tái hôn rồi, ông ấy có quyền có con lại. Tiền Đa Đa nói, để chúng ta không thể ngăn cản ông ấy, Edwin.com y con cái đều đã sinh ra rồi, còn ngăn cản thế nào? Tiêu Nhược Tuyết nói, từ mấy năm nay, ông ấy chưa từng đến thăm con, ông ấy. Con cái đều đã sinh ra rồi, còn ngăn cản thế nào? Tiêu Nhược Tuyết nói, từ mấy năm nay, ông ấy chưa từng đến thăm con, ông ấy. Được rồi. Tiền đa đa nói, việc ông ấy không thăm con, mẹ thăm con là được rồi. Mẹ. Tiêu nhược tuyết nói. Mẹ thật sự rất tốt bụng. Đừng so đo những chuyện đó nữa. Tiền đa đa nói. Con là con gái ruột của ông ấy, con muốn so đo thì con so đo. Tiêu nhược tuyết nói, ông ấy không thèm ngó ngàng gì đến con, sau này, con cũng mặc kệ ông ấy. Tùy con thôi tiền đa đa nói dù sao sau này hai người đừng ép con đi gặp ông ấy không thể nào đâu tiêu nhược tuyết biểu môi không ép con tiền đa đa cười nói đó là chuyện của con sao ba mẹ có thể ép con được một tháng sau khi mẹ tiêu ra tù bà ta liền nhập viện cơ thể đột nhiên chuyển biến xấu chưa đầy hai tháng sau bà ta qua đời vợ chồng tiêu nguy chỉ có thể đưa con gái nuôi đến họ không thấy tiêu á tân đâu điều này khiến tiêu nguy nhíu mày á tân đâu tiêu nguy hỏi nó không đến tiêu hải nói chuyện lớn như vậy mà nó không đến tiêu nguy cảm thấy điều này là không thích hợp con của nó xung khắc với nơi này vì con cái á tân không tiện đến đây tiêu hải nói vợ chồng tiêu hải đã báo cho tiêu á tân sau khi vợ chồng tiêu á tân thương lượng họ đều cảm thấy vẫn là đừng đến nữa người sống quan trọng hơn người chết rất nhiều sức khỏe của hai đứa trẻ càng quan trọng hơn xung khắc cái gì mọi người phải tin tưởng khoa học tiêu nguy nói lệ nó không hiểu chẳng lẽ mọi người cũng không hiểu sao thật là quá đáng đường quế chi không vui còn không phải con của tiêu nguy tiêu nguy đương nhiên không quan tâm đến những điều đó vợ chồng chúng tôi ở đây là được rồi đường quế chi nói để cần gì á tân phải đến đây con gái ruột của chú cũng không đến kia tiểu tuyết nó tôi vẫn chưa nói cho con bé biết tiêu nguy giải thích chú không nói cho con bé biết là nó có thể không đến con trai tôi nhất định phải đến sau đường quế chi nói vì hai đứa cháu gái của tôi sức khỏe không tốt chẳng lẽ chú không biết chú đây là muốn ép chúng nó đi chết sao đường quế chi không muốn hai đứa cháu gái xảy ra chuyện cơ thể của hai đứa cháu gái cuối cùng cũng đã khá hơn một chút. Bà ấy tuyệt đối không thể cho phép những người này làm hại cháu gái của bà ấy. Bác sĩ đã nói, ghen của con trai bà ấy có vấn đề, cho dù con trai bà ấy đi lấy người phụ nữ khác, người phụ nữ khác có thể sinh con hay không lại là một chuyện khác, cho dù sinh ra, đứa trẻ rất có thể vẫn sẽ có vấn đề. Tình huống đã thành ra thế này, đường Quế Chi càng không thể để cho hai đứa cháu gái còn sống xảy ra chuyện không phải là muốn chúng nó đi chết. Tiêu Nguy cảm thấy lời đường Quế Chi nói thật khó nghe. Tiêu Nguy. Tiêu Hồng Thiến kéo Tiêu Nguy, bà ấy lại nhìn đường Quế Chi, ghi chị dâu hai, Tiêu Nguy chỉ là nói vậy thôi, nó không hiểu những thứ đó, chị đừng so đo với nó. Tiêu Hồng Thiến kéo Tiêu Nguy sang một bên, bà ấy nhỏ giọng nói với Tiêu Nguy, thì Á Tân không đến thì thôi, em đừng nói nữa. Mẹ mất rồi, nó là cháu trai mà lại không đến. Tiêu Nguy nói, Ê mẹ vẫn luôn rất coi trọng nó. Em phải thông cảm cho chúng nó, hai đứa trẻ sức khỏe không tốt. Trước đó chúng nó khám bệnh cũng đã tốn rất nhiều tiền. Tiêu Hồng Thiến nói, đi cửa hàng em tặng cho anh hai đã bị họ bán rồi, chính là để mua nhà cho Á Tân ở thành phố khác, hộ khẩu của cả nhà bọn họ đều không ở thủ đô nữa, đều ở bên ngoài rồi. Tiêu Hồng Thiến nghĩ bọn họ sống thành ra như vậy, thật đáng thương. Bọn họ em đừng nói những lời đó nữa tiêu hồng thiến nói về nếu á tân đến đây lỡ như hai đứa trẻ kia thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn anh hai và chị dâu hai còn không phải là hận chết em rồi hận chết mẹ sao vâng em biết rồi tiêu nguy nói vì vậy thì đừng nói nữa bên tiểu tuyết em có muốn qua đó nói một tiếng không tiêu hồng thiến hỏi để em gọi điện thoại tiêu nguy nói tiểu tuyết đang ở đây nó có thể đến đây tiêu hồng thiến nói tiêu nguy trực tiếp gọi điện thoại cho tiền đa đa nói cho tiền đa đa biết chuyện mẹ tiêu qua đời sao anh không trực tiếp gọi điện thoại cho nhược tuyết tiền đa đa đang ở nhà xem hoa cỏ trong sân sợ con bé không nghe điện thoại à em nói với con bé một tiếng tiêu nguy nói nghe nói anh lại có thêm một đứa con gái tiền đa đa nói để đứa bé đó cũng không nhỏ anh cũng không nói với nó nó là con do anh và thẩm vân nhận nuôi tiêu nguy nói từ thẩm vân không mang thai được bọn anh mới nghĩ đến chuyện nhận con nuôi mới nhận nuôi mấy tháng trước thời gian không dài đứa bé còn nhỏ bọn anh không muốn nói nhiều về việc nhận nuôi sợ đứa bé nhớ được sao tiền đa đa nói coi như là vậy tiêu nguy đáp tiền đa đa cúp điện thoại xong bà ấy liền gọi điện thoại cho Tiêu Nhược Tuyết, để Tiêu Nhược Tuyết đến nhà họ Tiêu. Mặc dù Tiêu Nhược Tuyết không thích người nhà họ Tiêu, nhưng cô ấy vẫn đến đó. Tiền Đa đã nói với con gái, mẹ Tiêu dù sao cũng là bà nội của Tiêu Nhược Tuyết, cho dù mẹ Tiêu trước kia có tệ bạc đến đâu, người chết như đèn tắt, đừng so đo những chuyện đó nữa. Khi Tiêu Nhược Tuyết đến, cô ấy thấy Tiêu Nguy và Thẩm Vân đối xử rất tốt với cô bé kia. Tiêu Nhược Tuyết nhìn thấy Tiêu Nguy, cô ấy lạnh lùng. Đến rồi à? Tiêu Nguy đi đến trước mặt Tiêu Nhược Tuyết. Không đến thì sao có thể nhìn thấy ba đối xử tốt với con gái bảo bối của ba như vậy chứ? Tiêu Nhược Tuyết cười khẩy. Nó. Nó còn nhỏ. Tiêu Nguy nói. Nó còn nhỏ nên hai người đối xử tốt với nó như vậy? Tiêu Nhược Tuyết nói. Ý ai mà không lớn lên từ lúc còn nhỏ chứ? Tiêu Nhược Tuyết không thích ba cô ấy. Trong mắt cô ấy, ba cô ấy là người vì người phụ nữ khác mà bỏ rơi cô ấy và mẹ. Tiêu Nguy há hốc mồm, cuối cùng cũng không giải thích. Anh ta cảm thấy những chuyện này đều không thể trách Tiêu Nhược Tuyết. Lúc trước, anh ta và Tiền Đa Đa vì muốn Tiêu Nhược Tuyết sống tốt hơn một chút. Rất nhiều chuyện đều không nói rõ ràng với Tiêu Nhược Tuyết. Thẩm Vân nhìn thấy cảnh này, Cô ta ôm con, cô ta muốn giải thích một chút, lại thấy Tiêu Nguy lắc đầu với cô ta, cô ta liền không nói nữa. Chờ sau khi tang lễ của mẹ Tiêu kết thúc, Thẩm Vân và Tiêu Nguy cùng nhau trở về. Trên xe, Thẩm Vân hỏi, "Đi anh không giải thích với Tiểu Tuyết một chút sao?" "Không cần giải thích." Tiêu Nguy nói, Li "Giải thích nhiều hơn nữa cũng chỉ như vậy, khiến con bé không vui." Anh thật đúng là quan tâm đến nó, không nỡ để nó bị tổn thương. Nó căn bản không biết đến dụng ý của anh." Thẩm Vân nói. "Trong chuyện này, nó vốn đã phải chịu tổn thương rất lớn rồi." Tiêu Nguy nói, "Để lúc mẹ còn sống, mẹ cũng không thương yêu Tiểu Tuyết, bà ấy cảm thấy Tiểu Tuyết là con gái nên không cần coi trọng." Tiêu Nguy nghĩ mình không cần phải nói nhiều nữa, không cần để Tiêu Nhược Tuyết tiếp tục bị tổn thương. "Chúng ta để dành nhiều tiền một chút, sau này anh không cần tìm Tiểu Tuyết để dưỡng lão." Tiêu Nguy nói. Ừm, không tìm nó. Thẩm vân gật đầu, bản thân cô ta không nuôi nấng tiêu nhược tuyết. Tiêu nhược tuyết chắc chắn không thể nào hiếu thuận với cô ta, một người mẹ kế. Không phải con ruột, nuôi nấng sao có thể tốt được như vậy? Khi con gái nuôi của Thẩm Vân và Tiêu Nguy hơn 10 tuổi, con bé đó đã muốn tìm ba mẹ ruột của mình, còn đi tìm tình nguyện viên. Con gái nuôi cuối cùng cũng tìm được ba mẹ ruột, cô ta cứ ngỡ ba mẹ ruột sẽ đối xử tốt với cô ta, họ sẽ vui mừng khi cô ta quay về thế nhưng ba mẹ ruột căn bản không hề nghĩ đến chuyện cho con gái nuôi quay về bản thân con gái nuôi cũng chẳng có bao nhiêu tiền bọn họ nhiều nhất là nghĩ đến lúc con gái nuôi giả đi họ có thể đòi hỏi thêm chút ít tiền xính lễ hay không nhưng xính lễ là thứ mà không phải muốn là có thể đòi được chúng tôi không có đứa con gái nào như cháu cháu đã có cha mẹ khác rồi đừng có đến trước mặt chúng tôi chúng tôi không có tiền nuôi không nổi cháu cháu đi đi con gái nuôi từng cho rằng ba mẹ ruột của cô ta hẳn là đã kiếm được kha khá tiền, cho dù lúc trước ba mẹ ruột có ném cô ta vào trại trẻ mồ côi, cô ta cũng cảm thấy nhất định là do ba mẹ ruột không đủ tiền, lúc đó mới bỏ rơi cô ta. Cô ta cứ ngỡ mình quay về, ba mẹ ruột sẽ rất vui mừng. Kết quả ba mẹ ruột lại nói cô ta đã có ba mẹ khác rồi, không cần cô ta nữa. Điều này khiến con gái nuôi không khỏi có chút oán hận Tiêu Nguy và Thẩm Vân, cô ta nói những lời khó nghe trước mặt vợ chồng Tiêu Nguy nếu không phải tại hai người ba mẹ ruột của con không thể nào không nhận con hai người không thể để con tự mình ở trại trẻ mồ côi sao hai người không thể tự mình sinh con thì nhất định phải dành con của người khác sao con không phải con ruột của hai người hai người khi dễ con con gái nuôi không chỉ một lần nói những lời khó nghe như vậy điều này khiến thẩm vân và tiêu nguy đều rất thất vọng thẩm vân vốn cho rằng mình làm việc tốt vợ chồng họ còn đối xử với con gái nuôi tốt như vậy cho con gái nuôi học trường tốt hơn cho con gái nuôi được học một số tài lẻ nhưng con gái nuôi không chịu học hành tử tế họ nói nhiều hơn vài câu con gái nuôi liền nói nó không phải con ruột của họ nhận nuôi con cái vốn dĩ rất dễ bị con cái phát hiện ra không phải con ruột hàng xóm láng giềng cũng sẽ nói này nói nọ đứa trẻ sớm biết được nó không phải con ruột nó sẽ nghĩ ba mẹ nuôi đối xử với nó không đủ tốt nếu như ba mẹ ruột của nó ở bên cạnh nó Ba mẹ ruột nhất định sẽ đối xử rất tốt với nó, như vậy nó sẽ không phải chịu khổ. Ban đêm, Thẩm Vân và Tiêu Nguy ở trong phòng, hai người đều rất không vui với thái độ của con gái nuôi. Đợi nó trưởng thành, chúng ta liền hủy bỏ quan hệ nhận nuôi với nó. Thẩm Vân nói Em nở sao? Tiêu Nguy hỏi Nở chứ? Thẩm Vân nói Để chúng ta còn bỏ ra nhiều tiền như vậy cho nó, nó có trả lại không? thôi bỏ đi. Tiêu Nguy nói, đi hủy bỏ quan hệ nhận nuôi là được rồi, kiện tụng không hay ho gì. Còn mấy năm nữa thôi. Thẩm Vân nói, đây chuyện của nó. Nó ở nội trú rồi. Học phí, phí sinh hoạt, đều đã sắp xếp cho nó cả rồi. Tiêu Nguy nói, về tiền sinh hoạt phí, không thể cho nhiều như trước nữa. Tiêu Nguy và Thẩm Vân đã chuẩn bị sẵn sàng để hủy bỏ quan hệ nhận nuôi với con gái nuôi, bọn họ biết con gái nuôi rất có thể sẽ không quay đầu lại con gái nuôi oán hận bọn họ nhưng bọn họ vẫn hy vọng con gái nuôi có thể tiếp tục học hành không hy vọng con gái nuôi không có bằng cấp thế nhưng con gái nuôi còn trốn học chạy đi chơi bời với đám côn đồ phá phách đến nỗi vợ chồng thẩm vân phải hủy bỏ quan hệ nhận nuôi với con gái nuôi trước thời hạn chuyện này còn gây ầm ĩ rất lớn còn lên cả tốt tìm kiếm khi tiêu nhược tuyết biết được chuyện này cô ấy cảm thấy bọn họ đều là đáng đời không có con ruột cứ phải đi nhận nuôi con người khác còn không nuôi dạy con cái cho tốt vợ chồng tiêu nguy vốn dĩ là phải bày sạp bán hàng bọn họ còn dẫn theo con cái đi bán hàng thường xuyên có lúc không chăm sóc con cái tốt được vậy mà bọn họ còn nhận nuôi con cái gì chứ tiêu nhược tuyết vốn nghĩ tiêu nguy có thể sẽ đến tìm cô ấy để cô ấy phụng dưỡng anh ta đợi đến sau này tiêu nguy không đến tìm tiêu nhược tuyết tiêu nhược tuyết cũng không đi tìm tiêu nguy trong mắt tiêu nhược tuyết, tiêu nguy, người ba ruột này, có cũng như không? Lúc tiêu nguy bị bệnh nặng, thẩm vân đến tìm tiêu nhược tuyết, cô ta nói tiêu nguy vì không muốn tiêu nhược tuyết bị tổn thương, vì muốn hai mẹ con tiêu nhược tuyết có tiền mà sống, tiêu nguy mới để lại những bất động sản đó và ly hôn với tiền đa đa. Hai người đều đã kết hôn rồi, còn nói những thứ này làm gì? Tiêu nhược tuyết đảo mắt, y hai người cho rằng như vậy có thể khiến tôi ấy nấy, khiến tôi đến thăm ông ấy sao cô có thể hỏi mẹ cô thẩm vân nói sau đó tiêu nhược tuyết thật sự đã hỏi mẹ cô ấy tiền đa đa đều nói thật nhưng tiêu nhược tuyết cảm thấy tiêu nguy không hoàn toàn là vì cô ấy cô ấy nói với tiền đa đa ư mẹ kỳ thật ông ấy căn bản không thích mẹ ông ấy thích thẩm vân ông ấy chính là muốn ly hôn với mẹ bảo vệ con đó chỉ là cái cớ ông ấy chỉ muốn tô vẽ cho bản thân mình thật vĩ đại mà thôi Tiền đa đa không ngờ con gái lại nói như vậy. Người nhà họ tiêu đều như vậy. Tiêu nhược tuyết nói, đời con lớn như vậy rồi, con không ngốc, mọi người đừng hồng dùng chuyện này để cảm động con. Tiền đa đa không nói gì thêm, đây đều là suy nghĩ của con gái, mà không phải là kết quả của việc bà ấy thêm mắm dặm muối. Trước khi tiêu nguy qua đời, anh ta không được gặp tiêu nhược tuyết, nhưng anh ta không hối hận lúc trước ly hôn với tiền đa đa, không hối hận để lại những thứ đó cho tiêu nhược tuyết hiện tại anh ta ra nông nổi này đều là báo ứng mà anh ta đáng phải nhận anh ta trước kia quá mức ích kỷ đến nỗi con gái ruột cũng không tin tưởng anh ta nếu như có kiếp sau anh ta hy vọng bản thân nên làm nhiều việc thiện hơn cũng không nên quá tính toán cho dù tính toán cũng phải có lương tâm tiêu hồng diệp là người thích chiếm tiện nghi của người khác cô ta thích người khác mua đồ cho mình chính là muốn ăn không nói có nếu người khác quên mất cô ta sẽ không trả tiền nếu người khác nhớ ra cô ta còn nói là người ta nhớ nhầm nhớ thành nhiều tiền hơn lúc khương mộng giao bắt tiêu hồng diệp trả tiền tiêu hồng diệp vô cùng kinh ngạc mình có bảo khương mộng giao mua nhiều đồ như vậy sao thế nhưng tiêu hồng diệp lại không dám không trả tiền vẫn là mẹ tiêu trả hộ cô ta từ đó về sau tiêu hồng diệp liền ghi hận khương mộng giao cô ta từng muốn gả cho khương minh vượng người nhà họ Khương đều không đồng ý, Tiêu Hồng Diệp vốn đã có ấn tượng không tốt với nhà họ Khương, bây giờ lại càng tệ hơn. Tiêu Hồng Diệp ở nhà cũng như ở bên ngoài, đều nói xấu Khương Mộng Giao. Ai biết được có phải cô ta ghi thêm tiền hay không? Cô ta chính là loại người hám tiền, phụ nữ như vậy, ai dám cưới cô ta về nhà chứ? Thật đáng ghét, người đáng sợ như vậy, ai mà muốn? Cả ngày cứ ở đó tính toán, may mà cô ta không phải con dâu nhà họ tiêu chúng ta tiêu hồng diệp nói xấu người ta bên ngoài còn bị chị dâu cả nhà họ khương cầm chổi rượt đánh tiêu hồng diệp về nhà chồng liền kể lể với chồng nói nhà họ khương quá đáng như thế nào bùi đình đến nhà họ tiêu tiêu hồng diệp cũng ở đó nói lời khó nghe người nhà họ bùi đều khinh thường nhà chúng tôi cô còn có mặt mũi đến đây tiêu nguy đã giúp đỡ cô nhiều như vậy cô chẳng những không biết đối xử tốt với nó một chút còn chọc giận mẹ tôi cô là cố ý phải không cô muốn tiêu nguyên nghe lời cô để nó bất hiếu với mẹ tôi sao tiểu thư nhà tư sản cũng có bản mặt bước vào cửa nhà chúng tôi cho dù nhà họ bùi có cho nhiều của hồi môn hơn nữa cô cũng không xứng bước vào cửa nhà này tiêu hồng diệp mặc kệ bùi đình có vui hay không cô ta chỉ cần bản thân mình thoải mái là được cô ta còn cảm thấy mình đang giúp đỡ mẹ ruột của mình để bùi đình không thể muốn làm gì thì làm còn tiêu nguyên không nói nhiều về lỗi lầm của tiêu hồng diệp anh ta cho rằng là do ba mẹ Bùi Đình nói trước, cho nên người nhà anh ta mới không vui. Anh ta phải nói chuyện thật kỹ với mẹ, điều đó cũng cần có thời gian, anh ta không thể nào nói mẹ ruột của mình không tốt như vậy được. Tiêu Nguy tặng cửa hàng cho Tiêu Hồng Diệp, quán bánh chảo của cô ta làm ăn không được, còn cho là lỗi của nhà họ Khương. Tiêu Hồng Diệp chưa bao giờ chịu tìm vấn đề ở bản thân mình, cô ta đều đi tìm vấn đề ở người khác. Lúc Tào Lộ Bình có người phụ nữ khác Tiêu Hồng Diệp làm ầm ĩ, Tiêu Nguy đến bắt Tào Lộ Bình viết giấy cam đoan, chuyện này coi như là xong. Nhà họ Tào làm như vậy đều là bởi vì Tiêu Nguy có tiền. Tiêu Nguy đã tặng cửa hàng cho Tiêu Hồng Diệp, mỗi dịp lễ Tết còn có không ít quà cáp, nhà họ Tào đương nhiên phải nể mặt Tiêu Nguy. Nhà họ Tào không muốn từ bỏ những thứ trong tay Tiêu Hồng Diệp, bọn họ tự nhiên phải nắm chặt lấy Tiêu Hồng Diệp, còn muốn lấy tiền từ chỗ Tiêu Nguy. Lúc nhà họ tiêu sắp sửa bị giải tỏa, nhà họ tàu đương nhiên muốn kiếm chát một chút, bọn họ âm thầm xúi dục Tiêu Hồng Diệp đến đòi tiền. Ban đêm, vợ chồng Tiêu Hồng Diệp nằm trên giường, Tiêu Hồng Diệp còn trách móc nhà họ Tiêu không chịu chi tiền bán nhà cho cô ta. Em cũng không đòi hỏi nhiều, bọn họ còn như vậy. Tiêu Hồng Diệp nói, để lúc trước em gả đi cũng không mang theo bao nhiêu của hồi môn. Bây giờ bọn họ bù đắp cho em một chút, đó cũng là chuyện nên làm mà mẹ em nhất quyết không chịu chia tiền cho em, nói là muốn cho Tiêu Hải. Tiêu Hồng Thiến còn nói là cô ta không cần những thứ đó, thật là, cô ta không cần, có phải cũng nghĩ em không cần? Thật sự không được thì đòi ít đi một chút. Tào Lộ Bình nói, em đã đòi ít hơn rồi. Tiêu Hồng Diệp nói, để thế nhưng bọn họ vẫn không chịu đồng ý. Nói nhiều thêm vài lần, từ từ rồi bọn họ sẽ đồng ý thôi. Tào Lộ Bình nói, ai mà biết được bọn họ có đồng ý hay không? Tiêu Hồng Diệp không vui, vì em thấy bọn họ chắc chắn là không đồng ý, không được, em vẫn phải đến đó nói chuyện một chút. Tiêu Hồng Diệp đến nhà họ Tiêu nói rất nhiều lời khó nghe, còn ở đó làm ầm ĩ. Còn đi tố cáo nhà họ Tiêu xây dựng trái phép. Điều này khiến mẹ Tiêu càng thêm tức giận, bọn họ đều cảm thấy Tiêu Hồng Diệp quá đáng, sao Tiêu Hồng Diệp có thể đối xử với người nhà như vậy chứ? Có lần, Tiêu Hồng Diệp còn cãi nhau với mẹ Tiêu. Mẹ, có phải mẹ không coi con là con gái ruột hay không? Tiêu Hồng Diệp nói. Mẹ 9 tháng 10 ngày sinh ra con, là con ruột. Mẹ Tiêu nói, lê mẹ đâu phải nhặt con ở ven đường. Nếu đã như vậy, tại sao mẹ không chia cho con một phần tiền bồi thường giải tỏa? Tiêu Hồng Diệp nói, lê con cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ cần phần của con thôi, mà mọi người cũng không đồng ý. Con đã gả đi rồi, hộ khẩu không còn ở đây mẹ tiêu nói ờ không phải của con thì không phải là của con nếu con chỉ cần một chút thì mẹ đã cho con rồi con muốn nhiều như vậy lòng tham không đấy con chẳng biết suy nghĩ cho em trai con một chút sao mẹ chính là trọng nam khinh nữ tiêu hồng diệp nói ờ ngay từ đầu mẹ đã không có ý định chia cho con thứ gì đây cũng không phải là lý do để con tố cáo nhà chúng ta xây dựng trái phép mẹ Tiêu nói, đi Tiêu Hồng Diệp, con có còn nhớ là ai sinh ra con không? Con là chị quái. Không cần mẹ nói, con biết. Tiêu Hồng Diệp nói, để lúc khó khăn, mọi người liền nhớ đến chuyện nhờ con giúp đỡ. Lúc có lợi ích, mọi người lại không chịu chia cho con một chút nào. Sau khi con gả đi, nói là không có cô hồi môn, sau đó con đã lấy đi rất nhiều thứ từ trong nhà, còn chưa đủ sao? Mẹ Tiêu hỏi chính là không đủ. Tiêu Hồng Diệp nói, để con bị khinh thường ở nhà chồng, mọi người đều không biết con đã phải chịu bao nhiêu ấm ức. Mọi người chỉ biết giữ những thứ đó cho riêng mình, không chịu đưa cho con. Con là con gái đã gả đi rồi, suốt ngày cứ nói những lời này. Mẹ Tiêu không vui. Con gái đã gả đi rồi thì không phải con gái do mẹ sinh ra sao? Tiêu Hồng Diệp nói, để em trai con có được chia nhiều hơn một chút, con cũng không có ý kiến gì nhưng mẹ không chia cho những người khác như chúng con vậy là mọi người quá đáng rồi cuối cùng mẹ tiêu và tiêu hồng diệp cãi nhau một trận rồi ai về nhà nấy hai người bọn họ cãi nhau không ít lần đừng thấy mẹ tiêu trước kia thường xuyên bảo tiêu hồng diệp mang một ít đồ về nhà đó là còn phải xem những thứ đó có đáng giá hay không tiêu hồng diệp muốn nhiều thứ hơn mẹ tiêu đương nhiên là không đồng ý đợi đến lúc nhà họ tiêu bị phá dở tiêu hồng diệp càng quá đáng hơn cô ta còn nói với người khác rằng cô ta đã từng tố cáo nhà họ tiêu xây dựng trái phép chính là muốn cho người khác biết cô ta đã trở mặt với nhà họ tiêu những chuyện đó không liên quan gì đến cô ta việc kinh doanh của tiêu hồng diệp không được chỉ có thể cho thuê cửa hàng sau khi tiêu nguy phá sản lúc đầu tiêu hồng diệp còn khá hả hê nhưng mà qua một thời gian thái độ của nhà họ tàu đối với tiêu hồng diệp lại trở nên tệ hơn những người nhà họ tàu đó vốn dĩ không phải hạng người gì tốt đẹp bọn họ rất biết cách nhìn vào tài sản của người khác mà hành xử lúc tiêu nguy còn oai phong thái độ của tiêu hồng diệp cũng cứng rắn hơn một chút ở nhà chồng cô ta đương nhiên cũng dám cho người khác sắc mặt tiêu hồng diệp vốn cho rằng tiêu nguy không chia những thứ đó cho mình vậy thì tiêu nguy có phá sản hay không cũng mặc kệ đến khi cô ta nhận ra thái độ của nhà chồng thay đổi cô ta liền vô cùng khó chịu ban đêm Tiêu Hồng Diệp còn rất khó chịu nói với Tào Lộ Bình Gây mẹ anh là sao vậy? Chỉ là một chuyện nhỏ Bà ấy cũng lớn tiếng mắng mỏ Chi tiết quyết định thành bại Tào Lộ Bình nói Gây mẹ đã nói như vậy Chắc chắn là mẹ có lý của mẹ Lý do gì? Tiêu Hồng Diệp bất mãn để tôi thấy bà ấy chính là muốn nói xấu tôi Mẹ không phải là người như vậy Tào Lộ Bình nói Gây cô không làm tốt Mẹ nói vài câu đó không phải là chuyện rất bình thường sao? Không đúng, không đúng. Tiêu Hồng Diệp nói, đời không chỉ có mẹ, anh cũng vậy, thái độ của mọi người đối với tôi đều tệ hơn rất nhiều. Tào Lộ Bình, mọi người có ý gì đây? Chúng ta có thể có ý gì chứ, đều là người một nhà. Tào Lộ Bình nói, thì chẳng lẽ cô muốn tất cả chúng tôi đều phải cung phụng cô sao? Cô là tổ tiên của chúng tôi sao? Anh... Tào Lộ Bình, mọi người quả nhiên là đang bắt nạt tôi." Tiêu Hồng Diệp nói. "Chỉ là một chuyện nhỏ, cô đã nói như vậy rồi." Tào Lộ Bình nói, "Để tôi thấy, không phải là mẹ tôi đang lớn tiếng mắng mỏ, mà là cô đang lớn tiếng mắng mỏ." "Rõ ràng là mẹ anh." Tiêu Hồng Diệp nói. "Hay là cô đến tuổi mãn kinh rồi?" Tào Lộ Bình hỏi. "Anh mới mãn kinh, cả nhà anh đều mãn kinh." tiêu hồng diệp nói mâu thuẫn giữa tiêu hồng diệp và tàu lộ bình ngày càng nhiều cãi qua cãi lại cũng chỉ như vậy tiêu hồng diệp cho rằng tiêu nguy phá sản sẽ không ảnh hưởng đến cô ta đó là cô ta ngu ngốc nhà dột còn hơn mưa rào nhà họ tàu trước kia vốn đã là cái dạng đó rồi không còn tiêu nguy trấn áp bọn họ đương nhiên không thể nào đối xử tốt với tiêu hồng diệp lúc mẹ tiêu ra tù tiêu hồng diệp không đến đón bà ta đợi đến khi vợ chồng tiêu hải nấu cơm mời bọn họ ăn cơm tiêu hồng diệp còn không muốn đến hôm đó tiêu hồng diệp nhìn thấy mẹ tiêu hai người còn suýt nữa cãi nhau năm đó nếu mọi người sớm ký tên lên thỏa thuận giải tỏa cũng sẽ không có những chuyện này tiêu hồng diệp nói chuyện đều qua rồi con còn nói nữa mẹ tiêu sớm đã hối hận rồi nhưng hối hận cũng vô dụng cả nhà đều thành ra thế này Tiêu Hồng Diệp nói, ghi tổng kết lại một chút đi. Đây là những lời mà nhà họ Tào nói với Tiêu Hồng Diệp, bọn họ bảo Tiêu Hồng Diệp tự mình kiểm điểm lại bản thân. Tiêu Hồng Diệp chán ghét việc bọn họ nói những lời này, nhưng lại bất lực, ai bảo nhà mình đang ở thế yếu chứ. Tiêu Hồng Diệp cho rằng đều là do những người nhà họ Tiêu không làm tốt mọi chuyện, cho nên mới dẫn đến việc địa vị của cô ta ở nhà chồng lại càng giảm sút. Chỉ cả tiêu hồng thiến nhìn thấy tiêu hồng diệp như vậy cô ấy cảm thấy tiêu hồng diệp quá đáng lúc trước cũng có lỗi của cô tiêu hồng diệp nói lời cô nói với mẹ chuyện chia tiền bồi thường giải tỏa sớm chia thì đã không sao rồi tiêu nguy nhìn thấy chị gái ở đó nói những lời đó anh ta liền cảm thấy rất khó chịu từng có lúc tiêu nguy cho rằng mình kiếm nhiều tiền người nhà đều có thể sống tốt anh ta còn mua cửa hàng cho bọn họ tiền cho bọn họ cũng không ít sự thật chứng minh nếu như bản tính của bọn họ có vấn đề bọn họ cũng không có phúc hưởng thụ cuộc sống tốt như vậy bữa tiệc kết thúc vợ chồng tiêu nguy liền rời đi không lâu sau mẹ tiêu qua đời tiêu nguy lại đến tiêu hồng diệp không ngờ mẹ tiêu lại ra đi nhanh như vậy cô ta còn tưởng sức khỏe của mẹ tiêu rất tốt còn tưởng mẹ tiêu có thể sống thêm được vài năm nữa mẹ tiêu cứ như là dựa vào một hơi thở để chống đỡ nếu như bà ta không được giảm án tù, có lẽ bà ta còn có thể sống thêm một thời gian nữa, lúc bà ta được giảm án tù, mẹ tiêu liền không chống đỡ nổi nữa. Sau khi mẹ tiêu ra tù, bà ta đã biết được tình huống của các con. Lúc bà ta còn ở trong tù, Tiêu Hải và Tiêu Hồng Thiến đến thăm bà ta, bọn họ nói chuyện đều khá đơn giản. Đợi đến khi mẹ tiêu ra tù, bà ta càng cảm thấy rõ ràng hơn, bà ta biết tất cả mọi chuyện đều không thể quay trở lại, quan hệ của những người trong nhà đều đã tan vỡ. Có lẽ sớm chia tiền bồi thường giải tỏa, không có lòng tham muốn có nhiều tiền hơn, thì mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều. Trước khi mẹ Tiêu Lâm chung, Tiêu Hồng Diệp có đến thăm bà ta, nhưng lúc đó cô ta không ngờ mẹ Tiêu lại ra đi, cô ta còn nói vài lời khó nghe. Đợi đến khi mẹ Tiêu qua đời, Tiêu Hồng Diệp có chút ngây người, mẹ cô ta cứ như vậy mà ra đi. Tào Lộ Bình đi cùng Tiêu Hồng Diệp, lúc này Tiêu Hồng Diệp vẫn không chịu nhượng bộ mẹ thành ra thế này đều là do mấy người tiêu hồng diệp nói với đường quế chi mẹ muốn để lại tất cả những thứ tốt đẹp cho mấy người bà ấy muốn kiếm thật nhiều tiền cho mọi người xây thêm nhà mở nhà ăn đều là vì mấy người mẹ đều là vì chúng tôi vậy chẳng lẽ chị không có chút vấn đề nào sao đường quế chi cảm thấy rất tức giận tiêu hồng diệp còn có mặt mũi ở đây nói những lời này chẳng lẽ tiêu hồng diệp không tự mình ngẫm lại xem bản thân mình là người như thế nào sao Tiêu Hồng Diệp sau khi gã đi liền biết lấy đồ từ nhà mẹ đẻ, cô ta căn bản không biết suy nghĩ nhiều hơn cho nhà mẹ đẻ. Tôi có vấn đề gì? Lúc trước tôi đã tố cáo mọi người xây dựng trái phép rồi. Tiêu Hồng Diệp nói, để điều này chẳng khác nào tôi đang nhắc nhở mọi người, vậy mà mọi người vẫn cố chấp làm theo ý mình. Chị đâu có tố cáo chuyện xây thêm nhà. Đường Quế Chi nói, đều như nhau cả thôi. Tiêu Hồng Diệp nói, Lì nếu lúc trước mọi người sớm đồng ý giải tỏa thì sẽ không có những chuyện này mọi người lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền 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 bây giờ thì hay rồi tiền cũng chẳng còn mỗi lần đều nói chuyện này có ý nghĩa gì đường quế chi cảm thấy đầu óc tiêu hồng diệp có vấn đề tiêu hồng diệp lúc nào cũng khơi lại nỗi đau của mọi người tôi cái gì cũng không có được mọi người cũng cái gì cũng không có được tiêu hồng diệp nói mọi người chính là hại người chẳng lợi mình tiêu hồng diệp mặc kệ đây có phải là tang lễ của mẹ tiêu hay không dù sao trong lòng cô ta không vui cô ta nhất định phải nói những lời này nhất định phải để cho người khác biết cô ta sống có bao nhiêu khổ cực đường quế chi cho rằng nhà mình mới càng khổ cực hơn vì muốn bù đắp cho những người nhà của các nạn nhân cô ấy và tiêu hải thường xuyên đi giúp đỡ những người đó cho dù tiêu nguy đã bồi thường tiền rồi nhưng bọn họ vẫn phải sống ở đây Bọn họ lại không muốn hai đứa cháu gái xảy ra chuyện, bọn họ chỉ có thể làm nhiều việc thiện hơn. Loại chuyện thiện này không phải là thật lòng xuất phát từ nội tâm muốn đi làm, mà là bởi vì bọn họ nghĩ đến người nhà của mình, vì người nhà của mình cho nên mới đi làm. Chuyện đã ầm ý đến mức này, sau này bọn họ càng không qua lại với nhau nữa. Lúc Tào Lộ Bình còn trẻ đã đi tìm phụ nữ khác, đến khi già rồi, anh ta lại đi tìm phụ nữ khác. Tiêu Hồng Dịp nhìn thấy, đương nhiên là phải cãi nhau với Tào Lộ Bình hai người cãi nhau ngay trên đường cái tiêu hồng diệp không ngờ chồng mình đã già như vậy rồi mà anh ta còn đi tìm phụ nữ khác ông có thấy có lỗi với tôi không tôi vất vả lo toan việc nhà ông lại đối xử với tôi như vậy con đàn bà đó có gì tốt cô ta chỉ biết lừa tiền của ông thôi ông là người có con có cái rồi đấy sao ông còn có thể như vậy chứ đồ khốn nạn tiêu hồng diệp ấm ức bản thân mình nhẫn nhịn ở nhà họ tàu cô ta đã làm nhiều chuyện như vậy vậy mà chồng còn dám đối xử với cô ta như thế mà tào lộ bình không cảm thấy bản thân làm như vậy có gì quá đáng anh ta chỉ là phạm phải lỗi lầm mà rất nhiều người đàn ông đều phạm phải mà thôi bản thân anh ta tuổi tác đã cao bây giờ anh ta nhìn những người đẹp kia phần lớn là nhìn cho vui tào lộ bình còn học được cách xem nữ streamer xinh đẹp trên mạng donate tiền cho nữ streamer tiêu hồng diệp cho rằng tào lộ bình muốn donate tiền cho những nữ streamer đó thì cũng được chỉ cần không quá đáng, cô ta sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Thế nhưng Tào Lộ Bình lại đi ăn cơm với người phụ nữ đó, hai người còn có những hành động thân mật. Điều này khiến Tiêu Hồng Diệp không thể nhịn được, ai biết được có phải Tào Lộ Bình đã mang đồ đạc trong nhà đi cho người phụ nữ đó hay không? Chỉ là ăn cơm thôi, có gì to tác đâu. Tào Lộ Bình không chịu thừa nhận lỗi lầm của mình, dù sao cũng không bị bắt quả tang, vậy thì không phải lỗi của anh ta cho dù thật sự bị bắt quả tang, Tào Lộ Bình cũng không sợ Tiêu Hồng Diệp, gây bà suốt ngày nghi thần nghi quỷ, tôi thấy bà chính là cố ý làm ầm ý. Tôi cố ý làm ầm ý. Tiêu Hồng Diệp cảm thấy rất buồn cười, việc ông cầm tiền của tôi đi tìm phụ nữ khác, còn dám nói tôi. Về nhà trước đi. Người bên cạnh khuyên Tiêu Hồng Diệp. Con dâu của Tiêu Hồng Diệp dắt con đứng bên cạnh, cô con dâu này đã sớm biết Tào Lộ Bình có người phụ nữ khác bên ngoài. Nhưng cô ta là con dâu, nói ra làm gì, mẹ chồng đối xử với cô ta vốn đã không tốt. Nếu như cô ta nói ra, mẹ chồng không tin cô ta, cô ta chính là tự rước phiền phức vào thân. Cho dù mẹ chồng có tin cô ta, nhưng ba mẹ chồng cãi nhau, đến lúc đó bọn họ vẫn sẽ nói cô ta, cô ta trong ngoài đều khó xử. Lúc này, Tiêu Hồng Diệp đã biết con dâu của mình đã sớm biết chuyện của Tào Lộ Binh. Có phải cô đã sớm biết rồi đúng không? Tiêu Hồng Diệp nhìn con dâu, để các người cố ý không nói cho tôi biết, giấu giếm tôi. Cô có còn là con dâu của tôi, có còn là người một nhà với tôi hay không? Cô ăn cây táo rào cây sung, cô muốn nhận người khác làm mẹ chồng sao? Bọn họ cho cô tiền sao? Mẹ! Sắc mặt con dâu Tiêu Hồng Diệp rất khó coi, đây còn đang ở trên đường cái, Tiêu Hồng Diệp không cho cô ta chút mặt mũi nào, đây là muốn cho cô ta bị hàng xóm láng giềng chia cười. Cô cũng không phải là thứ gì tốt, đáng ra tôi không nên đồng ý cho con trai tôi cưới cô. Tiêu Hồng Diệp mắng chuỗi ở đó. Mọi người thấy thế, liền không khuyên nữa, chỉ nhìn xem Tiêu Hồng Diệp có thể mắng chuỗi ra cái gì. Chuyện này âm ý lên, ai cũng biết Tào Lộ Bình đã già rồi mà còn đi tìm phụ nữ khác, những người đó cũng đang chê cười Tiêu Hồng Diệp. Tiêu Hồng Thiến biết được chuyện này, cô ấy còn đến thăm Tiêu Hồng Diệp. Dù sao hai người cũng là chị em, Tiêu Hồng Thiến vẫn không thể nào hoàn toàn mặc kệ Tiêu Hồng Diệp. Đến xem trò cười của tôi sao? Tiêu Hồng Diệp nhìn thấy Tiêu Hồng Thiến, cô ta liền nói thẳng, đi xem đủ rồi, cười đủ rồi, thì đi đi. Đừng tưởng chồng tôi tìm phụ nữ khác, tôi sẽ rất đau khổ, tôi còn có con, tôi không đau khổ. Cô còn lo xem lại chồng cô đi, đừng để đến lúc đó cậu ta cũng đi tìm phụ nữ khác đấy. Tiêu Hồng Thiến vốn muốn an ủi Tiêu Hồng Diệp, nhìn thấy tiêu hồng diệp như vậy cô ấy liền dứt khoát rời đi cũng không ở lại đó nữa còn tiêu hồng diệp nhìn bóng dáng tiêu hồng thiến rời đi khóe miệng cô ta giật giật cũng không đuổi theo số phận thật sự là quá bất công ông trời tại sao lại để cô ta sống một cuộc sống khổ sở như vậy cuộc sống của tiêu hồng thiến lại còn tốt hơn cô ta chị em cái gì bọn họ căn bản không phải chị em tiêu hồng diệp và tào lộ bình không ly hôn hai người cứ ồn ào như vậy, mãi cho đến khi có một người ra đi trước. À, bọn họ ồn ào đến giữa chừng còn bị con trai con dâu đuổi ra ngoài, con trai và con dâu chê bọn họ quá ồn ào. Khi Tiêu Nguy và Bành Dũng lần đầu tiên đến miền Nam, sở phỉ đã nhiệt tình chiêu đãi họ, thậm chí còn để họ ở lại cửa hàng của mình. Sở phỉ biết Tiêu Nguy và Bành Dũng không có nhiều tiền, họ đến miền Nam là để kiếm tiền. Là một quá phụ nuôi con, cô ấy không tiện để họ ở nhà mình nên đã sắp xếp cho họ ở lại cửa hàng. Cửa hàng có chỗ trải chiếu ngủ tạm, vừa tiện lại tiết kiệm được tiền thuê nhà trọ. Nếu Tiêu Nguy nhất quyết muốn ở khách sạn thì sẽ tốn kém lắm. Hiểu rõ tình cảnh của mình, Tiêu Nguy không đòi hỏi ở khách sạn, sau khi hỏi Hang Sở Phỉ vài câu, anh ta đã đồng ý ở lại cửa hàng. Trong thời gian ở cửa hàng, Tiêu Nguy còn giúp Sở Phỉ làm việc. Cả Tiêu Nguy và Bành Dũng đều không có quan hệ, không biết nên nhập hàng ở đâu, lại sợ nhập phải hàng kém chất lượng sở phỉ đã giúp đỡ tiêu nguy giúp anh ta mua được hàng hóa tốt nhờ vậy việc kinh doanh của tiêu nguy ngày càng phát đạt anh ta đã kiếm được kha khá tiền khi tiêu nguy trở lại từ thủ đô anh ta không hề nhắc đến chuyện khương mộng giao đính hôn với người khác bởi vì chuyện đó không liên quan gì đến anh ta nữa khương mộng giao đối xử với anh ta lạnh nhạt như vậy anh ta còn nhắc đến cô làm gì sở phỉ thấy tiêu nguy rất cầu tiến lại là người trọng tình nghĩa nên thường xuyên dẫn anh ta đi theo cô ấy hoàn toàn không nghĩ đến việc tiêu nguy có thể làm gì sau lưng mình cô ấy chỉ nghĩ họ là đồng hương là hàng xóm láng giềng ra ngoài đồng hương giúp đỡ nhau là lẽ thường tình sở phỉ tự nhận mình không phải là loại người ức hiếp đồng hương gặp người cùng quê có thể giúp được gì thì cô ấy sẽ giúp hôm nay sở phỉ mời tiêu nguy và bành dũng đến khách sạn ăn cơm nhiều món ngon vậy Bành Dũng nhìn những món ăn trên bàn, toàn là món sang trọng, để chắc là tốn kém lắm đây. Tốn bao nhiêu cũng được. Sở phỉ cười nói, đi chỉ cần các cậu làm tốt việc, chị đây không bạc đãi đâu. Bành Dũng vừa định đưa tay bốc tôm thì bị Tiêu Nguy vỗ mạnh vào tay. Để chị phỉ ăn trước. Tiêu Nguy nói. Không sao đâu. Sở phỉ nói, đi hai cậu cứ ăn đi, đừng khách sáo với tôi bình thường tôi đi tiếp khách cũng ăn những món này suốt sở phỉ rót rượu cho tiêu nguy và bành dũng cô ấy thường xuyên phải uống rượu khi tiếp khách không uống không được những người đó khi bàn chuyện làm ăn rất thích uống rượu còn nói xem thường họ nên mới không uống rượu lúc chồng sở phỉ còn sống cô ấy không phải vất vả như vậy sau khi chồng mất cô ấy một mình gánh vác mọi việc càng thêm vất vả chị phỉ Chị thật sự rất giỏi Bành Dũng nói Lê nếu không có chị Chúng tôi thật sự không biết phải làm sao Không có tôi Hai cậu cũng có thể kiếm được tiền Chỉ là có thể phải đi đường vòng một chút Sở phỉ nói Ê đi đường vòng thì đi Cũng nhanh thôi Không có gì to tác Kiếm tiền sớm thì vẫn hơn Bành Dũng nói Đi hai chúng tôi đến đây chính là để kiếm nhiều tiền Để cho những người đó phải nhìn chúng tôi bằng con mắt khác Chắc chắn là như vậy sở phỉ nói sở phỉ không hề keo kiệt với tiêu nguy và bành dũng cô ấy đích thân dẫn họ đi gặp gỡ những người đó giới thiệu một phần quan hệ của mình cho họ một người bạn quen biết sở phỉ đã hẹn cô ấy đi dạo người bạn này nhắc nhở sở phỉ phải đề phòng tiêu nguy và bành dũng có gì mà phải đề phòng sở phỉ nói nhân phẩm của họ đều rất tốt đều là đồng hương của tôi là hàng xóm láng giềng tôi lớn hơn họ xem như là nhìn họ lớn lên vẫn nên đề phòng một chút chẳng phải có câu dạy nghề cho học trò có ngày chết đói thầy sao người bạn nói bây giờ cô đã giới thiệu những người quen biết cho họ họ đã kết nối được quan hệ sau này cần gì đến cô làm trung gian nữa tôi đâu có giới thiệu hết chỉ giới thiệu một phần thôi sở phỉ nói vậy sau này cô định giới thiệu hết cho họ sao người bạn hỏi nói thật đi có phải cô thích tiêu nguy rồi không không có. Sở phỉ nói. Chắc chắn là cô có thiện cảm với cậu ta rồi. Người bạn nói, cô giúp đỡ cậu ta như vậy, liệu cậu ta có nhớ đến cô không? Đều là hàng xóm láng giềng. Đó không phải là lý do. Người bạn nói, vì nếu gặp những người hàng xóm láng giềng khác, liệu cô có giúp đỡ họ như vậy không? Cô giúp đỡ hai người này quá nhiều rồi, có chuyện gì tốt cũng đều để cho họ làm chẳng phải là tôi một mình bận không xuể sao? Sở phỉ nói, đây để, để họ làm nhiều việc một chút, tôi cũng có thể nhẹ nhõm hơn. Có việc có thể để họ làm, có việc vẫn nên tự mình làm thì hơn. Người bạn nói, ừ nhìn cô như vậy, tôi thật sự không yên tâm. Phụ nữ chúng ta ra ngoài làm ăn đã không dễ dàng, những người đàn ông kia đều thích hợp tác làm ăn với đàn ông hơn. Nếu cô giao hết mọi việc cho họ, sớm muộn gì cũng bị gạt ra ngoài. Không đến mức như vậy đâu sở phỉ không tin tiêu nguy sẽ làm ra chuyện như vậy tuy nhiên người bạn nói cũng có lý sở phỉ đối với tiêu nguy quả thực có chút khác biệt tôi chỉ là thưởng thức tiêu nguy thôi sở phỉ nói có lẽ trong lòng cô ấy có chút hảo cảm giữa nam nữ nhưng cô ấy là quá phụ lại còn đang nuôi con nhỏ sở phỉ biết tiêu nguy đã có người trong lòng anh ta không thể nào đến với cô ấy được chỉ là tiêu nguy và người phụ nữ kia chưa đến được với nhau mọi chuyện vẫn chưa ngã ngủ nhưng dù cho chuyện này có ngã ngủ hay không sợ phỉ cảm thấy cô ấy và tiêu nguy không thể nào đến được với nhau hai người họ hợp tác làm ăn là tốt rồi tiêu nguy là một người đàn ông có năng lực có đầu óc có anh ta ở bên cạnh sợ phỉ quả thực cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều dù sao thì tôi cũng đã nói với cô rồi đừng có tự mình nhảy vào hố người bạn nói sẽ không đâu. Sở phỉ nói, để tôi tin tưởng vào trực giác của mình. Nhưng tôi không tin tưởng những gã đàn ông thối tha kia. Người bạn nói, người bạn này của sở phỉ cũng là phụ nữ, cũng là người làm ăn, hai người thường xuyên qua lại, giúp đỡ lẫn nhau. Trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt. Sở phỉ nói, ê đừng vơ đũa cả nắm. Tôi không có vơ đũa cả nắm, chỉ là muốn cô chú ý một chút thôi. Người bạn nói, về nếu cô không phải là bạn tôi, tôi cũng chẳng muốn nói những lời này đâu. Nói thật, chuyện này vẫn là phải dựa vào chính bản thân cô tự nắm bắt. Tôi và họ không phải là bạn bè, cũng không phải đồng hương, tôi thấy họ rất khôn khéo. Làm ăn mà, không khôn khéo một chút thì sao được? Sở phỉ nói. Đúng là phải khôn khéo một chút. Người bạn nói, tự nhiên có người không cam tâm làm việc dưới trướng người khác, nhất là làm việc dưới trướng phụ nữ, bọn họ có thể sẽ nghĩ đến việc tự mình làm chủ đàn ông mà làm sao có thể cúi đầu trước phụ nữ được cũng đúng sở phỉ gật đầu ghê không có chuyện gì đâu đừng lo lắng sau đó sở phỉ còn cùng tiêu nguy trở về thủ đô đợi sau khi tiêu nguy thất tình mới quay lại miền nam sở phỉ không hề cảm thấy có gì không ổn mãi đến khi cô ấy cùng bạn bè vào nam cô ấy mới phát hiện ra tiêu nguy đã tự mình làm ăn riêng Tiêu Nguy tự mình làm ăn mà không hề báo trước với sợ phỉ. Anh ta đã nhân lúc cô ấy chưa quay lại mà tự mình đi bàn bạc hợp tác với những người kia. Rõ ràng những người đó ban đầu là hợp tác với sợ phỉ, vậy mà cuối cùng lại hợp tác với Tiêu Nguy. Tiêu Nguy còn biện minh, vì là họ muốn hợp tác với tôi, tôi suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Nghe Tiêu Nguy nói vậy, sợ phỉ chỉ cảm thấy nực cười, cái gì mà họ muốn hợp tác, rõ ràng là Tiêu Nguy muốn hợp tác với họ mới đúng có lẽ những người đó chỉ nói đùa, nhưng tiêu nguy lại tưởng thật. Những người đó có ý chia rẽ, tiêu nguy lại thuận theo, vậy là chuyện này thành thật. Khi sở phỉ đi tìm những người đó, họ còn nói, đi chẳng phải cô muốn để cho tiêu nguy tiếp quản công việc của cô sao? Nếu không thì tại sao cô cứ dẫn cậu ta đi theo? Chúng tôi đều là đàn ông, hợp tác với nhau sẽ dễ dàng hơn. Tiêu nguy làm việc rất tốt, chúng tôi kiếm được nhiều tiền hơn, cô nói xem chúng tôi không hợp tác với cậu ta chẳng lẽ lại hợp tác với cô sao nghe những lời đó sở phỉ vô cùng thất vọng về tiêu nguy cô ấy hiểu rõ tiêu nguy nhất định đã nói gì đó với họ ví dụ như chiếc khấu cao hơn chẳng hạn tiêu nguy cố tình cướp khách hàng của cô ấy chuyện này khiến sở phỉ rất đau lòng cô ấy đã tìm bạn mình để tâm sự đã nói với cô rồi mà cô không tin người bạn nói cô biết không tôi hỏi cậu ta cậu ta nói là người khác muốn hợp tác với cậu ta sở phỉ nói lê cậu ta còn nói ba mẹ người yêu của cậu ta xem thường cậu ta vì cậu ta không có tiền cho nên cậu ta phải cố gắng kiếm tiền vậy nên cậu ta đã cướp khách hàng của cô cướp cả nhân viên của cô người bạn nói lê còn lợi dụng mối quan hệ của cô để kiếm tiền đúng vậy sở phỉ gật đầu đàn ông chính là như vậy chỉ cần có chút bản lĩnh là không muốn ở dưới trướng phụ nữ Người bạn nói, đề tôi không phải nói là cô không thể thuê đàn ông, mà là khi cô dùng họ, cũng phải biết mình đang làm gì, có thể kiểm soát được họ hay không. Nếu không kiểm soát được họ, cũng không sao, nhưng không thể để họ phá hỏng công việc làm ăn của mình. Lần này, tiêu nguy cướp đi của cô nhiều khách hàng như vậy. Những khách hàng có thể bị cậu ta cướp đi thì không phải là khách hàng của tôi. Sở phỉ nói, đề tôi còn phải cố gắng hơn nữa là tôi nhìn nhầm người lần này đúng là cô nhìn nhầm người người bạn nói lê sau này cẩn thận hơn thật lòng mà nói tôi thực sự nghĩ cậu ta là người tốt sợ phỉ nói cô ấy đã hoàn toàn không còn chút hảo cảm nào với tiêu nguy nữa cô ấy coi anh ta là bạn vậy mà anh ta lại coi cô ấy là đá cây chân những gì cô nghĩ chính là đúng sao người bạn nói lê đừng nghĩ đến cậu ta nữa cậu ta đã cướp hết khách hàng của cô rồi sau đó công việc làm ăn của tiêu nguy gặp trục trặc bành dũng đã tìm đến sở phỉ sở phỉ khó khăn lắm mới vực dậy được cô ấy đương nhiên không muốn tiếp tục giúp đỡ tiêu nguy cô ấy biết dù mình có đối xử tốt với tiêu nguy và bành dũng như thế nào cuối cùng hai người họ vẫn sẽ phản bội mình sở phỉ không muốn làm kẻ ngốc nữa cô ấy từ chối giúp đỡ tiêu nguy thấy sở phỉ từ chối giúp đỡ tiêu nguy người bạn rất an ủi trong lúc làm ăn có không ít người đàn ông theo đuổi sở phỉ nhưng cô ấy đều từ chối nếu tiêu nguy không phản bội cô ấy có lẽ cô ấy đã cảm thấy những người đàn ông đó cũng được có thể sẽ chọn một người để kết hôn nhưng sau khi trải qua chuyện của tiêu nguy sở phỉ không còn nghĩ đến chuyện tái hôn nữa bản thân cô ấy đã có một đứa con trai không cần thiết phải tái hôn nếu tái hôn người đàn ông kia phần lớn cũng là muốn cô ấy sinh con nếu cô ấy không sinh con mà nhà trai lại có con riêng vậy thì tiền bạc người đàn ông kia kiếm được phần lớn sẽ dành cho con riêng của anh ta. Một khi hai người kết hôn, rất dễ xảy ra tranh chấp về tài sản. Sở phỉ không muốn đối mặt với những tranh chấp đó, cho dù có viết rõ ràng trong hợp đồng hôn nhân, những người đó vẫn có thể tìm cách moi tiền từ tay cô ấy. Thà rằng không kết hôn, tài sản của mỗi người đều rạch ròi, muốn đàn ông thì tìm một người chơi bời qua đường, chán rồi thì đá đi. Tiêu Nguy kết hôn với tiền đa đa, hôn lễ của hai người được tổ chức rất linh đình sở phỉ và bạn cô ấy cũng được mời đương nhiên là họ đã đến tham dự họ nể mặt tổng giám đốc tiền chứ không phải nể mặt tiêu nguy đàn ông mới là người hiểu rõ đàn ông nhất người bạn nói lời trong mắt những người đó tiêu nguy cướp khách hàng của cô là do cô kém cỏi chứ không phải là lỗi của tiêu nguy ừ sở phỉ gật đầu cô ấy vẫn còn nhớ rõ những lời những người đó đã nói họ còn chế giễu cô ấy Nói cô ấy là phụ nữ thì đừng nên làm ăn nữa, nên về nhà chăm sóc con cái đi. Cậu ta thật sự rất biết dựa dẫm vào phụ nữ. Người bạn nói, đi không có cô thì sẽ có người khác. Tổng giám đốc Tiên rất coi trọng Tiêu Nguy, còn gả con gái cho anh ta, công việc làm ăn của Tiêu Nguy coi như đã vượt qua được cơn nguy kịch. Vận may của cậu ta thật sự rất tốt. Cũng không chỉ là tốt thôi đâu. Người bạn nói, để tất cả mọi người đều đang dọn đường cho cậu ta. Cậu ta còn không kiếm được tiền sao? Ừ Sở phỉ gật đầu Sở phỉ cảm thấy mình không nên giúp đỡ tiêu nguy nhiều như vậy Nhưng chuyện cũng đã qua rồi Nghĩ ngợi thêm cũng vô ích Nếu có cơ hội làm lại Sở phỉ vẫn sẽ giúp đỡ tiêu nguy Ngoài hình và hành động của tiêu nguy Quả thực rất dễ khiến người khác bị mê hoặc Sở phỉ không còn hợp tác với tiêu nguy nữa Cô ấy cũng không còn quan tâm đến chuyện của anh ta nữa Mãi đến khi biết tin nhà họ tiêu sụp đổ, biết tin tiêu nguy ly hôn với tiền đa đa, kết hôn với con gái nhà họ thẩm, sở phỉ còn nghĩ tiêu nguy có thể sẽ vực dậy được. Lần này, tiêu nguy không những không vực dậy được mà còn rơi thẳng xuống vực thẩm. Sở phỉ không đi xem náo nhiệt, cô ấy không cần thiết phải đứng trước mặt tiêu nguy để nói những lời cay độc. Sau đó, trong một lần đi công tác, sở phỉ đã gặp lại tiêu nguy. Cô ấy không ngờ rằng tiêu nguy lại đi bán xiên nướng anh ta không còn vẻ ngoài phấn chấn như trước kia nữa, mà đang cần mẫn nướng thịt, còn Thẩm Vân thì thỉnh thoảng lại lau mồ hôi cho anh ta. Ban đầu sở phỉ còn nghĩ nhà họ Thẩm đã không còn giúp đỡ tiêu nguy nữa, Thẩm Vân có lẽ sẽ ly hôn với anh ta, không ngờ hai người họ vẫn còn bên nhau. Tiêu Nguy nhìn thấy sợ phỉ, thấy cô ấy không đi tới, anh ta cũng không gọi. Nhớ lại những chuyện trong quá khứ, Tiêu Nguy cảm thấy mình thật sự có lỗi với sợ phỉ, Cô ấy đã giúp đỡ anh ta rất nhiều, vậy mà anh ta chỉ nghĩ đến việc bản thân phải trở nên mạnh mẽ, liền đi cướp khách hàng của cô ấy, hoàn toàn không nghĩ đến hoàn cảnh của cô ấy. Nhìn gì vậy? Thẩm Vân hỏi. Một người quen. Tiêu Nguy nói. Người quen nào vậy? Thẩm Vân tò mò hỏi, "Đưa người quen lúc trước anh làm ăn à?" Có muốn gọi họ lại đây không? Không cần. Tiêu Nguy lắc đầu. Y cô ấy không đến thì thôi. Tiêu Nguy cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để gọi sở phỉ lại, bản thân sống thê thảm như vậy, nếu nói là mời khách, e rằng sở phỉ cũng sẽ không muốn. Nhìn thấy sở phỉ rời đi, Tiêu Nguy mới thở phào nhẹ nhõm. Sở phỉ từng nghĩ sau khi rời khỏi thủ đô, Tiêu Nguy sẽ có cách để sống tốt. Ở thành phố khác, không có nhiều người nhắm vào Tiêu Nguy như vậy, anh ta có thể tự do phát triển, ai ngờ anh ta lại đi bán xiên nướng. Khi sở phỉ kể chuyện này cho bạn mình nghe, người bạn của cô không hề cảm thấy bất ngờ thời thế thay đổi rồi người bạn nói về trước kia chỉ cần đứng trên đầu sóng ngọn gió đến con lợn cũng có thể bay lên trời cậu ta đây là đã dùng hết vận may rồi nhà họ tiêu không làm việc thiện nên mới có kết quả như ngày hôm nay nghe sở phi kể về việc nhà họ tiêu sụp đổ người bạn cảm thấy vận khí của nhà họ tiêu đã hết đôi khi cũng rất kỳ lạ một người khi vận may đến không cần làm gì cả tiền cũng tự động chảy vào túi người bạn nói lệ còn khi xui xẻo dù có cố gắng thế nào làm việc có tốt đến đâu cũng không thể kiếm được tiền có người nói thất bại là mẹ thành công chỉ cần không ngừng cố gắng nhất định sẽ có ngày thành công nhưng có người lại càng cố gắng càng thất bại đương nhiên tiêu nguy không phải là người như vậy cậu ta có năng lực cũng có vận may chỉ là cậu ta đã không nắm bắt được mà thôi cậu ta đúng là không nắm bắt được. Sở Phỉ đồng ý với câu nói này. Làm người vẫn nên có chút lương tâm. Người bạn nói, để làm người không ra gì thì sẽ chẳng có mấy ai muốn giúp đỡ đâu. Cô thì sao, chắc là không còn muốn giúp đỡ cậu ta nữa chứ. Không đâu. Sở Phỉ lắc đầu, "Đây bây giờ tôi chỉ cảm thấy bản thân lúc trước thật ngu ngốc, tại sao lại đối xử tốt với họ như vậy, chỉ muốn giúp đỡ họ." Đó cũng là do vận may của họ tốt người bạn nói lời cô xem như là quý nhân của họ quý nhân cái gì họ chỉ coi tôi là đá cây chân qua cầu rút ván mà thôi sở phỉ nói từ khi nhìn thấy cậu ta đang bán xiên nướng trong lòng tôi rất bình tĩnh không vui mừng cũng không thất vọng chỉ là rất bình thường loại người như cậu ta rơi vào kết cục như vậy cũng chẳng có gì bất ngờ người bạn nói nhưng cũng có rất nhiều người giống cậu ta vẫn luôn sống trong nhung lụa đừng nghĩ rằng mọi chuyện đều có nhân quả có những kẻ xấu vẫn sống rất tốt cho dù người khác có nhắm vào công ty của họ họ vẫn có thể bình an vượt qua sóng gió phải trách là do tiêu nguy tự mình không làm tốt không có đủ quan hệ à không không phải là không có đủ quan hệ mà là do nhà họ tiêu đã tự tay chà đạp lên những mối quan hệ đó sau đó sở phỉ không còn quan tâm đến chuyện của tiêu nguy nữa con trai cô ấy đi du học nước ngoài sau khi con trai về nước sở phỉ giao lại công việc kinh doanh cho con để con trai từng chút một tiếp quản công việc sở phỉ dạy dỗ con trai tất cả kinh nghiệm của mình để con trai biết phải đề phòng người khác tuyệt đối không được để lộ hết bài cho người khác nếu năm đó sở phỉ giao hết bài cho tiêu nguy vậy thì cô ấy đã rất khó để tiếp tục công việc kinh doanh của mình khoảng thời gian đó cô ấy đã phải trải qua rất nhiều khó khăn may mắn là vẫn vượt qua được mẹ mẹ yên tâm có mẹ làm gương con sẽ không dễ dàng bị người khác lừa gạt đâu con trai của sở phỉ nói đàn ông các con thích trọng tình nghĩa nhưng khi trọng tình nghĩa thì cũng phải chú ý một chút sở phỉ nhắc nhở con trai đi đừng có làm kẻ ngốc những năm qua sở phỉ không kết hôn cô ấy có yêu đương có ở bên cạnh người đàn ông khác nhưng một khi người đàn ông đó muốn kết hôn cô ấy đều từ chối cô ấy có tiền tại sao phải phụ thuộc vào một người đàn ông những người đàn ông đó chưa chắc đã thực lòng với cô ấy sợ phỉ có thể cảm nhận được điều đó phụ nữ không nhất thiết phải kết hôn chị dâu cả khương là người nông thôn lấy được khương minh vượng anh trai khương mộng giao quả thật là trèo cao mọi người đều cho rằng sau khi chị dâu cả khương lấy anh ấy cuộc sống sau này sẽ không dễ dàng gì chắc chắn sẽ bị mẹ chồng và em chồng gây khó dễ dân làng bàn tán xôn xao một mặt ghen tị một mặt đố kỵ lời hay lời xấu đều có cả cứ chờ xem nhà chồng nhất định sẽ gây khó dễ cho cô ta nghe nói người thành phố không thích người nhà quê đến nhà cũng không thích họ hàng đến chơi giống như đoạn tuyệt quan hệ vậy chắc là nhà họ bán con gái rồi còn đòi nhiều tiền xính lễ như vậy người đàn ông đó cũng thật là có thể lấy con gái thành phố sao lại đi lấy con gái nhà quê làm gì nhỉ chẳng phải là do cô trình kia có thủ đoạn sao họ rất thích nói những lời như vậy mặc kệ sự thật nhà họ khương ra sao dù sao họ cũng chưa từng đến nhà họ khương thích nói gì thì nói chị dâu cả khương không phải là không biết những lời người ngoài nói chỉ là cô ấy không thèm để tâm đến khi chị dâu cả khương mở quán bánh bao vẫn có người đến nói với nhà cô ấy những lời này nọ sao không bảo con gái để cho người nhà đến đó làm việc cô ta mở quán bánh bao nếu đông khách thì cũng cần người làm chứ mấy người cứ đến thẳng đó chẳng lẽ cô ta lại từ chối trước đây chẳng phải cô ta còn bán đồ cũ của em chồng cho mấy người sao nói thật con gái bà thật sự thiên về nhà chồng chỉ là mấy thứ đồ cũ thôi còn lấy tiền sao không tặng không cho mấy người luôn đi nghe những lời này vợ trình nhị ngưu chỉ cảm thấy nực cười họ đang nói gì vậy tủ quần áo nhà mấy người cũ rồi tặng không cho tôi đi vợ trình nhị ngưu đương nhiên muốn có đồ miễn phí nhưng đó đâu phải là đồ của chị dâu cả khương muốn lấy không thì không được họ không đưa tiền vậy chị dâu cả khương sống sao với nhà chồng còn về chuyện quán bánh bao chị dâu cả khương quả thực không đồng ý cho họ đến làm chị dâu cả khương không muốn sau này lại rắc rối rõ ràng là quán bánh bao của mình kết quả lại giống như quán của nhà mẹ đẻ có một số việc phải phân minh rõ ràng không thể để người khác lợi dụng vợ chồng trình nhị ngưu đến thành phố làm giúp việc nhà là do chị dâu cả khương tìm còn trả trước hai tháng tiền thuê nhà còn lại thì vợ chồng trình nhị ngưu tự mình lo liệu chị dâu cả khương không cho vợ chồng trình nhị ngưu dẫn con cái đến ở cùng ba mẹ chồng còn chưa đến ở kia nếu cho nhà mẹ để đến ở vậy thì thành chuyện gì chị dâu cả khương không muốn bị người khác đàm tiếu sau lưng cô ấy phải biết chừng mực nếu để vợ chồng trình nhị ngưu ở đó lỡ họ không chịu dọn đi thì sao chi bằng tìm nhà cho họ để họ tự mình sống ở bên ngoài. Đều là người trưởng thành rồi, phải tự lo liệu cuộc sống của mình. Chị, sau này nếu bên này có ai cần người làm, tìm chúng em nhé. Vợ Trình Nhị Ngưu nói. Đương nhiên rồi. Chị dâu cả Khương nói, lời có việc, chị sẽ không quên các em đâu hai người dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ đi. Chị dâu cả Khương còn mang một ít bánh bao đến cho vợ chồng Trình Nhị Ngưu. Trình Nhị Ngưu là người hiểu chuyện, chị gái không cho ở cùng, anh ta cũng không đòi hỏi. Dù sao cũng ở cùng thành phố, nếu có chuyện gì, chị gái nhất định sẽ giúp đỡ. Trình Nhị Ngưu không cảm thấy việc mua đồ cũ của Khương Mộng Giao là thiệt, những thứ đó vốn dĩ không rẻ, dù là đồ cũ, bán đi vẫn có lãi. Chị, hay là chúng ta cũng thuê một mặt bằng nhỏ đi? Trình nhị ngưu hỏi. Trong tay các em không có bao nhiêu tiền, hiện tại mới bắt đầu, có hay không có mặt bằng cũng không sao. Bây giờ chỉ có hai người, cũng không phải nhiều người. Chị dâu cả Khương nói, để cứ dán quảng cáo, phát tờ rơi ở quán bánh bao của chị, để mọi người biết các em làm giúp việc. Khi nào nhiều việc, thêm người rồi, hẳn tính đến chuyện mặt bằng chị dâu cả khương sợ trình nhị ngưu bước một bước quá dài sẽ bị thiệt tiền thuê mặt bằng ở đây không rẻ vợ chồng trình nhị ngưu cũng không mang theo nhiều tiền quan trọng không phải là mặt bằng mà là thái độ phục vụ giúp người ta chuyển nhà dọn dẹp vệ sinh cơm phải ăn từng miếng một làm sao có thể một bước lên mây được làm việc cẩn thận một chút chị dâu cả khương nói ở người thành phố cũng không phải quá câu nệ, chỉ là chú trọng vệ sinh một chút thôi. Chúng ta đến nhà người khác làm, đương nhiên phải chú ý hơn. Người ta bỏ tiền ra thuê mình, chúng ta cũng không thể vênh váo như ông tướng. Người ta nói chỗ nào chưa sạch sẽ, chúng ta phải làm cho sạch. Vâng. Trình nhị ngu gật đầu, lề bọn em biết rồi. Chỉ cần kiếm được tiền, cho dù họ có mắng chửi cũng không sao. Tự các em chú ý. Chị dâu cả Khương nói. Lời khu này cũng có không ít người đến quán chị ăn bánh bao, cứ hô hào vài câu, phát tờ rơi, dán quảng cáo, nhất định sẽ có người tìm đến. Khi nào các em làm tốt việc, mọi người đều khen ngợi, tự nhiên sẽ có nhiều người tìm đến hơn. Trình Nhị Ngu cảm thấy chị gái nói rất đúng, nghe theo chị gái nhất định không sai. Chị gái thật sự rất giỏi, một cô gái nông thôn có thể lấy chồng thành phố, còn mở được quán bánh bao. Chị, anh để đối xử với chị tốt chứ? Trình Nhị ngu hỏi, liệu chị trả tiền thuê nhà cho bọn em, anh rể có khó chịu không? Không đâu. Chị dâu cả Khương nói, y anh rể em biết rồi, anh ấy không có ý kiến gì. Em là em trai chị, thỉnh thoảng chị giúp đỡ em một chút là chuyện đương nhiên. Nếu em ngày nào cũng cần chị giúp đỡ, vậy thì không được. Chị cũng không có khả năng giúp đỡ em cả đời, em phải dựa vào chính mình, phải tự mình cố gắng. Ê. Vâng bọn em nhất định sẽ cố gắng. Trình Nhị Ngưu nói. Trình Nhị Ngưu thầm nghĩ, đến đây ít nhất cũng có người dựa dẫm, ít nhất còn có đường lui. Vợ chồng Trình Nhị Ngưu rất ít khi gặp Khương Mộng Giao, những lúc Khương Mộng Giao đến quán bánh bao, vợ chồng họ chưa chắc đã ở đó. Nhà Khương Mộng Giao có người giúp việc, cô cũng không cần thuê vợ chồng Trình Nhị Ngưu đến dọn dẹp. Đối với việc vợ chồng Trình Nhị Ngưu đến thủ đô làm việc, Khương Mộng Giao không có ý kiến gì ai cũng có họ hàng họ hàng muốn đến đâu làm việc cũng được đó là tự do của họ chị dâu khương cũng rất ít khi tìm đến khương mộng giao mọi người đều đã kết hôn cô ấy không muốn làm phiền đến cuộc sống của khương mộng giao chị dâu cả khương không vay tiền khương mộng giao cũng không yêu cầu cô đưa thêm tiền phụng dưỡng ba mẹ chị dâu cả khương cho rằng nhà mình được ba mẹ cho phần lớn tài sản nên tự mình và chồng phụng dưỡng ba mẹ mọi người thấy chị dâu cả khương dán quảng cáo phát tờ rơi ở quán bánh bao đều khen ngợi cô ấy đối xử tốt với em trai. Có người cố ý đến nói những lời này nọ với mẹ Khương, ví dụ như mẹ Triệu lắm lời. Hôm nay, mẹ Khương ra chợ mua rau gặp mẹ Triệu, hai người đứng nói chuyện một lúc. Con dâu bà bây giờ dẫn em trai đến đây, sau này có phải là dẫn cả nhà đến không? Mẹ Triệu nói, đó là người nhà của nó. Mẹ Khương nói, về nếu là chúng ta, chúng ta cũng hy vọng ba mẹ, anh chị em mình đều ở bên cạnh. Quán bánh bao của con dâu bà làm ăn phát đạt, nhưng một mình nó nuôi nhiều người như vậy, được sao? Mẹ Triệu vừa cắn hạt dưa vừa nói, vì vợ chồng nó không đủ tiền, chẳng phải còn đến tìm hai người sao? Cái quán bánh bao đó, chẳng phải là do hai người bỏ tiền ra mua sao? Không phải do chúng tôi bỏ tiền ra mua, chúng nó cũng bỏ tiền ra mà. Mẹ Khương giải thích chẳng phải là giống nhau sao hai người bỏ ra phần lớn chúng nó bỏ ra một ít mẹ triệu nói đời con dâu bà mới đó đã cho người nhà đến đây rồi sau này không biết còn như thế nào nữa bà không sợ sao có gì mà phải sợ chúng nó tự mình sống đâu phải tôi sống thay chúng nó mẹ khương nói đời con cái có phúc phần của con cái chúng ta lo lắng nhiều cũng vô ích cứ để chúng nó tự lo liệu đi bà làm mẹ chồng mà dễ tính thật mẹ triệu nói lời không sợ nó leo lên đầu lên cổ bà sao chúng tôi không sống chung mẹ khương nói lời quyết định của chúng nó chúng tôi không nói nhiều chỉ cần chúng nó sống tốt là được mẹ khương không cảm thấy việc nhà họ trình đến thủ đô có vấn đề gì họ có đến bao nhiêu người cũng được dù sao họ cũng không sống cùng nhà bà ấy nói nhiều làm gì chẳng phải là làm khó con dâu sao Mặc dù mọi người nói rất nhiều trước mặt mẹ Khương, nhưng bà ấy không hề thăm dò hay hỏi han chị dâu Khương. Khi chị dâu Khương đến thăm mẹ Khương, cô ấy vẫn nói chuyện của nhà mẹ đẻ. Con và Minh Vượng đã trả trước hai tháng tiền thuê nhà cho em ấy rồi. Chị dâu cả Khương nói, đi dù sao nó cũng là em trai con, chỉ là hai tháng tiền thuê nhà thôi, sau này phải tự nó lo liệu. Con tự biết chừng mực là được. Mẹ Khương nói, đây chúng nó là người nhà của con, đến thủ đô làm việc, cũng không có gì to tác. Mẹ Khương không hề trách móc chị dâu cả Khương, bà ấy tin tưởng con dâu biết phải làm sao. Mẹ Chị dâu Khương luôn rất kính trọng mẹ chồng, bà ấy luôn như vậy, không bao giờ gây khó dễ cho cô ấy, đến lúc quan trọng còn giúp đỡ cô ấy nữa. Chị dâu cả Khương nghĩ có người mẹ chồng tốt như vậy, thật sự là phúc ba đời, đi em con làm giúp việc, nếu có ai cần dọn dẹp vệ sinh, thuê người làm theo giờ, có thể tìm đến em ấy chúng nó có thể tự lo liệu cuộc sống đều đã lớn cả rồi còn không thể giúp đỡ chúng nó cả đời được bản thân chị dâu cả khương còn có con cô ấy phải lo lắng cho con cái sao có nhiều tiền mà cho em trai được đừng quan tâm người ngoài nói gì mẹ khương nghĩ con dâu chắc cũng nghe được những lời đồn đại bên ngoài những lời đó chẳng có gì chỉ cần họ không quan tâm không cãi nhau người khác cũng không làm gì được họ để con cứ làm việc của con là được Vâng. Chị dâu cả Khương nói. Quán bánh bao bận rộn, con cũng không cần phải lúc nào cũng đến đây. Mẹ Khương nói, ê mệt lắm. Không mệt đâu ạ. À. Chị dâu Khương nói, đây đều là việc con nên làm. Quán bánh bao chỉ bận lúc cao điểm thôi, còn lại cũng nhàn hạ. Sau này, khi nhà ba mẹ Khương bị thu hồi đất, chị dâu cả Khương còn bàn bạc với chồng để ba mẹ đến ở cùng chị dâu cả khương đích thân đến tìm mẹ khương nói chuyện chuyển nhà ba mẹ cứ đến ở với vợ chồng con căn nhà đó vốn dĩ là do ba mẹ bỏ tiền ra mua đó chính là nhà của ba mẹ chị dâu cả khương nói không được không ở chung với các con được mẹ khương từ chối đây bọn mẹ vẫn quen sống một mình mẹ chị dâu cả khương nói lê mẹ đừng cảm thấy ngại vợ chồng con không phải là ngại mẹ Khương ngắt lời chị dâu cả Khương, gì mà là không thích hợp. Con xem những người khác, mẹ chồng nàng dâu ở chung, không tránh khỏi mâu thuẫn. Chúng ta ở riêng, thỉnh thoảng con đến thăm, như vậy không phải rất tốt sao? Xa thơm gần khắm, mẹ không muốn làm phiền đến các con. Mẹ nói gì vậy? Chị dâu cả Khương nói, tôi mẹ là người mẹ chồng tốt như vậy, có thể ở chung với con, con còn không muốn sao? Thôi, mẹ khương vẫn kiên quyết từ chối đây bây giờ mẹ là mẹ chồng tốt nhưng khi ở chung rồi chưa chắc đã còn là mẹ chồng tốt nữa mẹ khương muốn sống cùng chồng hơn là sống cùng con cái chúng ta sống chung mẹ còn có thể thường xuyên gặp tiểu hạo chị dâu cả khương nói bây giờ cũng có thể gặp mà mẹ khương nói ba mẹ không ở cùng vợ chồng con người ngoài lại nói này nói nọ chị dâu cả khương không phải vì lời người ngoài mà muốn ba mẹ chồng đến ở cùng, mà là cô ấy thật sự cảm thấy ba mẹ chồng rất tốt, ba mẹ chồng đã hy sinh rất nhiều cho vợ chồng cô ấy, nếu lúc này không cho ba mẹ đến ở cùng, vậy thì quá đáng quá. ba mẹ đã cho vợ chồng con rất nhiều tiền, đừng nói nữa, ba mẹ không ở chung với các con đâu. mẹ khương nói, đi đừng để ý đến lời người ngoài nói, họ chỉ là ghen tị thôi thật sự không ở chung sao chị dâu cả khương nói thật mẹ khương nói đây ba mẹ sẽ tìm nhà thuê trong khu chung cư của các con sau này các con vẫn có thể đến thăm ba mẹ ba mẹ cũng có thể đến nhà các con vâng chị dâu cả khương thấy mẹ khương không muốn đến cô ấy cũng không còn cách nào khác về đến nhà chị dâu cả khương nói với chồng ý kiến của mẹ khương ba mẹ không muốn chuyển đến ở cùng thì thôi khương minh vượng nói đây ba mẹ đã nói như vậy đó chính là suy nghĩ thật của họ nhà mình đã nhận của ba mẹ rất nhiều thứ chị dâu cả khương cảm thán đúng chúng ta đã nhận của ba mẹ rất nhiều thứ khương minh vượng nói ờ ừ, nhưng ba mẹ không muốn ở chung với chúng ta chúng ta không thể ép buộc họ chuyện này ba mẹ không cần phải úp úp mở mở với chúng ta cũng không cần chúng ta phải đến nhiều lần họ đã nói không muốn là không muốn không cần phải ba lần bốn lượt em biết chị dâu cả khương nói đi chỉ là cảm thấy ba mẹ quá tốt chị dâu cả khương từng nghĩ lấy chồng vào nhà họ khương điều kiện vật chất không tệ nhưng ba mẹ chồng nhất định sẽ không vừa lòng với cô ấy nhưng sau khi kết hôn cô ấy mới phát hiện ra ba mẹ chồng đều là người rất hiểu lý lẽ không hề gây khó dễ cho cô ấy ngay cả em chồng cũng giúp đỡ cô ấy điều này khiến chị dâu cả khương cảm thấy mình làm chưa đủ tốt Mặc dù lúc rảnh rỗi, cô ấy đều đến nhà dọn dẹp, nấu nướng cho ba mẹ chồng, nhưng những việc đó có là gì đâu, cũng không khổ. Cũng không mệt. Nhà mẹ để chị dâu cả Khương cũng thường xuyên nhờ và cô ấy, nhà họ Khương chưa bao giờ nói gì. Họ cho rằng con người sống trên đời, không thể nào không có họ hàng bạn bè, chỉ cần không quá đáng là được, không cần phải ngăn cản. Sống ở đây lâu, chị dâu cả Khương cũng nghe được không ít lời ra tiếng vào, không cần mẹ Khương nói, cô ấy cũng tự mình nhìn thấy. Rất nhiều gia đình, mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận, cho dù ngoài mặt có vẻ tốt đẹp, nhưng sau lưng vẫn có rất nhiều mâu thuẫn. Những lúc ngồi nói chuyện phím với mọi người, chị dâu cả Khương nghe họ kể về việc mẹ chồng gây khó dễ cho mình, nào là mua thức ăn, giặt giũ, nấu nướng, đủ thứ chuyện nhỏ nhặt, mẹ chồng đều lôi ra nói. Chồng họ thấy vậy, chỉ bảo họ nhịn một chút, nói đó là người lớn. Nghe nhiều rồi, chị dâu cả khương càng cảm thấy mẹ chồng mình tốt người nhà họ khương đều rất tốt ba mẹ luôn rất tốt khương minh vượng nói để chúng ta rảnh rỗi thì đến thăm họ nhiều hơn vâng đúng vậy chị dâu cả khương nói khi ba mẹ khương thuê nhà chuyển ra ngoài vợ chồng chị dâu cả khương còn đến giúp dọn dẹp đồ đạc đến khi tiêu á tân đòi mua nhà ba mẹ khương buộc phải chuyển đến căn nhà khương mộng giao mua chị dâu cả Khương lại càng cảm thấy Khương mộng giao chu đáo. Chị dâu cả Khương kêu em trai đến giúp chuyển đồ, em trai không lấy tiền, đó là chuyện đương nhiên. Em trai có thể làm nhiều việc như vậy ở đây, còn thuê được mặt bằng, thuê người làm cùng, đều là nhờ có sự giúp đỡ của nhà họ Khương. Sau khi trình nhị ngưu và mọi người chuyển đồ xong, chị dâu cả Khương còn mời họ ăn cơm. Sau bữa cơm, Trình Nhị Ngu ngồi nói chuyện với chị dâu cả Khương. Chị, ba mẹ anh để thật sự rất tốt. Trình nhị ngưu cảm thán, nhà họ Trình đã được lợi rất nhiều. Các em biết là được rồi. Chị dâu cả Khương nói, ở người trong làng còn nói ba mẹ chồng chị keo kiệt, ba mẹ chồng chị keo kiệt chỗ nào, họ rất hào phóng. Các em giúp chuyển nhà, họ còn muốn đưa tiền, chị nói không cần. Đều là người một nhà, nếu họ đưa tiền, sau này các em còn ngại không dám nhờ vả họ nữa. Đúng vậy, Họ đã giúp đỡ chúng em rất nhiều rồi. Trình Nhị Ngưu nói. Sau khi công ty dịch vụ của Trình Nhị Ngưu đi vào hoạt động, mỗi dịp lễ Tết, anh ta đều mua quà biếu ba mẹ Khương. Trình Nhị Ngưu biết rõ, nếu không có người quen ở đây, anh ta không thể nào làm ăn thuận lợi như vậy. Nhà họ Trình cũng có họ hàng vô lại, Trình Nhị Ngưu có thể giúp chị gái chắn được thì chắn. Chị, nếu có việc gì cần đến em, cứ nói. Trình Nhị Ngưu nói, đời cho dù có bận đến đâu, bọn em cũng sẽ sắp xếp thời gian. Ba mẹ anh rể em không thích làm phiền người khác. Chị dâu cả Khương nói, về nếu thật sự cần các em giúp đỡ, chị nhất định sẽ tìm đến. Sau này, khi nhà họ tiêu sụp đổ, rất nhiều người đến cứu hộ. Chị dâu cả Khương còn mang rất nhiều bánh bao nóng đến phát miễn phí. Chị dâu cả Khương không phải muốn đối đầu với nhà họ tiêu, cũng không phải muốn khiến họ khó xử, cô ấy chỉ không muốn nhìn họ phải chịu đói muốn họ được ăn một bữa no mấy ngày nay chị dâu cả khương đã mang rất nhiều bánh bao đến từ xa chị dâu cả khương nhìn thấy tiêu hồng diệp nhưng tiêu hồng diệp không hề đến gân sau khi kết hôn với khương minh vượng ban đầu chị dâu cả khương không biết tiêu hồng diệp muốn gả cho anh ấy đến sau này mới biết cô ấy nghĩ nhà họ khương không thích tiêu hồng diệp chủ yếu là do nhân phẩm nhà họ tiêu không ra gì tiêu hồng diệp cũng không phải người tốt nếu Tiêu Hồng Diệp là người tốt, chắc chắn sẽ không đến lượt cô gái nông thôn như cô ấy lấy được Khương Minh Vượng. Mọi người ăn nhiều một chút. Chị dâu cả Khương mang rất nhiều bánh bao đến, đủ cho mọi người ăn. Mỗi dịp lễ Tết, chị dâu cả Khương còn tặng bánh bao miễn phí cho những người già neo đơn trong khu chung cư. Cô ấy đã kiếm được rất nhiều tiền, cuộc sống sung túc. Cô ấy nghĩ có thể làm được việc tốt gì thì làm. Cô ấy không thể thành lập quỹ từ thiện như vợ chồng Khương Mộng Giao nhưng cô ấy có thể làm những việc nhỏ bé trong khả năng của mình từ nhỏ phùng khả thục đã phải chịu không ít khổ sở năm đó mẹ cô ấy đã bày mưu tính kế để bố cô ấy phải cưới bà ta rõ ràng phùng khả thục không sao vậy mà la thục quyên lại mở cửa sổ để cô ấy bị cảm lạnh con bé bị ốm rồi anh đến đây một chuyến đi con bé bị ốm rồi anh đến đây một chuyến đi con bé bị ốm rồi anh đến đây một chuyến đi la thục quyên luôn dùng cách này để hành hạ phùng khả thục khiến phùng khả thục oán hận phùng hán thu sau khi biết la thục quyên có người khác bên ngoài phùng khả thục cũng không nói gì dù sao thì gia đình cô ấy cũng đã như vậy rồi chuyện gì mà cô ấy không biết chứ có lẽ vì luôn ở bên cạnh mẹ ruột nên phùng khả thục cũng học theo bà ta sau khi mang thai phùng khả thục đã cố tình đến gây chuyện với khương mộng giao kỳ thực cô ấy chỉ muốn ba mình đồng ý cho cô ấy sinh đứa bé này chứ không phải thật sự muốn khương mộng giao nuôi con giúp mình sau đó phùng khả thục kết hôn lại gây chuyện với mẹ mình kết quả là bị cắt bỏ tử cung may mắn là cô ấy đã sinh được một cô con gái cũng từ lúc đó phùng khả thục đã trưởng thành hơn rất nhiều phùng khả thục đi làm ở công ty những gì không biết cô ấy đều cố gắng học hỏi ba cô ấy chỉ có mình cô ấy là con gái sớm muộn gì thì công ty này cũng sẽ thuộc về cô ấy lý do ba cô ấy không cho chồng cô ấy ngô văn long vào công ty làm việc chính là lo lắng chồng cô ấy sẽ chiếm đoạt công ty, khiến sau này Phùng Khả Thục không có được tài sản. Phùng Hán Thu không tin tưởng Ngô Văn Long, bản thân ông ấy chỉ có một cô con gái, cũng không muốn có con trai. Ông ấy cũng không qua lại với người phụ nữ khác. Nhưng ông ấy biết rất nhiều người đàn ông đều muốn có con trai, cho dù bây giờ Ngô Văn Long có nói chỉ cần có con gái là được, nhưng ai dám đảm bảo sau này anh ấy sẽ không muốn có con trai chỉ có để phùng khả thục nắm chắc quyền kinh tế trong nhà để cô ấy có được những thứ đó còn ngô văn long thì tự mình kiếm tiền phùng khả thục rất yêu thương ngô lạc lạc con gái của cô ấy trước đây phùng khả thục đã làm rất nhiều chuyện sai lầm cô ấy cũng đã xin lỗi mẹ khương và mọi người thấy phùng khả thục thay đổi những người họ hàng đều cho rằng cô ấy đã phải chịu nhiều đau khổ nên mới hiểu ra may mắn là phùng khả thục không tiếp tục dây dưa với la thục quyên cũng không còn tin tưởng bà ta nữa, cô ấy đã thay đổi rồi. Chồng hiện tại của La Thục Quyên, Triệu Đại Sơn không phải hạng người tốt đẹp gì, bản thân ông ta cũng chỉ vì lợi ích mà cưới La Thục Quyên. Triệu Đại Sơn coi La Thục Quyên như bình hoa di động, ông ta còn có người phụ nữ khác bên ngoài, bản thân Triệu Đại Sơn không có con cái, nên đã để cháu trai đến tiếp quản công ty. Người nhà họ Triệu đều khinh thường La Thục Quyên, họ đều biết chuyện bà ta phản bội Phùng Hán Thu trước đây la thục quyên không cam tâm bà ta đã cãi nhau với triệu đại sơn ông cưới tôi về chỉ để ức hiếp tôi sao la thục quyên đứng giữa phòng khách gào lên tôi cưới bà về cho bà ăn cho bà ở đây là ức hiếp bà sao triệu đại sơn nói bà đừng có được voi đòi tiên ông lúc tôi còn sống bà có thể sống ở đây còn sau khi tôi chết bà có thể sống ở đây bao lâu thì chưa chắc triệu đại sơn nói mấy người muốn đuổi tôi đi la thục quyên trận to mắt sức khỏe của tôi vẫn còn tốt lắm triệu đại sơn nói bây giờ không đuổi bà đi đợi bà già rồi còn có thể sống ở đây hay không còn phải xem biểu hiện của bà triệu đại sơn nghĩ nếu phùng hán thu vẫn còn quyền thế phùng khả thục vẫn còn lợi hại vậy thì la thục quyên vẫn có thể tiếp tục sống ở đây không thể để bà ta đến gây phiền phức cho phùng khả thục được triệu đại sơn không ngốc nằm đó đã đồng ý không để la thục quyên đi tìm phùng khả thục gây chuyện ông ta phải làm được la thục quyên biết triệu đại sơn không đáng tin bà ta từng muốn tiếp cận ngô lạc lạc con gái duy nhất của phùng khả thục la thục quyên cho rằng chỉ cần nắm được ngô lạc lạc là nắm được phùng khả thục thế nhưng bà ta muốn gặp ngô lạc lạc cũng không dễ dàng gì phùng hán thu sắp xếp người đưa đón ngô lạc lạc ngô văn long cũng thường xuyên để ý ngô văn long nghe lời vợ vợ nói không cho la thục quyên tiếp cận ngô lạc lạc anh ấy sẽ không để người mẹ vợ trên danh nghĩa này tiếp cận con gái mình la thục quyên thấy không có cách nào tiếp cận được ngô lạc lạc cô bé cũng không thể nào nghe lời bà ta bà ta bèn tìm đến phùng khả thục khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của phùng khả thục bà ta vẫn cứng đầu nói khả thục la thục quyên chặn phùng khả thục trước cửa nhà họ phùng bà còn mặt mũi đến đây sao phùng khả thục cười nhạt mẹ là mẹ ruột của con. La Thục Quyên nói. Phùng Khả Thục sinh con đã được hơn 7 năm rồi, trước đây La Thục Quyên không dám đến đây, bây giờ lại dám đến. Vì bà mà tôi đã mất đi tử cung rồi. Phùng Khả Thục nói, lê bà vẫn chưa vừa lòng sao? Đó không phải là do kế hoạch hóa gia đình sao? Dù sao thì các người cũng chỉ được sinh một đứa con. La Thục Quyên nói, thì hơn nữa, người ký tên trên giấy đồng ý phẫu thuật cũng không phải là mẹ, mà là ba con con không thể trách mẹ được đây không phải là lỗi của mẹ không phải lỗi của bà vậy là lỗi của ai đến lúc này rồi bà còn muốn nói là lỗi của ba tôi sao phùng khả thục lạnh lùng nói điều trước đây tôi đã quá tin tưởng lời bà nói cho nên mới dẫn đến kết cục thê thảm như ngày hôm nay Còn thê thảm chỗ nào la thục quyên nói đừng đến tìm tôi nữa phùng khả thục nói để đợi sau này bà cần tiền dưỡng lão, mỗi tháng tôi sẽ gửi cho bà đúng hạn. Bà đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Khả thục, đừng nói những lời khó nghe như vậy, mẹ thật sự quan tâm đến con mà. La Thục Quyên nói. Bà không hề quan tâm đến tôi. Phùng Khả Thục nói, Lê Bà là người ích kỷ như vậy, sao có thể nghĩ cho tôi được chứ? Nói xong, Phùng Khả Thục đi thẳng vào nhà, không cho La Thục Quyên vào la thục quyên tức giận tại sao con gái lại đối xử với mình như vậy năm đó vì đứa con gái này bà ta cũng đã phải chịu không ít khổ cực la thục quyên không hề nghĩ đến việc mình đã làm tổn thương con gái chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp mình đã làm cho con chồng của phùng khả thục ngô văn long vẫn luôn dạy học ở trường một cách đàng hoàng nhưng luôn có những người thấy anh ấy không có con trai liền hỏi anh ấy có muốn có con trai hay không em gái của ngô văn long cũng tìm đến anh ấy nói nếu anh ấy muốn có con trai thì không thành vấn đề chỉ cần đưa một ít tiền là được em gái ngô nói vì dù sao thì chị dâu cũng không cần anh đưa tiền số tiền đó anh tự mình xử lý ban đầu ngô văn long còn tưởng em gái mời mình ăn cơm là có chuyện quan trọng không ngờ lại nói ra những lời này ngô văn long không nói hai lời lập tức đứng dậy rời khỏi phòng những người này rõ ràng là muốn dụ dỗ anh ấy đi tìm người phụ nữ khác sinh con trai cho anh ấy Ngô Văn Long biết bản thân mình có bao nhiêu cân lượng, lường giáo viên của anh ấy chỉ có từng đó. Mặc dù Phùng Khả Thục không ép anh ấy đưa tiền, nhưng bản thân anh ấy vẫn đưa một ít tiền cho cô ấy. Cuộc sống của anh ấy và vợ rất tốt đẹp, con gái cũng rất đáng yêu, anh ấy không hề muốn ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Anh Em gái ngô đuổi theo, vì em cũng là muốn tốt cho anh, sao anh lại tức giận? Lần sau, nếu em còn nói những lời này nữa thì đừng đến tìm anh nữa coi như anh không có đứa em gái như em nói xong ngô văn long bỏ đi người ta đều nói ngô văn long là kẻ ăn bám nói anh ấy dựa dẫm vào ba vợ và vợ ngô văn long không quan tâm đến những lời người khác nói ba vợ và vợ đều không hề gây khó dễ cho anh ấy anh ấy cũng không phải ở rễ thật sự cho dù có là ở rễ thật thì đã sao ngô văn long cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình rất tốt sống thoải mái như vậy còn nghĩ nhiều làm gì buổi tối ngô văn long kể lại chuyện em gái mình nói cho phùng khả thục nghe dù sao thì bộ mặt thật của nhà họ ngô vợ anh ấy cũng không phải là không biết anh đã từ chối rồi ngô văn long nói lời cho dù là tìm người tình bên ngoài hay chỉ đơn thuần là mượn bụng sinh con anh đều không đồng ý đương nhiên là không được phùng khả thục nói vì nếu anh dám cho lạc lạc một đứa em trai hay em gái vậy thì đừng ở lại đây nữa tự mình dẫn con trai của anh cút đi ừ ngô văn long gật đầu đi anh không nghe lời bọn họ sau này anh sẽ ít qua lại với bọn họ hơn ít qua lại thì hơn phùng khả thục nói vì nếu bọn họ muốn tính kế anh nhất định sẽ tìm được sơ hở đúng vậy ngô văn long cảm thấy vợ nói rất đúng Từ sau lần đó, Ngô Văn Long càng ít tiếp xúc với nhà họ Ngô hơn, đến mức người nhà họ Ngô đều bất mãn với anh ấy, họ đều cho rằng Ngô Văn Long sống sung sướng rồi, không còn quan tâm đến họ nữa. Ngô Văn Long không quan tâm đến nhà họ Ngô, bản thân họ cũng có rất nhiều tiền. Chỉ là bọn họ quá tham lam, muốn có thêm nhiều tiền hơn nữa. Ban đầu, nhà họ Ngô thật sự muốn Ngô Văn Long và Phùng Khả Thục kết hôn, để họ tự lo liệu cuộc sống của mình. Nhưng sau khi biết nhà họ Phùng giàu có như vậy, suy nghĩ của họ đã thay đổi họ muốn ngô văn long giúp đỡ người nhà ngô văn long không giúp đỡ họ chính là kẻ bất hiếu thà rằng ngô văn long trở thành kẻ bất hiếu anh ấy cũng không muốn giúp đỡ những người đó anh ấy phải có trách nhiệm với vợ con không thể lúc nào cũng nghĩ đến cuộc sống của nhà họ ngô mình còn chưa lo xong sao có thể lo cho người khác là một người đàn ông phải có trách nhiệm với vợ con Người nhà họ Ngô cũng không ít lần tìm đến Ngô Lạc Lạc, nhưng Ngô Lạc Lạc không thèm quan tâm đến họ. Những thứ đó đều là của ông ngoại và mẹ cháu, ông ngoại và mẹ cháu có quan hệ huyết thống gì với nhà các người sao? Mặt dày thật, còn dám mơ tưởng đến tài sản nhà cháu. Thật sự là đã giúp đỡ các người nhiều như vậy rồi, các người còn không biết điều, đúng là xấu mặt. Ngô Lạc Lạc không hề nể nang những người này, còn bé không vui là nói thẳng, để bọn họ biết khó mà lui. Đương nhiên, Phùng Khả Thục rất ủng hộ cách làm của Ngô Lạc Lạc, cô ấy cho rằng con gái không cần phải nể mặt nhà họ Ngô. Phải đối xử với những người đó như vậy, phải cứng rắn lên. Phùng Khả Thục nói, để con quá hiền lành với bọn họ, bọn họ sẽ được nước lấn tới, sẽ gây khó dễ cho con. Mẹ yên tâm, con biết rồi. Ngô Lạc Lạc nói. Như vậy là đúng rồi, sau này công ty còn phải giao cho con quản lý. Phùng Khả Thục nói dưới sự dạy dỗ của phùng hán thu và mọi người ngô lạc lạc rất hiểu chuyện không phải kiểu người mù quáng trong tình yêu cũng không quá đa sầu đa cảm có thể coi là một người có năng lực là con gái rất dễ khiến người khác cảm thấy dễ kiểm soát rất nhiều người muốn cưới ngô lạc lạc muốn ăn bám cô bé khi ngô lạc lạc chưa vào công ty con bé đã có rất nhiều người theo đuổi rất nhiều người đều nhắm vào gia thế của con bé căn bản không phải thật lòng thích con bé ngô lạc lạc có thể kết hôn thương mại với người môn đăng hộ đối nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ tìm một người chồng muốn thâu tóm công ty nhà mình nhà họ ngô lại có người đến chị dâu cả ngô vợ của anh trai ngô văn long cô ta còn muốn giới thiệu đối tượng cho ngô lạc lạc chị dâu cả ngô nói thẳng với phùng khả thục còn nói người đàn ông đó rất tốt cậu ấy tốt nghiệp đại học có thể ở rễ nhà em chị dâu cả ngô nói được cậu ấy là cháu trai bên nhà mẹ chị nhân phẩm tốt, đáng tin cậy. Cháu trai nhà chị có liên quan gì đến con gái tôi? Phung Khả Thục còn tưởng chị dâu cả ngô muốn nói gì, không ngờ cô ta lại muốn chiếm đoạt tài sản nhà mình, lê chị đừng có mơ mộng hảo huyền nữa. Em dâu này, chị nói chuyện tử tế với em, sao em lại nói như vậy? Chị dâu cả ngô nói, đời cháu trai nhà chị thật sự rất tốt, rất nhiều người muốn gả con gái cho nó, cũng có rất nhiều cô gái theo đuổi nó. nó đẹp trai, lại có năng lực, là một người đàn ông tốt, Ê, Vậy thì chị bảo nó đi cưới người phụ nữ khác đi, đừng có nhắm vào con gái tôi nữa. Phùng Khả Thục nói, nhà cô chỉ là có nhiều tiền một chút thôi. Chị dâu cả ngô nói, để có gì ghê gớm chứ. Đúng là không có gì ghê gớm, nhưng nhà các người vì chút tiền ấy mà luôn tìm cách giới thiệu đối tượng cho lạc lạc, thật là vất vả cho các người quá. Phùng Khả Thục mỉa mai, đều lại còn giới thiệu toàn họ hàng, không sợ người khác cười cho sao phùng khả thục vốn dĩ không coi trọng nhà họ ngô cô ấy không sợ nhà họ ngô không vui họ không vui thì cứ việc không vui tốt nhất là đừng bao giờ đến nhà cô ấy nữa mẹ mẹ giỏi thật sau khi chị dâu cả ngô tức giận bỏ đi ngô lạc lạc đi đến ngồi xuống bên cạnh phùng khả thục phải đối xử với những người đó như vậy phùng khả thục nói đây bình thường mẹ bận rộn chuyện công ty nào có thời gian để ý đến bọn họ. Những người đó lại còn lắm lời, thật sự rất đáng ghét. Ê, bọn họ muốn kiểm soát con, muốn còn lấy tiền của nhà mình cho bọn họ, nằm mơ đi. Ngô Lạc Lạc nói, ở ừ, những người đó không chỉ đáng ghét, mà còn rất ghê tẩm, nhìn là muốn đấm. Phùng Khả Thục nhìn xung quanh, lệ ba con đâu rồi? Đang đọc sách trên lầu. Ngô Lạc Lạc nói, lệ đã nghỉ hè rồi mà ba còn chăm chỉ đọc sách ông ấy đang chờ con kết hôn sinh con sau này còn dạy dỗ cháu ngoại nữa phùng khả thục cười nói vẫn là ba thông minh ba ở trên lâu không cần phải để ý đến những người đó ngô lạc lạc nói ba con cũng có nhiều ưu điểm mà phùng khả thục nói vâng ít nhất thì ba không nghe lời những người đó bà vẫn luôn đứng về phía chúng ta ngô lạc lạc nói lúc con còn nhỏ những người đó còn muốn ba con ra ngoài tìm người phụ nữ khác đấy phùng khả thục nói bọn họ thật sự rất xấu xa ngô lạc lạc nói vì vậy mà hai người vẫn chưa đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ vẫn còn qua lại sao kỳ thực đã rất ít qua lại rồi phùng khả thục nói lời mặc dù bọn họ là họ hàng bên nội của con nhưng ba con cũng không qua lại nhiều với bọn họ mỗi dịp lễ tết rất ít khi liên lạc bọn họ không gọi chúng ta cũng không đến bọn họ có gọi chúng ta cũng chưa chắc đã đến bên này tuyệt đối sẽ không gọi bọn họ đến tránh để bọn họ đến gây rối Ê, tuyệt đối không thể để bọn họ đến đây ngô lạc lạc nói tôi nhìn thấy bọn họ còn cảm thấy rất khó chịu sao có người lúc nào cũng nhắm vào tài sản nhà người khác chứ bác cả căn bản là không muốn con sống tốt cháu trai nhà bà ta đúng là thứ đồ bỏ đi cháu trai bà ta dựa vào việc mình có hộ khẩu thủ đô, lại có nhà cửa nên lừa gạt phụ nữ ở quê lên. Phụ nữ muốn có nhà cửa cũng không sai, nhưng cũng phải xem người đàn ông đó có lừa dối mình hay không. Phùng Khả Thục nói, đây rất nhiều phụ nữ có năng lực, họ yêu cầu cao một chút cũng là chuyện bình thường. Còn có những người, kỳ thực họ đã hạ thấp tiêu chuẩn rồi, vậy mà những người đàn ông đó vẫn cảm thấy họ yêu cầu quá cao. Nếu thật sự gặp phải trường hợp như vậy, nên từ bỏ thì phải từ bỏ con cũng vậy khi tìm bạn trai phải cẩn thận nhất định phải cẩn thận ngô lạc lạc nói đời con thấy ba như vậy là tốt rồi không nhúng tay vào chuyện kinh doanh của gia đình an phận là một giáo viên không phải cứ là giáo viên thì sẽ giống như ba con đâu phùng khả thục nói vì giáo viên cũng có người đồi bại đúng vậy mẹ nói đúng lúc này ngô văn long đi xuống lầu lúc chị dâu cả ngô đến anh ấy đã cố tình không xuống. Phụ nữ nói chuyện với nhau, anh ấy không tiện xen vào, anh ấy tin tưởng vợ có thể xử lý tốt mọi chuyện. Ngay cả trường của ba cũng có giáo viên ve vãn phụ huynh học sinh. Ngô Văn Long nói, từ trường cấp 3 bên cạnh còn có giáo viên ve vãn học sinh. Đừng nghĩ giáo viên là tốt đẹp, ngành nghề nào cũng có kẻ xấu, phải xem bản thân có phân biệt được hay không. Hả, sao bọn họ lại làm như vậy chứ? Ngô Lạc Lạc nói. Đúng vậy. Ngô Văn Long nói, đời con tìm đối tượng, nhất định phải chú ý. Hay là ba mẹ giới thiệu cho con đi. Ngô Lạc Lạc nói, đây ba mẹ đã trải qua nhiều sóng gió, nhất định sẽ nhìn người chuẩn hơn. Được, ba mẹ sẽ giúp con xem. Phùng Khả Thục cười nói, đi đừng có đến lúc đó, con lại nói không hợp, muốn tự mình đi tìm tình yêu. Sẽ không đâu. Ngô Lạc Lạc nói, Đời muốn xem tình yêu, còn xem phim truyền hình là được rồi. Ba đời ba kiếp, chín đời chín kiếp, ngược luyến tàn tâm, chẳng phải là đẹp hơn sao? Ngô Lạc Lạc không muốn yêu đương gì đó. Con bé muốn là một nữ cường nhân. Ngô Lạc Lạc biết những chuyện mẹ mình đã trải qua khi còn trẻ. Mẹ cũng đã kể hết cho con bé nghe. Ngô Lạc Lạc muốn rút kinh nghiệm từ bài học của mẹ. Cho dù lúc đó mẹ không phải vì tình yêu, nhưng mẹ cũng chỉ vì một đêm mà mang thai con bé ngô lạc lạc không muốn giống như mẹ mình con bé nhìn ba rồi may mà ba không quá tệ nếu không mẹ có phải mẹ đã ly hôn với ba rồi không con bé này nói linh tinh phùng khả thục nói thôi ăn cơm thôi ngô văn long không hề tức giận anh ấy cảm thấy con gái nói rất đúng ngô văn long hy vọng con gái sống vui vẻ hy vọng con đường sau này của con gái sẽ bằng phẳng hơn cuộc hôn nhân của anh ấy và vợ, bản thân nó là một sự tình cờ. Rất nhiều người gặp phải toàn là đàn ông tồi, Ngô Văn Long nghĩ người nhà họ Ngô vẫn luôn muốn anh ấy trở thành một người đàn ông tồi. Sau đó, Ngô Lạc Lạc đã chọn kết hôn thương mại, hai người ký hợp đồng trước khi kết hôn, mỗi người quản lý công ty của mình. Đến khi có con, sẽ giao lại công ty cho con cái. Nếu chỉ có một đứa con, đợi bọn họ già rồi, có thể sáp nhập hai công ty, còn nếu có hai đứa con, có thể chia đôi công ty cho hai đứa quản lý. Chồng của Ngô Lạc Lạc đương nhiên không có ý kiến gì, dù sao thì cũng là để lại cho con cái. Quản lý riêng công ty cũng tốt, rủi ro cũng được phân tán. Người ta nói Ngô Lạc Lạc coi trọng lợi ích, nói tình cảm của Ngô Lạc Lạc và chồng không sâu đậm. Ngô Lạc Lạc không quan tâm đến những lời người khác nói, bản thân mình biết mình muốn gì, đó mới là điều quan trọng nhất. Hết. HTN cảm ơn bạn đã theo dõi hẹn gặp lại ở các bộ truyện hay tiếp theo